Xin kính chào quý khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Ngày hôm nay Hà Phương xin gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Anh yêu em, em gái. Tác giả thư cách. Các bạn nhớ đừng quên like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyết rơi ngập trời ở ngoại ô thành phố, Nóng một tòa nhà bị tuyết phủ đầy. Bíp. Máy ghi âm của điện thoại trong phòng khách hoạt động, bắt đầu thu lại lời nhắn. Alo, con gái à, con ngủ rồi sao? Hôm nay bên ngoài bão tuyết lớn lắm. Ba mẹ bên này tìm khách sạn ở, ngày mai xem tình hình thế nào sẽ quay về. Một mình con ở nhà cẩn thận cửa néo, khóa cửa kỹ càng. Nhớ kiểm tra xem đã tắt ga hay chưa nhé. Lò sưởi mở lớn một chút. Người làm mẹ lúc nào cũng hay càm ram, cho dù con gái mình đã tốt nghiệp đại học, vẫn lo lắng như khi còn bé. Anh còn chắc là cũng bị kẹt trên đường. Bà mẹ lúc nãy có gọi cho nó rồi. Chắc trước tối mai nó mới về. Một mình con có sợ không? Ai dạ, trận bão tuyết này thật lớn quá chừng, để con ở nhà ba mẹ cũng rất lo. Lời lo lắng dặn dò liên miên của người mẹ cuối cùng cũng kết thúc. Bíp một tiếng, máy ghi âm tắt hẳn, căn phòng chìm vào im lặng. Nhưng không phải hoàn toàn không có tiếng động nào. Ít ra tiếng gió ngoài cửa sổ rất lớn, cứ từng cơn, từng cơn mạnh hơn, làm cánh cửa sổ bằng gỗ rung lên lạch cạch. Ngoài ra còn có tiếng thở gấp gáp rất nhỏ. Ôi! Tiếng thở dài khó nén khe khẽ phát ra, vọng lại trong căn phòng u tối tĩnh lặng. Cửa phòng khép hờ, trên nền nhà vương vãi quần áo, ở cửa chính dưới lầu là áo khoác trên cầu thang là chiếc áo sơ mi nam, ngay cửa phòng là quần dài, còn trong phòng phía trước giường là một chiếc áo ngủ màu hồng. Trên giường, hai bóng người bám chặt lấy nhau, thân hình người đàn ông màu đồng cao lớn khỏe mạnh, ép chặt lấy thân thể thon thả mềm mại trắng nõn, cặp đùi mỹ miều kẹp vào thắt lưng gầy gầy. Trong lúc nhấp nhô va chạm, giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu bật ra giữa hơi thở hồn hền. Có, có điện thoại. Giọng nữ khè khẽ, Em không tập trung. Giọng nói khàn khàn trầm thấp khiêu gợi phát ra, bị lừa dục làm cho siết chặt. Em không có. Ừ. Và chạm càng thiên dồn dập mạnh mẽ, khiến người ta phải cau mày chịu đựng. Vừa khó chịu vừa khoan khoái, cái miệng nhỏ nhắn vì bị hôn mà hơi sưng lên đỏ hồng khẽ má, bất lực van xin. Đừng, đừng vậy mà, anh... Em gọi anh là gì? Gọi lại mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt đàn ông ngăm ngăm anh tuấn anh ta ngang ngược ra lệnh không muốn a à! khó kìm nén nổi cảm xúc mạnh mẽ nước mắt lặng lẽ chảy xuống cô gái bị ném lên cao rơi vào khoái cảm mãnh liệt thét lên một tiếng thân thể trắng trèo mềm mại được phủ lên một màu hồng đẹp đẽ run dày không ngừng người đàn ông cũng đến cốc điểm giống như bị nổ tung toàn bộ đầu óc bùng nổ không thể kiềm chế mà tuôn trào cô bắn vào nơi sâu nhất một cách đẩy khao khát. Như từ trên trời cao rơi xuống, đầu chóng mắt hoa, chỉ có thể bất lực thả gấp. Sau màn ân ái dữ dội, bị một thân hình vận động viên cấp quốc gia cường tráng rắn chắc, nghiêm chặt trên giường. Tống lăng tầm ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, gần như sắp ngất. Người đàn ông hôn lên môi, lên hai gỏ má, lên tay cô, dường như không còn chút sức lực chống cự nào. Môi hai người chạm vào nhau, hai đôi môi hé ra nghiêng qua, hôn lẫn nhau, một nụ hôn nóng bỏng lại lần nữa được nhen nhóm lên. Khoảng một tiếng trước, cô vừa mở cửa, ngay cả nói cũng không kịp nói, người đó giống như gió lốc xông vào ôm cô, miệng lập tức bị chiêm lấy, nụ hôn cùng nhiệt trong một giây đã thiêu đốt lý trí cô. Gót giày dính đầy tuyết đá dập cửa, bàn tay xoay qua khóa lại, bám chặt lấy nhau từ lúc cởi bỏ quần áo, vội vã rồi nổi tìm kiếm sự ấm áp của đối phương. Đi thẳng lên lầu, vào phòng, trên giường, vậy mà đôi môi mỏng đẹp đẽ cương nghi trước sau không hề rời bỏ cô khuôn mặt mũi miệng sau tay cổ trước ngực cô dù sao thì toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt chỗ nào mà chưa từng bị người đàn ông này hôn qua cả con người cô sớm đã là của anh cánh tay ôm chặt đôi vai rộng cô vẫn là nén không được yếu ớt thở dài giận dỗi thở dài gì vậy Người đàn ông thỏa mãn căn bản là không muốn nhúc nhích. Mấy tháng qua, nhung nhớ đến phát điên. Khó khăn lắm mới được giải khát. Anh hài lòng khẽ hôn lên gương mặt yêu kiều của người nằm dưới. Ba mẹ ngày mai mới về đến. Chúng ta còn cả một đêm. Nghe thấy hai tiếng ba mẹ, tống lăng tâm lại nhăn mày, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn say xưa vì sót lại đam mê, phẳng phất bị u buồn bao phủ. Cô dãy người một cái, đầy đầy vùng ngực bóng loáng cứng cáp như đá cẩm thạch kia cô thoát khỏi vòng ôm khư khư và áp chế em em đi tắm cái đã sau đó giúp anh trải giường em cứ nghĩ anh ngày mai mới về đến nhà còn định sáng mai làm tiếp cũng kịp ngày mai nói sau người đó chuyên quyền hạ lệnh một lần nữa chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô đặt ở hai bên đầu anh hơi rướn thân lên, chạm vào ngọn đèn tạo ra chút ánh sáng yếu ớt, chăm chú nhìn chăm chăm vào cặp mắt vẫn còn do dự kia. Sao vậy? Không có gì. Tùy nói như vậy, nhưng cô lại không nhìn anh. Giọng nói của người đó đã muốn mang hơi hướng cảnh cáo. Em nhìn qua anh này, rốt cuộc là làm sao vậy? Nói đi. Tống Lâm Tâm cắn môi, bướng bỉnh không thèm nhìn, không vâng lời. Sao vậy? Ngay cả lời anh trai nói mà cũng không nghe à. Hàm răng càng cắn chặt hơn, sâu hơn vào cánh môi đầy đặn. Hai chữ anh trai y như mũi tên bén nhọn xuyên vào tim cô. Trước khi bị tình cảm mãnh liệt thiêu sạch lý trí, không còn chút kháng cự nào, sau thì quấn quýt như củi khô bốc cháy, lúc này cảm giác hối hận quen thuộc tầng tầng lớp lớp kéo đến. Trong lòng gào thét, vì sao lại thế này? Anh trai cô cũng lặng lẽ thở dài lại hối hận rồi sao? giọng anh chuyển thành chán chường, suýt nữa bị câu nói gay gắt làm rơi nước mắt. tống lăng tâm vẫn không lên tiếng, càng cắn chặt môi. dáng vẻ của cô trong mắt tống khải thật sự là vừa đáng giận lại vừa đáng yêu. cảm giác của cô đều luôn luôn phức tạp khó phân như thế, vừa yêu vừa hận, tràn ngập mâu thuẫn. chính là động tác của anh lúc này, khuôn mặt lạnh lùng quay người rời khỏi cô, vẻ như không muốn chút yêu thương bỏ mặc cô co rúm suy nghĩ, kéo mền che lại, thì anh không người bế bổng cô lên. Khuôn mặt anh Tuấn, sắc mặt lúc nào cũng rất lạnh lùng, nhưng lúc ôm cô đưa vào phòng tắm, tắm cùng lại cẩn thận, dịu dàng hết mức. Sợ cô bị lạnh nên anh luôn ôm cô, lấy nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cô. Sau khi điều chỉnh độ nóng của nước mới kéo cô vào dưới vòi sen, chờ nước chảy xuống, bàn tay to lớn xoa vuốt đùi và vòng eo mỏi nhừ của cô. Thái độ vốn đang buồn bã, khi anh dịu dàng chăm sóc thì từ từ biến mất. Toàn thân Tống Long Tâm như muốn tan ra, mềm nhũn, dễ chịu khiến cho hai con mắt đều hiếp lại. Tự cắn mình thành như thế, đồ ngốc. Anh trai cô nửa đau lòng, nửa của trách cúi đầu thở dài, ngón tay thon dài xoay nhẹ đôi môi đỏ mọng. Trời sinh cô môi hồng răng trắng, khuôn mặt sáng đẹp vui vẻ, hơn nữa còn có đôi mắt long lanh, làm rung động lòng người. Chỉ có anh mới biết được dáng vẻ ngọt ngào muốn chết đi được của cô gái bé nhỏ này, thỉnh thoảng lại bướng bỉnh, nói bao nhiêu cũng không nghe lời. Nên lúc trên giường anh không hề dồn ép hỏi cho bằng được, bởi vì hoàn toàn chẳng có ích gì. Lúc này vẻ mặt ngang bướng kia lại bị anh làm tiêu tan. Cô như con mèo nhỏ vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, còn vô tình vươn đầu lưỡi đáng yêu, khẽ liếm một chút lên đầu ngón tay, nhẹ vuốt cánh môi cô của anh. Một động tác nhỏ vô ý, không mang tà niệm, lại làm cho một người đàn ông 28 tuổi chấn động toàn thân. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, cô bị đẩy ép vào bức tường gạch men lạnh ngắt. Ôi! Tống lâm tâm hoảng sợ, đôi mắt mở to, không nén được kinh hoàng. Nhưng tiếng kêu hoảng sợ trong phút chốc biến mất, miệng cô lại bị chặn lại. Khi bị hôn chỉ có thể bất lực chống cự. Rèm mì ướt bất lực rũ xuống, người đó quyết đè lên người cô, chèn vào giữa hai chân cô chân phải của cô bị nâng lên quạt vào bên eo anh sau đó dục vọng nam chính đâm thẳng vào khu vực nữ tính mềm mại của cô mà chiếm cứ liên tục cọ sát khiến cho người dễ nhạy cảm như cô phải hét lên giữa làn môi anh anh muốn em miệng anh mạnh mẽ chiếm giữ giống như cơ thể to lớn làm cho không ai có thể kháng cự không thể chống đỡ cánh tay trắng trèo bám vào đôi vai rộng ươn ướt của anh cô lại nhận một lần xâm nhập nữa không còn cách nào một lần nữa bị đẩy vào vực sâu tình dục. Tống Khải hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng cám dỗ rồi ngừng lại, xuôi theo cổ xuống hôn lên ngực của cô. Nụ hoa ngọt ngào nhạy cảm đỏ hồng vương lên như khẩn cầu anh yêu chiều. Cúi đầu xuống, Tống Khải ngậm một bên vào miệng, dùng sức hôn mút, khiến cô run rẩy liên tục, thoát ra hơi thở thật dài đáng yêu. a à, nhẹ chút, đừng, đừng cắn. Bàn tay to lớn ngâm đen, nâng cặp mông trắng mịn lên, cọ sát mạnh vài cái, sau khi cảm thấy cô trở nên ướt đẫm, vặn eo một cái. Lần nữa sự hương phấn nóng rực rút sâu vào lòng cô. Phòng tắm lờ mờ hơi nước, tất cả đều trở nên mơ hồ. Tống lăng tâm ngầm đầu, bị che giấu trong tiếng nước chảy ôn ào. Hơi thở lúc sau chuyển thành tiếng hét chói tai, tuyên bố bản thân lần thứ hai thật sự bị trình phục. Nước mắt rơi xuống, nhưng mờ mịt trong hơi nước, hai người ở trong căn phòng đầy dục vọng quay cuồng ân ái, đều không còn sức để chú ý. Sáng sớm, sau một đêm bão tuyết, ánh sáng yếu ớt chiếu vào cửa sổ. Thật ra cũng không còn sáng lắm, đã sắp hơn 10 giờ, chỉ là đêm qua bị quấy dày đến gần sáng tổn hao sức lực, vậy nên ngủ mê man, nếu không làng tầm đã dậy từ rất sớm. Hôm nay cô không muốn rời khỏi giường vì trong chăn bông rất ấm áp, hơn nữa cô được ôm vào trong lòng một vòng ngực rắn chắc, ấm áp dễ chịu, y như lò sưởi chuyên dụng. Cho dù không mảnh vải che thân, cũng chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào. Cô thật sự không một mảnh vải che thân, tay anh không vội vàng, thật chậm rãi chuyển động. Cảm nhận cảm giác tuyệt vời của thịt da trần truồng trên người cô. Cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn mà chỉ nửa tỉnh nửa mê. Toàn thân hơi đau, nhất là vòng eo và hai chân, giữa chân lại càng tê dại một cách kỳ lạ. Ngón tay thon dài nam tính chẳng biết từ lúc nào đã tìm đến chỗ ấy, xấu xa thong thả xoa nhẹ, chọc ghẹo nụ hoa, cánh hoa đáng yêu. Tay chân cô không còn sức, đầu óc mê man, trong lúc dễ chịu màng một tí ngượng ngùng, tim từ từ đập nhanh hơn. Ơ ừ. Cơ thể cô sớm đã được dạy dỗ nên cực kỳ nhạy cảm, vòng eo không tự chủ được mà ưỡn lên, có chút trơn tránh, lại có chút hướng về phía đầu ngón tay hư hỏng kia. Tỉnh rồi à? Ma quỷ ở phía sau nói bên tay cô, rồi cúi đầu hôn lên trên đôi vai trần của cô. Cô mơ mơ màng màng, đáng yêu như chú mèo kêu meo meo, thất ra tiếng ươm um ngọt ngào. Sau vài cái vuốt vẻ gấp gáp, cô tan chảy trong tay anh không mãnh liệt cuồng si như đêm qua mà là một cảm giác chậm rãi dịu dàng khiến cô rên rỉ thở gấp, còn tưởng như đang nằm mơ. Đến khi cảm giác ấy bồng bềnh kích thích, lẽ ra quay lưng về phía anh thì cô quay người lại, hé mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mang đầy vẻ thỏa mãn cùng cưng chiều. Chiếc cằm cường nghị đã luôn phún râu, vẻ nghiêm túc lạnh nhạt thường ngày không còn nữa. Tống Khải lúc này, trong con người đèn lấp lánh, là một cảm giác dịu dàng khôn tả, cánh tay cô chủ động vòng quanh cổ anh thân thể mềm mại bị đánh thức tựa vào thân thể cứng cáp của anh cô nghe thấy tiếng hít vào của anh cảm nhận được toàn thân anh cứng lại chắc chắn là anh đã bị khuấy động rồi nhưng tống khải không hề cử động anh chỉ hít thở thật sâu không muốn sao giọng nói tống lăng tâm yêu kiều mệt mỏi vướng thêm chút khan khan bề hoặc tận xương tùy không được bà mẹ sắp về tới rồi Tống Khải nuốt xuống, đột nhiên xe dịch cơ thể, cô nãy đi nghĩ muốn đẻ lên cô, hàm muốn được yêu thật nặng nề. Anh đi thu dọn lại một chút, em ngủ tiếp một lát đi, bữa sáng xong anh sẽ gọi em. Ừ. Tống Lăng Tâm ngoan ngoãn gật đầu, cô mệt đến mức không mở nổi hai mắt, lại sắp tiếp đi. Rời khỏi nơi hết sức ấm áp đến mê man, Tống Khải cúi xuống đòi thêm một nụ hồn dài nóng bỏng, rồi mới buông tha khuôn mặt đỏ ửng, cái miệng vừa hồng vừa sưng để cô ngủ trước tiên lấy áo ngủ của cô đặt bên gối để cô trở dậy và có thể mặc vào sau đó đi nhặt nhạnh quần áo của mình nhét lại vào túi du lịch thay bộ quần áo thể thao sạch sẽ đem đồ đạc trong nhà sau đêm qua vì tình cảm quá mức mãnh liệt đụng chúng phải từng cái từng cái để lại vị trí cũ tổng khải còn sắp xếp lại chăn nệm trong phòng mình phòng tắm cũng sửa sang lại cho sạch nói một cách đơn giản làm cho mọi chuyện đêm qua như chưa hề xảy ra Cuối cùng, cầm túi du lịch đem đến để gần cửa. Cha mẹ anh khi về thế nào cũng nhìn thấy biểu hiện giả dối của con trai cũng vừa về đến. Sẽ không ai nghi ngờ anh mạo hiểm, tiết tờ do lớn về nhà trước một đêm. Lại còn dễ dàng lợi dụng một đêm này qua đêm trên giường của em gái mình. Em gái, nghĩ đến hai chữ này, nghĩ đến người đang cuộn tròn trên giường nằm ngủ, phải phức tạp mâu thuẫn lại bao phủ mặt anh. Cô vốn không phải là em gái của anh, nhưng chính xác hơn bao giờ hết là em gái của anh thật quan hệ thiền hình vạn trạng lộn xộn không rõ ràng làm rõ ra sao anh không biết bắt đầu từ đâu mang vẻ mặt lạnh lùng thu dọn tất cả đồ đạc xong xuôi vào nhà bếp bắt đầu pha cà phê nương bánh mì tiện tay chiên phần trứng cho hai người ở bên ngoài mấy năm nay tống khải làm hết sức thuần thục gọn gàng không lâu sau bữa sáng đã làm xong nhìn cà phê sandwich còn nóng hổi trên bàn anh nhìn đồng hồ, sau khi nghĩ ngợi một chốc, nhanh chóng sắp thức ăn vào khay, rót cà phê vào tách, rồi bưng lên lâu. Tiểu thư say ngủ còn nhóng nhẽo chưa chịu rời giường, làm anh phải vừa dỗ dành vừa dọa dẫm. Sau khi thức dậy, cô mềm nhũn dựa vào ngực anh, tách cà phê cũng được đưa đến bên miệng. Sau khi được đút vài hớp cà phê, lúc này mới tỉnh hẳn. Ăn sáng đi. Tống Khải cầm miếng sàn huyết thơm ngọt ngào đưa đến trước miệng cô. Muốn tự ăn hay có người đút? em bao nhiêu tuổi rồi? hứ không muốn ăn. cô còn đang làm nũng không ăn không được nhanh lên ba mẹ sắp về đến rồi vừa nghe nói đến ba mẹ tống lăng tầm lập tức hoàn toàn tỉnh táo cô mở to mắt ngồi thẳng người dậy hít thật sâu vài lần rồi cầm miếng sandwich bắt đầu ăn đàng hoàng Ngoan. lúc này anh mới yên tâm đứng lên khom người hôn lên tóc cô cà phê anh để bên cạnh ăn xong thì thay quần áo rồi xuống dưới. Ánh mắt nồng nàn không rời thân thể mềm mại xinh đẹp của cô, làn da trắng như tuyết in nhiều dấu hôn ưng đỏ, tất cả đều là kiệt tác của anh. Anh mỉm cười trước khi đi ra còn dặn lại một câu. Mặc áo len cao cổ vào, anh để trong phòng tắm rồi đấy. À ư, ừ. lăng tâm gật gật đầu Đáng lẽ không nhận ra điều bất thường đến khi Tống Khải đi xuống lầu, cô ăn ngấu nghiến. Ăn xong đứng dậy chuẩn bị rửa mặt chải đầu thay quần áo. Khi đi ngang qua bàn trang điểm thì nhìn thấy vạt áo ngủ lơi ra. Wow! Kiềm chế không được tiếng kêu kinh hãi, toàn thân cô đều toàn là những dấu hôn đau đỏ. Hình ảnh hoan ái mãnh liệt cả đêm qua lẫn sáng nay liền hiện lại trong đầu. Đã nhiều tháng xa cách, hai người hoàn toàn không tách rời nhau. Cô còn nhớ rõ ngọn lửa ham muốn lóe lên trong mắt anh, vừa dịu dàng vừa phẫn nại hôn cô. In dấu trên toàn thân cô, đến nỗi ngay cả cái chỗ đáng mắc cỡ, xấu hổ, muốn chết, cũng... đáng ghét. Mặt đỏ như lửa, cô che mặt phóng vào phòng tắm, lúc này mới phát hiện quần áo đã được đặt cẩn thận trên giá treo. Từ áo len đến quần dài, cả áo ngực lẫn quần lót. Đều là tống khải giúp cô. Chọn đúng cái anh thích nhất là vài ren màu đen nhiều chiếc áo ngực gợi cảm làn da trắng như sữa và đường cong của cô càng được tôn thêm mỗi lần mặc chiếc áo này anh nhìn thấy không khỏi kích thích mơn trốn vút về không rời tay tối nay cô sẽ mặc quần áo do chính tay anh lựa chọn sau khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống ờ không được nghi nữa thình linh cô xoay người mở vòi nước để dòng nước lạnh đến tận xương rợi lên khuôn mặt nóng bưng bưng rửa mặt chải đầu thay quần áo xong xuôi rề ra cả buổi mới chậm chạp đi xuống bà mẹ quả nhiên đã về tới đang vui vẻ kể lại đường xá đêm qua khó đi thế nào bão tuyết lớn ra sao xe của con cũng mau đem đi bảo trì đi lái xe trong thời tiết thế này nhất định phải đặc biệt chú ý hôm qua đến sáng nay bà mẹ trên đường đi thấy không ít tai nạn ông tống nghiêm khắc nhắc nhở sáng nay con mới về à sáng sớm đã đi sao có bị cản xe không con Bà Tống lo lắng, ở trong nhà bếp vội vội vàng vàng vì người nhà chuẩn bị cơm trưa. Tới kỳ nghỉ đông là lúc cả nhà sum họp. Hơn nữa con trai cưng ở riêng về thăm nhà, món ăn đương nhiên tịnh soạn hơn ngày thường rất nhiều. Tiếng xào rau cùng với mùi thơm tỏa ra, âm thanh trò chuyện sôi nổi vang lên khắp nhà. Nơi này tuy không là gia đình thật sự của cô, nhưng cho đến giờ cô chưa từng bị đối xử như người ngoài. Có đôi khi cô đột nhiên không khỏi chuồn bước, giống như bây giờ cảm thấy nếu cô tự ý bước vào sẽ làm hỏng điều gì đó nên cô cứ đứng ở bậc cầu thang chần chừ à cô cưng con xuống rồi ngủ đến giờ sao tối qua một mình không dám ngủ đúng không bà tống vừa quay đầu liền thấy tống lăng tâm lập tức cất cào giọng gọi cô có đói bụng không có cơm trưa ngay đây con tới dọn bàn nhanh đi dạ Cô đáp rồi ngoan ngoãn đi vào bếp, bắt đầu thu dọn bàn. Bà với mẹ đấy, lo lắng không yên bụng. Sáng sớm đã thức dậy chạy góp về đây. Một mình con ở nhà có sợ không? Tiếng gió lớn quá nhỉ? Bà Tống một mặt ân cần hỏi, một mặt không ngừng tay xào đồ ăn. Con thật sự không sao? Khuôn mặt không khỏi nóng lên, làng tầm chỉ có thể cúi đầu không dám nói nhiều. Đêm qua, cô sao lại một mình được? An Toàn ngồi trong lồng ngực mạnh mẽ ấm áp, cơ bản là cái gì cũng không sợ. Còn nó sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi, không cần khẩn trương như thế. Sau này lập gia đình, là người làm chủ gia đình, chẳng lẽ còn sợ này sợ nọ sao? Người cha lên tiếng, đôi mắt phía dưới cặp mày rậm sáng ngời, từ giọng nói đến vẻ mặt đều nghiêm nghị khiến người khác khiếp sợ. Bà tổng nghe thấy hết, không bị hù dọa được ngược lại còn bật cười. Ông còn nói, hôm qua ngủ không được lan qua lộn lại, là ai vậy? Bà Tống múc canh đưa cho chồng và con trai rồi cười nói, sáng sớm đã muốn về nhà, cũng là ai? Ông Tống làm mặt lạnh đón chén canh, rồi bưng chén cơm Tống lăng tâm đưa, làm bộ như không nghe thấy lời vợ trêu chọc, bắt đầu miệt mài ăn cơm. Ba người còn lại đều nở nụ cười thấu hiểu, bao gồm cả một người dứt khoát không mở miệng, nín lặng như tượng là Tống Khải dù sao chỉ cần tống lăng tâm ở đây ba mẹ đều tập trung chú ý vào cô nói cô là hòn ngọc quý trên tay cũng không quá bất kể là một năm trước đây qua hai lần thăm viếng là lúc cô mười mấy tuổi khi nghỉ hè và nghỉ đông hàng năm đến chơi thậm chí cả khi chính thức được vào nhà họ tống nhận nuôi đều giống thế này ba mẹ anh luôn hy vọng có một đứa con gái chăm sóc nên vô cùng yêu thương dáng vẻ đáng yêu của lăng tâm Ba anh và bà của Lăng Tâm tuy rằng không cùng một nước, nhưng vì liên quan đến công việc, giao thiệp mật thiết, theo năm tháng trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Sau khi cưới vợ, hàng năm người này đều mang theo vợ con thăm hỏi người kia. Cơ thể mẹ của Lăng Tâm không khỏe, lúc sinh cô lại càng suy yếu. Năm Lăng Tâm 12 tuổi, bà phát hiện mình bị bệnh ung thư. Trong vòng một năm ngắn ngủi đã lìa chân, để lại con gái cùng người chồng quanh năm bộn bề công việc, Lăng tầm từ trước đến giờ không gây ồn ào, cô nhìn thấy tình cảm sâu đậm của bà mẹ lại bị sinh ly tử biệt. Sau đó bà cô càng ngày càng tiểu tụy giả nua, suốt ngày buồn bã, ngoại trừ là một đứa con ngoan ngoãn, cô không biết làm sao để giúp ba mình vui vẻ. Đến năm cô 17 tuổi, bà cô vì cảm cúm dẫn đến bị viêm cơ tim, cuối cùng không chữa khỏi đã bỏ lại cô. Khoảng nửa năm sau, cô được nhà họ Tống nhận nuôi, từ nơi nhiệt đới đến sống ở miền Bắc Trung Quốc mùa đông có bão tuyết cản quét cũng đã được 5 năm. 5 năm rồi, tên cô từ lang tâm trở thành tống lang tâm, chưa từng có nhà trở thành có nhà, từ học sinh trung học trở thành người tốt nghiệp đại học và từ một cô bé biến thành một người phụ nữ. Cô im lặng ăn cơm, cái đĩa trước mặt đã chất đầy đồ ăn do ba mẹ, cả anh trai Tống Khải tỉnh bơ gắp bỏ vào. Cô thật may mắn được mọi người yêu thương. Nhưng càng như vậy, cô lại càng khó xử. Tống Lăng Tâm nằm mơ, trong giấc mơ mẹ cô khỏe mạnh, bà cô cũng có dáng vẻ khỏe mạnh, còn cô là học sinh tiểu học, lưng đeo cặp sách, trên người mặc đồng phục áo sơ mi trắng cùng váy caro, mang giày da nhỏ màu đen bóng loáng. Bước tung tăng về nhà, bà cô đang ngồi uống trà chiều cùng người mẹ mảnh mai xinh đẹp. Cô bỏ cặp táp xuống, chạy vội vào trong lòng thơm ngát của mẹ, chờ mẹ ôm ấp cô, Mẹ thương con nhất, con là bảo bối của mẹ. Mẹ dường như luôn ca hát như vậy. Em cũng thật là cường chiều con bé thành như vậy. Bà cười nói đầy yêu thương, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn hai người phụ nữ quan trọng như chính sinh mệnh của mình. Ba ơi, khi nào gia đình mình mới được ngồi máy bay tới nhà bác Tống chơi vậy? Tiếng nói thanh thúy đáng yêu của trẻ thơ vang lên. Con thích đến nhà bác Tống đến vậy sao? sau này làm con gái nhà bác ấy được không bà cô luôn cố ý giễu cợt hỏi cô như vậy không được cái đầu tròn vò của tóc đuôi ngựa lắc lia lia. cô chỉ thích cùng ba mẹ đi ra ngoài chơi đến thăm nhà họ tống là chuyến đi du lịch thường lệ hàng năm của gia đình cô cô không cần đến trường ba không phải đi làm cả gia đình cười vui vẻ mỗi ngày đều có đồ ăn ngon đấy mới là điều cô mong đợi nhất lúc còn bé Đột nhiên cảnh trong mơ bị thay đổi, hình ảnh mẹ ôm chặt cô dần dần biến mất, nụ cười mỉm đầy yêu thương của bà cũng tan biến, chỉ còn lại mỗi cô, vẫn mặc đồng phục, lửng lờ đeo cặp như cũ, lẻ lời đứng ở sân bay xa lạ, vừa lạnh vừa đói, đưa mắt nhìn lại không thấy người quen. Trong lòng không ngừng hoang mang, vì sao mình không cao lớn lên được? Nếu lớn lên, có phải mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn không? Có phải sẽ không cảm thấy bất lực như vậy không? Có thể hay không? xịt giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai cô cô lập tức bị ôm vào lồng ngực cứng rắn mà ấm áp hai máu của cô áp vào khuôn ngực trần của người đàn ông hai tay cũng vòng qua ôm lấy thắt lưng thon mọi thứ đều quen thuộc như vậy hơi thở quen thuộc sự ôm ốc quen thuộc quen thuộc đến mức khiến cho người ta cảm thấy yên lòng từ từ tỉnh lại lăng tầm mới phát hiện không hiểu sao lại rơi nước mắt hơn nữa còn phát run lại nằm mơ à nụ hôn chấn an cô không có gì, ngoan nào. Nói anh biết em mơ thấy gì đi. Mẹ em, còn có ba. Không có anh sao? Tống Khải cúi đầu hỏi, bàn tay to ấm áp xoa lên gương mặt cô, dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Đôi môi mỏng nằm tính vươn tới, khẽ hôn lên hai bên má non mềm láng mịn kia. Thời tiết giá rét, đêm đồng lạnh lẽo, mọi nơi đều tĩnh lặng tối đen, ngoại trừ tiếng gió, cơ hồ như chẳng còn âm thanh nào khác. Cô ẩn mình trong chăn đêm ấm áp, được ôm siết đầy dịu dàng. Ngửa mặt lên, đón nhận nụ hôn yêu thương. Phòng cô ở lầu 2 là một căn gác nhỏ được mở rộng thêm. Dưới lầu là phòng tập thể dục của Tống Khải. Cách một khoảng với nhà chính, lối ra vào cũng không giống nhau. Đợi sau khi mọi người đi ngủ, bóng dáng thon dài to lớn của Tống Khải mới lặng lẽ xuất hiện cũng may là có anh chứ nếu không trong đêm dài khóc mà giật mình tỉnh dậy cô không biết nên làm thế nào thân người mềm mại mặc áo ngủ bằng vải bông thoải mái càng tựa vào anh hơn quay đầu lại cái miệng nhỏ nhắn chủ động tìm đến đôi môi mỏng nụ hôn an ủi ngay lập tức biến đổi thành nụ hôn dài vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào ngón tay của anh trên cằm cô thoáng dùng sức làm cô hé miệng ra đầu lưỡi lập tức bị anh mút quần lấy cọ sát từng luồng điện theo đó mà nổi lên cô nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng tình cảm mãnh liệt bốc cháy như lửa. Không muốn ngủ à? Hứ! Vất vả lắm mới buông ra, anh tiến sát đến đôi môi đỏ mọng đang thở dốc của cô, một mặt khẽ hỏi. Ôm em đi. Cô nỉ non ngọt ngào yêu cầu. Tay anh hạ xuống trước ngực cô, bắt đầu cởi nút áo ngủ. Bởi vì cô ngủ không mặc áo lót, cho nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi, áo ngủ đã được cởi ra. Cô quả thân được ôm vào trong lòng anh. Lúc anh ở nhà, em không cần phải mặc áo này, vương viu quá. Tống Khải thở dốc, thấp giọng nói vào bên tai cô, một mặt ném áo ngủ vừa mới cởi ra qua bên giường. Dù sao là mỗi đêm, anh hầu như đều ngủ bên cạnh cô. Hai người trẻ tuổi khỏe mạnh, căn bản không thể ngăn được khát vọng quyến luyến lẫn nhau. Mà kệ cô mặc cái gì trên giường, suốt cuộc đều bị anh cởi sạch. Vâng là tiếng ngân khẽ cũng là lời đáp ứng đôi môi nam tính đã được nụ hoa trên bầu ngực đầy đạn trần trụi hồn hít mút lấy trêu đùa nó với tất cả yêu thương khiến nó trở nên đào ửng xe cường đáng yêu như quà anh đào cô trở nên mẫn cảm run rẩy nhíu mi tiếp nhận đầy thoải mái một mặt cò chặt lấy tay mình cố đè nén cảm xúc ngượng ngùng không nhịn nổi mà thở dài kế tiếp sẽ lại có một cuộc triển miên vừa nóng bỏng vừa nồng nhiệt khiến cô mệt đến mức toàn thân vô lực. Anh chắc cũng sẽ không dừng tay. Nhưng sau đó cô có thể ngủ thật say đến cả giấc mộng cũng không có. Anh luôn không cần cô gợi ý, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được tình cảm mãnh liệt đến thế. Từ tư thế đến cách thức đều có thể phát kiệt toàn bộ thể lực cùng khả năng tư duy của cô. Tiện như giờ phút này, anh tạm thời buông tha bầu ngực to của cô, nụ hôn nồng nàn một đường kéo dài từ trên xuống, thẳng xuống. Bởi vì không dám thốt thành tiếng, cô nằm lấy một góc chăn, cắn chặt hai hàm răng, đè nén tiếng thét trói tay khó cưỡng. Vẫn còn dư âm của từng cơn sóng hoan ái trôi bông bênh, anh dịu dàng nhưng vẫn kiên trì chiếm đoạt cô. Vật nam tính nóng rực còn quá cương cứng, chứng minh anh vẫn hưng phấn thúc thật mạnh thật sâu vào cấm địa trơn ướt của cô tống khải ngẩng đầu lên càng rằng cô nén lại suy nghĩ muốn dòng dục vọng bắn ra thật mạnh trong phòng vẫn tối đen tĩnh mịch như cũ giống như ngọn lửa tình đều bị bóng đêm che phủ mặc sức bốc cháy ngùn ngụt, ngụt ngày hôm sau cô ngủ một mạnh tật đến khi mặt trời lên cao gần đến giữa trưa mới thức dậy Làng tầm vẫn chưa thức dậy à? Trên bản ăn chỉ có ba phần điểm tâm, ông Tống nghiêm mặt hỏi. Tội nghiệp con bé, học đến năm thứ tư, bài vở nặng như vậy, còn phải giúp giáo sư tiến hành kế hoạch nghiên cứu cái gì đó. Mỗi ngày đều bận đến tối khuya, vất vả lắm mới được nghỉ. Ông cho con bé ngủ lâu một chút thì có sao đâu. Bà Tống bất mãn hỏi lại. Tôi không phải không cho con nó ngủ, nhưng ngủ đến tận giữa trưa như vậy sẽ không ăn sáng được ông tống lạnh lùng nói hóa ra là như vậy không phải trách tội con gái ngủ quá muộn mà là đau lòng vì con chưa ăn sáng tống khải ngồi một bên vùi đầu uống canh nóng hôi hổi trong lòng nhịn không được muốn cười cứ để cho bảo bối ngủ đi nhưng còn con đó làm anh trai khó được về nhà một chuyến cũng không lên tiếng là sao Người là mẹ bắt đầu tìm con mình truy vấn. Sao không nói chuyện với bà mẹ? Ít nhất cũng nói một chút về chuyện luyện bóng gần đây nhất chứ. Cũng khá tốt. Chuyện công việc lúc ở nhà anh hiếm khi nhắc đến. Nghề nghiệp của anh là một vận động viên, cho dù luôn là ngôi sao đẳng cấp, chơi bóng là một phần quan trọng đối với sinh mệnh của anh. Dù sao anh vẫn rất ít khi đem chuyện hơn thua được mất này về nhà. Già cả như ba mẹ đây không phản đối con. Nhưng còn đừng có lạnh nhạt với bảo bối được không? Mẹ thấy tình cảm anh em mấy đứa càng ngày càng xa cách. Con trở về lần này, phải nói chuyện mấy câu với nó đi. Lạnh nhạt, xa cách. Anh thầm nghĩ đến bộ dáng kiểu mị của cô mới đêm qua hai người còn chia sẻ tình cảm trái bỏng mãnh liệt. Tống Khải giật giật khóe môi, nhớ tới nhịn không được mà cười khổ. Trước mặt người khác, họ luôn duy trì khoảng cách cử chỉ khách sáo, Làm tầm căn bản ngay cả nhìn thẳng vào anh cũng rất hiếm, cho nên trong mắt của ông bà Tống, họ cư xử với nhau thật sự rất khô khan. Bóng người xinh đẹp lẳng lặng đi vào nhà ăn, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ dường như đỏ ửng lên. Dưới ánh mặt trời mùa đông, vẻ xinh đẹp của cô làm cho người khác ngưng thở. Đôi mắt sáng long lanh nhìn anh một cái, thoáng nhìn rung động liền rời đi rất nhanh, không dám nhìn nữa. Bởi vì chỉ cần đối diện tia nhìn chăm chú nồng nhiệt của anh, không cần đến vài giây, làng tầm cũng biết, mặt mình nhất định sẽ nóng dần lên, ửng đỏ, rất có khả năng bị phát hiện. Mau đến ăn cơm đi con, bà còn đang nói, con ngủ đến trưa như vậy, điểm tâm cũng không ăn. Bà Tống vừa nhìn thấy cô, lập tức cất giọng quan tâm. Dạo gần đây con gửi đi phải không? Trên người con chẳng có mấy lạng thịt con ăn nhiều vào một chút. Kỳ nghỉ đông này nhất định phải nuôi cho con bập lên một chút, tránh bị người ta nói mẹ bỏ đói con. Không được giống như những đứa con gái khác đi học để giảm béo. Đôi mắt sáng người của ông Tống nhìn con gái chăm chú, vẻ mặt không đồng ý. Ôm yếu như thế thì làm cái gì? Hôm nay đi theo anh trai vận động, chạy bộ mỗi ngày, sắc mặt mới có thể tốt lên một chút. Sắc mặt của cô còn muốn tốt như thế nào nữa? Hiện tại làn da cũng hồng hào, mắt ngọc mày ngày, người khác còn không rứt mắt ra được, vậy là xinh đẹp rồi. Còn thấy hoàn hảo mà. Tống Khải thản nhiên đáp lại, tình bơ ngắm nhìn cô một cái. Thật ra cô chẳng hề ốm yếu chút nào, tùy vòng eo có nhỏ nhưng đường cong cực kỳ mê người, hơn nữa còn bộ ngực càng tròn kia, đang có khuynh hướng to thêm. Đêm qua lúc nằm trong lòng anh, anh mê say yếu yếm tìm mỉ, còn cúi đầu xuống nói ra cảm nghĩ vào tai cô. Hình như càng lúc càng to thêm thì phải. Cô cười như không cười, liếc xéo anh một cái để quyến rũ. Đúng rồi, áo lót hơi chật một chút, không phải tại... Không phải tại anh hết sao, thường xuyên xoa nắn vuốt ve mạnh như vậy. Hồn mồi nút dưới, làm sao có thể duy trì được hình dáng ban đầu. Nghĩ đến đây, hoàn toàn không nói lời nào, ánh mắt hai người đồng thời giao nhau, tâm tư cũng nghĩ về một hướng. Mặt của lăng tâm thật sự đỏ, trái tim cô chợt giật thóp lên, như thể che giấu cô vội vã cúi đầu xuống dưới cơm. Phát hiện này đã khơi dậy phản ứng sinh lý của Tống Khải. Anh điển hò khan một tiếng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đi đến ngoài cửa, bị một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cơ thể nóng hừng hực của anh mới nguội lại đúng là cả ngày càng khó, ở chung với người mình yêu dưới cùng một mái nhà, bên ngoài còn phải giả bộ làm ra vẻ hình tượng, anh em như thường. Bao nhiêu khó khăn, anh không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Rào bước ra khoảng sân nhỏ, thùng thư đã bị nhét đầy tràn cả ra ngoài, ngoài cửa có chút tạt âm rất nhỏ. Không giống tiếng âm thanh xe cộ bình thường chạy qua, giống như có người ngoài thờ thần loanh quanh, dường như nói chuyện thì thầm với nhau, Tống Khải quen tay mở thùng thư lấy thư, cả một chồng thư, tất cả đều là thư của người hâm mộ gửi tới, thậm chí còn có những món quà nhỏ. Ngoài cửa, nhất định là fan hâm mộ, thậm chí là những phóng viên tận tụy của các tờ báo đến đợi để chụp ảnh sinh hoạt của danh thủ. Anh vẫn là ngôi sao bóng rổ, là thần tượng trong cảm nhận của hàng vạn người mê bóng. Theo đội thanh niên trình chiến suốt một chặng đường dài đến nay, chúng cử vào đội tuyển quốc gia vô số lần nhưng làm đội trưởng rất nhiều lần, sau đó bước vào con đường chuyên nghiệp, dẫn đầu đội bóng đánh tới đâu thì đoạt giải quán quân tới đó, khi thấy mọi người trên dưới hào hùng. Người bị cuốn hút ngưỡng mộ, ngoại hình cũng kỹ năng chuyên môn của anh, nhiều như sao trên trời, như cát ở biển. Ai có thể nghĩ đến, trên sân bóng anh nổi tiếng bình tĩnh, thậm chí gần như là người máu lạnh, đã phải đè nán tình cảm cuồng nhiệt đang dâng trào trong lòng, chỉ vì một người mà người ấy lại là người anh không thể yêu một cách quang minh chính đại. Hoặc giả nói là anh không thể yêu một cách tùy tiện. Mặc dù ánh mặt trời nhìn thấy ấm nhưng thực chất không hề ấm chút nào. Tuyết trắng phản chiếu ánh nắng phát ra thư ánh sáng chói mắt khiến anh phải hiếp đôi mắt nhỏ lại. Còn phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn đây? Anh biết mọi chuyện tuyệt đối sẽ không dễ dàng chút nào. Nói ví dụ, bắt đầu từ chiều sẽ có bạn thân đến chúc Tết rườm rượp không dứt thậm chí sẽ có bà còn thần thích ngủ lại hai người muốn sống một mình thời gian càng ngày càng ít càng ngày càng khó khăn mà anh càng ngày càng không thể chịu đựng Đêm lại cô đơn một mình quả nhiên từng tốc họ hàng bạn bè nối tiếp nhau tới chơi từ dưới chiều cho đến tối hoàn toàn không gián đoạn trong cái xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ này đàn ông chỉ cần ngồi nói chuyện phiếm còn việc bếp núc là việc của đàn bà phụ nữ theo lẽ tự nhiên tống lăng Tâm cũng không ngoại lệ cùng bà tống bận bịu từ trong ra ngoài, nào là đồ uống, nào là thức ăn vặt. Rồi tới lúc khách muốn ở lại ăn tối, phải thêm đồ ăn là điều khó tránh khỏi. Hai mẹ con lại càng bận rộn tối ngày tối mặt. Cô trước sau vẫn luôn nở nụ cười ngọt mề người, khôn khéo đi theo giúp đỡ. Chẳng có lấy một cầu oán trách, cũng không hề than mệt. Cho dù sau khi rửa sạch vô số bát đĩa, bàn tay bị lạnh cóng đào ửng lên, hay ra vào phòng khách ngập tràn khói thuốc để giúp khách hứa mà chính mình bị sặc cũng cố nhịn ho cô đều không lội ra một chút biểu hiện không chịu nổi chỉ có điều ngay cả như vậy bọn họ rất ít khi khen cô một vài câu bởi vì mọi người đều biết lang tâm căn bản không phải là con gái mà nhà họ tống sinh ra thậm chí khi có người uống say lại giờ giọng trường bối giọng nói lớn như chuông gió nó không chỉ là người khác họ mà còn là người nước ngoài Nhận nuôi loại còn như thế để làm gì? Gia sản nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng muốn chia cho nó? Đối xử với tống khải như vậy quá không công bằng. Các cô dì họ hàng không ngồi chung bàn với đàn ông, trong lúc ăn cơm cũng lén lút kể tai nói nhỏ với bà tống như vậy. Tuyệt không băn khoăn tống Lam tâm đang đứng bưng bát bên cạnh, phục vụ các bà. Không phải trong dòng họ mình thì tất nhiên sẽ khác. Từ xưa đến nay, bất luận ở nước nào đều có cùng quan niệm như vậy. Làng tầm thật biết điều, không hề tức giận hay phản bác lại. Bà con họ hàng cũng vui vẻ đắc ý khi thấy cô nghe không hiểu, tùy tiện mà phê bình trước mặt cô. Cô có thể hiểu được, hiểu được từng lời. Ngoại ngữ đối với cô không phải là vấn đề, cô đã được học từ khi còn nhỏ. Năm cuối cùng của trung học, cô còn học ở nước ngoài. Khi lên đại học vẫn tiếp tục ở chỗ này học tập, làm sao có thể nghe không hiểu chứ? không việc gì phải tức giận so với việc nhà họ tống cho cô mọi thứ lời ra tiếng vào đó thì có đáng là gì cho nên cứ một tốp này đi lại một tốp khác đến cô vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào nhiệt tình chưa bao giờ phai nhạt dường như loay hoay bận rộn như con ong mật có họ hàng thân thích ở trời ngủ muộn lại qua đêm mọi thứ trong phòng khách cũng đều do một tay cô chuẩn bị bận bịu suốt đến tận đêm khuya Ngày hôm sau, khi mà trời sáng sớm vẫn chưa tỏa nắng, cô phải rời giường chuẩn bị bữa ăn sáng. Một ngày nữa lại trôi qua, tình trạng trên vẫn tái diễn. Ngày thứ ba, suốt cuộc có người chịu không nổi. Đừng làm vậy, đừng. Âm thanh cãi nhau khe khẽ vừa thốt lên lại đã bị ngăn lại. Bừng một chồng khay, đi vào nhà bếp. Trên sàn bếp bày đầy chén dĩa đang chờ rửa. Vừa mới bỏ vào chậu nước, cánh tay của lăng tâm đã bị bàn tay cứng như sắt thép nắm chặt. Chặn ngang ôm một cái, nhẹ nhàng lôi vào hành lang tầng hầm bên cạnh, thông với nhà bếp. Sau đó, môi mỏng hăng say phủ chụp lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên vì kinh ngạc của cô. Hồn mút say xưa cuồng nhiệt, cằn cắn cánh môi dưới căng mọng, hồn đến mức cô thở không nổi, khuôn mặt trắng ngần trở nên đỏ ửng Cô bị ép vào vách tường ở hành lang nhỏ hẹp, chỉ có hai người, thân hình sắn chắc, dán chặt vào cơ thể mềm mại uyển chuyển kia. Chán đụng chán, anh thở dốc phun ra lời chất vấn. Em còn muốn bận rộn đến bao lâu đây? Bận tới mức nào mới chịu thôi? Em muốn mình mệt đến chết mới chịu phải không? Em còn khỏe lắm. Mấy ngày nay, ban ngày Tống Khải đều bận làm việc của mình, không phải nhốt mình trong phòng tập thể dục để luyện tập, thì cũng là trong phòng làm việc liên lạc với người đại diện huấn luyện viên thảo luận lộ trình cùng trận đấu kế tiếp đến buổi tối sau khi bận rộn suốt đêm cô mới trở về phòng mình vì kiêng nề trong nhà có người ngoài cô tuyệt đối không chịu cho anh vào phòng mình ban đêm cho nên từ mấy ngày qua tới nay mặc dù bọn họ ở chung dưới một mái nhà nhưng căn bản không có cơ hội ở riêng với nhau người trong lòng gần ngay trước mắt nhưng lại nhìn không được ôm cũng không xong trên đời này còn có loại hình phạt nào tàn khốc hơn không Em hoàn toàn không khỏe Mặt thầm cuồng hết rồi Anh vút ve nhìn khuôn mặt cô Lời nói ẩn chứa trách cứ Cầm cũng thấp lại Như vậy mà kêu là khỏe à Em cũng không phải là người giúp việc Việc gì phải khiến mình mệt đến thế Cũng không sao Nếu em không làm Chẳng lẽ giao hết cho mẹ sao Cô thở dài, dịu dàng rút vào trong lòng ngực anh, lén lút tận hưởng vòng ôm ấp vuốt vẻ một chút. Bạn bè thân thuộc này mỗi năm gặp có một lần, làm gì phải đối với bọn họ? Anh sinh ra giống như ông trời con, đương nhiên sẽ không hiểu cảm giác đón tiếp bạn thân là thế nào. Không cần phải tính toán, lăng tâm chỉ cười cười. Mình nên đi thôi. Cô kĩa ngón chân đặt lên môi anh một nụ hôn đầy ngọt ngào khi anh đang khó chịu. Cốt ý vỗ về tâm tình tồi tệ của anh. Đừng nhíu mày, trông anh như thế thật hung dữ. Anh... Chờ mắt nhìn người đẹp, rằng người ra khỏi ngực mình, vội vã rời đi. Trong lúc đó Tống Khải thật sự muốn đấm ngực giống to, giống như còn kinh công, tống ra hết toàn bộ nguồn bực trong lòng. Chỉ là anh đương nhiên không thể giống to ở chỗ này, nhiều lắm cũng chỉ có hậm hực trở lại phòng tập. Vận động vượt quá sức lực cho phép của một người, nhằm tống cứ hết tất cả áp lực cùng buồn bực ra ngoài. Ngay cả đến huấn luyện viên của anh, cứ lặp đi lặp lại. Tống Khải điên rồi, anh ta không phải người, anh ta là cái máy. Nếu anh là cái máy thì tốt rồi, nếu thật sự là một cái máy, ban đêm anh cũng không cần, không cách nào nghỉ ngơi. Cứ chằn chọc, lần qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được, làm thế nào cũng không thoải mái. Chính là anh từ nhỏ đều ngủ trên giường lớn, vì sao bây giờ hoàn toàn không thể quen được. Thời gian ở bên ngoài luyện bóng, ngồi một mình chẳng có vấn đề gì. Nhưng trái lại khi về tới nhà thì cứ khó ngủ như vậy anh đương nhiên biết nguyên nhân vì sao bởi vì trong lòng không có cơ thể nũng nịu mềm mại, thơm ngào ngạt kia biết rõ đến từng đường cong của cô khoảng cách gần trong tầm với càng làm cho anh không cách nào nhịn nổi vẻ mặt lạnh lùng đi qua nhà bếp tống khải chuẩn bị băng qua bên kia lên lầu đến phòng mình không để cho họ hàng quầy quần trong phòng khách thấy nếu như bị bắt lại khó tránh khỏi một cuộc hàn huyên xã giao tất cả mọi người muốn chụp hình chung cùng anh muốn anh ký tên muốn nghe ngóng chuyện ngồi lề đôi mách. Mỗi người cũng đều giống mấy phóng viên bà tám, khiến người khác bận rộn đến mức không chịu nổi. Anh cũng không có tính nhẫn nại, tốt như tống lăng tâm. Kết quả, người tính không bằng trời tính, anh đi lên đưa trường cầu thang thì bị ngăn lại. Người kia không biết nên xưng hô là mợ hay là gì, hiển nhiên như đã chờ từ lâu. Vừa nhìn thấy Tống Khải xuất hiện, lập tức phấn khởi tiến lại, thậm chí đưa tay nắm lấy cánh tay anh, sợ anh bỏ chạy. Tống Khải, Khó nhìn thấy được con Con ở nhà mà cũng không đi ra ngoài Chào hỏi họ hàng thân thích sao Bà dì này cười hiếp cả mắt Trên mặt trang điểm thật đậm Cười tươi giấy Sau đó lập tức hạ giọng Còn nhìn xung quanh một chút Xác định không có ai Bà mới thần bí nói Dì muốn nói với con Con có rảnh không Người cũng đã bị tóm lại Chẳng lẽ anh lại độn thổ chạy trốn được sao Tống Khải khẽ cười Dì có chuyện gì Lần trước dì có đề cập quà với mẹ con. Con gái của chị dì, năm nay 25 tuổi, làm việc ở xí nghiệp lớn, thật tài giỏi, cũng rất hiền thục, dáng vẻ lại xinh đẹp, rất biết làm việc nhà. Sau khi kết hôn sẽ tử chức. Mẹ con nghe giọng rất hài lòng, không biết ý con thế nào. À, hồi trước tụi con còn ở, thường chơi đùa cùng nhau. Ở gần nhà, con có ấn tượng không? Lại tới nữa, đây là lần thứ mấy trong năm nay rồi. Tống Khải cau đôi mày rậm. Còn chơi bóng bận rộn như vậy thì đấu suốt ngày. Thật sự cần một cơ vợ hiền thục để nội trợ giúp con. Chu toàn mọi thứ. Hơn nữa sau khi cưới về có thể giúp đỡ mẹ con để cho bà ấy được hưởng phúc an nhàn. Dì tiếp tục thuyết phục, nước miếng vàng tung tóe. Em gái con cũng đã giúp đỡ rất nhiều Đây là sự thật Vừa nói đến Tống Lăng Nụ cười tươi giói của bà dì này đột nhiên biến mất nhanh chóng Làm người khác trở tay không kịp Đó là người ngoài Làm sao con có thể coi nó là người trong nhà được Cặp lông mày được cắt tỉa gọn gàng kỹ lưỡng dựng thẳng lên Thật nhìn trông thật đáng sợ Bà bất mãn nói Ba người nhà con phải cẩn thận một chút đừng có lơ là không cảnh giác với người ngoài như vậy em gái con mang họ tống con bé không phải người ngoài tống khải đã sắp hết kiên nhẫn anh nén giận chậm rãi trả lời nó hả dì cười nhạt nó mang họ tống khi nào vậy con bé hiện tại mang họ tống sau này cũng sẽ luôn mang họ tống tống khải kiên trì nhưng một mực giảng tay mình ra khỏi cái nắm tay của dì nói một cách rõ ràng. Thật xin lỗi gì, cảm ơn gì đã nhiệt tình giới thiệu. Có điều còn không có hứng thú. Còn chưa gặp qua, làm sao biết không có hứng thú? Anh biết chứ, anh chỉ có hứng thú với một người. Mà giờ khắc này, người kia đang bận rộn rửa ly chén cho mấy bà cô nhiều chuyện, chuẩn bị phục vụ bữa tối. Âm trầm mở to mi mắt, Tống Khải vứt lại người gì còn đang kêu gào, bỏ đi. Mỗi ngày sau Tết không có chuyện gì, kỳ nghỉ cuối cùng cũng tới lúc kết thúc. Tống Khải vì có trận thi đấu lớn nên bắt đầu đi tập huấn. Ra ngoài ở cách nhà khoảng 2 tiếng đi xe, ngay cả cuối tuần cũng rất ít khi về nhà. Mà lăng tầm vào năm cuối đại học, tháng 3 khai giảng bận bịu lên lớp, viết luận văn giúp giáo sư lên kế hoạch cũng không thể lơi là. Mỗi ngày đi sớm về trễ, sau khi về nhà còn trong đèn làm đến khuya, tương đối vất vả. Con gái cần gì chăm chỉ như thế? Bà Tống trong bữa cơm luôn nhắc đi nhắc lại không ngớt. Tìm đối tượng tốt quan trọng hơn mà. Cô cưng à, con đã 22 tuổi rồi. Sao không thấy con đem bạn trai về cho ba mẹ xem mặt vậy? Trong trường không gặp được bạn hợp ý sao? Cô cưng của ba mẹ lớn lên xinh đẹp thế này, sao có thể không có người theo đuổi được? cô đương nhiên không phải không có người theo chỉ là... trong mắt trong tim cô còn có thể chứa được người khác nữa sao cầm cúi ăn cơm làng tâm ly nhí trả lời mấy tiếng muốn qua lại cho xong chuyện muốn học thì cứ học có thể học cao bao nhiêu thì học cao bấy nhiêu cần thi vào viện nghiên cứu thì thi không cần lo lắng học phí bà mẹ sẽ trả ông Tống lúc nào cũng khuyến khích cô con biết ạ, à, cảm ơn ba tống lăng tầm nuốt nuốt một miếng đồ ăn nóng hồi xuống mau chóng cảm ơn đừng có lúc nào cũng kêu con nó đọc sách nữa đọc nhiều quá sau này khó lấy chồng bà tống lo lắng hết sức cũng không phải làm đến tổng thống đọc nhiều sách đến thế làm gì tốt nghiệp đại học đã rất giỏi rồi mau tìm bạn trai quan trọng hơn mẹ đừng lo con sẽ để ý mà con gái khôn ngoan chấn an mẹ nuôi con đừng cho là mẹ nói nhiều Con gái phải gà đi mới tốt Con hồi nhỏ số khổ Nói đến đây Hai hốc mắt của bà Tống bắt đầu đỏ lên Không giúp con tìm một nơi thương yêu con Chúng ta sẽ không làm tròn lời dặn dò với ba mẹ con Ăn lo ăn đi Nói mấy chuyện này làm gì Ông Tống lớn tiếng mắng sau khi an ủi bà Tống, cam đoan mình nhất định sẽ tìm được một đối tượng, vất vả làm mới dỗ dành bà vui lên một chút. Lăng tầm mới trở về phòng, mở đèn thì thấy di động để trên bàn đang rung. Cô bắt máy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Ăn cơm xong chưa? Muộn thế này mới lên à? Dạ, bữa tối cũng hơi lâu, mẹ lại nhắc em mau tìm bạn trai. Lăng tâm cầm di động leo lên giường, vứt hết mệt mỏi trừ vào trong chăn, nhắm mắt lại thở dài. Tống Khải im lặng vài giây, không nói tiếng nào. Anh ăn cơm chưa? Buổi tối có tập bóng không? Biết anh không thích nghe chuyện này, bây giờ nhất định là đang khó chịu. Làng tầm nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Gần đây anh rất bận sao? Tập huấn mệt lắm phải không? Ừ. Anh dầu dĩ trả lời. Sao vậy? Khó khăn lắm mới gọi điện được. Sao không nói chuyện? Không nhớ em sao? Những lúc thế này chỉ có cách làm nũng. Tống Khải đi tập huấn và vô cùng bận rộn muốn tranh thủ thời gian gọi điện thoại đều không dễ dàng thường phải mấy ngày mới có thể kiếm vài phút vội vàng nói được vài câu đối với hai người đáng yêu cuồng nhiệt mà nói thật sự là rất khó khăn nhớ anh thở dài biết rõ câu hỏi cũng vô dụng tình hình này cũng không phải nhất thời có thể giải quyết thay vì thế anh đành phải tạm thời dứt bỏ thật không nhờ đến mức nào Tuy rằng câu trả lời đơn giản như vậy, chỉ có một chữ lại làm cô cười híp mắt, trong lòng thấy thật ngọt ngào. Câu hỏi của cô đổi lại là mấy tiếng cười khổ xấu hổ. Không biết là người này vốn vụ về trong cách biểu hiện tình cảm hay nói rõ nỗi lòng qua điện thoại thật sự không phải là phong cách của anh mà Tống Khải không nói gì thêm. Em rất nhớ anh đó. Lăng tầm lại không giống anh. Anh không ở trước mặt. Mấy câu siêu buồn nôn này mới nói ra miệng được mỗi ngày đều nhớ, còn có tình tìm rất nhiều việc để làm, khiến bản thân bể bộn công việc. Làm mệt đến nỗi vừa lên giường là ngủ ngày mới hết nhớ, mới không nghĩ lung tung. Có tác dụng không? Làng tầm hơi ủi rũ. Không có, vẫn là thường ngủ không ngon, tinh thần không tập trung. Trên đường lái xe chiến trường, mấy lần nữa tí là vượt đèn đỏ, làm em sợ muốn chết. Vậy sao? Tống Khải trầm ngầm một chốc, tiếc nuối nói. Vậy không thể để em lái xe đến thăm anh rồi, anh không an tâm. Thật không may, cuối tuần này vừa đúng lúc chuyển đến thành phố ca. a à, tới thành phố ca sao? Lăng tầm quả thực định thét trói tay, nơi ấy cách nhà không đến một tiếng đi xe, cô chắc chắn có thể đi thăm anh rồi. Có được không? Em đến được hả? Nhưng mà em lái xe không tập trung. dáng vẻ anh trai đã bày ra rồi, anh nghiêm mặt dạy dỗ muốn đến cũng được nhưng trước đó phải nghỉ ngơi thật tốt tôi hôm đó không được thức khuya cũng không được dậy quá sớm ngủ đủ giấc mới lái xe đến đây nếu không thì không được đến có nghe không chạy xe không quá một tiếng cô Lý nhí bĩu môi kêu lên có nghe không tống khải hỏi lại lần nữa giọng nói nghiêm khắc thật giống dáng vẻ của một ông tống ngài thấy rồi em sẽ ngủ đàng hoàng Cô trả lời, nụ cười muốn nén cũng không nén nổi nữa, hiện gió giữa hai hàng lông mày, cười đến đáng yêu như vậy, đến ngọt ngào như vậy. Nếu Tống Khải giờ phút này ở trước mặt cô, có lẽ cũng kiềm chế không được bản thân, chắc đã kéo cô lại hôn tận tình rồi. Thỏa mãn mong nhớ cúp điện thoại, làm tầm vùi khuôn mặt hơi nóng vào gối, hét lên nhớ quá, thật nhớ quá đi. Cuối tuần là có thể gặp nhau rồi. Nhưng mà quá trình gặp nhau thật đúng là phức tạp, theo thời gian đã hẹn lái xe tìm một hồi mới tìm ra khách sạn tọa lạc ở nơi khá hẻo lánh làng tầm hết sức tránh đại sảnh đông người qua lại lái đến bãi đậu xe ở phía sau tống khải đáng lẽ phải ở bãi đậu xe đợi cô nhưng không hề thấy bóng dáng làng tầm không dám tùy tiện xuống xe cũng không thể vào khách sạn cô không có chìa khóa phòng điện thoại di động không gọi được tin nhắn gửi đi cũng không được trả lời cô trong phút chốc cảm thấy sợ hãi Cô đối với nơi xa lạ luôn có cảm giác sợ hãi khó lý giải và nặng nề. Ngồi yên trong xe được một lát, đột nhiên có người gõ cửa kính xe làm cô sợ hết hồn. Ngoài cửa xe có một người cao lớn đang khom lưng hỏi thăm, khuôn mặt người đàn ông này mày rậm mắt to rất quen thuộc, mang nụ cười mỉm ấm áp, là đồng đội kiêm bạn thân của Tống Khải, Lý Vĩnh Tín. "Em gái?" cả đội mọi người đều gọi cô như thế giờ phút này nghe được thật sự quen thuộc đến làm người khác muốn khóc em tới thăm anh trai sao sao còn ngồi ngần ở nơi đây lăng tầm hạ kính xe xuống như gặp được vị cứu tinh anh lý anh em đâu có phóng viên đến phỏng vấn hình như còn chưa kết thúc em muốn đi lên chờ trên đó chờ không vĩnh tín dáng người rất cao khòm lường thế này nói chuyện với cô dáng vẻ khá khổ sở Lăng Tâm đi theo. Trong phòng Vĩnh Tín còn có mấy người đồng đội. Bình thường luyện bóng thật buồn chán. Bây giờ thấy cô em gái nhà họ Tống xinh đẹp ngọt ngào đến đây. Ai ai cũng mừng rỡ, sử dụng tất cả bản lĩnh cùng cô trò chuyện, tán gẫu, còn liên tục đổi đồ ăn vặt cho cô. Nghe nói năm tư rồi, sẽ tốt nghiệp xuân sẻ chứ, có trở ngại gì không? Học ngành gì? Kinh tế à? Lợi hại vậy sao? Em mang món gì ngon đến cho anh trai em vậy? Chia cho tụi anh với được không? Lăng tầm xấu hổ đỏ mặt cười cười, câu nào trả lời được thì trả lời. Có đôi lúc cô thật hơi không chống đỡ nổi. Chẳng hạn như bị mọi người hỏi đến vấn đề rất quan tâm. Mấy tuổi rồi, có bạn trai chưa? Ừm, mặt cô càng nóng thêm. Anh trai em quản lý chặt quá à, nếu có người trong tụi anh muốn theo đuổi em, nhất định trước đó sẽ bị anh của em đập như tử. Có người lên tiếng nói đứt câu, lập tức có mấy tiếng khen ngợi đồng ý. Chờ cho tiếng hoan hô vô cùng náo nhiệt kia lắng xuống, một giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ ở bên cửa vang lên. Nói rất hay, một chút cũng không sai. Mọi người lập tức ngừng bặt tiếng cười đông cứng giữa không trung. Em, lại đây cho anh. Tống khải thân ảnh cao lớn giữa bên khung cửa, chắn ánh sáng ngoài hành lang, tưởng như sứ giả đến từ địa ngục. Cả cậu bất đụng đến con bé đi. Lăng tầm vầng lời đi qua, trong im lặng bao trùm, cảm giác như mình đang đi ra pháp trường. Cuối đầu đi theo Tống Khải đến phòng anh ở tầng lầu khác, một căn phòng ở cuối hành lang, cánh cửa đóng lại, Tống Khải để cô một mình đứng gần cửa, cứ thế đi rửa mặt thay quần áo. Sau đó quay trở ra ngồi lên sofa, mở tivi, tiếng ồn ào liền vàng khắp phòng. Tự đầu đến đuôi, anh cũng không nhìn cô cũng không mở miệng giống như lang tâm hoàn toàn không tồn tại anh đáng tức giận hơn nữa là rất tức giận giận em hả sau một lúc lâu bàn tay nhỏ bé trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên vai anh cô gái đáng yêu ngồi xổm xuống, xuống bên cạnh anh giọng điệu e sợ dò hỏi tống khải không rảnh quan tâm anh thật sự nổi giận khuôn mặt tuấn tú như đúc bằng sắt nghiêm túc đến nỗi khiến người ta khiếp sợ em không phải là cô ý chờ anh không thấy di động lại không gọi được vậy là em có thể tự ý đi theo người khác anh lên tiếng vặn hỏi nhưng mà họ đều là đồng đội của anh em quen anh lý cũng lâu rồi mà cô chớp mắt đôi mắt tao tròn đầy hồn nhiên vô tội xin lỗi mà cô chẳng lẽ không biết mấy tên đồng đội có vẻ thân thiện đó có bao nhiêu tên định theo đuổi cô Vừa lần theo tiếng nói chuyện rầm ràn tìm thấy cô, lại thấy cô ngồi giữa một đám đàn ông, giống như một miếng thịt tươi ngon để trong bầy sói. Anh sợ tới mức, tìm suýt chút nữa đã ngừng đập. Tống Khải tức đến không muốn lên tiếng, lần này không thể dễ dàng bỏ qua cho cô được. Một tí ý thức nguy hiểm cũng không có. Thế anh còn muốn duy trì vẻ tức giận, lẳng tâm khẽ khẽ thở dài một hơi. Chẳng lẽ anh còn tính giận em thật lâu sao? Cô bất đắc dĩ hỏi, thế anh không phản ứng, bàn tay nhỏ nhắn đè mạnh lên vai anh, đứng dậy. Được rồi, em đi rửa mặt trước. Xoay người đi vào phòng tắm, hình dáng thức tha đó thật xinh đẹp. Dù đang nóng giận, Tống Khải vẫn không nhịn được, phải đưa mắt liếc trộm. Vừa lúc thấy cô cầm áo khoác lửng, dạng cao bồi cởi xuống, tiện tay bỏ trên mặt thảm. Cô đưa tay lên, dường như không chú ý mà vấn tóc lên, phơi bày ra cả một tấm lưng đẹp đẽ trắng đến lóa mắt, không chút tì vết, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Cô mặc cái áo khoác lửng bên ngoài, bên trong là một cái áo lưng chân có một sợi dây vòng qua cổ. Phía trước nhìn không thấy có bất cứ vấn đề gì, phía sau chỉ có một sợi dây nhỏ buộc chặt, thiết kế thật nóng bỏng. Em... Nói máu huyết sông lên vẫn còn chưa đúng lắm, mà phải nói tống khải thiếu chút nữa đã ngạt thở. Lăng tầm đang đứng ở cửa phòng tắm ngoái đầu nhìn lại, cắn cắn môi cười, Bồn tắm massage lớn ghê, em tắm luôn được không? Bị khiêu khích đến điên đảo hồn phách, Tống Khải hoàn toàn quên mất anh đang giận chuyện gì. Bật đứng dậy, di chuyển nhanh như báo, lúc cô xoay người định đóng cửa, anh đã đi tới cửa phòng tắm. Đương nhiên là được. Giọng của anh không còn lạnh lùng nghiêm khắc nữa, mà trầm khàn gợi cảm đến khổ sở. Đúng lúc anh cũng muốn tắm. Một cánh tay vươn tới, thân thể mềm mại ép sát vào lồng ngực anh, Cô ngẩng mặt lên, đã nhận nụ hôn cuồng nhiệt không thể kiềm nén. Ưm. Ừ. Tiếng ưm ngọt ngào khiến người nào đó toàn thân tê dại. Em mặc áo thế này đến đây. vừa hôn mạnh không dứt lên môi đỏ của cô. Tống Khải vừa tra hỏi. Áo này mùa hồi nào, em mặc thế này ra ngoài cho người khác ngắm hả? Không có mà, chỉ mặc cho anh ngắm. Cô thở nhẹ ra, trong nụ hồn không dứt khó khăn nói thành tiếng anh một tay vuốt ve tấm lưng trắng mịn còn tay kia ngón tay thon dài khéo léo tháo nút buộc bên hông và sợi dây nhỏ trên cổ rồi nhẹ nhàng kéo ra cái áo xinh đẹp liền không còn chỗ nào dùng đến nằm dưới chân hai người ừ thật thuận tiện anh vừa khen vừa ôm chặt cô cố ý dùng ngực mình cọ vào vùng ngực trần của cô đầu ngực nhạy cảm bị cái áo khoác thể thao rượt qua tức khắc làm cô rên khẽ nghe thật đáng yêu cơ bản không chỉ là lửa gần rơm mà là cây đuốc tầm xăng. Hai người xa nhau vài ngày, khó nén nổi nỗi nhớ không quên. Chỉ dùng lời nói thôi không đủ, nhất định phải dùng toàn thân, dùng cả trái tim mới có thể kể hết nỗi nhớ nhung khổ sở. Cửa phòng tắm đóng lại, bồn tắm lớn chuyển động, trong tiếng nước ào ào, tiếng thở khe khẽ vang lên, lúc gấp gáp, lúc ngân vang, có lúc là tiếng kêu thét, có khi là tiếng rên rỉ thở dài, chỉ duy nhất không thay đổi là tiếng thở hồn hển nặng nề của nam giới khi cao khi thấp tạo thành bản nhạc đệm hài hòa nhất đêm hôm đó đáng lẽ trước giờ đội bóng điểm danh cô phải rời khỏi đây nhưng đội bóng được nghỉ hai ngày huấn luyện viên dẫn cầu thủ ra ngoài liên hoan ở lại khách sạn không còn được mấy người thế nên tối nay không điểm danh còn lăng tâm sau khi bị tống khải dốc sức yêu thương mệt mỏi ngủ thật say tống khải cũng không đánh thức cô đợi cô từ từ tỉnh lại vừa mở mắt phát hiện đêm đã về khuya. Thật ra cô bị một tiếng động lạ rất nhỏ đánh thức, ngồi dậy thấy Tống Khải vẫn còn ngủ say, chỉ có cô là thức. Từ trong ánh sáng của ngọn đèn đầu giường, cô không nén nổi len lén nhìn nghiêng qua một bên người anh, vẻ mặt khi ngủ thật bình thản dịu dàng. Cơ thể thon dài của anh thật sự rất đẹp, tràn ngập mùi vị nam tính, lại thêm hơi thở mạnh mẽ của một vận động viên làn da toàn thân đều là màu đồng khỏe mạnh, khiến ngũ quan như chạm khắc càng rõ nét. Cặp mắt sắc bén sáng ngơi, nhắm chặt giảm bớt mấy phần tính cách độc đoán, hơi thở đều đều, anh ngủ thật say. Họ không phải là thân thiết nhau từ bé, hồi còn nhỏ, cô đối với anh chỉ là ấn tượng một người anh chơi bóng rất giỏi, chỉ thế mà thôi. Kỹ thuật chơi bóng xuất sắc làm cho Tống Khải từ nhỏ đã thi đấu rất nhiều. Suốt ngày không phải tập huấn thì chính là thi đấu. Cơ hội gặp mặt cô rất ít. Dù sau này lúc ba mẹ cô đều qua đời, cô được nhà anh nhận nuôi đã lâu, Tống Khải vẫn rất hiếm khi xuất hiện. Cô cũng chưa hiểu biết nhiều, ba mẹ anh đã đem tình thương đối với Tống Khải chuyển qua cô. Đến mùa hè năm cô 22 tuổi, Tống Khải vì bị chấn thương phải phẫu thuật, bắt buộc phải nghỉ ngơi ở nhà. Mà lần nghỉ ngơi này đã tạo cơ hội cho hai người ở gần nhau. Sau đó... Yêu thương khẽ vứt lên vào ngực rắn chắc ấy, không chịu được lại lén hồn một cái. Lăng tầm đến giờ còn không thể tin được một cơ thể tuyệt vời, cường tráng khiến người gan tị kia lại có thể thuộc về cô. Khuôn mặt tuần tú ngạo mạn lạnh lùng kia lúc thấy cô sẽ mỉm cười dịu dàng đến tận xương tùy. Còn đôi môi hơi mỏng nghiêm túc lúc hôn cô lại nồng nàn biết bao, thầm làm biết bao. Thật không thể tin được giấc mơ nửa đêm quay lại Lăng tầm vẫn còn nghi hoặc tất cả chuyện này có phải là một giấc mộng thoáng qua đẹp đẽ. Đầu là tưởng tượng của cô mà thôi hay không? tiếng động lạ lại chuyển đến các giấc si mê của cô cô nhăn mày nghiêng tai lắng nghe tiếng động không lớn hình như từ phòng bên vọng đến như là gõ vào cái gì đó lại vừa không giống thêm âm thanh khó nhận biết quái lạ như tiếng gió mà cũng không giống tiếng tivi nhưng giống như tạp âm tống lăng tầm nghe một hồi lâu tiếng động ngừng lại bốn phía chìm vào yên tĩnh nhưng không bao lâu lại bắt đầu vì nghe không được rõ ràng cô định quay người ngồi dậy dùng cả tay lẫn chân lại gần hướng phát ra âm thanh muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra bỗng cô bị người phía sau ôm ngang lấy giọng nam ngái ngủ hỏi em đang làm gì vậy khuya rồi sao không ngủ suýt anh nghe đi đó là tiếng gì vậy đôi mày thanh thú của cô trao lại nghiêng đầu lắng nghe nghi hoặc không thôi em bị nói đánh thức anh không nghe thấy sao Tống Khải nghe xong một lúc lâu, đột nhiên cô cảm thấy thân thể anh hai run run. Quay đầu nhìn lại, Tống Khải một tay để lên chán, bà vai run lên từng chập, đang cố nhịn cười. Anh cười cái gì? Làng tầm ngơ ngác không hiểu. Bé cưng, em không biết cái đó là tiếng gì sao? Tống Khải cười đến mức gần như không đáp nổi, hai chóng mắt le lên đốm lửa kỳ lạ. Anh kéo một cái mà người con gái đang ngẩn người ôm vào trong lòng, Rốt cuộc là gì? TV hả? Tống Khải cúi đầu, dán tay vào tay cô, thấp giọng chậm rãi giải, thích. Lúc nãy, khi em bị anh đẻ xuống, chúng ta cũng gây ra tiếng động giống thế. Thế nào, em có hứng thú đi dình người khác sao? Làng tầm lập tức hiểu ra, khuôn mặt trắng nõn cũng tức thì hùm hụp, bột phát đỏ lựng Anh, người kế phòng anh là ai vậy? Là đồng đội nào vậy? Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, thật lâu mới ấp úng hỏi anh. Không biết, cô cũng không hẳn là đồng đội. Trời trưa tối bọn anh đã đổi phòng, không biết ở bên kia là ai, không chắc là người trong đội. Trong đội không cho phép để bạn gái ở qua đêm. Tống Khải nhún vai. Có điều quy định chỉ là quy định. Một số cầu thủ có đời sống cá nhân khá ồn ào, chuyện này làng tầm cũng có nghe qua. Nhưng giờ nghe anh nói vậy, cô đột nhiên không nói lời nào giống như đà điều dí vào lồng ngực anh, không ngẩng đầu lên cũng không nói chuyện. Em làm sao vậy? Tống Khải đương nhiên phát hiện ra bất thường của cô ngay, bàn tay to lớn do lưng cô, hỏi nhỏ. Không, không có gì, em là nghĩ đến, em cứ như vậy, ngủ trong này... Giọng nói ngập ngừng, giọng nói rầu rĩ đều thể hiện rõ cô lại hối hận. Nếu cô nói không đứng đắn, anh như thế cũng bị tính luôn à. Căn phòng này là anh đặt riêng, không phải phòng chung. Tống Khải kiên nhẫn giải thích. Hơn nữa anh đã xin phép trước, đây là thời gian riêng tư của anh, như vậy cũng không được sao. Làng tầm lắc đầu, cô không biết nên nói gì. Vì cô, Tống Khải thật lao tâm khổ trí, đều nghĩ trước mọi chuyện. Nếu không phải đã hẹn gặp nhau ở nơi này, anh chắc chắn sẽ xin phép nghỉ một thời gian ngắn mà chạy như bay về nhà gặp cô. Chuyện này cô đều hiểu rất rõ. Chắc chắn là vậy, nhưng cảm giác phạm sai lầm trầm trọng này đến cùng là sao thế này vì sao lại luẩn quẩn không gạt bỏ được trong bóng tối tống khải thở dài một hơi em lại suy nghĩ nhiều quá rồi giọng anh thật thấp vô cùng cam chịu nếu khiến em không vui vậy sau này đừng gặp nhau thế này là được rồi cô ở trong ngực anh gật gật đầu sau một lúc lâu lại lắc đầu muốn gặp anh lại không muốn lén lút thế này đầy cảm giác mặc cảm không gặp lại lại không nén được nỗi nhớ nhung đầy tim không biết làm thế nào cô buồn muốn rơi nước mắt thật cực khổ thật vất vả mà lại mang một giọt mật ngọt ngào làm cho người khác vừa muốn vừa không có can đảm sợ sau khi nếm thử lại rơi vào vực sâu hối hận đừng khóc ngoan nào tống khải nâng mặt cô lên vỗ về người con gái đáng yêu đang rơi lệ anh sẽ nghĩ cách em ngoan ngoãn ngủ đi được không Dạ. Sau khi hôn chúc ngủ ngon, anh ôm cô, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe tiếng thở đều đều. Lòng tâm vô cùng mệt mỏi, rất nhanh đã bị anh dỗ ngủ. Còn Tống Khải lại mất ngủ. Họ luôn ở trong tình trạng giống nhau, mỗi lần mâu thuẫn là một lần dao động. Có khi cô lại cứng lòng, ngăn mình tìm cớ ngủ đêm bên ngoài. Có khi lại không chịu được nên từ chối đến nhà bạn học, thảo luận báo cáo. Tới quá thì lấy lý do phải ở lại, lén chạy đi gặp anh. Xuân qua hè tới, trong vòng xoay luẩn quẩn vô tận, cuối cùng sự việc đã bại lộ. Ngày đó chỉ là một buổi chiều mùa hai bình thường, làng tầm hẹn bạn học cùng thảo luận báo cáo, sau khi tụ họp xong lại bị hai đứa bạn thân kéo đi dạo phố. Những thiếu nữ trẻ tuổi rảo bước trên giảng đường lớn, nói chuyện ríu ra ríu rít như chim sẻ, trang điểm thật đẹp để đi dạo phố, đương nhiên là không thể thiếu quần áo, đổi trang sức, càng không quên uống trà và ăn chút điểm tâm cả buổi chiều chủ nhật các cô gái đi đến mức bàn chân mỏi như còn cái miệng cũng thế đúng là mệt chết đi được đi dạo tới shop trang phục lót làng tầm thật sự bị kéo vào tuy rằng cô cần phải mua áo lót mới nhưng vẫn thấy ngượng ngùng khi đi chọn mua cùng bạn bè nhìn xem nè cậu mua cho ba cậu mua cho mẹ cậu cái này cái nọ sao lại không mua cho mình chứ cô bạn ở bên cạnh thúc giục chưa từng thấy qua đứa con gái nào ngoan như vậy. Cũng không phải thế. Tùy nói vậy, nhưng nhìn thấy nội y đẹp tinh xảo, lòng tầm vẫn nhịn không được mà bị hấp dẫn. Cô kỳ thật thích màu hồng phấn, kiểu dáng không quá cầu kỳ, như cái áo lót màu vàng tơ hoặc màu xanh tím đơn giản, phối hợp chiếc quần lót nhỏ cùng màu, có đính nơ còn bướm đơn giản, làm cho cô yêu thích không nỡ buông tay. Thích thì có thể mặc thử, bây giờ đang có giá đặc biệt đấy cô bán hàng cũng mỉm cười phụ họa đi thôi đi thôi mình với cậu cùng đi mình cũng muốn mặc thử cô bạn thân chọn được vài bộ nhào đến lang tâm kéo đến phòng thay đồ mặc thử vào một lần thì giá kích cỡ bị nhỏ cái móc cài hơi chật nhìn được kẻ ngược xinh đẹp kia lang tâm phải đỏ mặt ngay sau đó vài rèm ngăn cách giữa hai gian phòng đột nhiên bị kéo ra lang tâm cậu nhìn thử dù mình ơ Lăng Tâm bị dọa đến hét lên một tiếng, theo phản xạ lấy áo bên cạnh che lên ngực, mở to mắt kinh hoàng nhìn cô bạn thân láo tấu. Cô bạn thân cũng chừng mắt nhìn ngực cô. Không kịp che giấu bộ ngực trắng nõn mơn mờn, chiếc áo lót màu vàng tơ ôm lấy bộ ngực xinh đẹp cao ngất, phía trên thấy rõ dấu vết màu hồng, dấu hôn. Dấu hôn không thể giả được. Sau khi cả hai bị dọa ngây người vài giây, cô bạn thét lên trói tay xông lại, kéo mạnh chiếc áo mà cô đang che, đây là gì? Lang tâm, cậu có người yêu rồi sao? Sao chẳng thấy nói năng gì hết? Cho mình xem, cho mình xem. Không, không được mà. Tống lang tâm trột dạ mặt đỏ bừng, giả sức bảo vệ ngực, cố gắng thoát khỏi bàn tay sở mó lung tung của bạn thân, không để cảnh xuân lộ ra ngoài. Vừa là hét vừa ấm ý hơn cả nửa ngày, dãy ruội chật vật để thoát thân, vẫn là hét bảo cô bạn thân quay về phòng kia mà thay đồ cô nhanh chóng đổi lại y phục của mình, tựa vào tường tức giận thờ hồn hền. Bị... bị thấy rồi. Giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu tại trận, trái tim lăng tâm nện thình thịch thật nhanh. Cô hôm trước mới cùng Tống Khải gặp mặt, ngày ấy anh tới bệnh viện trực thuộc đại học để tiến hành kiểm tra định kỳ. Theo dõi chấn thương cũ bên gối phải của anh, trạng vạng chiều tối vốn nên trở về nhưng Tống Khải vẫn đợi cô tàn học. Hai người ăn tối cùng nhau, sau đó còn đến bãi đỗ xe yên tĩnh phía sau vườn núi của trường học. Mặc dù không có cách nào triển miền thỏa thích, nhưng kiềm nén không được, nên đành hôn nồng nhiệt. Cho đến nay cô còn nhớ như in, anh vùi đầu trước ngực mình. Cô cười bỏ áo, bị mặc sức yêu thương trong tình cảnh ngượng ngùng. Che giấu cẩn thận, che đậy bí mật ngọt ngào thật tốt, không ngờ vẫn bị phát hiện. Làng tầm chạy chối chết, về đến nhà cô cũng không kịp đem khỏe những thứ mua được khi đi dạo phố cho bà Tống xem. Mẹ còn cùng nhau bình luận nói chuyện phiếm. Cô ăn cơm chiều qua loa, vội vàng thoái thoát muốn đi học bài, mà trốn vào trong phòng. Nhưng đừng nói là học bài, cô ngay cả ngồi yên để viết vài chữ còn không được. Cả đêm đều hoảng hốt trong lòng, tự hồ như có chuyện gì kinh khủng mới xảy ra. Không trải qua, sẽ không biết loại cảm giác ngập tràn lo lắng để khó chịu này. Lăng tầm chằn chọc suốt cả đêm, giống như ngủ chập trơn nhưng vẫn nằm mộng cảnh trong mời trông rõ lắm chỉ nhớ mang mắng có người một bực đuổi theo cô một kéo y phục của cô lại kêu gào cần kiểm tra không thể không thể đó là bí mật cô không thể nói ra bí mật được sau khi tỉnh lại cô mệt đến mức như không được ngủ thảm nhất là liên tục mấy ngày đều giống như vậy căn bản ngủ không ngon trong lòng luôn thấp thỏm lo âu lại không thể tâm sự ra được giày vỏ thật niềm hạnh phúc và tội lỗi cùng hợp lại thường xuyên dày vò, thúc giục cô. Sáng sớm thứ năm, làng tầm lờ mờ tỉnh giấc trong ánh ban mai, lại là một đêm không ngon giấc, cô mệt đến không muốn mở tỏ mắt. Vẫn còn sớm, nhưng không biết vì sao, bên ngoài đã có tiếng xe. Người ở khu dân cư này, người lớn thì đi làm, còn bọn trẻ vẫn chưa tới ngày tựu trường, cùng lắm là người đến đưa báo mà thôi, vì sao lại có tiếng xe vang mãi không ngừng. Lăng tâm đang nằm trên giường lẳng lặng lắng nghe đúng lúc đang hoang mang thì điện thoại di động của cô vang lên âm thanh phá than sự tĩnh lặng của buổi sớm làm cho cô bị dọa nhảy dựng lên chạy nhanh đến đầu giường bắt máy di động bé cưng anh đánh thức em sao là thanh âm thật mệt mỏi giống như cũng trải qua một đêm không ngon giấc của tống khải sao vậy sao anh lại gọi tới giờ này xảy ra chuyện gì ừ Lăng tâm chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên chịu nặng, dự cảm của cô đã trở thành sự thật. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Cô nghe tiếng mình run rẩy. Em trước tiên đừng sợ, là đội bóng xảy ra chút chuyện, có lẽ anh không tiện trở về. Tống Khải cố gắng nói qua loa hết mức có thể, không muốn dọa cô. Em nói với ba mẹ một tiếng, còn nữa, gần đây ra vào nhớ cẩn thận một chút có thể sẽ có phóng viên đi theo làm phiền đến em và ba mẹ. Cứ không trả lời là được. Cô xoay người ngồi xuống, nhìn xuống bàn chân trên sàn nhà bằng gỗ lành lạnh, chạy đến cửa sổ phía trước, vén lên một góc màn nhìn rén ra bên ngoài. Quả nhiên, đúng là tiếng xe đã nghe được hồi sớm, có vài tiếng xe tụ tập ngoài cửa, những gương mặt xa lạ thao đầu ra nhìn, còn có người lấy camera ra. nhằm ngày nhà họ Tống, giống như lấy cảnh, hồ đang chờ đợi cái gì Làng tầm sợ tới mức hít một luồng hơi lạnh Vội vã buông rèm cửa sổ Dựa lưng vào tường Tựa như một tiền trộm thất bại bị bắt quả tang Lập tức cười khổ Cô ở trong phòng mình kéo màn lại thật kín Để người ở bên ngoài không nhìn thấy được cô Bé cưng, làm sao vậy? Tống Khải đương nhiên nghe được tiếng thở kinh ngạc của cô Lập tức cảnh giác hỏi Bên ngoài có người, Cô cố gắng làm cho âm thanh của mình bình tĩnh, không được quá kích động. Chắc là phóng viên, không được mở cửa cho họ, không được trả lời phỏng vấn. Có chuyện gì lập tức gọi cho anh hoặc liên lạc với cảnh sát. Tống Khải vô cùng nghiêm túc dặn dò cặn kẽ. Rốt cuộc là chuyện gì? Cô lờ mờ cảm giác được đã xảy ra chuyện lớn, từng cơn khủng hoảng trỗi dậy, toàn bộ đều toát ra từ giọng nói của cô. Tống Khải trầm mặc vài giây, cô đang hoang mang sợ hãi khiến cho lòng anh khẽ nhói đau. Anh sẽ cố gắng tìm cơ hội trở về giải thích với mọi người. Trước tiên không cần phải sợ. Nhưng mà... Ngoan, nghe lời anh đi. Lo sợ bất an gian nan trôi qua một ngày một đêm. Hôm sau vào lúc sang sớm lại lần nữa tỉnh lại trong ác mộng. Làng tầm hé mở rẻ mi hoen lệ, lặng lặng nhìn thấy bóng dáng tuân tú ngồi bên giường cô, Cô có đang nằm mơ phải không? Nếu không tại sao trước mặt có thể là anh? Lại nằm mơ? Tiếng nói trầm thấp dịu dàng quen thuộc vang lên. Vâng, cô gật gật đầu, giơ tay chạm vào anh, xác nhận sự tồn tại của anh. Bàn tay nhỏ bé bị nắm lấy, Tống Khải nhíu mày. Tay em sao lại lạnh vậy, em bị lạnh sao? Buổi sớm ngày hè vẫn cảm thấy mát, cô chỉ đắp cái mền mỏng nhỏ, hơn nữa vừa mới mơ thấy ác mộng nên giờ quả thật có hơi lạnh run. Ngày sau đó, cô bị cánh tay mạnh mẽ kéo lên, dựa vào trong lòng ngực cưng rắn đầy ấm áp. Ôm chặt như vậy, mặt của anh chôn vùi vào mái tóc của cô, hít thở thật sâu hơi thở thuần khiết của cô. Nhưng lăng tâm lại trở nên tha lòng, ngay cả ngủ cùng cũng không hề buông lòng bản thân. Nhưng khi ở trong lòng anh lại chậm rãi thư thái. Em bây giờ đang căng thẳng, chịu áp lực lớn mới bị ác mộng. Sao lại thế này, bởi vì lo lắng cho anh Tống Khải khẽ ôm cô Bàn tay to đặt sau gáy cô Dịu dàng xóa bóc cơ thể căng thẳng của cô Không phải nói em đừng sợ sao Phóng viên chính là muốn săn tin Của đội bóng tụi anh Sao lại trở nên căng thẳng đến vậy Rốt cuộc Có ai nghe xong những lời đừng sợ Liền thật sự không sợ Không lo lắng không chứ Cô bĩu môi lầm bầm Làm cho anh khẽ cười Im lặng dựa sát vào nhau một hồi lâu Anh lại nói rốt cuộc là có chuyện gì Hứ! anh hiểu rõ cá tính của cô cô bối rối bất an như thế nhất định là có nguyên nhân khác ngập ngừng trong chốc lát lăng tâm mới khó khăn mở miệng ấp ung nói ra lúc trước cùng bạn bè đi dạo phố chuyện xảy ra khi mặc thử nội y từ đó về sau cô vẫn không thể thoát khỏi ác mộng tống khải đương nhiên vừa nghe đã hiểu liền tận sâu trong đáy lòng làng tâm vẫn cứ sợ hãi sẽ có một ngày quan hệ của bọn họ sẽ bị phát hiện sẽ tổn thương sâu đậm tới tình cảm yêu thương của cô với ông bà Tống, sẽ khiến cho tất cả người ngoài chấn động. Nhưng giờ này khắc này, anh thật sự không còn hơi sức đâu mà giải quyết chuyện này, hơn nữa nghĩ đến sẽ phải đối mặt với cơn bão táp. Để cho anh tiếp tục vớt về an ủi một chút, để cho anh giữ kín bí mật ngọt ngào, tiếp tục nói. Em mơ thấy có người muốn cởi quần áo em. Sao có thể chứ, ngoại trừ anh, còn ai có thể cởi quần áo của em? Anh khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu nịnh nọt pha trò làm cô cười theo. Khí trời ngày hè đương nhiên mát mẻ, cô mặc áo ngủ hai dây liền thân, làn vải dệt mềm mại ôm sát lấy đường cong của cô. Tay anh lướt qua đôi vai thơm của cô, kéo một bên dây áo xuống, sau đó lại tới bên kia, áo ngủ mềm mại khẽ rớt xuống. "Bị nhìn thấy gì?" "Hửm? Chỗ này, chỗ này à?" ngón tay dài mềm nhẹ lên bờ ngực trắng mốt của cô, dầu hôn đã phai nhạt dần. Anh vẫn cố ý truyền đến đầu ngón tay, thích thú đụng chạm vào da thịt non mềm của cô, khiến cho cô khẽ thở gấp. Không, không được đi xuống dưới. Anh nhìn xem, ngay bên cạnh xương quay xanh kia. Ơ. Ừ. Lăng tầm hết hơi sức nhắm mắt lại, nụ hoa ửng hồng bị ngón tay dài xoa nắn, liền trở nên mẫn cảm, khẽ ngần thành tiếng. Em mua nội y mới à? anh cắn vành tai của cô cúi đầu hỏi cho anh xem không được được anh muốn xem bị uy hiếp dụ dỗ lang tâm không thể gây ấm ý đành cắn đôi môi đỏ mọng ai oán liếc anh một cái vẫn đến tủ nhỏ bên giường lấy ra áo lót vẫn còn bọc giấy đã mua về từ trước vẫn chưa dùng qua mở ra anh tự tay cầm lên chiếc áo lót đơn giản áo lót ren màu vàng tơ bị nắm giữa ngón giữa thon dài ngăm đen của anh, thật nhìn trông gợi cảm vô cùng. Rất đẹp. Tống Khải cả ngợi, ánh mắt nồng cháy lại chuyển lên người cô. Mặc vào nhất định trông sẽ đẹp lắm. Giúp người ta mặc vào đi. Sau khi can đảm yêu cầu, cô xấu hổ trốn vào trong lòng ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi vùi vào bên gái anh, khẽ thở gấp. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào động lòng người kia của cô, cho dù là người đàn ông làm bằng sắt cũng sẽ bị tan chảy. Đừng nói là giúp cô mặc nội y, cho dù là muốn anh lên núi đao, xuống chảo dầu, tổng Khải cũng có thể lập tức xông vào. Đang tự hở thân trên, cô ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, xoay người đưa lưng về phía anh, phô bày cái eo nhỏ nhắn, để bàn tay to mạnh mẽ của anh giúp cô mặc chiếc áo lót nhỏ xinh xào. Trình chiến trên sân bóng nhiều năm, không hề khẩn trường trong những lúc quan trọng, áp lực càng lớn thì danh tướng Tông Khải càng ném bóng chuẩn hơn. Nhưng giờ phút này, chuẩn bị giúp người yêu cải lại nội y ở lưng, hai bàn tay lại phát run. Quả thật xinh đẹp, anh thầm tán thưởng trong lòng. Mặc dù anh luôn yêu thích màu đen, nhưng màu vàng tờ thật xứng với làn da nõn nà, láng mịn của cô. Trong thành thuần có quyến rũ. Cúp áo ren tinh xảo ôm sát vào đôi bồng đào đẫy đà, đẹp đến mức làm cho người ta đổ váng mắt hoa, quả thực không dám nhìn thẳng. Nếu không bởi vì vào lúc thật sự không thích hợp thì... Hài giả. Dạ. Quyền luyến khẽ hôn lên vai, Tống Khải vạn phần không muốn đỡ cô ngồi dậy đàng hoàng. Đồng thời cũng buộc phải kiềm chế lại ý nghĩ không muốn cơ thể kia rời đi. Không thể tiếp tục, ba mẹ chắc sẽ thức dậy sớm, anh nên xuống lầu trước. Anh nhìn đồng hồ âm thầm thở dài. Đợi lát nữa thông báo tình hình xong, anh sẽ đi liền. Khuôn mặt lăng tâm ửng đỏ lên, nét mặt mông lung dần phai nhạt, cô chậm rãi tỉnh táo lại từ trong tình cảm ra sao thật sự đã có chuyện xảy ra nếu không tống khải sẽ không vất vả mệt mỏi trở về gấp như vậy lại vội vàng phải rời đi chỉ vì giải thích mấy câu có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được ư sự tình nghiêm trọng đến mức phải chạy tới chạy lui như vậy sao đừng lo lắng em coi kìa lại nhớ mày rồi tống khải quỳ xuống hôn người ngồi bên giường nhìn vẻ mặt lo lắng của người con gái nhịn không được bật cười. Anh biết, bảo em đừng lo lắng cũng vô dụng, cho nên em cũng nghe đi. Chỉ có điều em phải đồng ý với anh là ngoan ngoãn ngồi nghe, đừng suy nghĩ nhiều quá, cũng đừng lo lắng lung tung. Chuyện cứ giao cho anh xử lý là được, có nghe hay không? Bản tính của người đàn ông trưởng thành thật sự là phát huy đến mức tối đa, làng tầm chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, bữa sáng trên bàn không còn không khí thoải mái hài hòa như thường ngày nữa sắc mặt bốn người ngồi chung bàn quả thực căng thẳng vốn là nghề nghiệp vận động viên bữa sáng nhất định phải thật phong phú mới có thể cung cấp đủ cho thể lực nhưng giờ phút này hương vị cùng màu sắc của điểm tâm cũng không thể làm bất kỳ ai thèm ăn thật lâu sau ông tông nhíu mải rậm đốt một điếu thuốc nước mắt nhìn con trai một cái tống khải lắc đầu từ chối anh không hút thuốc bởi vì anh là vận động viên cũng do có người không thích mùi khói sẽ không chịu cho anh hôn còn người nào mới thật sự là nguyên nhân chính trong lòng tống khải đều biết rõ vốn muốn giải thích vài câu sơ sải qua loa nhưng ba mẹ truy hỏi dữ dội làm tống khải không thể không để lộ ra tình hình thực tế có phóng viên chụp được ảnh mấy cầu thủ bên ngoài có hành vi rất không thích hợp anh cẩn thận đắn đo dùng từ không muốn kinh động đến người nhà không thích hợp tới mức nào Bị chụp ở chỗ nào Ông giống hỏi lại một cách sắc bén Ở quán rượu Không khí ngưng động Bốn phía đều im lặng Ngay cả một cây kim rơi cũng có thể còn nghe thấy Khói thuốc tràn ngập trong không trung Bà Tống hỏi ra nghi vấn của mọi người Sao lại trở thành như vậy Ở quán rượu Trời gái Đội bóng các con làm sao Lại để chuyện này xảy ra chứ Mở đầu bọn họ cùng phóng viên chụp ảnh giao tiếp, nói chuyện hàng ngày, đơn giản mà nói còn chưa ngại giá. Tống Khải thản nhiên giải thích, đã có bên truyền thông khác ngày được tin đồn, bắt đầu tập trung mấy đội viên bị chụp hình, cho nên gần đây ra vào phải cẩn thận, không có việc gì thì cứ việc ở nhà đợi, điện thoại có thể cũng đừng bắt, ít nhất đợi cho tình hình lắng dịu rồi nói sau. Chờ một chút. Bắt đầu tập trung mấy đội viên bị chụp hình. Bà Tống lặp lại lời của con, hoài nghi. Là ý nói, con cũng có khả năng bị chụp ảnh. Tống Khải trầm ngầm một lát mới trả lời. Vâng, có thể bị chụp được. Lời vừa nói ra, ba người còn lại đều phản ứng dữ dội. Bà Tống hít lấy hơi lạnh, còn lặng tầm sắc mặt trở nên trắng bệch. Ông Tống càng kinh ngạc hơn, khuôn mặt xa sầm xuống. Ông dùng lực đập bàn cái rầm, đứng lên, khiến tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng lên. Mày cũng bị chụp hình Mày ở quán rượu Tiếng rống giận cuồng nộ vàng vọng Trong không gian vốn im lặng Bà mẹ dạy dỗ mày như thế nào Mà mày lại làm ra chuyện này Nếu không phải là bà Tống nhanh tay lẹ mắt Dùng sức giữ chặt nắm tay của chồng Thì nắm tay to cứng như đá kia Có lẽ đã vung đến người Tống Khải Tống Khải Còn đưa bạn gái đến đó phải không một mặt ngăn cản chồng nổi giận, bà Tống một mặt chưa từ bỏ ý định gặng hỏi con trai. Bị chụp lén cùng bạn gái và bị chụp chơi gái ở khách sạn. Hai chuyện hoàn toàn không giống nhau. Mẹ tin còn sẽ không sảng bậy. Nhưng còn cần phải nói thật. Được không? Tống Khải thở dài, anh thật sự không nghĩ lại biến sự tình trở thành như vậy. Nhìn khuôn mặt nổi giận vô cùng của ba, còn vẻ mặt tràn ngập mong mỏi ưu sầu của mẹ, lời nói thật sự đã đến bên miệng. Nói đi, nói ra đi, vì sao anh không thể nói? Nhưng anh không thể không chú ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của người ở bên cạnh. Ánh mắt lòng lanh đầy bối rối cùng nghi hoặc, bất lực nhìn anh, có thói quen không thay đổi là cắn chặt môi dưới đến mức đỏ ửng lên. Chính vì không muốn hủ dọa cô cho nên anh mới không định giải thích thêm. Kết quả chỉ vì trong điện thoại nghe thấy sự căng thẳng của cô, anh chịu không đổi, không mảng vất vả mệt mỏi chạy về nhà. Kết quả, bây giờ nhìn xem thật sự là đáng ghê tởm đến vậy sao lại muốn ảnh hưởng đến cô vì sao càng làm cho cô nặng lòng vì thế tống khải một lần nữa im lặng đem tất cả mọi chuyện trơn chặt lại phía sau đôi môi mỏng mày nói đi chứ bây giờ im lặng là có ý gì mày cho là không nói thì không có gì xảy ra sao ông tống tức giận muốn đi ra ngoài chuẩn bị lấy điện thoại gọi điện thoại cho tao địch thần tao muốn hỏi đội trưởng huấn luyện viên quản lý đội bóng thế nào mà lại phải để phát sinh ra chuyện này? Ba, Tống Khải bất đắc dĩ đứng dậy, cố ý ngăn cản. Con thật sự không có uống rượu. Vậy tại sao lại bị chụp? bị chụp với ai? Với con ạ. À. Tiếng nói dịu dàng rất nhỏ nhưng lại rất khoát vang lên, đột nhiên xèn vào trong lúc hai cha con đang tranh chấp. Ông bà Tống đều chấn động, sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn Tống Lang Tâm. Cục cưng, có nói cái gì? Tống Khải liền dùng ánh mắt cảnh cáo, ý bảo cô đừng nói nữa. Anh là bị chụp hình ở cùng một chỗ với em, đúng không? Tiếng nói của cô nghe hơi run run, giống như con này còn kinh hoàng, mở to mắt nhìn Tống Khải. Anh chỉ cảm thấy trong lòng tê rần. Bà Tống rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bà vỗ vỗ ngực, trách cư nói. Nếu bị chụp hình cùng em gái ở cùng một chỗ, có gì phải căng thẳng chứ? sao lại không nói rõ ra? Còn hổ mẹ sợ quá. Chính là khổ sở không có cách nào giải thích mà. Ai biết ảnh chụp như thế nào, bị chụp ở đâu? Tống Khải vẫn còn do dự, làm bà nhận ra điều bất ổn, hồ nghi hỏi tới. Nhưng qua năm còn mới phải đi tập huấn. Còn cùng cục cưng có cơ hội nào mà bị chụp? Có phải do phóng viên tùy tiện nói bậy hay không? Tuần trước chúng con có gặp mặt, Tống Khải nhanh nhẹn đáp lại. Còn đến bệnh viện trực thuộc trường để làm kiểm tra, sau khi xong liền hẹn lang tâm đi ăn cơm chiều. Nếu là như vậy, nói thật giả cũng tốt. Em gái mình dùng cơm thì có gì không được chứ? Không được. Tống Khải lập tức cự tuyệt. Người quản lý bảo vệ anh rất tốt, họ không công khai nơi xuất hiện, cũng không đến sân bóng làm tò chuyện, nhất là chuyện của Tống Lang Tâm, hoàn toàn chưa bị phơi bày ra ánh sáng. Nói ra sự thật ngay lúc này không khác gì là hành vi tự sát. Hướng chi ngay cả chính Tống Khải cũng không biết rốt cuộc đã bị chụp ảnh gì. Nếu chính là ảnh ăn tối, quả thật chẳng có gì. Nhưng ai biết về sao bọn họ thân mật dây dưa trong xe có bị chụp hay không? Thậm chí nếu là chụp được cảnh Tống Lăng Tâm đến khách sạn. Nghĩ đến cảnh tượng này, cho dù luôn luôn bình tĩnh, toàn thân Tống Khải cũng phải rét run. Còn sợ người nhà mình bị gây rối Mẹ có thể hiểu được khổ tâm của con Nhưng bây giờ có phải nên nói lời thật hay không? Nếu không thành danh bị bơi nhọ Thì phải làm sao bây giờ? Bà Tống lo lắng Muốn xử lý thế nào Bàn bạc tiếp cùng bà mẹ rồi quyết định Không được khư khư cố chấp Được không? Vất vả nhiều năm như vậy Mới tạo dựng được chút thành tích Còn cứ trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt sao? tống khải trầm ngâm nhíu chặt mày nói rõ ra thì càng khiến cho nỗi lòng anh trầm trọng hơn mắt thấy đứa con trai ngậm miệng như hến không nói lời nào đành chậm rãi lắc đầu bà tống chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên giải thích mấy câu là có thể giải quyết mọi chuyện vì sao lại trở nên dư vậy nếu thật sự sợ huấn luyện viên bọn họ không tin bà mẹ cũng có thể ra mặt giúp con nếu cần trả một chút tiền để rửa sạch thanh danh cho con. Mẹ cảm thấy làm vậy cũng rất xứng đáng. Mẹ, bởi vì anh sợ liên lụy đến con, liên lụy đến người nhà. Sắc mặt của làng tầm vẫn trắng bệch như tờ giấy, đôi đồng tử đen lái ngập tràn ưu sầu khôn xiết. Mẹ biết. Bà Tống lại ngồi xuống lần nữa. Lào chán bắt đầu chảy mồ hôi. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, bà đột nhiên giống như già đi mấy tuổi. Khuôn mặt trung niên biểu lộ ra toàn là vẻ mệt mỏi. Chính là vì tính tình của nó Từ nhỏ đến lớn cũng không sửa đổi Vừa hư hỏng vừa cứng đầu như vậy Rốt cuộc là di chuyển từ ai Người ngồi bên cạnh sắc mặt xa xâm lại Chỉ còn thiếu mỗi tức giận Ông Tống thật lâu cũng không lên tiếng Ông dùng đôi mắt sắc bén dài dạn kinh nghiệm Nhìn người nhà trước mắt Thật lâu không nói một câu Bài báo được đăng Gây dư luận rầm rộ các cầu thủ nổi tiếng được tập hợp lại công hiến cho đất nước. Không ngờ trong thời gian tập huấn, giờ trợ lý huấn luyện viên dẫn đầu đến khách sạn mua vui. Đây là một trong những scandal lớn nhất của đại diện quốc gia trong mấy mươi năm qua. Tuy rằng còn phải đợi điều tra kỹ càng, nhưng một huấn luyện viên, bốn cầu thủ tham gia đã bị toàn huấn luyện, bắt phải tạm thời rời khỏi nơi tập huấn. Đợi quyết định cuối cùng có cần rút khỏi đời tập huấn, cấm thi đấu hay không? Nói một cách đơn giản, nếu không có cách nào kháng án, sự nghiệp thể thao xem như kết thúc. Tuy Tống Khải tạm thời không có tên trong danh sách dừng tập huấn, nhưng anh cũng bị chụp được là đội trưởng, lại luôn là người có tác phong tốt nhất từ trước tới nay. Lúc này Tống Khải quả thật gặp áp lực rất lớn. Nhưng anh vẫn im lặng, bất chấp đoàn huấn luyện hỏi thế nào, bao nhiêu phóng viên gọi liên tục vào điện thoại, không mở miệng chính là không mở miệng, anh đã hạ quyết tâm, nếu giới truyền thông đưa ra hình ảnh anh sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Bởi vì làng tầm không muốn anh nói. Có lẽ nên nói là làng tầm không biết phải làm gì. Cô hoảng sợ bối rối đến làm cho người khác đau lòng. Quan hệ phức tạp, rối như tơ vò, người khác quan tâm. Sáng sớm hôm đó, lúc anh không đi được, là cô tiện anh ra. Không ra từ hướng cửa chính do đã có phóng viên đứng đợi ở ngoài. Trong nắng sớm ngày hè, họ im lặng qua sân sau, dừng lại ở cửa sau ít khi sử dụng nhìn nhau không nói. Anh nghĩ hay là nói với ba mẹ đi. Anh hỏi thật khẽ. Không, không được. Cô lắc mạnh đầu, trong ánh nắng gương mặt cô tái nhợt gần như trong suốt. Nếu vậy em vừa nãy sao lại thú nhận? Tống Khải thật sự không hiểu, anh còn chưa kịp phản ứng, làng tầm đã tự nói ra người bị chụp trùng chính là cô. Vì nếu không nói, ba mẹ sẽ nghĩ anh đi uống bia ôm cô lại cắn môi dưới em cũng muốn họ nghĩ vậy anh không đi đúng không đương nhiên là không bọn họ bị chụp là vào cuối tuần lúc trở lại thành phố s đấu tập đấu xong họ đi ăn cơm uống rượu còn anh với em đi ăn thịt nướng em không nhớ sao em dĩ nhiên nhớ hôm ấy bọn họ ăn uống xong thì đã khuya anh mới đưa cô đến bãi đậu xe lấy xe dưới ánh trăng, hai người dọc đường yên lặng sánh vai nhau, bàn luận về trận đấu, bàn luận về món ăn vừa ăn. Còn đứng cạnh xe nói chuyện một lúc lâu. Anh dở giọng anh trai lên mặt cằn dặn cô đủ thứ, muốn cô lái xe cẩn thận, sau khi về nhà phải nhắn tin cho anh. Thật lâu sau mới lưu luyến không rời mà chia tay. Trừ khi anh biết phân thân, nếu không Tống Khải không thể nào đi uống rượu để bị chụp ảnh được. Tống Khải nhận thấy đây là thời cơ tiện cả đôi đường, có thể chứng minh sự trong sạch lại có thể sẵn dịp công khai quan hệ của hai người sao không thể kia chứ số trời đã định như thế anh vui vẻ thuận theo số phận an bài nhưng lòng tâm rất rối loạn lúc nào cũng cắn môi mắt mở lớn mờ mịt dường như còn mang suy tư làm cô sợ hãi rồi nên cô gần đây luôn gặp ác mộng áp lực tâm lý lớn như vậy thật đáng thương rõ ràng có thể không cần khổ sở thế này mà em còn nghĩ nếu nếu như phải nói, chúng ta vẫn là vẫn là dùng quan hệ anh em để giải thích. Bị áp lực lâu, câu nói của cô bắt đầu lộn xộn, dù sao cũng không phải tiếng mẹ đẻ. Vì vậy, em hy vọng mọi người tin tưởng anh, nhưng vẫn muốn nói dối. Tống Khải thở dài. Bé cưng, em thật mâu thuẫn. Em biết. Lăng tầm chán nản, giọng nói hoang mang lo sợ khẩn khoản, để em suy nghĩ thêm được không? Em sẽ nghĩ ra cách mà. Ngốc nghếch, anh làm sao có thể quang chuyện này cho em giải quyết chứ? Tống Khải rất muốn đưa tay chạm vào cánh môi bị cắn in rõ dấu răng kia. Nhưng vừa nhích tay, liền lập tức nắm xiết lại, hạ xuống. Anh sợ bản thân mình chỉ vừa khẽ đụng một đầu ngón tay vào cô, tự chủ sẽ như núi vỡ, mặt nạ cẩn trọng đã hết sức duy trì sẽ rớt ra. Anh sẽ không chút do dự ôm cô gái nhỏ buồn rầu vào lòng, vỗ về thương yêu, hôn lên khuôn mặt u sầu của cô. Nhưng thời gian không cho phép, hoàn cảnh cũng không cho phép, anh chỉ có thể vội vàng rời đi, gác lại một khối áp lực hỗn loạn, gác lại để sau này tiếp tục giải quyết. Sau khi bài báo được đăng, Tống Khải không phải là người dính líu trực tiếp, nhưng vì quá nổi tiếng, hơn nữa không cường đồn đại, áp lực trên người tự đầu đến cuối chưa hề tan biến. Anh thật sự không sợ áp lực, từ nhỏ đến lớn, khả năng chống chọi với sức ép của anh cực kỳ mạnh mẽ. Cứ qua từng trận từng trận đấu một, thường là nhân vật chủ chốt ghi điểm quyết định, áp lực cũng không làm anh sờ xuất. Nhưng lúc này đây, áp lực tương tự lại đặt lên một người khác mà người này lại nhạy cảm mảnh mai biết bao. Một chút đau khổ, anh cũng không muốn để cô chịu. Nghĩ đến đây, Tống Khải suy nữa phát điên. Đội bóng bị vây trong trạng thái ngột ngoạt quá mức chịu đựng. Toàn bộ nhất cử nhất động của cầu thủ đều bị giám sát chặt chẽ. Tống Khải muốn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cũng không tìm ra được đến 10 phút. Đến khi khó khăn lắm mới gọi được thì điện thoại Tống Lăng Tâm lại không có tín hiệu. Sau đó liên tục mấy lần như vậy, Tống Khải chịu hết nổi rồi, gọi về nhà là mẹ anh nghe điện thoại. Mẹ, Lăng Tâm đâu? Anh không có nhiều thời gian hỏi han mà hỏi thẳng. Còn sao vậy? Hùng hổ vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Gần đây bà Tống rất nhạy cảm với những tin đồn nên vội vã hỏi lại. Không có gì, chỉ là... Sợ mình lỡ miệng lại lộ ra nhiều cảm xúc lo lắng, Tống Khải ngừng lại, sau đó cẩn thận nói tiếp. Con tưởng con bé sẽ nghe điện thoại, con bé ở nhà không mẹ? Không, thật sự có chuyện gì sao con? Bà Tống nghe con trai cam đoan, thoáng yên tâm một chút nhưng ngay sau đó bắt đầu kề lề chuyện ồn ào của đội bóng thật lớn họ hàng bạn bè đều tới hỏi làng tâm hôm trước về nhà còn kể có phóng viên tới trường tìm nó bà còn giận quá trời có phóng viên đến trường quấy giày lang tâm tiếng tống khải nặng trịch cơn nóng giận bắt đầu bùng lên mẹ mẹ gọi làng tâm tới nghe còn muốn nói chuyện Xảy ra chuyện như thế này, cô lại dám không liên lạc, cũng không nghe điện thoại. Thật ra cô đang làm cái quái quỷ gì, đang che giấu cái gì? Tự cho là mình có thể xử lý sao? Con bé ngu ngốc này. Nó đi vắng rồi. Bà còn bảo nó tạm tránh đi, mấy ngày này đều không ở nhà. Con trai, con bên đó rốt cuộc thế nào? Thái độ của mấy huấn luyện viên thì sao? Trước mắt chưa bị rắc rối, con thật không có đi uống rượu, họ đều biết cả. Tống Khải kiên nhẫn giải thích. Mẹ, làng tâm đi đâu, sao còn gọi di động cũng không được. Bà Tống lúc nào cũng cảm ram, chợt lặng ý mất thương. Qua thật lâu mới cẩn thận mở miệng. Tống Khải, ý bà con là khoảng thời gian này, các con tạm thời đừng liên lạc với nhau. Dù sao con... Thần phận đặc biệt, phóng viên lại phiền phức. Làng tầm nhút nhát, lại chưa gặp qua chuyện thế này bao giờ mẹ giọng nói tống khải nén nhịn đầy nôn nóng anh hỏi lại lần nữa lang tâm đi đâu là mẹ biết anh từ nhỏ đến lớn bà tống đương nhiên hiểu giọng nói như vậy che giấu ý kiến kiên cường đến thế nào chuyện tống khải muốn làm muốn đạt được ngoại trừ bản thân anh không ai có thể ngăn cản anh thở dài một hơi bà tống đành chịu thua nó ở chỗ ông nội rất an toàn còn không cần lo lắng làm gì Tự chăm sóc mình trước đi Dòng họ Tống ban đầu Sống ở vùng núi ngoại ô Tuy ông nội Tống Khải đã chuyển vào thành phố Nhưng nhà ông vẫn còn Sau khi xây sửa lại cũng khá thoải mái Thỉnh thoảng vào mùa hè Người nhà sẽ đến nghỉ ngơi hay nghỉ mát Nhưng hầu như nhà đó đều để trống Chỉ lâu lâu mới có họ hàng Ở gần đó đến thăm chừng mà thôi Cây cối dài đặc đã xua đi nóng bức ngày hè, khiến trong núi luôn luôn mát mẻ nơi này cách xa thành phố đông đúc đường đi vào nhờ hẹp xe chưa chắc qua lọt nếu không phải người am hiểu địa hình lần cận thường sẽ cho rằng vùng núi hoang dã này ít ai lui tới nhưng chỉ cần kiên nhẫn đi tiếp qua mấy khúc ngoặt thậm chí có khi còn khác hẳn sẽ xuất hiện một ngôi nhà được thiết kế trang nhã trong rừng cây dài đặc có hương cỏ cây mộc mạc làm tầm sách hai túi đồ ăn sách vở nặng nề nước mồ hôi đi trên con đường mòn lúc trời sầm tối trong lúc đều có mưa trời không có nóng bức cô phải về nhà trước khi mưa xuống chân bước nhanh hơn về nhà căn nhà trống trải nhưng vẫn có đủ vật dụng đồ gia dụng đơn giản chỉ là yên tĩnh không một bóng người làm cho lòng người hoảng sợ quả nhiên sau khi cô về không bao lâu trời bắt đầu đổ mưa hạt mưa rồi phát ra tiếng rào rạt bên trong chỉ có một người càng thêm vắng vẻ cô nấu một bữa tối đơn giản vừa ăn vừa lật sách đến lúc bóng đêm buồn xuống Thật ra cô rất sợ buổi tối phải ở một mình. Hơn nữa đây là vùng núi hoang dã, ngủ không ngon khi bừng tỉnh vẫn là một vùng tối đen. Tim đập rất nhanh, rất nhanh, sợ vô cùng. Cô như trở về thời thơ ấu gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy, chỉ có thể không ngừng tự tiếp thêm can đảm vì không muốn quấy nhiễu người mẹ ốm yếu. Còn người cha yêu vợ tha thiết cũng không có thời gian chăm sóc đứa con gái bé nhỏ gặp ác mộng. Không có chuyện gì, chuyện gì cũng không có, không sợ, Lăng Tâm không sợ. Đêm dần khuya hơn, mưa rơi lớn dần, nơi này không có phương tiện giải trí. Ngồi trong phòng khánh vắc vẻ khiến người ta phải dùng mình. Cô càng không muốn đến phòng tập thể hình của Tống Khải ở phía sau. Mấy cái dụng cụ thể thao trong đó trong đêm, cái nào cái nấy đều giống như quai thú. Nên cầm vài cuốn sách lên giường đọc, truy vào trong chăn, phủ kín còn có cảm giác an toàn hơn đọc cuốn lý thuyết kinh tế khô khan làng tầm không dễ gì mới vừa thiêu thiêu ngủ thình lình bị tiếng động lớn làm cho cơ sợ đến giật bắn mình thức dậy đó đó là gì vậy ầm ầm như tiếng sấm trên cái cửa vang lên tiếng gõ làng tâm mở cửa tiếng nói lạnh lẽo như sứ giả từ địa ngục mà lại quen thuộc đến vậy Làng tầm chỉ ngần người khoảng 3 giây, liền lao xuống giường, thiếu chút nữa vấp phải cái chăn còn quấn trên người. Cô lao đảo đi đến cửa phòng khách vừa mở cửa liền bị ôm chặt cứng. A! À, cô la lên, cơ thể đã sớm nhận ra người kia, buông lỏng mềm nhũn, ngượng ngùng dựa sát vào người đó. Vòng ngực cứng cáp, hai cánh tay cũng tự động quấn quanh thắt lưng thon gầy, ôm chặt. Tại sao đến đây mà không nói với anh một tiếng? Giọng người đàn ông trách móc cáu kỉnh trầm khan, còn chưa kịp nói hết câu, khuôn miệng nhỏ ngọt ngào mềm mại đã đoan lấy, ngăn chặn tất cả lời nói bất mãn chưa kịp tuôn ra. Nỗi nhớ thiều đốt, nụ hồn càng lúc càng nông nan, tưởng chừng như có thể giấy khô nước mưa trên người Tống Khải. Anh là vận động viên trải qua nhiều năm huấn luyện khắc nghiệt, giỏi dùng cơ thể hoàn mỹ biểu đạt, giao tiếp. Giờ phút này tràn ngập nôn nóng đè nén khát khao. Tất cả hóa thành ham muốn hừng hực, muốn lập tức nuốt đối phương vào bụng. Ơm, ừ, đợi, đợi một chút. Chầm lửa chính là cô, bị đốt cháy đến choáng ván mất phương hướng cũng là cô vùng vẫy yếu ớt không có tác dụng mà còn lập tức bị chế ngự. Thật không ngoan. Lê Thị Thầm dừng ở trên cái gái trắng nõn, anh thao hồ hồn hít nắn mút Lưu lại một loạt dấu vết mờ mờ như là hoa đào rơi trên nền tuyết trắng tinh. Đợi một chút, không, không được. Làng tầm vẫn còn vùng vẫy chưa được buông tha, cô dùng sức đẩy ra. Chỉ cần cô nói không được, Tống Khải liền dừng lại, cho so rồi tình huống ngặt nghèo như thế nào, tuyệt đối rất kiên cường mà thắng lại, chưa bao giờ ép buộc cô chút nào. Ý chí cứng như sắt thép như vậy, không biết là do di chuyển bẩm sinh hay là do những ngày làm vận động viên tập luyện nghiêm khắc mà tạo thành. Sao vậy? Anh ôm chặt cô gái mềm mại, khuôn mặt tân tú vùi vào gáy cô, thở gấp gáp hỏi cô. Sao anh đột nhiên lại chạy đến đây? Ý ba mẹ là... muốn em tránh đi một chút. Anh còn thế này. Tay lăng tầm đẩy nhẹ, tách khỏi khoảng cách thân mật quá mức, thở dốc, khiến thần chí lúc trước tạm thời quay lại. Em muốn ẩn mình cũng được, nhưng sao không nói với anh? Tống Cải cực kỳ không vui gặng hỏi. Bởi vì... là do... Là do giống như lúc này, ngàn sông cách núi cũng chạy đến gặp bằng được. Lăng tầm thở dài, hết sức bất đắc dĩ. Quên đi, anh giờ cũng biết rồi, em lấy khăn mặt cho anh trước, anh ướt sũng rồi. Không cần, lát nữa cũng cởi ra. Anh lại ôm chặt cô đang muốn bỏ đi, thô bạo ngang ngược, lần này thế nào cũng không chịu thả. Dù sao em cũng bị ướt. Bị hai câu đầy ý nghĩ khiến sắc mặt hồng lên, làng tầm bị ôm ngang người nũng nịu kêu. Anh chạ Em dùng tiếng này gọi anh, thì sẽ biết chuyện gì xảy ra. Thân thể đàn ông vừa nóng vừa rắn chắc, ôm hôn dữ dội, vội vã cởi bỏ quần áo ẩm ướt của nhau. Chiếc áo màu xanh lam trên người cô mặc dù xinh đẹp đã lập tức bị kéo xuống, rơi xuống nền nhà. Ngày sau đó quần jean, áo thun đầy mùi đàn ông cũng rơi rớt xuống đất, nhập phần vào đống quần áo của cô. Tương từ giữa nam và nữ có thể dùng ngôn từ để hình dung, có đôi khi lại chỉ có thể dùng cơ thể để bộc lộ. Cô vừa mơ mảng nghĩ, bàn tay trắng trẻo vừa nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc của anh. Lạnh à, ở đây có điện có nước nóng không? Anh ấm em đi tắm. Giọng Tống Khải cũng chưa đều, khàn khàn hỏi bên tai cô. Có. Cô ôm chặt anh, không muốn nhúc nhích, thầm nghĩ muốn tiếp tục hưởng thụ một chút vòng ôm ngọt ngào của da thịt kể sát nhau. Chờ một chút hãy đi. Tống Khải không phản đối, anh chỉ điều chỉnh tư thế một chút, làm trọng lượng nhẹ một chút, để cô gái đáng yêu không bị đè ép. Ôm lấy cô, chân bám lấy nhau anh vẫn còn trong cô. Nếu có thể cả đời gắn liền nhau một chỗ thế này, anh cũng không để ý. Ban đêm trong núi yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa phùn tí tách nhẹ nhàng rơi trong rừng. Họ lắng nghe tiếng mưa, tiếng tim đập dồn dập cùng hơi thở của nhau thật lâu. Bé cưng, em... có phải mang thai hay không? Câu hỏi sâu xa vang lên, làm làm tâm, rèm mì mệt mỏi rũ xuống sắp đi vào giấc mộng, đột nhiên bừng tỉnh đôi mắt kinh hoàng, nhìn sâu vào một đôi mắt đen sẫm, không nhìn ra đôi mắt ấy suy nghĩ gì. Tắm rửa, xong, thay xong quần áo, tống long tâm rót trà nóng, hai người ngồi xuống giường. Đáng lẽ phải là một người một ly chuyện trò đồi ẩm. Nhưng Tống Khải không cho cô rời khỏi lòng anh, ôm cô chặt ngồi lên đùi thoải mái khoan khoái. Anh đưa ly cà phê lên môi cô, hài lòng nhìn cô quỳ xuống uống. Trên bàn nhỏ cạnh đầu giường rõ ràng có pha cho anh một ly. Anh cứ muốn cô uống qua. Bèn đến đúng vị trí chỗ cô ngồi hồi nãy, uống một hớp lớn, làm lăng tâm lại đỏ mặt. Em vẫn chưa trả lời anh. Tống Khải không để cô trốn tránh nhàn nhã uống trà, nhàn nhã truy hỏi. Không, không có. Lăng tâm toàn thân cứng ngắc, sợ đến mức tim đập thình thịch. Anh sao lại hỏi vậy? Em chạy đến chỗ này, còn mặc quần áo thế kia. Anh hất hàm tới trước giường, nơi có chiếc áo van màu làm nhạt, gắn thắt lưng cao thịnh hành hiện nay. Kế tiếp, còn thì thầm vào tai cô. Hơn nữa, ngực em còn to lên, còn vô cùng mẫn cảm. Vừa nãy không phải cứ luôn miệng đòi anh nhẹ tay sao? Hứ! Làng tầm thật bật đỏ như lửa, xấu hổ giấu mặt vào gái anh. Không có thật mà. Em chắc chứ? Chắc, em chắc chắn. Tống Khải không nói nữa, để ly trà xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp vòng qua, vuốt nhẹ lên tóc cô. Dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng, hai người im lặng dựa sát vào nhau. Anh... anh thất vọng lắm sao? Một lúc lâu sau, làng tầm mới nhẹ nhàng hỏi. Cũng không hẳn. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, thản nhiên nói. Chỉ có điều cũng có thể xem như một phương thức giải quyết. Nếu em thật sự mang thai, bà mẹ dù tức giận cũng đành phải chấp nhận. Đây chính là cái gọi là gạo nấu thành cơm. Nhà họ Tống cực kỳ truyền thống. Năm đó giới truyền thông đưa tin nhầm có fan hâm mộ nữ mang thai con của Tống Khải. Bà mẹ Tống Khải thậm chí còn buộc anh phải cưới cô gái đến mặt mũi cũng chưa từng gặp. Huống chi bây giờ hai người họ nâng niu yêu thương giống lang tâm trong lòng bàn tay. Bà mẹ anh thật sự rất thương cô. Em có nhớ trước đây chúng ta hầu như hàng năm đều đến chỗ này nghỉ hè không? Em nhớ trồn chặt trong vai anh, cô cùng anh nhớ lại. Về sau mẹ em sức khỏe không tốt, bà còn dẫn em tới chưa được mấy ngày đã đi về trước, để em một mình ở với ba mẹ anh. Anh trước kia đối với em không có ấn tượng cho lắm. Tống Khải nhỏ mắt, hồi tưởng lại dáng vẻ cô lúc nhỏ nhắn dễ thương. Cậu đây thường thấy em hay chơi cùng với mấy chị em họ, hoặc là bà con xa ở gần đấy. Sau lại phát hiện cách phát âm của em không giống với người khác, Nói chuyện nghe lạ lạ Không có Cô phản đối ngọ nguệ đánh anh Tống Khải cười cười cầm bàn tay trắng móc của cô Kéo lên môi hôn Thật ra anh có thời gian còn rất ghét em Anh chợt nói Lăng tâm nghe xong Kinh ngạc ngẩng đầu ngửa mặt ra sau Nhìn khuôn mặt tuần thú của Tống Khải Đang mỉm cười gượng gạo Ghét em ư? Vì sao? Phải nói sao đây, Tống Khải từ nhỏ đã ở trong đội bóng, dù nghỉ hè cũng phải tập huấn hoặc thi đấu khắp nơi, được cùng người nhà rảnh rỗi nghỉ hè, luôn không phải là đứa con độc nhất là anh, mà là con bé xa lạ tống lăng tâm. Mà dáng vẻ nữ sinh đáng yêu vui vẻ lại là cái ba mẹ luôn hy vọng, nên yêu chiều đủ thứ, đi đâu cũng dẫn cô đi cùng. Đặc biệt là ba anh, cô hù lại nghiêm khắc, ăn nói ý tứ cực kỳ. Với con trai trước sau không gần gũi, nhưng vừa gặp lăng tâm thì dường như hoàn toàn thay đổi. Lăng tâm vừa dùng giọng nói ngọt ngào gọi bác ơi, lập tức mặt mày hớn hở, đường nét khuôn mặt dịu xuống liền, ngay cả giọng nói cũng hết sức ôn hòa. Mẹ anh cũng vậy, tự tay may cho lang tâm không biết bao nhiêu là vai áo, âu phục đáng yêu. Vì ba mẹ đều rất thương em, nên nhìn rất không vui. Anh nói qua loa, rồi không kiềm được hôn lên vành tay cô. Bình thường cô sợ nhột sẽ phản đối, thậm chí còn cười khanh khách. Nhưng bây giờ cô chỉ yên lặng để anh ôm rồi hôn, lặng lẽ không phản ứng. Sao vậy? Không vui sao? Đó đã là chuyện cũ rồi. huống hồ bây giờ người cường chiều cô còn có ai qua được anh? Lăng tầm lắc đầu. Ba mẹ đối với em thật sự rất rất tốt. Nhưng mà em lại... Lại có bí mật lớn đến thế để giấu giếm họ suốt chút nữa làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tống Khải. Chỉ vì sự tồn tại của cô, vì cô cùng Tống Khải... Nghe được tâm trạng cô đơn cùng tự trách của cô, loại cảm giác đau lòng như dao cắt này lại tới. Tống Khải hít một hơi thật sâu. Chúng ta cho ba mẹ biết được không? Anh hỏi nhỏ, cảm thấy cô gái trong lòng cứng đơ, anh vẫn nói tiếp. Nói cho họ biết, cùng lắm bị mắng cho một trận mà thôi. Ba mẹ thương em đến vậy, chắc sẽ không đánh em đâu nhỉ. Và lại nó không chừng họ còn mừng nữa kìa. Lăng tâm dùng mình một cái, không biết vì sao cô cảm thấy chuyện này tự đầu không thể lạc quan như Tống Khải được. Có phải do không phải ruột thịt không? Tận sâu trong lòng, cô luôn luôn không thỏa mãn, tự tin là được yêu thương. Đợi ít lâu nữa đi anh. Hiện giờ tình trạng này, chúng ta ngay cả gặp cũng không nên gặp. Nghĩ đến sự nghiệp đang lên của anh có thể bị ảnh hưởng, làng tâm liền cao may, mặt đầy vẻ buồn lo. Anh sao hôm nay lại đến đây? mọi người không phải không nói anh biết em ở đâu sao em chạy đến chân trời góc biển anh cũng sẽ tìm ra em anh ôm chặt cô giọng nói bình thản nhưng ý chí rõ ràng kiên cường không thể nghi ngờ bên đội bóng thế nào rồi anh đến thế này có phải lại xảy ra chuyện gì không cái đầu này rốt cuộc muốn lo cho bao nhiêu người bao nhiêu chuyện mới đủ hả tống khải xoa xoa tóc cô vừa chịu thua vừa nuông chiều nói nghĩ cho mình có được không? đừng cơ mãi lúc nào cũng lo lắng cho người khác, người nhà quan trọng hơn. nếu em thật sự nghĩ như vậy thì đã không lang tâm lầm bầm. lời còn chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. nếu cô thật sự nghĩ như thế, cô sẽ không mù quáng mà bắt đầu một cuộc tình với người không thể gặp này, sẽ không bị anh ôm vào lòng, còn cuốn quýt không muốn rời xa. ngoan, đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Tống Khải dịu dàng hôn lên rẻ mi khẽ rỗ rành. Vậy còn anh? Bị cánh tay rắn chắc ôm nằm xuống giường, lẳng tầm ngáp một tiếng, xòa xòa mắt, mệt mỏi kéo đến mơ mơ màng màng hỏi anh. Anh nằm chung với em. Thật ra anh nên về, vốn định gặp một lát, xác định cô không có việc gì là đi ngay. Nhưng sớm đã đoán được sẽ thế này. Vừa đựng vào cô, anh như bị lửa thiêu, không nỡ đi. Nhưng mà... Xịt, đừng nghĩ nữa anh ôm cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô giọng nói khoan thai ngày mai đi cũng kịp có một buổi tối thế giới cũng không bị hủy diệt trong đêm nay làng tầm cũng biết anh nên đi càng lúc càng tối đường núi lại không dễ đi nhưng cuộn tròn trong ngực anh cảm thấy thật an toàn ấm áp cho dù đêm tối hay ác mộng đáng sợ cũng không làm hại được cô cô thật sự nên buông tay nhưng là vẫn không buông được đêm hôm đó dù trong ngực anh, cô vẫn gặp ác mộng. Trong giấc mộng, cô không ngừng chạy trốn, tránh né từng đôi tay muốn kéo rách quần của cô, sợ đến mức toàn thân lạnh run, tay chân mềm nhũn, hơi thở càng lúc càng nhanh, mà không dám ngừng lại, chỉ có thể liên tục chạy trốn. Tuy rằng tin tức tạm thời qua đi, nhưng lại giống như có một mạch nước ngầm bắt đầu tuôn trào, khiến cho lòng người bất an ngoài bốn gã cầu thủ ra một viên trợ lý huấn luyện đã bị loại khỏi tư cách đại biểu quốc gia gây ra sóng to gió lớn đương nhiên không có khả năng lắng dịu hoàn toàn trong thời gian ngắn mà những đội viên còn lại càng bị quản giáo chặt chẽ và hà khắc hơn nếu bị dồn hết toàn bộ tinh thần sức lực chuyên cần luyện bóng một lần nữa càng làm tăng thêm sĩ khí bị đả kích thần là đội trưởng tống khải bị cuốn vào trận ba phong ba này tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người anh giống như bị câm, càng ngày càng ít nói, chỉ mãi miết luyện bóng. Theo thời khóa biểu thì không nói, đằng này còn thường xuyên yên lặng tận lực tập luyện suốt đêm dài. Đồng đội ra bị huấn luyện cả ngày mệt đến mức nằm xuống liền ngủ. Nhưng anh vẫn ngồi lại xem băng ghi hình trận đấu, nghiên cứu chiến thuật, ghi chép lại. Đêm dài đẳng đẵng cứ thế trôi qua, bởi vì mãi cho đến trước trận đấu, Tống Khải cũng chẳng có bất cứ cơ hội nào chuẩn già gặp lăng tâm lần nữa để lại cô một mình cô quanh ở nhà ông nội trên sườn núi. Bất kể nghĩ thế nào, anh cũng không yên lòng. Cô sợ tối, mà khi đêm về, trên ngọn núi trở nên tối đen. Dù có đưa tay ra cũng không thấy được nằm ngón tay. Không thể ở bên cạnh cô cùng cô đi vào giấc ngủ, tất cả lo âu nóng này của Tống Khải đều hóa thành quyết tâm. Anh nhất định phải đánh thắng trận này, thay mặt đội lập công chuộc tội. Sau đó trách nhiệm đội trưởng của anh đã hoàn thành, xem như không làm người dân trong nước thất vọng. Trở lại chuyện mình, anh thật sự muốn làm một chuyện chân chính. Tự như anh đem bóng tiến vào khu vực cấm, bất cứ ai cũng không thể ngăn lại. Chuyện anh muốn làm, không một ai từ trước tới giờ có thể ngăn cản. Vì ngày đó sẽ đến, vì có thể công khai quan hệ với cô một cách quang minh chính đại. Anh một mực, mực chuẩn bị, nhưng lại chờ đợi không phải không có thời hạn. Sự chịu đựng của anh cũng không phải vô hạn bí mật lớn cuối cùng sẽ bị vạch trần một ngày nào đó. Hướng chi chính là anh quyết định tầm muốn vạch trần. Ấp ủ niềm tin như vậy, anh buông hết cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý, cắn răng trông đỡ sự tập huấn luyện tập khắc nghiệt hơn gấp 10 lần bình thường, dẫn dắt các đội viên, cầu thủ phục vụ quên mình. Trong thời điểm cam go, nhất quyết giành chiến thắng. Sau khi chiến thắng, ôm cúp trở về, Tống Khải chỉ nhớ rõ khi tiếng còi vang lên, báo hiệu trận chung kết chấm dứt, khi mồ hôi làm nhẹ tầm mắt. Lồng phổi giống như muốn nổ tung, sự rạn nứt trong tình đồng đội cùng những tấn thương đau đớn như bị thiêu hủy toàn bộ. Toàn thân không biết có bao nhiêu chỗ chấn thương. Nhưng anh thở phào như chút được gánh nặng, phẳng phất ở thời khắc mấu chốt thắng thua của trận đấu, anh xuất thân, đẩy bóng vào lưới ba lần. Sau đó hàng vạn hàng nghìn người mê bóng đang theo dõi trận đấu cũng thở phào đầy nhẹ nhõm. Đám đông cuồng duyệt đến đón tại phi trường máy chụp ảnh, camera chớp đèn loang loáng khiến cho người ta trở nên hỏa mắt. Kế tiếp vẫn không được nghỉ ngơi, một mạch thẳng tiến đến lễ chúc mừng, họp báo, bận rộn đến mức không có cơ hội để thở. Trong lúc này, ông bà Tống có đến thăm anh, cũng cùng nhau tham gia lễ chúc mừng, nhưng không hề thấy bóng dáng của Tống lang tâm. Mẹ, lang tâm đâu? Là lời mở đầu khi mẹ con anh gặp mặt. Nó bận học, sắp tốt nghiệp rồi, bà con không cho nó đến. Bà Tống đáp lời, "Bận học, bận đến thế sao? Anh đã dẫn đội bóng từ trận đấu bay trở về, vậy mà vẫn bận sao?" Dạo gần đây hình như có mấy đứa bạn thân thường xuyên lui tới nên càng không có thời gian. Giống như cố ý nói cường điệu, bà Tống còn nói thêm một câu như vậy. "Bạn gì?" Tống Khải Khẽ nhíu mày truy vấn. "Mẹ cũng không biết." Nói tiếng Trung, mẹ nghe không hiểu. Tính ra hai người đã nửa năm không gặp mặt. Thân nhân bình thường thì không tính, nhưng họ là tình nhân yêu nhau tha thiết, xa cách như vậy, chịu đựng thật sự quá khó khăn. Cuối cùng thì lễ chúc mừng cũng chấm dứt, Tống Khải tự mình lái xe đưa ba mẹ cùng tham gia tiệc rượu về nhà. Còn muốn đưa ba mẹ về? Bà Tống có chút kinh ngạc, tự ba mẹ về được, con không cần quay về đội sao? Con nghĩ anh giải thích đơn giản, vừa mới chiến thắng một trận đấu lớn, người làm bằng sát cũng cần phải được nghỉ ngơi chứ. Ờ, vậy còn không về thành phố, sao vậy? Tống Khải có mua một căn nhà trong thành phố gần đội bóng, bình thường đều ở chỗ đó. Nhưng giờ phút này, anh nắm giữ vô lăng, khẽ nhíu mi, có chút nghi hoặc nghiêng mắt nhìn mẹ mình. Vì sao bà có vẻ không quá vui khi biết được anh trở về? Anh không hiểu. Về nhà ba mẹ mình nghỉ ngơi, cũng cần có lý do sao? Ông Tống vẫn trầm mặc, luôn nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn qua kinh chiêu hậu, chỉ thấy ông nhíu chặt mày. Còn sắc mặt và thái độ giống như vậy của ông Tống đã có từ khi nào? Tống Khải cũng không nhớ. Trong khoảng thời gian tới nay, ông Tống càng trở nên lãnh đạm, vốn nghĩ bị ảnh hưởng bởi chuyện đi uống bia ôm lúc trước. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, anh còn thắng trận trở về. Rốt cuộc ông Tống tức giận là vì cái gì? lại liếc mắt thấy sắc mặt lạnh lẽo kia tống khải bước tầm mắt trở về phía trước trên tầm lái xe anh biết có vấn đề cũng nên giải quyết chỉ có điều trước mắt anh chỉ quan tâm đến một chuyện hoặc một người tống lăng tâm trong gần một giờ đi xe mọi người đều không nói nhiều không khí trong xe thật nặng nề giống như bóng đêm u ám bên ngoài cửa kính về đến nhà đã qua nửa đêm, ba người đều tự đi rửa mặt trải đầu đi ngủ. Tống Khải miên cưỡng cố đèn nén thôi thúc bước xuống phía sau. Lên lầu xông thẳng vào phòng Tống Lăng Tâm, nhưng chỉ có im lặng chào đón. Nằm trên giường mình, trận mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Trừng mắt đến nỗi như đốt cháy hài hốc mắt, sau đó thật vất vả để đợi cho ba mẹ đều đi ngủ. Anh đứng dậy không một tiếng động. Thân hình cường tráng giống như loài thú săn di chuyển, chỉ trong chốc lát anh đã xuyên qua hành lang đi xuống lâu đến gác xếp thông qua nhà bếp cô đi vắng căn phòng im ắng trên giường không có người tống khải quả quyết cô còn ở nhà xe của cô vẫn còn ở trong gara thường dùng bạc phủ lại đèn tường cũng mở chỉ vì biết ở nhà tống lăng tâm sợ tối mấy bóng đèn tường không tắt nhất định là dấu hiệu cô vẫn còn ở nhà nhưng người ở nơi nào trước tiền không được kinh động đến ba mẹ bóng dáng thon dài của tống khải như âm hồn thầm lặng di chuyển một sàn lại một gian đi khắp quanh nhà rốt cuộc đứng trước thư phòng nhỏ trên lầu hai mới thấy ánh sáng hé ra từ khe cửa tiếng gõ cửa thật ngắn gọn một cái lại một cái tiếng giống như nghe được tiếng thở dài của ai đó nhưng tống khải cũng không xác định tự hồ cả thế kỷ trôi qua cánh cửa rốt cuộc bật mở vì sao trốn ở chỗ này Tiếng nói thấp của Thống Khải vang lên nhưng không thể nén xuống lửa giận trong giọng nói. Em không biết anh đã trở về. Em không biết anh đang tìm em sao? Điện thoại không bắt, nhắn tin không trả lời. Bận học đến thế à? Rốt cuộc đang bận cái gì? Em tốt nhất nói cho rõ. Tiếng nói đột nhiên ngừng bật, khắp nơi một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn. Bởi vì bàn tay nhỏ mềm mại đã đẻ chặt lên môi anh, ngăn anh tiếp tục chất vấn cô có vẻ gầy đi mắt dường như mở to hơn đôi mắt xinh đẹp kia vừa đèn lại vừa sâu lẳng lặng nhìn anh ngàn lời vạn cầu đều trôn giấu vào trong lòng em đang nghe điện thoại cô khẽ nói chờ em một chút đã trễ thế này nói điện thoại gì chứ tống khải thấp giọng lầm bầm theo cô vào trong phòng mới phát hiện cô thật sự đang nghe điện thoại nhưng là gọi điện qua mạng cần dùng đến máy tính mà trong phòng cô lại không có lắp đặt mạng cho nên phải rời notebook qua thư phòng. Tống Khải nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Chủ đề khác thường rất khó hiểu mà cô dùng chính tiếng mẹ đẻ của mình, từng thanh âm trong trẻo lành lợi vang lên. Mặc dù nghe không hiểu nhưng lại thấy thích nhịp điệu giống như ca hát cho nên im lặng ngồi cạnh lắng nghe. Như vậy cũng đủ rồi, ngồi gần sát cô có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô, cảm giác cô ở bên. Đưa tay có thể chạm tới cô, là nghe thứ ngôn ngữ khác như ca như hát Tống Khải nhắm mắt lại Cảm nhận sự lo âu xa cách lâu như vậy cho tới nay Nếu từ từ tàn biến Bất kể là thân thể hay tâm hồn Gần đây hoàn toàn bị vây bùa Đều chìm vào trạng thái buồn lỏng nhất Anh nằm thoải mái trên ghế dài trong thư phòng Chân dài gác lên cạnh bàn Một tay không khách khí đưa tới giữ chặt lấy tay cô nắm chặt trong tay bàn tay nhỏ bé mềm mại, tâm tư bất an lo lắng liền trở nên yên bình. Đeo tai nghe, Tống Lăng Tâm chỉ quay đầu liếc nhìn anh, rồi trở lại tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Đợi cô nói được một lúc thì Tống Khải đã ngủ mất tiêu. Lăng Tâm cố gắng lén lút tay về, thử vài lần, cũng không thành công, Tống Khải không ngừng buông tay. Thở dài, cô thổi dãy ruộng, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh anh. Thật ra đã lâu không gặp, cố tình trốn tránh, làm hai người không gặp nhau, nhưng tình cảm căn bản trốn không khỏi. Tống Khải luôn luôn ngự trị trong lòng cô, từng giờ, từng phút, cũng không hề rời khỏi. Bàn tay nhỏ bé còn lại nhịn không được, nhẹ nhàng phút ve khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi kia, lướt qua mảy rậm để cá tính trước mũi thẳng đứng, đôi môi mỏng kiên nghị, trước cảm góc cạnh rõ nét. Nói thật, anh không phải là loại ngôi sao điện ảnh vừa thấy đã biết hư hỏng, mà là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, tài năng xuất chúng. Hơn nữa ở trên sân bóng, loại khí thế lợi hại này dùng mắt mà tìm. Hầu như cũng tìm không ra người có được khí chất như thế. Anh chính là như vậy, bất kể là thực thi chiến thuật, tấn công, phòng thủ hoặc là yêu đương, đều như thế. Sau khi xác định mục tiêu vào mắt, trong lòng tuyệt đối sẽ chuyên tâm, vùi đầu chú mục vào với mức độ đáng sợ. Có mệt mỏi đến mức suy sụp cũng không mang. Nhìn xem, đã mệt đến vậy, phút về đầy dịu dàng để cho mày rộng của anh giãn ra. Đột nhiên anh mở mắt. Lăng thầm hoảng sợ muốn rụt nhanh tay về, nhưng lại bị tóm được bốn mắt nhìn nhau. Em nói chuyện điện thoại với ai mà trễ vậy? Tiếng nói của anh có chút khàn khan Với bạn thôi. Kỳ quái, sao lại bị nhìn như vậy? Sao nhịp tim của cô lại đột nhiên đập nhanh hơn? tống khải cũng không truy vấn tiếp chỉ nhìn cô dường như thiếu ánh mắt nóng bỏng vào hình dáng bên ngoài của cô sau một lúc lâu không thể kháng cự lại áp lực trầm mặc của anh lăng tầm bắt đầu muốn né tránh khẽ nói anh mệt rồi muốn lên lầu ngủ không lên với anh tống khải cắt ngang lời cô hai tay dùng lực đè xuống dưới cô bị khóa trong khuôn ngực cứng rắn mặt dán vào ngực anh đường cong mềm mại áp sát thân mật vào đường nét thô cứng không chừa khe hở dường như được tạo ra cho đối phương. Hai người đều buông tiếng thở dài, sau nhiều ngày thi đấu bên ngoài, rốt cuộc cũng được về nhà, quay trở về trong lòng đối phương. Bé cưng! Anh đột nhiên cúi đầu gọi cô. Làng tâm kinh ngạc ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn dịu dàng đến tận xương. Đầu cô choáng váng, giống như người mình bị ngâm trong rượu, toàn thân vô cùng ấm áp, mềm nhũn đêm hôm đó họ không có hành động thân mật hơn chỉ ôm chặt đối phương cho dù không phải ở trên giường cho dù chỉ có thể dựa sát vào nhau một chút rồi lại trở lại phòng nhưng vẫn cảm thấy đủ ngọt ngào đủ gần gũi luyến tiếc rời đi quyền luyến buông tay kết quả của lưu luyến không rơi chính là nằm ngủ luôn trên ghế dài chờ lang tâm từ trong mộng từ từ tỉnh lại cô phát hiện mình đang di chuyển không không phải là bước đi mà là rất khó giải thích. Cho dù cả thế giới có dung chuyển đi nữa thì cô vẫn có cảm giác thật an toàn. Bởi vì Tống Khải ôm chặt cô. Muốn đi đâu? Cô mơ màng hỏi. Trở về phòng em, trời sắp sáng rồi. À, vậy là họ nằm ngủ trên ghế dài mấy giờ rồi sao? lăng tầm ngáp một cái, khuôn mặt ngái ngủ mơ màng muốn cọ sát vào ngực anh. Giống mèo con làm nũng, làm cho người ta chịu mến. Còn ngủ, em mà bị bán đi cũng không biết tống khải nhịn không được cúi đầu hôn cô đứng ngay đầu cầu thang vốn nên bước xuống lâu nhưng hai người cứ quên luyến không nỡ rời liền hôn nhau đòi hỏi đối phương cùng giao hòa hơi thở và nhiệt độ cơ thể trí óc đều tạm thời ngừng hoạt động toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người âm đột nhiên tiếng đập cửa thật lớn chấn chỉnh đôi nam nữ đang ôm hồn thắm thiết làng tầm sợ tới mức toàn thân cứng đơ thiếu chút nữa từ trong lòng tống khải ngã xuống đất sự nhiệt tình của Tống Khải cũng nhanh chóng đóng băng, não trong nháy mắt lập tức hoạt động lại bình thường. Anh đẩy lăng tâm ra sau, sau khi xác định cô đứng vững, vội hạ giọng dặn dò. Em về phòng trước đi, ở đây để anh xử lý. Nhưng... Đi mau. Giọng nói ra lệnh đẩy quyền uy, không cho phép cãi lại, lăng tâm đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Bất an lờ lắng chạy xuống lâu, mới đi qua nhà bếp, thì tiếng rống rận lòng trời lở đất liền vang lên. Cho dù cô không muốn nghe cũng nghe rõ một một, bước chân vàng rội vội vàng trốn chạy cũng dừng lại. Mày! Xúc sinh! Tuy rằng ông Tống nghiêm khắc nhưng làng tâm chưa từng nghe qua tiếng rống cuồng nộ như vậy của ông. Tựa như dã thú bị thương phát ra tiếng gào to đau đớn tận sâu trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, đất trời thay đổi, tiền nắng ban mai đột nhiên tắt ngấm, làng tầm cứ như đứng chân chân trong bóng tối, cái gì cô cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng ngay sau đó, thanh âm dầu dĩ lại chân tĩnh cô lần nữa. Tuy rằng từ đầu tới cuối, Tống Khải không hề lên tiếng, nhưng lằng tầm nhận thức được, bà đã đánh Tống Khải. Cô lập tức quay đầu lên lâu, nhưng còn chưa đến bậc cao nhất, đã thấy bóng lưng cao lớn của Tống Khải chắn lại. Đầu lệch sang một bên, khóe miệng dính máu. Lăng tầm ngay cả khả năng suy nghĩ cũng không còn, hành động phản xạo của cô là nhảo lên phía trước, từ phía sau ôm lấy eo Tống Khải. Nghĩ phải bảo vệ anh không cho anh bị thương. Không thể để cho một mình anh gánh vác chuyện này. Lang tâm, tránh ra! tinh hét của ông Tống bùng lên, nắm tay vẫn nắm chặt như cũ. Nếu không phải đang trong lúc nổi giận, còn sót lại một tiêu lý trí, không muốn nói ra lời tổn thương con gái, thì đã vung tay lên rồi. Cơ thể Tống Khải cứng như được đúc từ sắt thép, không hề sợ hãi mà ưỡn ngược đứng rừng sững. Tầm mắt hoàn toàn không hề chuyển dịch khỏi người, đang nổi giận lôi đình. Lăng tâm, em về phòng trước đi. Giọng nói của Tống Khải giống như bị giấy nhám mài qua. Anh chậm rãi lách người ra khỏi cánh tay, cừ cừ ôm chặt, thốt ra từng chữ một. Không! Lăng tâm lại ôm chặt anh, chết cũng không buông. Cô phát run lên, sự sợ hãi vô cùng với nỗi kinh hoàng bào phủ lấy cô. Toàn thân đều túa ra mồ hôi lạnh. Nhưng trong mảng tối đen, cô vẫn một mực đứng bên cạnh bảo vệ Tống Khải, đứng thẳng như mỗi tên, bất kể có của trách đà kích cỡ nào, cũng cắn răng chịu đựng, siết chặt lấy Tống Khải. Bà mang lang tâm đi trước đi. Giọng nói của ông Tống đã dịu xuống, sắc mặt tái nhợt không có chút máu nói với vợ. Ngày sau đó, giọng nói liền chuyển sang lạnh như băng. Tống Khải, theo ba. Tống Khải kiên quyết thoát ra khỏi vòng ôm điều sống liều chết của lang tâm để cô vào trong lòng mẹ. Theo bà vào trong thư phòng, lập tức cửa thư phòng đóng lại. Like. Mẹ, làng tầm dãy ruộng muốn theo vào bà tống giữ chặt cô không buông để hai người nói chuyện với nhau bà tống kinh hoàng nhìn làng tầm tóc tai bù su hai mắt đỏ hoe Đáy mắt thoảng qua tia không thể nào thừa nhận sự đau đớn tại sao lại có thể như vậy ngay cả nghĩ tới cũng không dám làm sao có thể trở thành sự thật nên sớm phát hiện có vấn đề một thanh niên trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú một thiếu nữ xinh đẹp vui vẻ hoạt bát ở chung với nhau dưới một mái nhà, làm sao có thể không xảy ra chuyện. Ngàn đầu vạn mối, ý nghĩ hỗn loạn dối như tơ vò, giải thích sao cũng không được. Nhìn khuôn mặt bi thảm điểm tĩnh, thần sắc bối rối kia của con gái, trong lúc đó khuôn mặt đều khó có thể che được sự quan tâm sâu sắc. Trong lòng đau đớn vô cùng, bà tống cảm giác trái tim mình cũng trùng xuống theo. Lại là sự thật, xem ra tình cảm của hai đứa không phải một sớm một chiều, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào sao lại trở thành như thế họ làm cha làm mẹ lại hoàn toàn bị che mắt hai đứa bắt đầu từ khi nào bà Tống nghe thấy chính mình đang hỏi tiếng nói đầy thề lường cùng thất vọng sao lại không nói nói thế nào đây chuyện này kêu cô làm sao mở miệng làng tầm cuối đầu giống như đứa con đã phạm phải tội lỗi tài trời đứng ở trước mặt người mà mình đã gọi là mẹ nhiều năm qua cô cắn môi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tay trần lạnh như băng hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào đứa con này nâng điều chiều chuộng nhiều năm như vậy thậm chí còn thương yêu hơn có con ruột dù một chút ấm ức cũng chưa khiến cô chịu qua bây giờ bị dọa đến mức này trong đầu bà tống cũng trống rỗng con về phòng trước đi nếu không bà đi ra nhìn thấy, lại nổi nóng lên. Tầm tư dối bơi, bà Tống cũng không biết nên nói gì, phải phẩy tay, mệt mỏi nói. Mọi người bình tĩnh lại một chút rồi nói sau. Nhưng anh... Mở tỏ mắt hốt hoảng nhìn lên, làm tầm lo lắng liếc nhìn một cái đến cửa thư phòng đóng chặt. Về phòng đi. Chuyện đã xảy ra, cô tức khắc bị loại ra ngoài, ba người nhà họ Tống đều không còn dáng vẻ thường ngày nữa. Lăng tầm như thấy thế giới bị hủy diệt trong nháy mắt. Lê bước trở về phòng, cô yên lặng ngồi trước bàn. Việc ngồi xuống này thật là đúng lúc. Tuy rằng đầy đủ mọi người ở nhà nhưng lại yên tĩnh như chết, không ai có tâm trạng là bất cứ chuyện gì. Lăng tầm ngay cả nghe điện thoại cũng không tập trung, hoàn toàn không biết đối phương là ai, đang nói gì. Này này, làm sao vậy? Cậu hôm nay với cậu tối hôm qua, cứ như hai người khác nhau ấy, đêm qua cô còn liên lạc với bạn tên trần diệc danh là học sinh đến từ đài loan trong điện thoại cảm thấy kinh ngạc chuyện bọn mình bàn bạc là chắc chắn chứ cậu không thể đổi ý mình hứa với người ta rồi đó một lúc sau làng tầm mới kịp phản ứng lại đúng dịp cô tới trưởng ngoại ngữ thì quen biết được vài người bạn cũng là người đài loan bạn học đồng hương ở đại học trong đó có trần diệc danh không giống lang tâm khiêm tốn im lặng diệt dành rất năng động tham gia vào các hoạt động lần này chính là hoạt động cần phiên dịch viên tiếng hoa nhân lực không đủ nên phải tìm bạn học cũ tống lang tâm giúp đỡ cô vốn dĩ không tham gia quá nhiều vào các hoạt động như vậy nhưng gần đây tống khải ra nước ngoài thi đấu hơn nữa ông bà tống luôn cổ vũ cô ra ngoài quen biết thêm vài người bạn đi chơi nhiều một chút cô mới đồng ý ừ không đổi ý mà mình không sao Cô chậm chạp đáp lại Không được không được Cậu như vậy làm người ta rất lo lắng Này có muốn ra ngoài không Diệp dành ở đầu dây bên kia Mời sốt sắng Mình đưa thể lệ hoạt động cho cậu Thuận tiện mời cậu ăn cơm luôn Người khách sáo như cậu Ăn cơm của mình xong hẳn là chạy không thoát Nhà mình có chút việc Thật ra câu nói đơn giản như vậy Lại làm cô đột ngột rơi lệ chắc là có liên quan đến ngôn ngữ nói chuyện với diệc dành bằng tiếng mẹ đẻ mức độ thân thiết này vào thời khắc này có thể đặc biệt vui tươi hơn có chuyện gì hài giả mặc kệ là chuyện gì con người làm gì cũng phải ăn cơm cậu nhín ra một chút thời gian một giờ cũng không được sao Dịch dành không hề phát giác ra chuyện gì vẫn nhiệt tình đến mức làm người khác có chút không chịu nổi không được thật à Vậy mình đem thể lệ đến đưa cho cậu là được. Mình biết nhà cậu ở đâu. Trong tình trạng hiện giờ có thể để cho người khác đến nhà sao? Làng tầm sợ tới mức nhảy dựng lên. Không, không được, cậu đừng tới. Được rồi, được rồi, không cần phải phản đối kịch liệt đến vậy chứ. Có phải cậu làm gì trái với lương tâm không? Trái tim làng tầm bỗng dưng giống như bị đâm, cô ẩn ngực hít sâu. Mình đứng ngay MC Donald chờ cậu, cậu cũng biết chỗ gần trường học đó. Cậu mau đến đó nhé. Diệt Dành không để bị cự tuyệt, thật vui vẻ cúp điện thoại. Thành âm náo nhiệt vừa đi qua, cô càng cảm thấy nỗi cô quạnh hoang mang sợ hãi xâm chiếm vào lòng. Thay quần bò mang giày thể thao, khuôn mặt thuần khiết, trong sáng xanh sao đến đáng kinh ngạc. Cô lặng lặng đi xuống lầu tiến vào nhà bếp. Bà Tống ngồi yên ở trước bàn ăn, bếp lò lạnh tanh, trên bàn chẳng hề có điểm tâm sáng, hoàn toàn không giống việc bận bịu nấu cơm ồn ào như ngày thường, không gian vắng ngắt. Mẹ! Bà Tống dường như nghe không hiểu, lờ mờ nhìn về phía miệng cô đầy xa lạ, nhìn vài giây mới miên cưỡng nhận ra cô. Mẹ không nấu cơm, con đi ra ngoài ăn đi. Bà Tống mệt mỏi nói. Mẹ muốn con mua đồ ăn về không? Trong nhà những người khác xem ra cũng chưa ăn cơm, cô sợ hãi hỏi. Không cần. Bà Tống khoát khoát tay, dáng vẻ không muốn bị quấy dây. Trễ rồi, con đi đi. Lăng tầm cắn môi dưới, im lặng đứng ngay cửa nhà bếp một lúc lâu, cuối cùng xoay người âm thầm rời đi. Nước mắt thì nhào rời lã trã, lại không dễ dàng lộ ra trước mặt người khác, cô chỉ còn biết nghẹn ngào với mình. Ngoài phòng, bầu trời xanh trong vắt lại xuất hiện, đúng lúc ánh mặt trời lên cao, nhưng thế giới của cô không hề có lấy một tia sáng. Tống Khải quỳ ở thư phòng một ngày một đêm. Anh từ trước đến nay chưa từng hạ mình, bất kể có đối mặt với kẻ địch hùng mạnh, thậm chí là bản thân chịu các vết thương lớn nhỏ, tập bóng vất vả hay áp lực của cả nước. Dù gặp tình huống gì trong mắt anh, chưa bao giờ có hai chữ nhượng bộ. Nhưng lúc này anh tự nguyện quỳ gối. Còn muốn chung sống với Lang Tâm? mặc bà anh mắng chửi thế nào, thậm chí còn đánh anh. Anh là một người cao lớn cứng cỏi, một người đàn ông tinh thần kiên cường. Không trông đỡ cũng không giải thích, có nói đến mấy cũng chỉ có một thỉnh cầu. Không được. Ông Tống đang nổi giận, từng chữ hét trước mặt anh. Mày làm như thế, không thấy có lỗi với bà mẹ của lang Tâm sao? Không thấy có lỗi với bà mẹ của mày sao? Tao muốn mày chăm sóc con bé như chăm sóc cho em gái. Mày lại, lại làm ra chuyện này. Nhưng em ấy không phải là em gái con. Tống Khải ngắn gọn cự tuyệt. Phải, nó là con gái tao, dĩ nhiên là em gái mày. Ba anh nổi trận lôi đinh. Ông bỏ ra ngoài để lại anh trong phòng. Tống Khải vẫn quỳ ở đó, không có ý định đứng lên. Cũng như anh không có ý định trốn tránh. Chuyện vỡ lở ra, anh sẽ gánh chịu tất cả. Anh chỉ muốn có lăng tâm, chi đơn giản như vậy. Ba mẹ không thông cảm tự đầu đã trong dự liệu Anh tin mình có thể chịu đựng Cũng như huấn luyện khắc nghiệt Khổ sở đều sẽ qua đi Sẽ trở thành trận thi đấu tốt đẹp Những vết thương trên người không đáng là gì Kiên trì đến cuối cùng Nhất định sẽ đạt được cái anh muốn Nhất định anh đối với bản thân rất có lòng tin Ba anh nổi giận Đùng đùng không chịu nghe anh nói Anh cũng kiên quyết Bèn quỳ gối bất động trước bản đọc sách Tư thế mặc dù nhốn nhường nhưng sống lưng thẳng tắp và vẻ mặt kiên định trên khuôn mặt đẹp của anh tuyên bố với mọi người quyết tâm cứng như thép của anh không đồng ý anh không đứng dậy hai cha con cứ thế rằng co không ai nhượng bộ ai tính bướng bỉnh giống nhau như đúc tận đến chiều mẹ anh xót xa mới lén bưng đồ ăn vào phòng dưới ánh nắng chiều con trai bà vẫn quỳ vững vàng hoàn toàn không định đứng lên bà tống không chịu nổi hốc mắt đỏ lên còn cần gì phải làm thế này chứ? Nếp nhăn trên mặt bà Trong một ngày như tăng nhiều thêm gấp đôi Bình thường dù ở nhà Cũng đánh một chút son Trên người cũng đeo một chút đồ trang sức Trang nhã Giờ không còn tâm trạng Mặt mày bi thương, dáng vẻ mệt mỏi giả nua Khiến tốc cải nhìn thấy thì trong lòng đau đớn Nhưng anh vẫn cắn răng Không nói tiếng nào Ăn chút gì đi con Tiếp tục như vậy không phải là cách hay giữa trời chiều ảm đạm bà tống tận tình khuyên bảo cả ngày ngày cả nước cũng không uống thì thế nào đây bà con cũng tức ăn không vô tống khải vẫn thờ ơ hai cha con này khuyên nửa ngày tống khải hoàn toàn không lay chuyển mẹ anh chỉ biết thở dài bỏ đi một tiếng sau lại đến thức ăn nguội lạnh còn nguyên con trai như phò tượng sống động cũng không động lại một tiếng sau, không biết qua bao lâu, trời đã tối đen, bà Tống bước vào thuận tay mở đèn, ánh sáng chói mắt khiến Tống Khải hơi choáng váng. Tống Khải, con đứng lên ăn một chút cơm đi. Bà Tống mệt đến nỗi giọng nói đã khàn khàn, khuyên đến không biết còn gì để khuyên. Xem ra chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng. Con không ăn, làng tầm cũng không chịu ăn. Vừa phụ nấu cơm vừa rời nước mắt. Con là con chịu được, con bé làm sao chịu nổi chứ quả nhiên là có hiệu quả vốn không nhúc nhích tống khải ngừng đầu còn ít nhiều ăn một tí như vậy lang tâm mới con đi xem em ấy bà tống còn chưa dứt lời tống khải đã dãy ruộng rợm đứng lên nhưng vì quỳ cả ngày chân đã tê cứng không còn cảm giác nên chúi người tới suýt nữa ngã sắp xuống làm gì vậy còn gấp cái gì Bà chống đỡ con trai, vẻ lo lắng hiện lên đầy mặt khuyên bảo. Đừng như vậy, còn trước tiền ăn một chút gì đi. Bà còn còn nổi nóng, còn không nên gặp lăng tâm, bằng không để bà còn thấy nhất định phải tức giận. Tống Khải bất chấp, anh chỉ toàn tâm toàn ý muốn gặp Tống lăng tâm. Bà Tống lại hết sức kiên trì, kéo con trai lại, có thế nào cũng không bỏ ra. Không được đi, Tống Khải, con muốn làm bà mẹ tức giận bao nhiêu nữa. Đủ rồi. Nhà anh luôn là cha nghiêm mẹ hiền, mẹ anh xem chồng con như chơi, hầu như chưa từng to tiếng hay giữ dằn, càng nói, giọng nói chẳng những càn đi mà còn chứa nước mắt, khiến Tống Khải ngây ngẩn cả người, anh không chịu nổi. Nhìn thấy nước mắt của mẹ. Nhân lúc này nghe mẹ nói, trước tiên đừng kích động được không? Bà Tống nhẹ giọng hứa hẹn, mẹ sẽ đi xem Lăng Tâm sẽ nói nó ăn cơm. Còn ở đây suy nghĩ cho kỹ một chút, ăn một chút, đợi ngày mai. Hay sau đó, bà còn bớt giận hãy nói chuyện đàng hoàng nha con. Mắt thấy mẹ đang khóc lóc kể lề, Tống Khải cũng không còn vùng vẫy nổi. Phải miên cưỡng đè nén ham muốn kích động, chạy vội đến bên cạnh người yêu, yên lặng ngồi xuống. Cảm giác rát lạnh thấu xương truyền đến, Tống Khải cắn răng nén nhịn. Nhịn thôi, chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, tình hình sẽ không thể tiếp tục tệ hơn nữa. Nhưng tình hình không có chuyển biến tốt đẹp, ông Tống lúc bây giờ đang đầu tận tim. Đối với anh cực kỳ không thông cảm, Tống Khải phấy lần muốn giải thích, xong cũng chỉ đối mặt lấy, im lặng bằng chết người đáp lại, thậm chí còn là chữ cốt, không tỉnh nghĩa. Ông muốn anh cút đi, mẹ anh ánh mắt mọng đỏ mấy ngày không hết, còn Tống lăng tâm thì giam mình trong phòng không bước chân ra khỏi nhà, Tống Khải hoàn toàn không có cách gì đến gần hay an ủi cô. Chỉ cần nghĩ đến cô đang có biết bao hoảng sợ tự trách, tìm Tống Khải càng chồng chất vết thương, như bị rào cắt còn hất cho mấy thủng nước muối. Từ phòng chính ra đến phòng cô, đột nhiên như xa tận chân trời góc biển. Tống Khải không phải không thể đến phòng ngủ của cô, nhưng anh đã hứa với mẹ anh tạm thời chịu đựng, không gây ra mâu thuẫn gai gắt khiến ba anh càng thêm tức giận. Nên anh càng nóng lòng lại đau khổ gần sắp phát điên bầu trời bên ngoài u ám cuối cùng vào xế chiều hôm nay có tuyết rơi đầu tiên là từng bông từng bông bay xuống sau đó càng rơi càng nhanh đến buổi tối đã bắt đầu rơi dày có thể đoán được là sáng sớm ngày mai mặt đất phủ đầy tuyết và mấy ngày tới buồn tuyết sẽ làm đỉnh trệ giao thông tống khải đứng lặng bên cửa sổ trong thư phòng từ nơi này anh có thể trông thấy xa xa trong gió tuyết phía sau căn phòng của tống lăng tâm dọi ra ánh đèn yếu ớt cô vẫn chưa ngủ sao có phải đang ngắm tuyết rơi không hay là vẫn nhìn bên này cố gắng tìm kiếm dáng hình anh tống khải đã đoán đúng làng tầm giờ phút này cũng đang đứng bên cửa sổ cô nép mình sau bước màn cửa cố gắng phóng tầm mắt qua các vật chắn bóng đêm dài đặc bên ngoài và những bông tuyết bay xuống là tả nhưng cô cố hết sức cũng chỉ nhìn thấy một dáng người cao lớn thấp thoáng bên cửa sổ thư phòng anh trai của cô người yêu của cô gia đình của cô. Đưa tay tắt ngọn đèn trên bàn, bóng tối hoàn toàn bao phủ lòng cô như bao phủ cả cô. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bản sách được dọn ngăn nắp. Thật ra cả căn phòng đều được sắp xếp gọn gàng, không có vật dụng dư thừa, không có quần áo rất bừa bãi, không có sách vở hay đĩa CD vương vãi trên mặt đất, gấu bông, chăn mền trên giường được xếp cực kỳ ngay ngắn như trong quân đội. Nói cách khác, như không có người ở cạnh cửa có một túi du lịch. Chờ đến khuya, làng tầm rời khỏi bước màn che kín cửa sổ, bước ngang căn phòng cô đã quen thuộc nhiều năm, bước chân nhẹ nhàng trên thảm hơi trong tranh. Cô sách túi im lặng, không kinh động đến ai, lặng lẽ xuống lầu. Cả căn nhà im lặng không có bất kỳ tiếng động nào, mọi người hẳn là ngủ hết rồi. Cầu thang làm bằng gỗ phải đi cẩn thận nếu không sẽ gây ra tiếng động. Tuy phòng chính không nghe được tiếng động ở đây, nhưng lăng tâm vẫn bước nhẹ nhàng. Xuống lầu xuyên qua phòng bếp tối đen như mực, chén, nồi, sạn, dao làm bếp, đều sắp xếp bên cạnh bàn, dễ để thấy. Tiếng tủ lạnh chạy rờ rờ vàng rõ lại càng yên tĩnh đáng sợ. Cô như cái bóng lặng lặng đi qua, tới cửa sau, đang định mở cửa thì... Lang tâm! Phía sau đột nhiên có người gọi cô, làng tầm giật mình tay phát run dữ dội gần như không mở cửa nổi trễ thế này con còn muốn đi đâu người đứng phía sau lại hỏi tiếng nói giả nua mệt mỏi là bà tống mẹ con mới mở miệng làng tầm lại tắc nghẹn cô không dám quay đầu lại cũng không dám nói tiếp chỉ sợ bản thân trong nháy mắt sẽ khóc mất liền đổi ý con muốn đi đâu Bà Tống vẫn hỏi tới, bà một mình ngồi trước bàn ăn, dường như hòa vào bóng tối, nên làng tầm mới không chú ý. Con, con muốn, con đi giúp bên Trần diệc Danh, có hoạt động, cần phiên dịch. Cô vụng về giải thích, tiếng nói run rẩy hơn nữa còn không dám quay đầu lại. Con nhìn mẹ đi. Bà Tống kiên trì, đã trễ thế này, bên ngoài tuyết lại rơi nhiều. Con muốn đi đâu đây? Trần Diệp Xanh tới đón con, cậu ấy chắc là đến rồi. Lăng Tâm xoay người, nhưng ánh mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, không nhìn thẳng bà Tống. Hoạt động ở thành phố ép hơi xa, tự còn muốn xuất phát vào buổi tối, yên nhất tranh thủ đến đó trước lúc tuyết lớn, khá an toàn. Buổi tối lái xe cũng không tắc đường. Đây không phải là lần đầu Tống Lăng Tâm tham gia hoạt động tương tự thế này, nên nói thế coi như hợp lý nhưng lông mày bà Tống vẫn cào chặt. Lần này đi mấy ngày? Đại hội, tổng cộng bốn ngày ba đêm. Làng tầm lắp bắp. Con, con muốn đi mấy ngày, có lẽ đối với mọi người đều tốt. Có lẽ... Bà Tống không nói gì, bà lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhìn lăng tầm run rẩy như nay con bị hoảng sợ. Đã phát hiện rồi sao? Mẹ nhận ra cô đang nói dối sao? mẹ nhận ra được cô đang đau lòng và tự trách sao nhận ra cô có bao nhiêu khó chịu sao còn chờ một chút suốt cuộc bà Tống nói chuyện bà đứng dậy cử động có hơi chậm chạp sau đó cởi áo len khoác trên người lựa chọn đi đến trước mặt cô vươn tay bà Tống cầm áo khoác len còn ấm nhiệt độ cơ thể đưa cho cô trong bóng đêm làng tầm nhờ ánh sáng mờ mờ ngoài hành lang chiếu vào thấy đôi tay đó đã già nua không còn là đôi tay trắng mướt mà đã hẳn nếp nhăn cùng vết tích năm tháng. Đôi tay đó đã từng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, từng nét, từng nét, kiên nhẫn dạy cô viết nét ngang, nét sổ. Chữ viết lạ lẫm như vẽ tranh, khi ấy làng tầm nói thế đã mang tới tiếng cười ấm áp hiền tư, khỏe mắt nheo nheo để lại những nếp nhăn nho nhỏ. Những năm gần đây, bàn tay của mẹ là của riêng cô. Mặc vào đi, dù vừa ra khỏi cửa đã lên xe cũng sẽ bị lạnh. Tiếng bà Tống cô nén cảm xúc, lọt vào tay dường như nghẹn ngào. Dường như còn dao cắt vào vết thương trong lòng cô. Con đi lần này, giữ gìn sức khỏe. Làng tầm cắn chặt môi dưới gây ra vết thương thật sâu. Cô không dám lên tiếng chỉ cúi đầu mặc áo. Tình cảm ấm áp bao bọc tay cô, nhưng không thể truyền từ tay vào đến lòng cô. Cô một mình rời bỏ ấm áp đã nuôi nấng cô nhiều năm từng bước, từng bước nên trên nền tuyết đầu mùa trắng tinh lưu lại dấu chân trong chênh nước mắt từng giọt lặng lẽ lăn xuống rơi vào trong tuyết cô cũng không cúi nhìn trong lòng mỗi người đã có một khoảng ký ức đơn thuần đẹp nhất lòng của lăng tâm giống như đợt bông tuyết bay bay trên mặt đất trắng xóa bốn ngày sau lăng tâm vẫn chưa về một tuần, hai tuần thời gian từng ngày từng ngày trôi qua lăng tâm hoàn toàn biệt tâm Tống Khải gần như điên cuồng, anh phải về đội bóng trình diện, lại mạo hiểm tình nguyện bị đuổi khỏi đội. Xin phép mấy ngày chỉ là muốn tìm cho ra Tống Lăng Tâm đã đi đâu. Nhưng mà hỏi thăm bạn bè cô thường qua lại, đều nói không biết cô ở đâu. Còn Trần Diệt Danh, bình thường nói cười vui vẻ, là người Đài Loan vô cùng cởi mở. Trước khi thế cho hỏi kinh người của Tống Khải cũng thay đổi sắc mặt. Cậu ta càng càng nói đợt nghiên cứu thảo luận thật sự trong bốn ngày đã xong. Mà khi đó cậu gấp đến không thời gian đầu chú ý chuyện khác, hoàn toàn không biết lang tâm sau khi xong lại không về nhà. Cậu ấy sau đó còn điện lại cho tôi, vì tôi có việc cần cậu ấy giúp đỡ, mấy mấy ngày trước thôi. Cậu ấy nói không rảnh, nhưng ngoài lần đó ra đều rất bình thường. Diệt dành lời nói chắc chắn. Thật đấy, nghe rất tốt, một tí bất thường cũng không. Còn bé không nói hiện giờ ở đâu sao? Tống Khải lạnh giọng hỏi, không có tôi tưởng cậu ấy ở nhà cúp điện thoại tống khải hít thở thật sâu vài lần mới nén được thổi thúc muốn ném ống nghe đi cô cứ thế biến mất không ai biết cô đi đâu hàng xóm nhà ông nội gần đây cũng không ai gặp cô đến trường học hỏi thăm mới biết làng tầm đã xin tạm nghỉ học cô thu dọn phòng sạch sẽ đồ dùng quần áo đều không còn từ đó có thể thấy cô hoàn toàn không phải nhất thời mà là đã có chủ định vì sao anh và bà mình suốt một tháng không nói một câu với nhau. Còn mẹ anh, trong một đêm như già đi cả chục tuổi. Tống Khải thường thấy bà ngồi trong bếp ngây người. Lúc đó luôn ngồi trước bàn ăn, ánh mắt không tập trung mà nhìn về hướng sau nhà, dường như đang chờ đợi cái gì. Buổi chiều, Tống Khải đi vào phòng thì gặp ngay cảnh tượng này. Bà Tống mờ mịt ngồi đấy, bất động không nói như phò tượng đất. Mẹ! Không trả lời, Tống Khải bước qua, đứng trước mặt bà. Mẹ ảnh lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt hoàng mà ngước nhìn con trai. Hình như... tuyết sắp rơi. Sự già đùa của mẹ làm anh đau lòng, Tống Khải ngồi xổm trước mặt bà. Mẹ, mẹ muốn nghỉ ngơi một chút không? Tống Khải nhìn quần áo phong phanh bà mặc, Còn mày nói. Hay là mẹ mặc thêm áo đi, phòng bếp hơi lạnh, còn lấy giúp mẹ cái áo len mẹ hay mặc nhé. Bà Tống lắc đầu, vẻ cô độc. Không cần. Ngừng một lát, Tống Khải không nhịn được hỏi, "Mẹ, mẹ biết Lang Tâm ở đâu không?" Bà Tống im lặng không đáp. "Mẹ, mẹ không biết con bé ở đâu." Bà Tống hít một hơi, dường như kiềm chế nghẹn ngào. "Nhưng mẹ biết em ấy bỏ đi, phải không?" Tống Khải thúc ép hỏi tới tấp, "Mấy ngày nay con nghe lời mẹ, không gặp mặt em ấy." rốt cuộc chuyện gì xảy ra em ấy tại sao phải đi là tao bảo nó đi bà tống vẫn không đáp thì giọng nói lạnh băng của ông tống từ phía sau chuyển đến tống khải cứng ngắc người ánh mắt như điện giật bắn thẳng về mẹ mình bà cúi đầu nước mắt tích tụ bà mặc quần dài sẫm màu có nhiều hơn một vết mờ là nước mắt ba bảo lăng tâm đi anh như đang hỏi bà lại như đang thì thảo tự hỏi Bà mẹ cưng chiều Tống Lâm tâm như hòn ngọc quý trên tay, đột nhiên một người bảo cô đi, người kia lại chẳng quan tâm, cũng không phản đối. Tống Khải không thể nào tin nổi. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, nếu Lăng Tâm thật sự mất tích, bà mẹ anh có lẽ sẽ là người sốt ruột đến chết được mất. Đầu thể nào giống như bây giờ? Nghe thấy thắc mắc của con trai mình, bà anh lạnh lùng nói. Ở nhà không an toàn, đương nhiên phải đi. Không an toàn, Tống Khải như đánh mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể lặp lại mà hỏi. Dù sao thì lúc này con bé ở nơi mày không tìm được. Tao không muốn hai đứa gặp lại. Tống Khải im lặng, cả người hoàn toàn yên lặng giống như pho tượng, chỉ còn nắm tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ trong lòng anh. Bao lâu? Tống Khải không một lần quay đầu lại kiềm nén, chỉ lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, bao lâu? một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, hay là cả đời? Bao lâu? Mày còn dám hỏi? Còn mặt mũi mà hỏi? Cơn giận của ông Tống lần thứ hai bùng nổ, tức đến sám mặt vô cùng đáng sợ. Mày muốn quan hệ nam nữ lăng nhăng, uống bia ôm, chạc táng với phản hầm mộ. Tao cũng không can thiệp. Sống trụy lạc là chuyện của mày. Nhưng mày tại sao phải đụng đến em gái mày, Đồ xúc sinh này! Tống Khải chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm không thở nổi, dùng sức buộc bản thân hít thở vài lần mới có thể giữ vững, thế ngồi không té ngã. Anh chỉ là yêu một người, lại khiến người mẹ hiền lành dịu dàng rơi lệ, bị người cha bảo thủ đến cùng cực mắng là xúc sinh. Đáng sợ nhất chính là để người anh yêu cô độc bỏ đi. Sai lầm, rốt cuộc là gì? Vì sao kết quả lại thế này? Tống Khải không có câu trả lời. Phải mất bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay là cả đời? Làng tầm cũng không biết. Những ngày của cô như thể đã chết lặng, dường như mất đi sức sống. Kỳ thật, sau nhiều năm trở lại nơi trồn rau cắt rốn, hẳn là có rất nhiều sự thay đổi mới mẻ đầy thú vị, thu hút được sự chú ý của cô, khiến cho tâm tình cũng trở nên khá hơn. Nhưng thời gian trôi qua thật sự được chứng minh, vô dụng. Đã qua nửa đêm, cô lại loi nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ ở chỗ thuê. Tâm trạng vốn trống vắng cô quạnh kia lại phủ chụp lên cô, cứ như một loại axit mạnh, ăn mòn từng tấc, từng tấc một lòng cô, làm cô ngay cả sợ hãi cũng quên mất. Hóa ra, sức chịu đựng của con người là vô hạn. Cô một thân một mình cũng có thể tồn tại được. Thời gian ngủ của cô cũng rất ít, nằm lăn lộn qua lại trên giường suốt 2 giờ là chuyện bình thường nửa đêm tỉnh giấc thì không thể ngủ lại được nữa mỗi lúc rời giường chuẩn bị đi làm luôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng tưởng chừng như chưa hề ngủ kể ra cũng may mắn tuy rằng quay về đài loan không có người thân đến nương tựa nhưng lại được bạn tốt trần diệc xanh giúp đỡ giới thiệu cô quay về là đã tìm được việc làm không mảng ấm no đơn giản sống qua ngày là đủ rồi lăng tâm thật sự cảm ơn sự ra tay giúp đỡ của diệc xanh nhiệt tình thẳng thắn cởi mở đối đã trần thành giống như người nhà trong thời gian cô quay về Đài Loan, cậu ấy đã hỗ trợ rất nhiều. Tại sao cô không thể yêu người ấy? Nếu có thể, chắc là cô sẽ rất hạnh phúc, chứ không phải hàng đêm mất ngủ, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà gây đi rất nhiều. Tình yêu làm tổn thương con người, thật quá mức lợi hại. Mùa hè ở Đài Bắc muốn làm tan chảy con người, làng tầm mỗi ngày đều đi làm dưới ánh mặt trời cháy gắt tới làm cho công ty quảng cáo, trên trán đã dịn đầy mồ hôi, khuôn mặt tránh không khỏi đỏ bừng lên, làm cho da mặt quá mức tái nhợt của cô trở nên xinh đẹp hơn một chút. ơi da, hôm nay có trang điểm hay sao, sắc mặt thật khá. Cô đi vào văn phòng lớn, Trần Gia Phân, cấp trên trước mắt cô, cũng chính là chị họ của Trần Diệp Danh, liền khẽ kêu lên. Già phần lớn hơn Tống Lăng Tâm 10 tuổi, nhưng cá tính cởi mở nhiệt tình, giống y hệt cậu em họ đi học xa. Cô ấy là phó giám đốc của công ty quảng cáo kiềm quan hệ công chúng, cần một trần trợ lý chạy việc. Nhưng do công việc phức tạp của chức vụ này, tiền lương lại ít. Người trẻ tuổi không chịu được nhiều gian khổ, giờ di chuyển rất nhiều. Mà lang Tâm, trong đám nhân viên cô ấy thuê, lại là cô gái rất khôn khéo lanh lợi và đầy trách nhiệm già hân mới giúp cậu em họ một việc mà thôi ngay từ đầu nhìn thấy lăng tâm cũng rất hoài nghi một cô em gái trẻ trung thành túi trắng nõn này có thể gánh vác được công việc vất vả phức tạp của trợ lý sao nhưng thời gian trôi qua lăng tâm làm thêm giờ đột nhiên mạnh mẽ lên dù lên núi xuống biển làm việc trong hoàn cảnh nào cũng không có một câu oán hận trên thực tế cô hầu như không lên tiếng tiếp tục làm việc cực lực hoàn thành trong yên lặng chị trân đến sớm vậy Lăng tâm lộ ra nụ cười nhạt đáp lại. Em xem làn da này này. Trắng muốt ửng hồng. Gia Hân còn đưa tay sờ mặt cô. Lần sau có đợt chụp quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da, chắc phải giới thiệu em đi thử mới được. Thật ra chị không hiểu lâu rồi. Lăng tâm, em xinh đẹp như vậy, sao phải khiêm tốn như thế? Mấy cô gái trẻ tuổi có chút nhan sắc, có người nào không muốn trưng diện cho đẹp mắt, thà hồ phô ra ưu điểm thân thể mình. Cô ở trong ngành quảng cáo này đã thấy nhiều rồi, nhưng làng tầm lại không hề như vậy. Luôn ăn mặc giản dị mộc mạc, quần bạo bị giặt đến mức trắng da, áo luôn rộng thùng thình không nhìn ra đường cong gì cả, trang điểm một chút trên mặt cũng không có. Đối mặt với mối nghi ngờ như vậy, làng tầm vẫn đều phản ứng cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Thứ nhất, là không có dư tiền để trưng diện. Thứ hai, con gái trưng diện để làm bản thân vui vẻ. Còn cô chỉ vì một người mà trưng diện, chỉ vì một người trở nên xinh đẹp, mà người đó đang ở một nơi rất xa. Vào buổi sáng, văn phòng thật im ắng, trừ vì có công việc phải đi sớm, nếu không mọi người đến gần trưa mới đến. Cho nên, chỉ có hai ba người cần họp ở trong phòng làm việc. Làng tầm không tán gẫu nhiều, chỉ khiêm tốn đi pha cà phê, bận bựu bưu kiện, tưới hoa, âm thầm làm việc vặt trần gia hân biết cá tính của cô cũng không truy vấn tiếp quay đầu làm việc của mình cho đến khi cô trả lời điện thoại cái gì đến tháng gia hân đột nhiên kêu to giọng to đến mức cả văn phòng đều nghe thấy cô tháng này đã giải xin nghỉ vì đến tháng là lần thứ mấy rồi chuyển công tác sớm nay thì làm sao cái gì tôi không lo cho cô cô là trợ lý mà muốn tôi lo cho cô Tôi... Được, tôi lo cho cô đây, cô không cần đi làm nữa. Sau đó mọi người nín thở, chỉ nghe thấy Trần Gia Hân cười lạnh nói. Không phải chỉ có hôm nay, là hôm nay, ngày mai, vinh viễn luôn. Cô về sau cũng không cần đến. Dập điện thoại thật mạnh, Trần Gia Hân còn tức giận đến mức thở mạnh. Tống lòng tầm rót một ly nước ấm, mới bưng lại đã bị Trần Gia Hân đoạt lấy, uống hai ba hớp đã cạn ly nước, Kế tiếp là một chàng nói tục muôn hình muôn vạn vang lên. Sau khi mắng xong lấy hơi lên thở dốc, Gia Hân quay đầu, ra lệnh cho lăng tâm. Hôm nay em theo chị đi làm việc, về sau những công việc lạt vặt đều do em tiếp nhận, chị không thể chịu được thảo môi tộc. Lăng tâm mấy tháng qua đều ở trong căn phòng làm việc vặt, nhưng bị Gia Hân nói đích danh như vậy, ý tứ chính là cô có thể thăng chức đảng nhiệm chức vụ trợ lý, mà còn không phải là tạm thời. Nhất thời cô bị sự thẳng trước bất tình linh làm cho đờ cả người, chớp chớp đôi mắt to, không hề có phản ứng. Chuẩn bị nhanh đi, 10 giờ tới hội trường. Cứ như vậy, cô mà cả đống tài liệu để đọc thêm, cùng với Trần Gia Hân đi tới nơi công tác. Tới mới biết được, hóa ra là phỏng vấn ngôi sao nước ngoài, công ty họ phụ trách cả quan hệ xã hội lẫn tuyên truyền. Mà vị đại minh tính đó lại đến từ quốc gia cô đã từng sống qua nhiều năm. Làm sao có thể khéo như vậy? Lăng Tâm cười khổ. Được bố trí ngồi ở giữa hội trường nóng rực, nhân viên làm việc đi tới đi lui, là sầu khắp nơi phóng viên truyền thông đến chào hỏi nhau. Công ty quản lý của Đại Minh Tình cho người đi theo, lúc này mới có hai người đại diện xuất hiện. Trần Gia Hân vừa đến, liền đi qua hỏi Hàn trường quản lý, kiểm tra quy trình sự kiện. Lăng Tâm đi theo bên cạnh, vừa nghe đến tiếng nước ngoài quen thuộc, đột nhiên, không hiểu sao sống mũi cay cay, Cô cuốn quyết cúi đầu, không dám để mọi người lui tới bên cạnh phát hiện. Phản ứng không thể giải thích thành lời. Trong thời khắc không đề phòng nhất, đột nhiên tập kích. Trong hội trưởng ỏi bước người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Giống như cô bị kéo về hơn 8 tháng trước, trong một trận tuyết lớn ngập trời. Cô độc rời nhà đêm hôm đó. Cảm nhận cái rét buốt đến tận xương, đến mức chân thật. Thoáng ngẩng đầu lên là có thể thấy bông tuyết rơi xuống như muốn bao phủ cô cái gì chưa tới à giả hân cất cao giọng nói vang lên bên tai cô giống như khoảng cách rất xa làng tầm hoảng hốt nghe trợ lý cũ của tôi không có liên lạc với các người sao được được như bây giờ cũng không giải quyết được tôi liên lạc lại thử xem đột nhiên giả hân chụp cánh tay cô hạ giọng vội vã dặn dò tiểu điểm nói không ổn nên liên lạc không được công ty quản lý bên đối tác cần một thế thân em gọi điện thoại về công ty tìm người thời gian không còn kịp nhân viên đứng bên cạnh hồn hển nói mà thấy sắc mặt của đại diện công ty quản lý bên đối tác thật khó coi thái độ cực kỳ xấu mọi người cuống hết cả lên lấy cô này là được rồi phiên dịch đột nhiên chỉ vào tống lăng tâm tôi thấy dáng người của cô với kim tiểu thư không khác lắm chiều cao cũng không khác mấy Vừa nói như thế, ánh mắt của mọi người liền tập trung lên người của Tống Lang Tâm, giống như đồng loạt phát hiện ra người mới. Cô trợ lý nhỏ bé im lặng này thật sự so sánh về sự hấp dẫn với đại minh tinh có vài phần tương tự. Hệ đại minh tinh đi đến đâu, lộ trình hết sức chu toàn, nếu phải bố trí trước một người đóng thế, quy trình chạy trốn, đã sớm tập luyện, tuyến đường di chuyển. Chuyện xui xẻo này lại rơi trúng đầu của Tống Lang Tâm trong lúc hoảng loạn cô ngoan ngoãn nghe theo cách chỉ dẫn loạn xạ thử đi qua bên này thử đi tới bên kia nếu muốn đi toilet thì đi như thế nào tư thế mỉm cười phải làm dáng để phóng viên chụp ảnh ra sao cô giống như một con rối bị điều khiển sao không kê sân khấu để thế này khoảng cách với phóng viên quá gần hội nghị còn chụp hình không ổn quản lý đại diện bên kia không qua phiên dịch nói bọn họ ý kiến loạn xạ dạ, thái độ kiêu căng từ lâu đã nghe nói hỏa thượng bên ngoài rất kỳ lạ. Lần này cuối cùng làng tầm đã tự trải nghiệm rồi. Sân khấu này cố định, không thể kê thêm được. Hơn nữa, trong lúc phóng viên phỏng vấn Kim Tiểu Thư sẽ có cái bàn dài ngăn cách. Già hân của hai tay giả hiệu ra giả sức giải thích. Đứng trên bục, làng tầm đang làm con dối, chợt nghe người đại diện kia chửi mắng thô tục. Con nhỏ xấu xí kia nói bậy bạ gì vậy? Sân khấu rách nát thế này, kêu nó cầm mồn lại, ngủ chết đi được. Bởi nghĩ người khác không hiểu nên lời lẽ vô cùng trướng tay. Từ sáng sớm đã như chó sổ um sùm đến cả Phật tổ cũng nổi giận ư. Làng tầm lập tức phản ứng, xoay qua dùng ngôn ngữ của bạn họ đáp lễ. Tất cả đang làm cùng nhau, có thể thông cảm cho nhau không? Các người đừng dùng lời nói khó nghe như vậy. Do người đàn ông ấy ở một nước lớn, dạng phụ nữ sinh sau đẻ muộn hay tranh luận thế này là có thể cho một bạt tay. Tức thì, hai người đại diện công ty quản lý trận trừng mắt như muốn xông tới đánh cô. Còn những người khác đều đờ ra. Cô hiểu được. Phiên dịch há hốc miệng, cô trợ lý này nói chuyện còn lưu loát hơn so với cô ta, không hề cần phiên dịch. À đúng rồi, em là bạn của em họ chị mà. Trần Gia Hân lúc này mới bừng tỉnh. Chị vẫn cho rằng em quen biết nó ở Đài Loan, thì ra em cũng từng đi du học. Thằng đó nói thẳng cho rồi, còn ra vẻ thần bí làm gì? Vậy sau này chúng ta không cần mời phiên dịch rồi. Tống lăng tâm cắn môi, cô vừa nói ra miệng liền hối hận. Sao lại gỡ bỏ niêm phòng phần ký ức đó chứ? Không phải cô đã cố gắng trồn vùi hay sao? Quá khứ muốn vùi lớp thật sâu này, dường như tự có sinh mạng, một lần nữa bắt đầu sinh trưởng, sắp bào phủ cô. Từ sau đó, lăng tâm trong công ty, địa vị đột nhiên thay đổi, dù là chuyện gì với nước này đều rơi vào cô từ liên hệ đến đón tiếp từ sắp xếp lịch trình đến phiên dịch mọi người không nói hai lời đều tìm cô hỗ trợ rất nhanh chóng giới quan hệ xã hội đã biết có một nhân vật số một chẳng những khả năng không ngôn ngữ ưu việt còn rất xinh đẹp khí chất hơn người thậm chí có nhiều vụ quảng cáo còn chấm tống lang tâm nhiều lần đến mời mời cô hy vọng cô chụp quảng cáo cho bọn họ Công việc nặng nề cô không hiểu oán thắn, nhưng phải xuất hiện trước ống kính, cho dù thủ lào có nhiều thế nào, lăng tâm đều nhã nhặn từ chối. Thà là làm thêm giờ, chạy việc vặt, làm linh tinh, cũng không thích đứng trước máy quay. Tiếc rẻ nhất là Gia hân, cô rất muốn để lăng tâm làm người đại diện, nhưng không thành công. Nói hết lời hay uy hiếp dụ dỗ, lăng tâm đều lắc đầu. Gia hân bấy giờ mới phát hiện, cô bé trầm tĩnh ngoan ngoãn này, căn cứ vẻ bề ngoài sẽ không thể nhận ra bên trong kiên định, không dễ dàng dao động. Chập tối, Già Hân họp xong trở về công ty, thấy Lăng Tâm đang chỉnh lý tài liệu. Nhưng không phải tài liệu trên computer, mà là hồ sơ giấy tờ trồng chất, vẻ loài hoài tát mồ hôi, nén không được phải cảm thán. Rõ ràng có thể kiếm ra nhiều tiền, chụp quảng cáo 3 ngày bằng 2-3 tuần tiền lương của em. Cần gì cực khổ vậy? ngồi xổm trước giá sách sắp xếp hồ sơ, lăng tầm nghe xong quay đầu lại mỉm cười. Được rồi, chị không nói nữa, dù sao có nói thế nào em cũng sẽ không đồng ý. Già hân xua xua tay, đồng thời không nhịn nổi lại hỏi. Có phải em sợ bạn trai giận không, nên mới kiên quyết không chụp ảnh? Không phải, em không có bạn trai. Lăng tầm thản nhiên nói. Chị không tin, làm ơn. Già hân thét lên. Có phải đạo diễn quảng cáo lần trước không? Chỉ cần em đến trường quay, tính tình anh ta đặc biệt dễ chịu. Hay là lần trước, lúc tiếp đón Tiểu Tiên Vương gặp người đại diện, anh ta nhiều lần nói muốn theo đuổi em. Sau lần đó, về mặt hành chính mức độ phối hợp với chúng ta cũng vô cùng. Hay là... Không phải hai người đó. Làng tầm lắc đầu cười. Chị Trân, sức tưởng tượng của chị phong phú thật. Quái lạ, người theo đuổi em thật sự rất nhiều. Chẳng qua em giả bộ không phát hiện thôi. Trần Gia Hân chợt nháy mắt với cô. Hoặc là chị đoán đúng rồi, em với thằng em chị yêu xa. Hai đứa vất vả ghê, có điều em thế này cũng tình cảm thật. Bạn trai ở xa còn thông minh thành đạt như vậy. Làng tầm giờ khóc giờ cười. Không phải thật mà, chị Trần, em đã nói nhiều lần rồi mà. Chị không tin, em giấu kín như vậy chắc chắn sẽ không thừa nhận. Từ lúc phát hiện làng tầm che giấu trình độ ngoại ngữ đến tận 8 tháng, già hân không còn tin lăng tâm thằng em chị không tới hai ngày nữa là về đài loan nghỉ phép hai đứa chắc sẽ gặp mặt hả nó nói sẽ mời chúng ta ăn cơm câu này đương nhiên là do già hân ám chừng không được không được chị không muốn làm kỳ đa. cơ hội hiếm có hai đứa cứ hẹn hò vui vẻ đi già hân lại nháy mắt sau đó vỗ vỗ vai lăng tâm không cho cô cơ hội đính chính đã bỏ đi Làng tầm thật hết khách, cô giải thích thế nào cũng không có tác dụng. Dù sao Diệp Danh chỉ là một trong mấy người bạn của cô. Sau khi quay về Đài Loan, vẫn liên tục lén liên lạc. Diệp Danh được cô nhờ giúp đỡ, rất sảng khoái đồng ý, tuyệt đối không để lộ tung tích cô đi đâu cho bất cứ ai. Đổi lại là, làng tầm phải thường xuyên giữ liên lạc với cậu ta, để cậu ta yên tâm. Lần trước ở sân bay từ biệt, tuyết rơi đầy. Lần gặp lại là ở Đài Loan nóng bức. Cậu gầy đi rồi, Hẹn nhau ở nhà hàng nhỏ gần công ty, Diệp Danh vừa thấy cô đã kêu, "Gầy quá, cậu không ăn cơm hay sao vậy? Có phải giảm cân không đó?" Lăng Tâm mỉm cười không đáp, nụ cười ấm áp rộn ràng, nhưng mà ánh mắt cô lại rất ưu sầu. Diệp Danh là một thanh niên vui vẻ mạnh khảnh, vừa ăn cơm vừa nói tán gẫu, hết sức phấn khởi báo cáo tình hình gần đây, không hề quên âm thầm quan sát cô. Cô thật ốm, cảm giác đột nhiên trưởng thành rất nhiều, khuôn mặt vẫn xinh đẹp và thiếu đi ánh sáng rực rỡ loa mắt. Được yêu thương, không còn thấy khí chất ngọt ngào được che chở bằng mọi cách phát ra. Thay vào đó là vẻ bình thản tế nhị. Cuối cùng, sau khi ăn cơm uống trà xong, Diệp dành chịu hết nổi. Lăng tâm, cậu không hạnh phúc. Cậu ta hỏi thẳng. Mình cũng ổn mà. Lăng tâm theo phản xạ trả lời. Nói dối, Diệp Sành lắc đầu, gương mặt hơi tròn hiện ra vẻ lo lắng. Mình nhận ra được, cậu hình như có rất nhiều tâm sự. Hơn nữa... Cậu nói đến đó bỗng nín bật, nhìn cô, rồi nhìn chén sứ trước mặt, dường như đang lo lắng chuyện nghiêm trọng nào đó, dáng vẻ khó mở miệng. Sao vậy? Hơn nữa cái gì thế? Mình cho cậu biết một chuyện, nhưng mà... Cậu phải hứa với mình là không giận thật ra lời này là dư thừa diệt dành cho đến bây giờ chưa hề thấy dáng vẻ làng tâm giận dỗi mình trước khi về đài loan có có gặp mẹ cậu một lần trái tim làng tâm bỗng nhiên nặng trĩu có cảm giác không thờ nổi vì vì sao mẹ cậu mấy lần gọi điện hỏi mình có biết cậu ở đâu không lang tâm mình không biết nhà cậu có chuyện gì nhưng mẹ cậu thật sự rất quan tâm đến cậu nhớ lại giọng nói bà Tống già nua mệt mỏi, thành khẩn nhún mình hỏi thăm, thái tiết hỏi Tống lăng tâm đi đâu. Trần Diệp giành gãi gãi đầu, cậu thật không tài nào cứng rắn từ chối nổi. Thế nên cậu đã nói gì? Mình chỉ nói cậu khỏe lắm, nhưng mình cũng không biết cậu ở đâu. Mình nghĩ mẹ cậu không tin đâu. Diệp giành thở dài, rút một lá thư chứa trong túi ra, đưa cô. Đây là trước đó mẹ cậu nhờ mình đưa cho cậu mình thật không thể từ chối cậu mà thấy bộ dạng của bà dù là người làm bằng sắt cũng phải mềm lòng lang tâm y như người máy động tác nhận thư cứng ngắc vừa mở ra nhìn bên trong là một sấp tiền dày còn chú đáo đổi thành đài tệ mẹ sợ con không có tiền tiêu xài bà viết dù sao bất kể là lúc nào hay là qua bao lâu chỉ cần mẹ còn có cơ hội gặp con thì đưa cho con Lăng Tâm đã không còn thấy rõ khúc sau bà ghi gì, vành mắt vừa đau vừa cay xè, nhưng cô vẫn cố nén không khóc. Nhớ lại ngày hôm đó vào mấy tháng trước, sau lúc chuyện cô và Tống Khải vỡ lở, ông Tống vẫn luôn không nhìn thẳng cô, cũng không nói chuyện với cô câu nào, im lặng đi đến phòng cô. Dạy dỗ già thằng Tống Khải xúc sinh này, làm con chịu thiệt. Bà rất xin lỗi con ông tống kiên cường nghiêm nghị mái đầu cuối thấp đã có nhiều sợi bạc hướng cô xin lỗi bà sẽ đuổi nó đi nhưng chỉ cần nó biết con còn ở nhà nhất định sẽ tìm mọi cách trở về mà để con đến nhà ông trên núi cũng không được hơn nữa giới truyền thông mà biết chắc chắn sẽ không tha cho con lăng tâm con đi 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 đến nơi nào xa một chút đừng cho tống khải và mẹ con biết nhiều năm qua đây là lần đầu cô thấy người cha thứ hai nghẹn ngào. Cô không hỏi nhiều cũng không có cách nào biện bạch. Nhà họ tống từng không đòi hỏi gì mà chăm sóc cô nhiều năm. Này ồn ào thế này, mắt nhìn thấy cha con sắp đoạn tuyệt. Bà cô cũng đã mở miệng, có thể không đi được sao? Mà dù ông Tống không mở miệng, cô cũng đã chuẩn bị bỏ đi. Đã vụng trộm được nhiều năm như thế, chịu đựng quá nhiều tất cả không thuộc vào cô. Sớm biết sẽ kết thúc, nhưng tình cảm của cha mẹ ruột cô lại không thể hạnh phúc đến ra. Cô quá nhỏ trải qua nhân sinh vô thường, so với bình thường càng cam chịu càng trùn bước. Khó chịu nhất là lừa gạt hai người họ, làm chuyện này trở nên không thể chịu đựng nổi. Mãi mê muội trong cuộc tình bí mật, sợ hãi không dám đối mặt với sự thật, sợ gặp báo ứng, không chỉ mình chịu còn gây tổn thương cho người thân. Bà biết, còn muốn đi. Ông Tống lười vừa khỏi miệng là cô giật thót như tâm sự bị nhìn thấu. Nhìn theo ông Tống lấy ra bức thư, nhét vào tay cô, một sấp thật dày vừa sờ đã biết đó là tiền. Ba, con không... Cầm lấy đi, bà không thể lo cho con, con phải tự chú ý. Ông Tống trầm gầm thật lâu rồi như lời nghẹn. Nói không nên lời, rất lâu mới nói tiếp. Đừng để mẹ biết. Nói con đi cho quê quả mấy ngày, Bà sẽ giải thích với bà ấy. Con, anh... Đừng nhắc đến nó. Tiếng ông Tống chuyển sang lạnh băng. Cứ thế cô đi, số tiền đó quả thực giúp cô lúc mới quay về Đài Loan, không đến mức ăn đói mặc sách. Còn nay, dịch dành mang tới là quan tâm như nhau của bà Tống. Sợ cô đói, sợ cô lạnh, sợ cô không tiền, không thể tự lo cho thân mình. Hai người cho cô tiền, số tiền đủ để cho cô sống cả năm, đơn giản cũng không lo thiếu thốn. Cô đã 23 tuổi, nhiều cô gái so với cô còn trẻ hơn đã kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô... Lăng tâm, dù thế nào, dù có giận dỗi bà mẹ, cậu cũng gửi tin tức về chứ. Diệt danh không hiểu rõ chuyện kiên nhẫn khuyên nhủ, tiếng nói kéo ký ức chưa sót quay về. Cô chấp chớp đôi mắt cay nóng cúi đầu không nói. Còn nữa, ông anh đẹp trai của cậu đáng sợ lắm nha đến trường chặn đường mình mấy lần. Dịch danh lộ ra vẻ mặt còn vườn sợ hãi. Mình cứ sợ bị anh ta đánh. Cậu cũng biết, anh cậu là vận động viên cấp quốc gia, vừa cao vừa khỏe. Mình mà bị đánh một cái, dù không chết cũng còn có nửa mạng. Và anh cậu, nếu giận bà mẹ, cậu ít ra cũng liên lạc với anh cậu đi chứ. Mình nhớ anh ta khá thương cậu mà, không phải sao. Lòng tầm hít một hơi khí lạnh, cố gắng bình tĩnh mà chống ngực đập vừa nhanh vừa mạnh. Đã lâu vậy rồi mà vừa nghe đến anh trái tim điện không kiểm soát nổi. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau xót chậm chậm tan ra làm toàn thân cô nóng cả lên. Đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được ngay càng ngủ vài tiếng cũng không ngủ được trong đầu như đèn kéo quân hình ảnh cứ không ngừng lướt qua. Ngoại trừ bà mẹ Tống hầu hết khuôn mặt đều là anh Tuấn lạnh lùng. Lúc nhìn cô vẻ mặt lại dịu dàng tận xương tủy trước mặt người khác không thể hiện nhiều chỉ có ánh mắt biểu lộ sự nóng bỏng. từ lúc người khác không để ý lại khóa lấy cô làm cô mặt đỏ tiềm đập như này còn rối loạn. lúc ôm cô nhiệt tình như lửa như phá tan vẻ ngoài bình tĩnh muốn thiêu cháy cô, cô chỉ có thể hòa tan trong ngọn lửa hừng hực. trong khao khát của anh không oán thán không hối hận trao đi tất cả cơ thể con tim. Cô chẳng chọc mấy tiếng đành rơi giường, mở ngọn đèn nhỏ đầu giường, lấy quyển sách lót, tìm giấy bút, bắt đầu viết vài dòng chữ. Viết rồi xé, xé rồi viết, đến khi trời sáng hẳn, trang giấy vẫn trắng trơn. Viết sao đây, nên viết cho ai bây giờ? Bà, mẹ, anh hai, con rất khỏe, xin đừng lo lắng, cảm ơn sự quan tâm lo lắng của mọi người. Vì sao chỉ vài dòng đơn giản như thế, cô lại không viết được? bút trong tay sao như nặng ngàn cân chữ viết quen thuộc sau khi viết sao lại xa lạ đến vậy viết vội vàng xé ra gấp lại cô tìm phong bì bỏ vào không dám xem nhiều qua mấy ngày cô cầm phong thư đưa cho trần diệc danh xin cậu sau khi về đem cái này chuyển cho nhà họ tống cô biết diệc danh còn muốn hỏi thêm chỉ điểm nhiên ngăn lại xin cậu đừng hỏi gì nhiều được không lang tâm cảm ơn cậu, cậu là người bạn tốt nhất của mình. Cô quay lại cười nhẹ, nụ cười làm người khác không thể gước từ. Như vậy có tốt thật không? Diệp Sành vẫn không yên tâm hỏi. Cô yên lặng trong chốc lát. Ừ, thế này là tốt nhất. Còn nỗi đau lòng này, đêm đêm không ngủ này, nỗi nhớ nhung không quên này, cô có thể chịu được. Chỉ cần thời gian trôi qua, bà anh không thể nào giận con ruột mà giận cả đời. Máu mủ tỉnh thâm, đến cuối cùng cũng không sao, còn cô dần dần cũng lành lại hoặc là cũng quen lẻ loi một mình. Ba ngày sau, dịch danh chuyển thư cho nhà bà Tống. Đêm đó Tống Khải về đến nhà, thế mẹ anh hốt hoảng lạ lùng, hốc mắt còn đỏ hồng. Bảy ngày sau, anh lần thứ hai tới trường tìm diệt danh, hai người ở góc vườn trường nói chuyện nửa giờ. Và 11 ngày sau, Tống Khải lần đầu tiên đặt chân đến Đài Loan. Một ngày nọ, vẫn là ngày làm việc bận rộn bình thường, bận đến nửa đêm mới được tan làm trở về chỗ ở. đưa lang tâm trở về là một vị thương nhân quảng cáo trẻ tuổi, đối xử với cô rất có thiện cảm cũng rất kín đáo, sẽ không làm gì quá đáng. nhiều lắm là khi tan sở cùng nhau ăn một bữa cơm, hoặc giống như tối nay thuận đường đưa cô về nhà. cảm ơn anh đưa tôi về. xe đến dưới lầu, lang tâm nói cảm ơn, liền cầm túi sách chuẩn bị xuống xe. Thật sự không cần tôi giúp cô một chút đổi sao? Tần tiên sinh nhìn cô xuống xe cũng vội vàng mở cửa đuổi theo. Sắc mặt của cô không tốt, tôi có thể giúp gì được không? Kỳ thật chính là bởi vì ngủ không ngon, hơn nữa đúng lúc cô lại đến tháng, rồi tăng ca không có thời gian ăn nên có chút suy yếu mà thôi. Nhưng sắc mặt cô thật sự tái nhợt, làm anh ta nhìn thấy cô mà còn sót. Cho nên lá gan của tần tiên sinh lớn hơn so với bình thường vài phần tiến đến đỡ lấy cô càng mảnh mai, viện chặt lấy eo cô. Tống lăng tâm cứng đơ, không chịu được nên hơi hé người, miên cưỡng cười cười. Tôi thật sự không sao, đi lên ngủ thì sẽ ổn, không cần lo lắng như vậy. Tôi không thể không lo lắng. Tiếng nói thân mật mà trầm thấp của tần tiên sinh vang lên, dựa sát vào rồi nói bên tai cô. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã cảm thấy thật thương tiếc một cô gái xinh đẹp như vậy mà làm công việc vất vả như thế. Nếu có thể, có thể cho tôi được vinh hạnh sản sóc em không? Toàn thân nồi đầy da nga, làng tầm phải hít thật sâu mới có thể đè nén bản thân như muốn hét lên trói tay vì xúc động. Đi làm được một thời gian, cô biết quy củ này, biết thói quen kinh doanh bất thành văn của Đài Loan. Không thể trưng ra bộ mặt khó coi với khách hàng. Huống chi điều đó cũng không phải là cá tính của cô. Cảm ơn Tần Tiên Sinh. Chỉ là tôi nghĩ tôi có thể tự chăm sóc cho mình, không phải làm phiền đến anh. Cô vừa cười cười lại cẩn thận né tránh lần nữa. Cô không cách nào chịu được đụng chạm của đàn ông, cho dù là cái vịn vai, bắt tay cũng đều không được. Thân thể của cô đã thuộc về người đàn ông khác, duy nhất đặc biệt, không thể thay thế được vị trí của người ấy. Lăng tâm, vì sao em không thể để cho hai ta một cơ hội? Tần tiên sinh luôn luôn tao nhã, hôm nay tự như hạ quyết tâm muốn xúc tiến quan hệ của hai người thêm một bước. Thấy làng tầm né tránh, anh ta lại càng bước về phía trước, cố gắng bao lấy cô vào người mình, cùng bước vào cửa chính của nhà trọ. Sau đó làng tầm thật sự suy yếu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Kinh nguyệt của cô càng đau dữ dội hơn, toàn thân vô lực, muốn tránh thoát khỏi không phải dễ dàng như vậy. Tần tiên sinh, tôi nghĩ... Đã khuya rồi, không thích hợp để nói nữa. Tất cả mọi người đều chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi mới phải. Muốn nói gì thì xin bàn lại vào giờ làm việc ngày mai. Cô không dám lộn xộn, sợ càng tăng thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, nên mới buông ra lời nói lạnh lùng, tỏ rõ lập trường. Tôi vẫn luôn thích em. Nói xong, tần tiên sinh đã muốn tới gần bên má cô, làng tầm sợ tới mức tim đập thình thịch phản ứng theo phản xạ đột nhiên cúi đầu kết quả chán của cô lại đập mạnh cầm của người đàn ông đang lên cơn ham muốn cú đụng lần này quá mạnh hai người đều kêu đau một tiếng tần tiên sinh thậm chí còn lùi lại hai ba bước đụng vào anh phía sau là một bức tường cứng rắn ấm áp không phải tường mà là một người đàn ông cao lớn trong bóng đêm ngũ quan thầm sầu gương mặt tuấn tú tối tăm lạnh như băng giống như sứ giả thần chết được phai tới trong đêm tối người bình thường trông thấy còn sợ Tần tiên sinh đương nhiên là người bình thường, anh ta lập tức tránh ra, chờ mắt nhìn hình bóng người cường tráng kia, xài bước đi qua. Dìu lấy làng tầm sắc mặt càng thêm trắng bệch, tự như muốn ngất đi. Dương mắt nhìn tiểu mỹ nhân, luôn luôn duy trì khoảng cách ba bước, trở lên với đàn ông. Chẳng những không thắt lớn đầy ra, ngược lại trở nên mềm nhũn dựa sát vào vòng tay người lạ. Người ngu ngốc cũng nhìn ra được, quan hệ của hai người này không tầm thường. Biến! một chữ tiếng Trung rõ ràng đơn giản lạnh thấu xương vang lên. Bởi vì có liên quan tới Tống Lăng Tâm, nên Tống Khải đã chọn học môn trùng văn 2 năm. Giờ phút này, việc học ấy mới phát huy tác dụng tối đa. Nếu người kia còn không đi, anh còn nhiều câu từ chưa được sử dụng. Khuôn mặt trăng nõn thư sinh của tần tiên sinh nhất thời cắt không còn giọt máu. Anh ta vội vã, thôi lui đến bên cạnh xe, mở cửa xe rồi ngồi vào trong, nhịn không được đành nói thầm. Hóa ra đã có bạn trai, tại sao không nói sớm? Khó trách lại khó theo đuổi như vậy. Xe rời đi cấp tốc khiến cho con hẻm lại khôi phục sự yên lặng. Tống lăng tâm chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Bởi vì cô đang vùi mặt vào trong lồng ngực cứng rán ấm áp, tay áp vào ngực trái của anh. Đầu cô thật choáng váng, thật choáng váng. Có phải cô đang nằm mơ hay không? Nhất định là vậy rồi, thân thể mệt mỏi suy yếu tới cực điểm, hơn nữa lại mới vừa trải qua cảm xúc khẩn trương rồi thư giãn. Cả người cô suy yếu tựa vào khuôn ngực quen thuộc, miệng thốt ra. Anh trai! Chìa khóa! Tống Khải lạnh lùng ra lệnh, nhận lấy chìa khóa mở cửa từ bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô, ông lấy cô đi vào cửa chính của nhà trọ. Đối mặt với thằng lầu một lúc, làng tầm bị chặn lại bế lên. Cô không hề dãy ruộng bởi vì cô đã quá mệt mỏi rồi, vùi mặt vào bên gái anh, cô cúi đầu nói. Lầu 2, phòng bên trái, có cửa màu vàng. Sau đó ý thức của cô liền trở nên mơ hồ, rốt cuộc là đang ngủ hay là ngất xỉu. Cô cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết khi tỉnh lại, cô đang nằm yên lành trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô mệt đến mức toàn thân đều e ẩm, cô hồ ngay cả mắt cũng không mở lên được. Đầu tròn vắng nặng nề, giống như bị ngầm trong nước. Ngay cả nằm trên giường mà giống như đang trôi bồng bềnh trong nước lúc chìm lúc nổi. Nhất định là nằm mơ rồi, Tống Khải làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt cô? Nhất định là mình rất nhớ anh, cho nên nghĩ đến mức nằm mơ. Cảnh trong mơ còn chân thật như vậy. Làng tầm thở dài, xoay người chuẩn bị đứng lên đi toilet, chậm chạp ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên, đã bị bóng len cao lớn đứng sừng sững bên cửa sổ, dọa đến mức thiếu chút nữa phải hét ầm lên. Cô dùng sức che miệng, một tay kia đè lên ngực, sợ tới mức chỉ có thể mở mắt. Theo ánh sáng đèn đêm, cô nhận ra bóng người mới gặp lại trong mộng kia, là người yêu mình. Tống Khải không nói gì, anh tự tay mở đèn, ánh sáng chói mắt làm cho lăng tâm nhèo nhèo mắt, cố gắng chớp mắt nuốt lại giọt lệ khát khao đầy chua xót. Đây là chỗ em ở. Không chút vui mừng cùng hạnh phúc khi cách xa lâu ngày gặp lại, Tống Khải lạnh lùng nhìn quanh vòng căn nhà nhỏ sơ sai Ánh mắt như hai lưỡi dao lạnh buốt của anh quét về phía thân hình gầy yếu tái nhợt của cô. "Đây là phương thức em tự chăm sóc bản thân mình, người khi nãy là bạn trai của em. Em để cho hắn ở trên đường động tay động chân với em." Từng câu từng lời bén nhọn như ngọn roi quất vào lòng cô. "Tại sao anh lại đến? Tại sao anh lại tìm được cô? Vì sao lại trở nên xa lạ lạnh như băng thế này?" Hơn nữa bên ngoài vẻ cay nghiệt, lăng tâm còn có thể cảm giác được, anh thật sự đang che giấu lửa giận. Tống Khải đang tức giận, anh tức giận cô, tức giận cô đã chạy trốn, tức giận cô không hề liên lạc. Lăng tâm chưa từng thấy qua sắc mặt của anh, ấm ức khó chịu đến chết được. Cô chỉ muốn mình chạy vội vào trong lòng anh, khóc rống lên một trận, trốn vào đôi cánh yêu thương che chở của anh. Nhưng cô không thể, mắt thấy cô giống như pho tượng không nhúc nhích, bàn tay trắng nõn giấu đi hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ còn đôi mắt vừa đen lại vừa thâm sâu ngập nước, nói hết ngàn vạn tâm sự. Tống Khải đợi không được đáp án nào, anh cũng không hỏi nhiều, xoay người, anh chuẩn bị rời ra căn phòng nhỏ hẹp, khiến người khác bực mình này. Anh đến cửa mở khóa, chỉ nghe thấy phía sau có âm thanh nhỏ như mỗi kêu vang lên. Anh trai, anh anh muốn đi. Tống Khải chỉ cảm thấy toàn bộ lồng tơ phía sau cổ nổi hết cả lên. Tiếng nói suy yếu của cô sao vẫn ngọt ngào dịu dàng như trong trí nhớ, khiến cho con người rắn rỏi như thép, cũng chịu không được mà choáng váng mất vài giây. Không được, anh sẽ không dễ dàng nhượng bộ, tha thứ. Cho nên Tống Khải vận dụng ý chí hơn người, không chế bản thân không quay lại. Không bước đến bên người cô, kéo cô vào lòng, bàn tay tỏ thái độ thường tiếc. Anh chỉ lạnh lùng nói. Anh ở khách sạn gần đây, đợi em nghỉ ngơi qua ngày mai. Sau khi tinh thần tốt lên một chút, chúng ta nói chuyện. Nhưng... Lăng tầm còn muốn hỏi, nhưng trong lòng có một đống nghi hoặc, lại bị tia nhìn lạnh lẽo làm cô nuốt lại trở vào bụng. Anh sẽ tới tìm em, anh nói rồi, mặc kệ là em chạy đến đâu, anh đều tìm được. Tống Khải lạnh lùng nói, em tốt nhất là trở về sống một chút, đừng để đàn ông đưa về. Anh trai, Tống Khải đã bỏ đi, lưu lại bầu không khí nặng nề, giàn phòng trống rỗng, và cô cùng với tâm tư bất lực trôi lờ đẫy. Giờ phút này trái tim ấy giống như càng đập càng mạnh hơn, càng ngày càng khó lấy lại bình ổn. Hôm sau, tâm trạng của Tống Lăng Tâm bất an, để nỗi người bên cạnh cũng nhìn ra được bộ dạng này. Lúc gửi bản phách, cầm văn kiện có bản phách ở trên thì ngần người, nghe điện thoại thì không cẩn thận, lấy nhầm làm đổ ống đựng bút xót cà phê uống, lại đưa người cầm lấy tách cà phê để bị phỏng tay, giống như cũng không cảm thấy nóng chút nào. Lăng tâm, lăng tâm. Giả hần theo dõi kêu cô thành tiếng, khiến cô sợ tới mức buông lỏng tay, thiếu chút nữa hất nguyên tách cà phê khó bốc khói vào người. a à, Tuy rằng tay chân luống cuống cứu giúp, nhưng vẫn đổ ra vài giọt lên quần dài của cô. Mày thầy, lăng tâm hôm nay mặc quần dài sẫm màu, tình cảnh bi thảm cũng không đến mức nghiêm trọng. Em bị làm sao vậy? Tâm thần thấp thỏm không yên cả buổi sáng. Trần Gia Hân nhíu mày nhìn cô. Trong vòng một đêm, cô dường như có gì đó rất khác, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng vui vẻ nhộn nhạo không nói nên lời. Giống như... giống như... À, chị biết rồi, có phải tần tiên sinh tỏ tình với em không? Gia Hân nháy mắt với cô. Điều kiện của anh ta cũng không tệ, là thương nhân kinh doanh đồ uống nhỏ, trẻ tuổi, tương tá cũng rất nghiêm chỉnh. Em động lòng rồi đúng không? Lăng tâm giờ khóc giờ cười, vì sao chị Trần có thích ép đôi cô vậy? Không phải. Tình bạn giữa em và thằng em họ chị vẫn tốt chứ? Hai ngày này nó luôn điện thoại tới nói bóng nói gió tình trạng của em. Đầy khẩn trương. Này, em bị gì à? Hai đứa bọn em xảy ra chuyện gì sao? Làng tầm dừng bước một chút Trong lòng hơi giật mình cảm thấy như vừa tỉnh ngộ Tống Khải Chắc là đuổi theo hỏi Trần diệc Danh Nếu không làm sao có thể biết cô ở đâu Mà diệc Danh nói Tống Khải biết Hiển nhiên không chỉ đơn giản là chỗ ở như vậy thôi Hôm đó khi cô tàn tầm hơn 7 giờ ra khỏi văn phòng liền thấy đứng đối diện đường cái là một bóng người quen thuộc đứng lặng Nước mắt cứ thế mà tuần rơi la chã Cô chỉ ngắm anh, không thể nhúc nhích anh vẫn là người đàn ông anh tuấn nhất khi xưa của cô, cho dù mặc vào bộ quần áo thể thao vẫn không giấu được toàn thân khí khái anh hùng. Chiều cao hơn người kia cùng với dáng người đẹp đẽ thu hút không ít tia nhìn chăm chú, chính là người có giọng nói huyên náo bên cạnh cô, Trần Gia Hân. "Wow, đẹp trai quá. Màu chạy qua hỏi anh ta có hứng thú chụp ảnh quảng cáo một chút không? Chúng ta có một chỗ buôn bán xe, một cửa hàng giày thể thao gần đây đang tìm người mẫu." Giá người siêu đẹp, chụp quảng cáo đồ lót chắc cũng có thể được. Sẽ làm người phụ nữ chảy nước miếng cho coi. Lăng tâm, lăng tâm, em có nghe không? Đương nhiên là không, lòng cô đã hoàn toàn bị chiếm hết, tạm thời không thể tiếp thu tin tức gì nữa. Người sáng suốt vừa nhìn là đã có chuyện xảy ra. Tâm thần nàng cả ngày không yên, linh hồn như đã muốn xuất ra ngoài, bị câu đi rồi ánh mắt chỉ có thể nhìn thẳng tắp đến người đàn ông mạnh mẽ cao lớn bên kia đường dường như quên luôn cả hô hấp già hân thầm thở dài trong lòng xem ra thằng em họ ngu ngốc của cô không có lấy một chút hy vọng rồi chị trân em em có lẽ phải đi trước không thể ăn cơm cùng chị đi đi ăn cơm cùng búp bê không linh hồn để làm gì chứ Giả hân phất phất tay, nhìn theo hình bóng yểu điệu mảnh mai của cô băng qua đường cái, ném tia nhìn đến người đàn ông kia. Mà người đàn ông đó thấy cô chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như tuyết có hơi ưng đỏ. Ánh mắt vừa thấy đã sáng lên, một câu cũng không nói, cũng không chào hỏi, anh chỉ dường mắt ngó qua tỏa cao ốc một chút. Em làm việc ở chỗ này? Vâng. Người vừa rồi là ai? Đồng nghiệp à? Là cấp trên của em, cũng chính là chị họ của Diệp Danh cô cẩn thận giải thích tống khải gật gật đầu không nói thêm nữa chỉ lạnh lùng hỏi ăn cơm chưa chưa ăn còn anh mình cùng đi ăn nhé sau khi vội vàng hỏi xong cô cắn cắn môi nhịn không được lại hỏi anh trai anh hôm nay ở chỗ nào vì sao lại đến đài bắc tới làm việc hay là tống khải nhìn cô một cái không trả lời anh cả ngày ở đâu à anh bận rộn lắm dựa vào bản đồ, trên mạng, địa chỉ vân vân. Anh đã đi khắp thành phố xa lạ này, còn thật sự quan sát nơi mà cô lớn lên, hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của cô. Tìm tất cả một buổi chiều đi quanh quẩn gần chỗ ở của Tống Lăng Tâm, xung quanh nhà ga, quán ăn, cửa hàng tiện lợi, công viên nhỏ, Tống Khải đều đã quen thuộc. Đương nhiên, còn chứng kiến đêm qua một tên đàn ông xa lạ đưa cô trở về, Tình cảnh dây dưa lằng nhằng với cô, Tống Khải thiếu chút nữa bùng nổ ngay tại trận. Quả đấm của anh đã nhanh chóng siết lại, chỉ thiếu chút nữa là vung ra ngoài. Anh thật sự muốn đập nát đầu của tên đàn ông xa lạ kia. Cô là của anh, anh thật cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, báu vật cưng chiều. Không thể nào, anh tuyệt đối không thể buông tay. Thế anh đã lâu không nói lời nào, vẻ mặt vừa lạnh lùng cứng nhắc, lòng tầm nhịn không được nhút nhát hỏi. Anh trai, anh muốn ăn gì? Em dẫn anh đi ăn được không? Anh không phản đối, vẫn lạnh lùng không nói nhiều như cũ, mà cô dẫn anh đến một quán ăn nhỏ. Bàn bày đầy lỗ tai heo, đậu phộng luộc, rong biển, trứng hầm đậu linh tinh, sau đó lại thêm món rùi cào làm bằng tay nóng hôi hổi. Cảnh súp chua cay, ân cần giúp anh lấy tương, múc canh. Giúp anh lấy đũa, lấy muỗng, mặt khác còn lấy thêm đồ uống. Chờ đồ uống của hai người đưa tới bàn, Tống Khải liếc nhìn cô một cái, lấy ly hồng trà đá của cô. À, ly đó của em. Tống Khải lạnh lùng ngắt lời cô. Em bây giờ uống được sao, không sợ đau bụng ư. Nhìn thấy bộ dáng suy yếu mồ hôi lạnh ứa ra của cô ngày hôm qua, quan hệ của hai người thân mật đến mức này. Dù mới là nghĩ qua, Tống Khải đường nhìn biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều lăng tâm nghe xong, liền không hiểu sao mặt đỏ nựng cả lên. Đối với thân thể của cô, anh rõ như lòng bàn tay, có thay đổi một chút cũng đều chạy không khỏi ánh mắt của anh. Cho nên giống như bộ dáng thảm hại hiện tại của cô, người yêu trong bộ dạng này xuất hiện trước mặt anh. Nghĩ đến đây, làng tầm lén nhìn anh, Tống Khải vẫn lạnh bằng như cũ, mặt không chút thay đổi. Không nói gì giúp cô lấy chút đồ ăn trên bàn, còn thức uống hồng trà, đá, vốn dĩ là của cô. Cô lại chỉ có thể ngoan ngoãn ở một bên uống canh nóng, một mặt nhịn không được gắp rau cho anh. Ăn ngon không? Anh có muốn ăn thử cái này không? Còn cái này nữa? Ăn thử xem được không? Trước kia họ ăn ở nhà không được làm thế này thế nọ, lằng tấm rất muốn để anh nếm thử, đồng thời lại sợ anh ăn không quen. Liền ở bên cạnh bận rộn gắp rau, bận rộn hỏi, bận đến mức cô cũng chưa ăn được. Tống Khải cũng không can ngăn cô, chính là đem đồ ăn chia đều thành hai phần, hạ lệnh nói. Những thứ kia là của em, ăn hết đi. Nhưng nhiều lắm. Anh à, anh muốn ăn nhiều một chút không? Ăn đi. Mệnh lệnh của anh không cho phép phản bác, cô đành phải ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Kết quả, có thể vì khẩn trương cộng thêm thể trạng không tốt, nên mất khẩu vị, ăn uống không nổi. Cô ăn cũng ăn không xong, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khải năn nỉ. Về mặt Tống Khải không hờn giận, khuôn mặt tuyên tú giống như tượng đá, nhưng vẫn vô cùng tự nhiên nhận đồ ăn còn thừa lại của cô. Không có biện pháp ăn ý vô cùng, họ đã là một phần sinh mệnh của nhau, thật sự không dễ dàng dứt bỏ chia lìa như vậy. Nhưng cô lại nhẫn tâm chặt đứt quan hệ giữa hai người, mặc kệ vì cái gì, không nói một tiếng rời đi, bỏ lại anh đối phó với ba mẹ. như người đánh mất trái tim, anh điên cuồng tìm cô khắp nơi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tống Khải càng trở nên tối tăm. Ăn xong bữa tối, sau đó cùng cô quay trở về chỗ ở, anh xoay người bỏ đi liền, ngay cả nói hơn hai câu cũng không có. Anh, anh không lên ngồi chơi một chút sao? Làng tầm thấy anh phải đi, nhịn không được mở miệng hỏi anh. Tống Khải lắc đầu. Vậy anh, anh ngày mai muốn làm gì? Còn nữa, anh sẽ đợi em chừng vài ngày nữa chứ? Một mặt nói, làng tầm một mặt hận mình thật ngốc. Rõ ràng thấy anh đến mừng rỡ như điên, vì sao tình cảnh lại trở nên ngượng ngùng như vậy? cô ngay cả hỏi anh cũng không được, mời miệng hỏi thăm ba mẹ cũng không được, càng khỏi nói đến đáp án của anh. Tống Khải Thoạt nhìn, thật sự tức giận. Cho tới bây giờ Lăng Tâm chưa hề có vẻ mặt xúc động thế này, chủ yếu là không kịp hối tiếc tùy thân. Không biết Tống Khải thật không vui, cũng biết anh nhất định không hiểu và bỏ qua cho hành động không từ mà biệt của mình. Nhưng cô vẫn hy vọng chỉ cần một chút là tốt rồi, khiến cô tiếp tục hưởng thụ chút yêu thương cuộc cưng chiều đầy hạnh phúc. Coi như chỉ là một nụ cười mỉm, một ánh mắt dịu dàng, có thể được như vậy không? Ngày mai, anh có chuyện của mình. Tống Khải vẫn trả lời lạnh lùng. Lăng tầm trầm mặc, mắt thấy Tống Khải chuẩn bị rời đi, cô mở miệng muốn nói, lại thốt không nên lời, đành phải ngâm lại. Còn có gì muốn nói? Em... em muốn... em xin phép nghỉ ngày mai vốn định để đi cùng anh. Không cần, em đi làm việc của em đi. Nếu anh xoay người rời khỏi như vậy, thì buổi tối này coi như xong. Nhưng người phá hỏng rời đi trước là anh, lại nhịn không được liếc mắt ngắm cô một cái. Hốc mắt của cô đỏ lên, mắt to ngập nước, nước mắt tủi thân ngấn ngấn. Xem ra anh từng quyền biến hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không có chút máu vô số lần. Bị hàm răng cắn mạnh, còn run nhẹ nhẹ. Thật sự kiểm lại để không khóc. Khi ba cô qua đời, trong nhà bị mất điện, làm cho cô vốn sợ tối, càng hoang mang lo sợ. Buổi chiều như mưa chút nước, kèm sấm chớp. Nước tuần xối xả vào phòng, bị tiếng sấm xé trời dọa sợ tới mức phát run. Tất cả diễn biến này cô đều trải qua. Nhiều năm trước vào buổi chiều hè, anh ôm lấy cô đang hoảng sợ, hai người đều ướt sũng. Tuy là giữa hè, tuy ở trong lòng ngực anh nhưng cô vẫn phát run tình cảm đặc biệt cố gắng đè nén vào mùa hè đó rốt cuộc bùng nổ. Anh cúi đầu hôn lên cánh môi mềm run rẩy của cô. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, cô trao chọn thứ thuần khiết nhất của chính mình cho anh. Tiếp thêm ý chí sắt đá, cô lại tức giận, Tống Khải cứ ở bên cạnh như thế không rời khỏi cô. Một giọt lệ trong suốt như hạt chân trâu, trào ra hốc mắt, chảy xuống hai gò má trắng bệch của cô. Còn chưa kịp lăn xuống đến cầm, đã bị ngón tay thô thon giải mạnh mẽ lâu đi tiếng gió đêm giống như có tiếng ai thở than thổi qua vì sao đối với em dữ dằn như vậy cô khóc hỏi nghẹn ngào bấn loạn tâm trí bàn tay to của tống khải ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lòng bàn tay ướt ngay lập tức anh chỉ hỏi em nếu hôm nay tình huống trái ngược thì sao anh không đáp lại câu hỏi nếu bà mẹ tức giận anh sẽ bỏ chạy thoát được rất xa thì em nghĩ thế nào anh nói rồi hy vọng chúng ta có thể kiên trì đến cùng. Bà mẹ tiếp tục tức giận cũng có giới hạn. Nhưng tại sao em lại yếu đuối như vậy? Không có lòng tin với anh sao? Tại sao lại bỏ anh lại một mình, cùng nhau vượt qua không tốt sao? Làng tầm càng khóc dữ hơn, nhưng lắc đầu nói không nên lời. Không phải là thiếu tự tin, cũng không phải hổ thẹn. Sau khi xảy ra chuyện, trong lòng cô không hề có ý muốn chạy trốn. Nhưng nhìn thấy ông Tống xung đột kịch liệt với Tông Khải, rồi thêm yêu cầu nhỏ bé kia của bà tống cô còn có thể ở lại nhà đó sao nơi từng săn sóc cô yêu thương cô là nơi khiến cô nếm trải qua mùi vị của thứ rượu tình yêu say lòng người người chủ đã lên tiếng muốn cô rời đi cô có thể không đi sao nhưng chuyện này nên giải thích thế nào nên nói như thế nào đây người mạnh mẽ như tống khải sẽ không hiểu có nỗi khổ tâm hay thân bất do kỳ là cái gì theo quan niệm của anh, chỉ cần muốn làm, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ thành công. Nhưng Tống Lăng Tâm hoàn toàn không cùng tính với anh. Từ hoàn cảnh sinh trưởng đến tình trạng cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu thế thì anh hoài nghi lòng của cô thì sao? Hoài nghi cô không đủ thương anh thì sao? Đối mặt không nói gì, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Tống Khải nhìn dáng vẻ nghẹn ngào của cô, đám lửa lớn cũng bị nước mắt của cô tưới tắt, chỉ còn lại một đống trò tàn khốc còn bốc khói bất kể như thế nào anh vẫn không nỡ làm cô khóc thành như vậy quên đi dù sao đây cũng là quyết định của em anh cũng không muốn nói nhiều thêm làm gì em cũng lớn rồi hẳn là biết mình đang làm gì muốn gì còn cái của anh leo đi giọt lệ của cô sau đó buông cô ra lên nghỉ ngơi đi anh cũng nên đi trong bóng đêm xoay người tống khải rời khỏi cô thân ảnh thon dài một mình càng đi càng xa Tống Khải không thể cứ như vậy mà quay về khách sạn rồi nằm xuống ngủ liền, có vô số cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng. Anh cần phải đi để bình ổn lại những suy nghĩ hỗn loạn một chút. Đường phố ở nước khác, tiếng nước khác, anh ở chỗ này là người lạ hoàn toàn. Nhưng nhìn thấy lăng tâm cùng đồng nghiệp, cùng ông chủ quán vui vẻ nói chuyện với nhau, thế cô quen thuộc với hoàn cảnh sống ở chỗ này. Tống Khải luôn nghĩ có phải để cô ở lại đây có vẻ tốt hơn không? Nhưng còn anh thì sao? anh cứ như vậy mà buông tay, một mình về lại nơi không có cô. Làm sao bây giờ đây, anh có thể chịu đựng xa cách cô như vậy không? Không thấy được cô, không chạm được cô sao? E rằng cô sẽ tủi thân buồn bực, sợ hãi. Có sợ cũng không thể ở bên cạnh cô. Tống Khải không dám quả quyết bản thân có thể chịu đựng được. Giảo bước chậm trên con đường xa lạ, không biết đã đi bao lâu, được một lúc mới về tới khách sạn. Phía sau quầy ở đại sảnh khách sạn, Nhân viên trực đêm kêu này với anh. Ánh mắt lại luôn luôn nhìn chòng chọc phía sau anh. Sao vậy? Có người ở phía sau? Tống Khải vừa quay đầu, liền nhìn thấy người đi theo sau anh. Không biết đã bao lâu, nhút nhát cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương. Không phải là người giải vò anh từ nhỏ. Tống lăng tâm sao? Em... vẫn đi theo sau anh à? Lăng tâm gật gật đầu, đứng ở cửa do dự, không dám tiến vào. Nói chung cứ thế, cách xa khoảng 5 mét, một đường đi theo anh. Sao lại đi theo anh? Không phải nói em lên lầu nghỉ ngơi sao? Lăng tầm lại cắn môi không trả lời, thật nhìn mệt đến thê thảm. Mắt sừng húp, sắc mặt hơn cả thê thảm, giống như mở miệng té xỉu. Bởi vì nói tiếng khác, chỉ có hai người hiểu, nhân viên trực đêm từ trong quầy luôn thở đầu ra nhìn. Tống Khải thở dài. Đi lên rửa mặt, ăn một chút gì đi. Chờ một chút anh đưa em về. Cô ngoan đến không tưởng tượng nổi, ngoan ngoãn theo ảnh đến thang máy, ngoan ngoãn theo lên phòng, ngoan ngoãn rửa mặt. Tống Khải nhân lúc cô rửa mặt lại đi xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi, gần đấy mua chút bánh, sữa nóng, lại trở về phòng khách sạn thì cô đã cuộn tròn trên ghế sofa, đang ngủ. Tống Khải ngồi xuống trước mặt cô, nhịn không được lay nhẹ, khẽ chạm vào hai má vẫn còn nước mắt của cô. Anh đi lang thang bên ngoài ít nhất hơn một giờ, vậy mà cô nàng mảnh mai này cứ đi theo một đường như thế thật rất ngoan nên anh không nỡ đánh thức dài nhân đang mệt mỏi vô cùng kia tống khải ôm cô lên giường định bụng để cô ngủ còn anh có thể ngủ tạm trên sofa lúc đến nơi thi đấu bọn họ đâu phải là không ngủ trên máy bay trên xe buýt xem như tập mãi cũng thành thói quen chỉ là thân thể thoáng nhớ lại ôm chặt cô sẽ không định buông ra mà cô cũng vậy cho dù vô cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi cũng vẫn cuộn tròn trong lồng ngực anh cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh, không chịu buông. Quên đi, cứ ôm chặt cô ngủ một chút, đợi khi cô ngủ sâu rồi thì rời ra cũng được. Kết quả, Tống Khải cũng ngủ luôn. Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết là trải qua một khoảng thời gian cho tới nay, anh cũng chưa từng thả lòng nghỉ ngơi như vậy. Khi anh tỉnh lại, hết sức hỗn loạn, cảm giác được có một đôi tay nhỏ bé non mềm vuốt ve mình. Anh quả thực nên bắt lấy bàn tay nhỏ bé như có điện kia, không cho phép nó tiếp tục tác loạn. Nhưng cả người anh như bị ngầm vào trong rượu ấm áp, đầu choáng váng không tỉnh táo cho lắm, thân thể lại vô cùng mẫn cảm. Cảm giác chết tiệt này đúng là thật tuyệt vời. Bàn tay nhỏ bé mềm mại khi gặp trở ngại thì chần chờ một chút, sau đó cẩn thận cởi bỏ nút cai, chậm rãi giúp anh kéo qua quần xuống. Xâm nhập thăm dò, anh đã muốn không bị kích thích, khi anh bị cô nắm giữ thì Tống Khải chỉ cảm thấy trong đầu mình chợt lóe lên một tia sáng trắng. Thiếu chút đã đầu hàng như vậy. Không thể khống chế được cơ thể của chính mình, không tự trừ được anh vặn vẹo nghênh đón sự vớt ve giống như ma pháp kia của cô. Anh càng mẫn cảm cảm thận nhận được một thân thể mềm mại ấm áp nở nàng dán vào sau lưng. Trần chuồng mà ngọt ngào, không một chút che đậy. vật nằm tình cưng rắn của anh ở trong tay cô càng to thêm. Cô lấy thân thể nhẹ nhàng cọ sát vào anh, Hãy thở dài một cái sau tay anh. Một người đàn ông chỉ có thể chịu được đến vậy. Tống Khải nắm chặt tay cô, sau đó dùng sức gỡ xuống, ôm cô đến trước người, rồi xoay người một cái, thân thể mềm mại trần như nhộng đã bị đặt ở dưới người anh. Hàm muốn lâu ngày của hai người giống như củi khô gặp lửa lớn, nháy mắt bén lửa, khi anh vụng về nôn nóng cởi bỏ đi toàn bộ quần áo, cô siết chặt lấy anh, đôi gò bồng đảo sàn cứng trắng nõn bị thô lỗ nắm lấy tùy ý dày vò thậm chí có bị mút liên tục thì cô chỉ khẽ thở ra đầy yêu kiêu mà khi cặp đùi ngọc bị gác lên vai rộng của người đàn ông thì cô mở tỏ mắt không chút trôn tránh đáp lại đôi mắt ẩn chứa bão tỉnh trỗi dậy đêm đó anh một lần rồi lại một lần trừng phạt cô sự trừng phạt mê hôn đổi lấy một đêm rên rỉ thờ hồn hển thậm chí là thét khàn cổ Hôm sau, hai người ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Hết cách, một đêm mặn nồng mây mưa, hơn nữa tinh thần mệt mỏi với thà lòng, họ đều ngủ thật lâu, quả thật rất ngon. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là người quan trọng nhất ở bên cạnh. Nằm trong lồng ngực mình thì ngủ ngon là phải. Sau khi rời giường đi tắm qua loa, làng tầm vệ sinh sạch sẽ bản thân, từ phòng tắm đi ra liền thấy Tống Khải đang ở chân, chỉ mặc quần bò đang thu dọn đồ đạc. Anh... Sầm tối anh lên máy bay về nước. Tống Khải không ngừng đâu. Anh kiên quyết xin nghỉ phép, quản lý cấp trên không vui, còn phạt tiền anh. Anh cũng chẳng hề để ý, nhưng bây giờ thật sự không trở về thì không được. Hơn nữa, anh cần một chút thời gian yên tĩnh, chấn chỉnh lại những gì mình quan sát được mấy ngày qua. Quả thật là lắng rốt cuộc nên làm thế nào, phải đi bước kế tiếp như thế nào. Ít nhất biết được vô cô bình an vô sự, biết cô ở nơi nào, đây mới chính là mục đích lớn nhất của anh không phải sao? Về phần tiếp theo, anh cần lên toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ, tự như dẫn dắt đội bóng hay hết sức quan sát đối thủ, cũng muốn phải ra kế hoạch tác chiến kỹ càng, sau đó thực thi tốt nhất. Thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, đây là tầm đắc chinh chiến nhiều năm trên sân bóng mà anh có được. Và lại, Tống Khải không muốn công khai thừa nhận, nhưng tuyệt đối là sự thật. Thì phải là, coi như ý khiếp cô một đêm vẫn hoàn toàn không thể làm anh nguôi giận. Anh vẫn còn tức giận không tha thứ cho hành động chạy trốn của cô. Lăng tâm chẳng hề nhiều lời lặng lặng đến bên cạnh anh. Cô một thân nhẹ nhàng khoan khoái phẳng phất mùi xà phòng thơm ngát, nhưng Tống Khải thà rằng người mùi hương trên người của cô. Bàn tay nhỏ bé của cô vươn ra, hơi run rẩy khẽ nắm lấy bàn tay to bận rộn của anh. Tống Khải nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô bị hung hăng yêu thương một đêm được nghỉ ngơi, cơn mệt mỏi cùng hốt hoảng của mấy ngày trước đều tan biến tuy rằng vẫn có chút tái nhợt nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp động lòng người thoáng ẩn chứa vẻ nũng nịu không nói nên lời khóe mắt chứa đựng tình ý ngọt ngào đến tan chảy cô cắn cắn môi để lộ ra bộ dáng xấu hổ ngọt ngào e sợ kia làm tống khải nhất thời hít sâu vải hơi kim nén bản thân muốn kéo cô vào lòng dùng môi khóa xóa đi sự xúc động nhu mỉ kia làm sao vậy hôm nay dù sao cũng còn chút thời gian anh có thể đi cùng em đến một chỗ được không? Tống Khải vẫn liếc xéo cô, suy nghĩ. Xin anh mà, sẽ không lâu đâu. Anh cho tới bây giờ đều không có cách cự tuyệt đôi mắt to u buồn kia, cho nên anh quay mặt đi. Làng tầm dẫn anh đến vùng ngoại ô trên núi một nơi thanh tĩnh. Rời xa huyền náo phồn hoa cho đến một nơi có lẽ không xa lắm, nhưng không khí khác đi rất nhiều. Họ đi qua một vườn hoa được giữ gìn rất tốt, đến một khu vực khác có dòng sắt khắc hoa ngăn cách. Người quản lý xem giấy chứng nhận của thống Lăng Tâm, sau khi chào hỏi đầy nhã nhặn liền cho họ vào. Hóa ra, Lăng Tâm dẫn anh đến gặp song thân đã mất của mình. Họ hiện tại ở gần nhau, có ảnh trên bia mộ, hai người mà anh từ nhỏ đã gọi là chú Thím Lăng, đang mỉm cười nhìn anh. Nghĩa chàng im ắng, do núi thổi qua, cây khẽ chuyển động, là cây phát ra tiếng xào sạc, sạc nhỏ, Xa xa có tiếng kêu líu lao của mấy con chim không biết tên, càng làm cho không gian yên tĩnh thêm nổi bật. Lợn tóc của làng tầm bị gió thổi qua khẽ tung bay, khẽ bám vào khuôn mặt nhỏ nhắn như được chạm khắc từ ngọc của cô. Tống Khải đứng một bên đợi cô, nhịn không được vảnh lỗ tai lên, nghe ngóng. Ba, mẹ, còn dẫn anh Tống Khải đến thăm hai người đây. Từ nay về sau, có thể còn không thể thường xuyên tới thăm hai người được nữa, bởi vì còn muốn đi cùng anh Tống Khải Tống Khải nghe thấy Trái tim bỗng dưng bắt đầu đập nhanh Cô vừa nói gì Cô muốn đi cùng anh Thật sự nhịn không được Muốn đứng hơi cách xa Anh lén lén vượt qua từng bước Thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người Cô dường như không để ý tới hành động tiến lại gần của anh Tiếp tục nhắm mắt thầm thi Mẹ Mẹ có nhớ tới anh Tống Khải không Hình như mẹ với anh ấy không có cơ hội ở chung Bởi vì mẹ đã đi rất nhiều năm rồi nhưng bà nhất định có thể nói cho mẹ biết anh tống khải rất đẹp trai chơi bóng cũng thật giỏi hơn nữa anh đối xử với con rất tốt tốt lắm do con làm tổn thương trái tim của anh con con không đủ dũng cảm con cứ cho là mình suy nghĩ vì mọi người nghĩ như thế là tốt nhất nhưng hóa ra lại làm tổn thương đến người con yêu nhất tống khải lại từng bước tới gần ngày hôm qua anh muốn con ngẫm lại xem nếu tình huống trái ngược con có khổ sở không nếu đổi lại là anh không kiên trì tự kiểm chế liền quyết định rời bỏ con con sẽ như thế nào mẹ ơi con thật sự suy nghĩ con cũng đã tỉnh ngộ con nhất định sẽ rất khổ sở con sẽ thương tâm đến chết mất đêm qua khi con luôn đi theo phía sau anh luôn luôn khóc anh vẫn chưa quay đầu lại ba ơi mẹ ơi con biết có lẽ anh ấy sẽ vinh viễn không tha thứ cho con nhưng con vẫn hy vọng được ở cùng một chỗ với anh ấy con biết, bà Tống sẽ rất tức giận, mẹ Tống sẽ rất đau lòng. Chúng con thật sự không nên dối gạt hai người lâu như vậy. Hơn nữa, sự nghiệp của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng còn lâu mới có thể không cai. Cho dù phải quỳ trong thư phòng một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, còn vẫn là... Nói xong lời cuối cùng, cô đã bật khóc đến mức nói không được, nước mắt ở mặt tuồn trào, tiếng nói của cô hoàn toàn bị nghẹn lại. Tống Khải thở dài một tiếng, dùng cánh tay ôm cô vào lòng, mặt trồn vùi trong mái tóc của cô. Con vẫn là muốn ở cùng một chỗ với anh, mà kệ lần này là ai, ai đuổi con đi, mà kệ phải trả bất cứ giá nào, con phải ở cùng một chỗ với anh. Ba, mẹ, ba mẹ Tống, con thật sự rất yêu mọi người, con không muốn mọi người đau lòng, nhưng mọi người đều có người bầu bạn, còn anh Tống Khải chỉ có mình con. Anh ôm siết lấy cô, làm cô khóc càng nước nở hơn. Được mặt thấm ướt quần áo, giống ân ký vinh viễn không thể phai mờ in lên ngực trái của anh. Vài năm trước, cô trao chọn lòng mình cho anh, còn không phải là lấy đi của anh sao? Sau đó trái tim anh không bao giờ thuộc về anh nữa. Mặt trên trái tim đã khắc lên tên của cô, chỉ thuộc vì mình cô mà thôi. Anh ôm cô khóc sướt mướt, có một quyết định dứt khoát. Anh thầm yên lặng, nói với tấm ảnh trên bia mộ, là ông bà Lăng vẫn mỉm cười nhìn anh như cũ. Chú Thím Lăng, hai người không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc Lăng Tâm cả đời, sẽ làm em ấy được hạnh phúc, sẽ cho em ấy tất cả những gì em ấy muốn. Về sau, con sẽ cùng em ấy thường xuyên trở về thăm hai người. Xin cứ yên tâm giao em ấy cho con. Dưới ánh mặt trời, thấp thoáng dưới bóng cây, trong vườn mộ yên tĩnh, đời tình nhân ôm chặt lấy nhau, dựa vào nhau, thật lâu cũng không tách rời. Một lúc lâu, cái mũi khóc đến đỏ bừng của lăng tâm, trồn vùi hơi thở nhẹ đẩy khoan khoái vào trong lồng ngực quen thuộc. Tiếng mũi nghẹn nghẹn yếu ớt vang lên. Mình đi được rồi. Anh còn phải lên kịp máy bay. Em với ba mẹ nói chuyện xong rồi. Thật không? Tống Khải cúi đầu, bàn tay to nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì khóc của cô, nhịn không được mà hôn. Em xác định chưa? Mọi lời nói anh nghe đều hiểu hết nhưng em không muốn dùng tiếng trung nói lại một lần nữa cho bà mẹ nghe sao? Bảo là muốn nói chuyện cùng ba mẹ, kỳ thật căn bản là muốn tỏ ra tâm ý cho Tống Khải thấy. bị trêu chọc như vậy, làng tầm xấu hổ mặt càng đỏ hơn, đầu trốn vào lòng anh, làm thế nào cũng không chịu ngẩng lên. mang tình cảm chân thành này theo suốt cuộc đời, Tống Khải người đầu nở nụ cười, tiếng cười lành lành, khiến cho lòng ngực run run. Lăng tâm tiếp tục trong lồng ngực anh, Ngày được âm thanh cười cười thoải mái ấy, cô nhịn không được mà nhếch miệng cười. Ba, mẹ, tụi con sẽ sống thật tốt, hai người không cần lo lắng. Lúc này đây, cô dùng ngôn ngữ của mình, khẽ nói thầm trong lòng. Sau đó, không biết là bao lâu, vào buổi chiều bình yên của một ngày nào đó, Thư phòng nhà hậu tống ở lầu 2, lúc này cửa phòng hé hé, một trái bóng nhỏ trên hành lang bên ngoài lan vào trong trái bóng màu quả quýt lăn trên sàn gỗ tối màu vô cùng nổi bật. Lúc đó lập tức có một thằng bé khoảng một tuổi rưỡi thò chân vào, lắc lư chạy đuổi theo bóng. Lúc nhặt được, hai tay ôm khư khư. Ngoảnh đầu chạy lại vào thư phòng, chạy rồi chạy, chạy đến cạnh bàn, vườn tay đưa trái bóng cho một ông lão vẻ mặt nghiêm nghị ngồi sau bàn. Ông nội chơi bóng, thằng bé ngửa mặt chờ mong hỏi. Ném bóng nha ông. Chơi bóng cái gì, chơi bóng không có tương lai, sau này không thể chăm sóc vợ con. Ông nội nghiêm mặt, nghiêm túc nói với cháu. Cháu phải cố gắng đọc sách, sau này làm bác sĩ, luật sư tốt hơn, không được chơi bóng. Bà nội ở gần đó nghe được chỉ thời gian, còn của họ cũng chính là bà của đứa bé này Luôn là vận động viên có thu nhập cao nhất nước Hàng năm đều cầm cờ Đứng đầu bảng xếp hạng nộp thuế Bây giờ còn là phó huấn luyện viên trẻ tuổi nhất Của đội bóng quốc gia từ trước đến nay Mà quan niệm của ông chồng gàn dở của bà Còn như thế Mẹ ơi Thế ông nội nói nghiêm khắc Lại không chơi bóng với nó Thằng bé đành quay đầu tìm cứu binh Ba ơi Ba cháu không có ở nhà Ông không cho phép nó bước vào cửa Ông nội lại như bằng tuyên bố. Thằng bé chấp chấp đôi mắt đen nhánh tuổi thân nhìn ông nội. Lại nhìn qua bà nội, cái miệng nhỏ miếu máu, vẻ mặt và bộ dáng đó, giống mẹ nó như đúc. Trong phòng không có ba hay mẹ, chỉ có bà nội cười mỉm mỉm. Được rồi, không có người này có người kia cũng tốt. Nó chạy đến chân bà nó, bà nội vội vàng cương chiều ôm. Tiểu Xuân ngoan nhất. Bà nội ôm chặt thằng cháu, vừa đung đưa vừa rũ rỗ không sao không sao bà nội thương cháu bà mẹ đáng bận chúng đến bệnh viện kiểm tra mẹ còn phải sinh em trai cho cháu cháu ngoan ngoãn chơi trong này đi em trai đôi mắt thằng bé sáng ngời hăng hái nhắc lại ông lão ngồi sau bàn nhíu may cúi đầu lẩm bẩm mấy tiếng ông nội đang nói gì vậy tiểu dưỡng không nghe được đúng không cháu bà nội ôm đứa cháu vô cùng thỏa mãn nói chuyện phiếm với nó bà cháu mình đừng để ý đến ông, được không? Được không thế? Tiểu dẫn bị chọc cười hắc hắc, quả nhiên không ai hiểu ông nội rốt cuộc muốn nói gì. Ông nội đằng hắng, không cam tâm bị hát hủi cao nhau. Ông nội thích em gái. Bà nội cười hiếp mắt, nếp nhăn trên khóe mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu dẫn, bà nói cháu nghe một bí mật. Thật ra bà cũng thích em gái. Bà cháu chắc cũng thích. Tất cả mọi người đều muốn có một cô bé còn đáng yêu. Em trai à, tiểu dẫn vẫn kiên trì, dường như không cho phép phản đối. Tuổi còn nhỏ mà khuôn mặt đã khôi ngô, đã tràn đầy quyết tâm cùng ngang bướng bỉnh. Nhíu mày cũng cực kỳ giống ba tống khải. Vẻ mặt đó, trên mặt ông cháu ba đời đều giống nhau như đúc. Nếu như sinh em gái, phải đặt tên gì đây? Ông đội chuẩn bị chu đáo, đưa tay lấy cuốn từ điển trên giá sách xuống lật lật, chăm chú bất thường. Tống Khải và Lăng Tâm sinh con, ông đội đặt tên Tống Duẫn, lúc đó cuộc hôn nhân của hai người cuối cùng cũng được cho phép. Gia đình trong lúc ấy trải qua sóng gió, đến nay chưa từng hoàn toàn yên ổn. Lúc mới trở về, Lăng Tâm cùng Tống Khải thật sự quỳ trong thư phòng một ngày. Cô gầy yếu không có sức khỏe như Tống Khải, bệt đến nỗi không đứng lên được, nhưng vẫn kiên trì, nếu ba mẹ không tha thứ cho họ, họ cũng không đứng dậy. Người cha nghiêm khắc đến cùng cực với con trai, với làng tâm lại không thể cứng lòng nổi. Nhưng ông thật sự không thể chấp nhận, đứa con như con ruột lại giấu giếm họ lâu đến mức ấy, càng không thể chấp nhận mối quan hệ dường như là loạn luân này. Tuy rằng hai đứa tự đầu không phải anh em ruột. Sau khi công khai, Thống Khải cũng đối mặt với áp lực kinh hồn. Từ em gái biến thành người yêu, dù giải thích thế nào, họ báo vài lần làm sáng tỏ mối quan hệ, thật sự giữa bọn họ ngay cả tài liệu về bà mẹ đã mất của lăng tâm đều bị phơi bày thì vẫn gây sóng gió nhưng mọi chuyện đều dần dần trôi qua tay hai người trước sau vẫn nắm chặt lấy nhau lăng tâm dù sợ hãi đến phát run cũng tuyệt đối không thả tay tống khải bị lần nữa nửa năm tống khải vui vẻ chịu đựng còn cười nói với mẹ anh dù sao còn với lăng tâm cố gắng tăng gia sản xuất là được quả nhiên chỉ cần chuyện tống khải quyết làm tới bây giờ chưa hề thất bại bất kể là thi đấu, luyện tập hay yêu đương, anh tính toán chính xác đến nỗi, lòng tầm thuận lợi mang thai. Không chỉ một lần mà liên tiếp hai lần, anh đều xác định sớm hơn cả cô, ngay cả ngày dự sinh cũng chuẩn xác. Qua ngày khai mạc trận thi đấu lớn, nên anh trở về bên cạnh cô khi đưa bé ra đời. Ông Tống vẫn không dòng ngó gì đến Tống Khải, nhưng cháu nội ở trước mắt lại là chuyện khác. Một trái bóng nhỏ màu quả quyết đẹp đẽ bay lên, giữa chúng ông nội đang chăm chú, dở từ điển, thiếu chút làm bể cặp kính lão. Ông nội không tức giận chỉ ngẩng đầu, lạnh lùng quan sát đứa bé lại định ném bóng. Thằng bé nhìn ông lộ ra nụ cười tươi đáng yêu vô tội. Ông nội, bà nội đều tan chảy rồi. Buồn cuốn từ điển, các chuyện đặt tên sang bên. Người ông đứng dậy, bàn tay ngoác ngoác tiếp tục dạy dỗ. Tiểu Duẩn không được phép ném bóng lung tung. Muốn ném, ông nội làm cho cháu cái rổ nhỏ qua kia ném, hơn nữa phải giữ kỹ bóng con sắp làm anh rồi phải hiểu biết một chút sau này còn trông nom em gái nữa em trai tiểu dưỡng kiên trì lần nữa nếu lại là con trai phải đặt tên gì bà nội gần đầu vẻ mặt nghiêm túc hỏi ông sau đó không chịu nổi lại ôm thằng cháu trai đáng yêu tiếp tục trêu nó sinh thêm một đứa đáng yêu như tiểu dưỡng cũng không tệ đúng vậy không tiểu dưỡng đáng yêu nhất tên nghe hay ghê đúng không tiểu duẫn ngoan tiểu duẫn đúng ngoan nó thích trí học nói theo nó tượng trưng cho tình cảm của ba mẹ cuối cùng được thừa nhận vậy thì cô bé còn chưa biết ở đâu thì sao phải đặt tên gì đây bởi vì sinh ra trong gia đình tràn ngập sự kỳ vọng và yêu thương hẳn là đặt tên tiểu ái nhỉ buổi chiều yên tĩnh ông bà cháu ba người ch chẳng hạn như bị mọi người hỏi đến vấn đề rất quan tâm mấy tuổi rồi có bạn trai chưa ừ mặt cô càng nóng thêm anh trai em quản lý chặt quá à nếu có người trong tụi anh muốn theo đuổi em nhất định trước đó sẽ bị anh của em đập như tử có người lên tiếng nói đứt câu lập tức có mấy tiếng khen ngợi đồng ý chờ cho tiếng hoan hô vô cùng náo nhiệt kia lắng xuống một giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ ở bên cửa vang lên nói rất hay một chút cũng không sai mọi người lập tức ngừng bật tiếng cười đông cứng giữa không trung. Em, lại đây cho anh. Tống Khải thân ảnh cao lớn giữa bên khung cửa, chắn ánh sáng ngoài hành lang, tưởng như sứ giả đến từ địa ngục. Các cậu, bất đụng đến con bé đi. Lăng tầm vầng lời đi qua, trong im lặng bao trùm, cảm giác như mình đang đi ra pháp trường. Cuối đầu đi theo Tống Khải đến phòng anh ở tầng lầu khác, một căn phòng ở cuối hành lang, cánh cửa đóng lại, Tống Khải để cô một mình đứng gần cửa, cứ thế đi rửa mặt thay quần áo sau đó quay trở ra ngồi lên sofa mở tivi tiếng ồn ào liền vàng khắp phòng từ đầu đến đuôi anh cũng không nhìn cô cũng không mở miệng giống như lang tâm hoàn toàn không tồn tại anh đáng tức giận hơn nữa là rất tức giận giận em hả sau một lúc lâu bàn tay nhỏ bé trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên vai anh cô gái đáng yêu ngồi xổm xuống, xuống bên cạnh anh giọng điệu e sợ dò hỏi Tống Khải không rảnh quan tâm, anh thật sự nổi giận. Khuôn mặt tuấn tú như đúc bằng sắt, nghiêm túc đến nỗi khiến người ta khiếp sợ. Em không phải là cố ý, chờ anh không thấy, di động lại không gọi được. Vậy là em có thể tự ý đi theo người khác? Anh lên tiếng vặn hỏi. Nhưng mà họ đều là đồng đội của anh, em quen anh Lý cũng lâu rồi mà. Cô chớp mắt, đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên vô tội, xin lỗi mà. Cô chẳng lẽ không biết mấy tên đồng đội có vẻ thân thiện đó, có bao nhiêu tên định theo đuổi cô. Vừa lần theo tiếng nói chuyện rầm ràn tìm thấy cô, lại thấy cô ngồi giữa một đám đàn ông, giống như một miếng thịt tươi ngon để trong bầy sói. Anh sợ tới mức, tìm suýt chút nữa đã ngừng đập. Tống Khải tức đến không muốn lên tiếng, lần này không thể dễ dàng bỏ qua cho cô được. Một tí ý thức nguy hiểm cũng không có. Thế anh còn muốn duy trì vẻ tức giận, lăng tâm khẽ khẽ thở dài một hơi. Chẳng lẽ anh còn tính giận em thật lâu sao? Cô bất đắc dĩ hỏi, thế anh không phản ứng, bàn tay nhỏ nhắn đè mạnh lên vai anh, đứng dậy. Được rồi, em đi rửa mặt trước. Xoay người đi vào phòng tắm, hình dáng thức tha đó thật xinh đẹp. Dù đang nóng giận, Tống Khải vẫn không nhịn được, phải đưa mắt liếc trộm, Vừa lúc thấy cô cầm áo khoác lửng dạng cao bồi cởi xuống, tiện tay bỏ trên mặt thảm. Cô đưa tay lên, dường như không chú ý mà vấn tóc lên, phơi bày ra cả một tấm lưng đẹp đẽ. Trắng đến lóa mắt, không chút tì vết, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Cô mặc cái áo khoác lửng bên ngoài, bên trong là một cái áo lưng trần có một sợi dây vòng qua cổ. Phía trước nhìn không thấy có bất cứ vấn đề gì, phía sau chỉ có một sợi dây nhỏ buộc chặt, thiết kế thật nóng bỏng. Em nơi máu huyết sông lên vẫn còn chưa đúng lắm mà phải nói tống Khải thiếu chút nữa đã ngạt thở lăng tâm đang đứng ở cửa phòng tắm ngoái đầu nhìn lại cắn cắn môi cười bồn tắm mát xa lớn ghê em tắm luôn được không bị khiêu khích đến điên đảo hồn phách tống Khải hoàn toàn quên mất anh đang giận chuyện gì bật đứng dậy di chuyển nhanh như báo lúc cô xoay người định đóng cửa anh đã đi tới cửa phòng tắm đương nhiên là được Giọng của anh không còn lạnh lùng nghiêm khắc nữa mà trầm khan gợi cảm đến khổ sở. Đúng lúc anh cũng muốn tắm. Một cánh tay vươn tới, thân thể mềm mại ép sát vào lồng ngực anh, cô ngẩng mặt lên, đón nhận đủ hôn cuồng nhiệt không thể kiềm nén. Ưm, ừ. tiếng ưm ngọt ngào khiến người nào đó toàn thân tê dại. Em mặc áo thế này đến đây? Vừa hôn mạnh không dứt lên môi đỏ của cô, Tống Khải vừa tra hỏi, "Áo này mùa hồi nào?" Em mặc thế này ra ngoài cho người khác ngắm hả? Không có mà, chỉ mặc cho anh ngắm. Cô thở nhẹ ra, trong nụ hồn không dứt khó khăn nói thành tiếng. Anh một tay vuốt ve tấm lưng trắng mịn, còn tay kia, ngón tay thon dài khéo léo tháo nút buộc bên hông và sợi dây nhỏ trên cổ, rồi nhẹ nhàng kéo ra. Cái áo xinh đẹp liền không còn chỗ nào dùng đến, nằm dưới chân hai người. Ừ, thật thuận tiện. Anh vừa khen, vừa ôm chặt cô, cố ý dùng ngực mình cọ vào vùng ngực trần của cô. Đầu ngực nhạy cảm bị cái áo khoác, thể thao rượt qua, tức khắc làm cô rên khẽ, nghe thật đáng yêu. Cơ bản không chỉ là lửa gần rơm, mà là cây đuốc tầm xăng. Hai người xa nhau vài ngày, khó nén nổi nỗi nhớ không quên. Chỉ dùng lời nói thôi không đủ, nhất định phải dùng toàn thân, dùng cả trái tim mới có thể kể hết nỗi nhớ nhung khổ sở. Cửa phòng tắm đóng lại, bồn tắm lớn chuyển động, trong tiếng nước ào ào, tiếng thở khe khẽ vang lên, lúc gấp gáp, lúc ngân vang, có lúc là tiếng kêu thét, có khi là tiếng rên rỉ thở dài. Chỉ duy nhất không thay đổi là tiếng thở hồn hển nặng nề của nam giới, khi cao khi thấp tạo thành bản nhạc đệm hài hòa nhất. Đêm hôm đó, đáng lẽ trước giờ đội bóng điểm danh cô phải rời khỏi đây. Nhưng đội bóng được nghỉ hai ngày, huấn luyện viên dẫn cầu thủ ra ngoài liên hoan ở lại khách sạn không còn được mấy người, thế nên tối nay không điểm danh. Còn Lăng Tâm sau khi bị Tống Khải dốc sức yêu thương, mệt mỏi ngủ thật say, Tống Khải cũng không đánh thức cô, đợi cô từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt phát hiện đêm đã về khuya. Thật ra cô bị một tiếng động lạ rất nhỏ đánh thức, ngồi dậy thấy Tống Khải vẫn còn ngủ say, chỉ có cô là thức. Từ trong ánh sáng của ngọn đèn đầu giường, cô không nén nổi lén lén nhìn nghiêng qua một bên người anh, về mặt khi ngủ thật bình thản dịu dàng. Cơ thể thon dài của anh thật sự rất đẹp, tràn ngập mùi vị nam tính, lại thêm hơi thở mạnh mẽ của một vận động viên, làn da toàn thân đều là màu đồng khỏe mạnh, khiến ngũ quan như chạm khắc càng rõ nét. Cặp mắt sắc bén sáng ngời, nhắm chặt giảm bớt mấy phần tính cách độc đoán, hơi thở đều đều, anh ngủ thật say. Họ không phải là thân thiết nhau từ bé, hồi còn nhỏ cô đối với anh chỉ là ấn tượng một người anh chơi bóng rất giỏi. Chỉ thế mà thôi. Kỹ thuật chơi bóng xuất sắc làm cho Tống Khải từ nhỏ đã thi đấu rất nhiều. Suốt ngày không phải tập huấn thì chính là thi đấu. Cơ hội gặp mặt cô rất ít. Dù sau này lúc ba mẹ cô đều qua đời, cô được nhà anh nhận nuôi đã lâu, Tống Khải vẫn rất hiếm khi xuất hiện. Cô cũng chưa hiểu biết nhiều, ba mẹ anh đã đem tình thương đối với Tống Khải chuyển qua cô. Đến mùa hè năm cô 22 tuổi, Tống Khải vì bị chấn thương phải phẫu thuật, bắt buộc phải nghỉ ngơi ở nhà. Mà lần nghỉ ngơi này đã tạo cơ hội cho hai người ở gần nhau. Sau đó... Yêu thương khẽ vút lên vào ngực rắn chắc ấy, không chịu được lại lén hồn một cái. Lăng tầm đến giờ còn không thể tin được, một cơ thể tuyệt vời, cường tráng khiến người gan tị kia lại có thể thuộc về cô. Khuôn mặt tuấn tú ngạo mạn lạnh lùng kia, lúc thấy cô sẽ mỉm cười dịu dàng đến tận xương tùy, còn đôi môi hơi mỏng nghiêm túc lúc hôn cô lại nồng nàn biết bao, thầm làm biết bao. Thật không thể tin được, giấc mơ nửa đêm quay lại, làng tấm vẫn còn nghi hoặc tất cả chuyện này có phải là một giấc mộng thoáng qua đẹp đẽ. Đầu là tưởng tượng của cô mà thôi hay không? Tiếng động lạ lại chuyển đến, cắt rứt si mê của cô. Cô nhăn mày nghiêng tai lắng nghe. Tiếng động không lớn, hình như từ phòng bên vọng đến, như là gõ vào cái gì đó, lại vừa không giống. Thêm âm thanh khó nhận biết, quái lạ, như tiếng gió mà cũng không giống tiếng tivi, nhưng giống như tạp âm. Tống lăng tầm nghe một hồi lâu, tiếng động ngừng lại, bốn phía chìm vào yên tĩnh, nhưng không bao lâu lại bắt đầu. Vì nghe không được rõ ràng, cô định quay người ngồi dậy, dùng cả tay lẫn chân, lại gần hướng phát ra âm thanh, muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bỗng cô bị người phía sau ôm ngang lấy, giọng nam ngái ngủ hỏi em đang làm gì vậy? khuya rồi sao không ngủ? xịt anh nghe đi, đó là tiếng gì vậy? đôi mày thanh thú của cô trao lại nghiêng đầu lắng nghe nghi hoặc không thôi. em bị nó đánh thức, anh không nghe thấy sao? Tống Khải nghe xong một lúc lâu, đột nhiên cô cảm thấy thân thể anh hai run run. quay đầu nhìn lại Tống Khải một tay để lên chán, bả vai run lên từng chập, đang cố nhịn cười. Anh cười cái gì? làng tầm ngơ ngác không hiểu. Bé cưng, em không biết cái đó là tiếng gì sao? Tống Khải cười đến mức gần như không đáp nổi. Hai chóng mắt le lên đốm lửa kỳ lạ. Anh kéo một cái mà người con gái đang ngẩn người ôm vào trong lòng. Rốt cuộc là gì? tivi hả? Tống Khải cúi đầu, dán tay vào tay cô, thấp giọng chậm rãi giải thích. Lúc nãy, khi em bị anh đè xuống, Chúng ta cũng gây ra tiếng động giống thế. Thế nào, em có hứng thú đi dình người khác sao? Lăng tâm lập tức hiểu ra, khuôn mặt trắng nõn cũng tức thì hùm hụp, bột phát đỏ lưng. Anh, người kế phòng anh là ai vậy? Là đồng đội nào vậy? Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, thật lâu mới ấp úng hỏi anh. Không biết, cũng không hẳn là đồng đội. Trời chưa tối bọn anh đã đổi phòng, không biết ở bên kia là ai không chắc là người trong đội, trong đội không cho phép để bạn gái ở qua đêm. Tống Khải nhún vai, có điều quy định chỉ là quy định. Một số cầu thủ có đời sống cá nhân khá ồn ào, chuyện này làng tầm cũng có nghe qua. Nhưng giờ nghe anh nói vậy, cô đột nhiên không nói lời nào, giống như đà điểu dí vào lồng ngực anh, không ngẩng đầu lên cũng không nói chuyện. Em làm sao vậy? tống khải đương nhiên phát hiện ra bất thường của cô ngay bàn tay to lớn do lưng cô hỏi nhỏ không không có gì em là nghĩ đến em cứ như vậy ngủ trong này giọng nói ngập ngừng giọng nói rầu rĩ đều thể hiện rõ cô lại hối hận nếu cô nói không đứng đắn anh như thế cũng bị tính luôn à căn phòng này là anh đặt riêng không phải phòng chung tống khải kiên nhẫn giải thích hơn nữa anh đã xin phép trước, đây là thời gian riêng tư của anh, như vậy cũng không được sao. Làng tầm lắc đầu, cô không biết nên nói gì. Vì cô, Tống Khải thật lao tâm khổ trí, đều nghĩ trước mọi chuyện. Nếu không phải đã hẹn gặp nhau ở nơi này, anh chắc chắn sẽ xin phép nghỉ một thời gian ngắn mà chạy như bay về nhà gặp cô. Chuyện này cô đều hiểu rất rõ. Chắc chắn là vậy. Nhưng cảm giác phạm sai lầm trầm trọng này đến cùng là sao thế này? vì sao lại luẩn quẩn không gạt bỏ được trong bóng tối tống khải thở dài một hơi em lại suy nghĩ nhiều quá rồi giọng anh thật thấp vô cùng cam chịu nếu khiến em không vui vậy sau này đừng gặp nhau thế này là được rồi cô ở trong ngực anh gật gật đầu sau một lúc lâu lại lắc đầu muốn gặp anh lại không muốn lén lút thế này đầy cảm giác mặc cảm không gặp lại lại không nén được nỗi nhớ nhung đầy tim không biết làm thế nào. Cô buồn muốn rơi nước mắt, thật cực khổ, thật vất vả mà lại mang một giọt mật ngọt ngào, làm cho người khác vừa muốn vừa không có can đảm, sợ sau khi nếm thử lại rơi vào vực sâu hối hận. "Đừng khóc, ngoan nào." Tống Khải nâng mặt cô lên, vỗ về người con gái đáng yêu đang rơi lệ. "Anh sẽ nghĩ cách, em ngoan ngoãn ngủ đi, được không?" Dạ. Sau khi hôn chúc ngủ ngon, anh ôm cô, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô chỉ chốc lát sau, chỉ nghe tiếng thở đều đều, lòng tâm vô cùng mệt mỏi rất nhanh đã bị ảnh dỗ ngủ. Còn Tống Khải lại mất ngủ. Họ luôn ở trong tình trạng giống nhau, mỗi lần mâu thuẫn là một lần dao động. Có khi cô lại cứng lòng, ngăn mình tìm cớ ngủ đêm bên ngoài, có khi lại không chịu được nên từ chối đến nhà bạn học thảo luận báo cáo. Tới quá thì lấy lý do phải ở lại, lén chạy đi gặp anh. Xuân qua hè tới, trong vòng xoay luẩn quẩn vô tận, Cuối cùng, sự việc đã bại lộ. Ngày đó, chỉ là một buổi chiều mùa hai bình thường, làng tầm hẹn bạn học cùng thảo luận báo cáo. Sau khi tụ họp xong, lại bị hai đứa bạn thân kéo đi dạo phố. Những thiếu nữ trẻ tuổi rảo bước trên giảng đường lớn, nói chuyện ríu ra ríu rít như chim sẻ, trang điểm thật đẹp để đi dạo phố, đương nhiên là không thể thiếu quần áo, đổi trang sức. Càng không quên uống trà và ăn chút điểm tâm. Cả buổi chiều chủ nhật các cô gái đi đến mức bàn chân mỏi như còn cái miệng cũng thế, đúng là mệt chết đi được. Đi dạo tới shop trang phục lót, làng tầm thật sự bị kéo vào. Tuy rằng cô cần phải mua áo lót mới, nhưng vẫn thấy ngượng ngùng khi đi chọn mua cùng bạn bè. Nhìn xem nè, cậu mua cho ba cậu, mua cho mẹ cậu cái này cái nọ, sao lại không mua cho mình chứ? Cô bạn ở bên cạnh thúc giục. Chưa từng thấy quà đứa con gái nào ngoan như vậy cũng không phải thế. Tùy nói vậy, nhưng nhìn thấy nội y đẹp tinh xảo, tầm vẫn nhịn không được mà bị hấp dẫn. Cô kỳ thật thích màu hồng phấn, kiểu dáng không quá cầu kỳ, như cái áo lót màu vàng tơ hoặc màu xanh tím đơn giản, phối hợp chiếc quần lót nhỏ cùng màu, có đính nơ còn bướm đơn giản, làm cho cô yêu thích không nỡ buông tay. Thích thì có thể mặc thử, bây giờ đang có giá đặc biệt đấy. Cô bán hàng cũng mỉm cười phụ họa, đi thôi đi thôi mình với cậu cùng đi mình cũng muốn mặc thử cô bạn thân chọn được vài bộ nhào đến lang tâm kéo đến phòng thay đồ mặc thử vào một lần thì già kích cỡ bị nhỏ cái móc cài hơi chật nhìn được kẻ ngược xinh đẹp kia lang tâm phải đỏ mặt ngay sau đó vài rèm ngăn cách giữa hai gian phòng đột nhiên bị kéo ra lang tâm cậu nhìn thử dùm mình ơ ờ? Lăng Tâm bị dọa đến hét lên một tiếng, theo phản xạ lấy áo bên cạnh che lên ngực, mở to mắt kinh hoàng nhìn cô bạn thân láo tấu Cô bạn thân cũng chừng mắt nhìn ngực cô. Không kịp che giấu bộ ngực trắng nõn mơn mờn, chiếc áo lót màu vàng tơ ôm lấy bộ ngực xinh đẹp cao ngất, phía trên thấy rõ dấu vết màu hồng, dấu hôn. Dấu hôn không thể giả được. Sau khi cả hai bị dọa ngây người vài giây, cô bạn thét lên chói tay xông lại, kéo mạnh chiếc áo mà cô đang che, đây là gì? Lang tâm, cậu có người yêu rồi sao? Sao chẳng thấy nói năng gì hết? Cho mình xem, cho mình xem. Không, không được mà. Tống lang tâm trột dạ mặt đỏ bừng, giả sức bảo vệ ngực, cố gắng thoát khỏi bàn tay sở mó lung tung của bạn thân, không để cảnh xuân lộ ra ngoài. Vừa là hét vừa ấm ý hơn cả nửa ngày, dãy ruội chật vật để thoát thân. Vẫn là hét bảo cô bạn thân quay về phòng kia mà thay đồ, cô nhanh chóng đổi lại y phục của mình, tựa vào tường tức giận thờ hồn hền. Bị... bị thấy rồi. Giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu tại trận, trái tim lăng tâm nện thình thịch thật nhanh. Cô hôm trước mới cùng Tống Khải gặp mặt, ngày ấy anh tới bệnh viện trực thuộc đại học để tiến hành kiểm tra định kỳ. Theo dõi chấn thương cũ bên gối phải của anh, trạng vạng chiều tối vốn nên trở về nhưng Tống Khải vẫn đợi cô tàn học, hai người ăn tối cùng nhau, sau đó còn đến bãi đỗ xe yên tĩnh phía sau vườn núi của trường học. Mặc dù không có cách nào triển miền thỏa thích, nhưng kiềm nén không được, nên đành hôn nồng nhiệt. Cho đến nay cô còn nhớ như in, anh vùi đầu trước ngực mình. Cô cười bỏ áo, bị mặc sức yêu thương trong tình cảnh ngượng ngùng. Che giấu cẩn thận, che đậy bí mật ngọt ngào thật tốt, không ngờ vẫn bị phát hiện. Làng tầm chạy chối chết, về đến nhà cũng không kịp đem khoe những thứ mua được khi đi dạo phố cho bà Tống xem. Mẹ còn cùng nhau bình luận nói chuyện phiếm. Cô ăn cơm chiều qua loa, vội vàng thoái thoát muốn đi học bài, mà trốn vào trong phòng. Nhưng đừng nói là học bài, cô ngay cả ngồi yên để viết vài chữ còn không được. Cả đêm đều hoảng hốt trong lòng, tự hồ như có chuyện gì kinh khủng mới xảy ra. Không trải qua, sẽ không biết loại cảm giác ngập tràn lo lắng đầy khó chịu này. Lăng tầm chằn chọc suốt cả đêm, giống như ngủ chập chờn nhưng vẫn nằm mộng cảnh trong mời trông rõ lắm chỉ nhớ mang mắng có người một bực đuổi theo cô một kéo y phục của cô lại kêu gào cần kiểm tra không thể không thể đó là bí mật cô không thể nói ra bí mật được sau khi tỉnh lại cô mệt đến mức như không được ngủ thảm nhất là liên tục mấy ngày đều giống như vậy căn bản ngủ không ngon trong lòng luôn thấp thỏm lo âu lại không thể tâm sự ra được giày vỏ thật Niềm hạnh phúc và tội lỗi cùng hợp lại thường xuyên dày vò, thúc giục cô. Sáng sớm thứ năm, làng tầm lờ mờ tỉnh giấc trong ánh ban mai, lại là một đêm không ngon giấc, cô mệt đến không muốn mở tỏ mắt. Vẫn còn sớm, nhưng không biết vì sao, bên ngoài đã có tiếng xe. Người ở khu dân cư này, người lớn thì đi làm, còn bọn trẻ vẫn chưa tới ngày tựu trường, cùng lắm là người đến đưa báo mà thôi, vì sao lại có tiếng xe vang mãi không ngừng làng tâm đang nằm trên giường lẳng lặng lắng nghe đúng lúc đang hoang mang thì điện thoại di động của cô vang lên âm thanh phá than sự tĩnh lặng của buổi sớm làm cho cô bị dọa nhảy dựng lên chạy nhanh đến đầu giường bắt máy di động bé cưng anh đánh thức em sao là thanh âm thật mệt mỏi giống như cũng trải qua một đêm không ngon giấc của tống khải sao vậy sao anh lại gọi tới giờ này xảy ra chuyện gì ừ Lăng tâm chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên chịu nặng, dự cảm của cô đã trở thành sự thật. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Cô nghe tiếng mình run rẩy. Em trước tiên đừng sợ, là đội bóng xảy ra chút chuyện, có lẽ anh không tiện trở về. Tống Khải cố gắng nói qua loa hết mức có thể, không muốn dọa cô. Em nói với ba mẹ một tiếng, còn nữa, gần đây ra vào nhớ cẩn thận một chút có thể sẽ có phóng viên đi theo làm phiền đến em và ba mẹ. Cứ không trả lời là được. Cô xoay người ngồi xuống, nhìn xuống bàn chân trên sàn nhà bằng gỗ lành lạnh, chạy đến cửa sổ phía trước, vén lên một góc màn nhìn rén ra bên ngoài. Quả nhiên, đúng là tiếng xe đã nghe được hồi sớm, có vài tiếng xe tụ tập ngoài cửa, những gương mặt xa lạ thao đầu ra nhìn, còn có người lấy camera ra. Nhằm ngày nhà họ Tống, giống như lấy cảnh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì làng tầm sợ tới mức hít một luồng hơi lạnh vội vã buông rèm cửa sổ dựa lưng vào tường tựa như một tiền trộm thất bại bị bắt quả tang lập tức cười khổ cô ở trong phòng mình kéo màn lại thật kín để người ở bên ngoài không nhìn thấy được cô bé cưng làm sao vậy tống khải đương nhiên nghe được tiếng thở kinh ngạc của cô lập tức cảnh giác hỏi bên ngoài có người Cô cố gắng làm cho âm thanh của mình bình tĩnh, không được quá kích động. Chắc là phóng viên, không được mở cửa cho họ, không được trả lời phỏng vấn, có chuyện gì lập tức gọi cho anh hoặc liên lạc với cảnh sát. Tống Khải vô cùng nghiêm túc dặn dò cặn kẽ. Rốt cuộc là chuyện gì? Cô lờ mờ cảm giác được đã xảy ra chuyện lớn, từng cơn khủng hoảng trỗi dậy, toàn bộ đều toát ra từ giọng nói của cô. Tống Khải trầm mặc vài giây, Cô đang hoang mang sợ hãi, khiến cho lòng anh khẽ nhói đau. Anh sẽ cố gắng tìm cơ hội trở về giải thích với mọi người. Trước tiên không cần phải sợ. Nhưng mà... Ngoan, nghe lời anh đi. Lo sợ bất an, gian nan trôi qua một ngày một đêm. Hôm sau vào lúc sang sớm, lại lần nữa tỉnh lại trong ác mộng. Làng tầm hé mở rẻ mi hoen lệ, lặng lặng nhìn thấy bóng dáng tuân tú ngồi bên giường cô. Cô có đang nằm mơ phải không? Nếu không tại sao trước mặt có thể là anh? Lại nằm mơ." Tiếng nói trầm thấp dịu dàng quen thuộc vang lên. "Vâng." Cô gật gật đầu, giơ tay chạm vào anh, xác nhận sự tồn tại của anh. Bàn tay nhỏ bé bị nắm lấy, Tống Khải nhíu mày. "Tay em sao lại lạnh vậy, em bị lạnh sao?" Buổi sớm ngày hè vẫn cảm thấy mát, cô chỉ đắp cái mền mỏng nhỏ, hơn nữa vừa mới mơ thấy ác mộng nên giờ quả thật có hơi lạnh run. Ngày sau đó, cô bị cánh tay mạnh mẽ kéo lên, dựa vào trong lòng ngực cưng rắn đầy ấm áp. Ôm chặt như vậy, mặt của anh trôn vùi vào mái tóc của cô, hít thở thật sâu hơi thở thuần khiết của cô. Nhưng lăng tâm lại trở nên tha lòng, ngay cả ngủ cùng cũng không hề buông lòng bản thân. Nhưng khi ở trong lòng anh lại chậm rãi thư thái. Em bây giờ đang căng thẳng, chịu áp lực lớn mới bị ác mộng. Sao lại thế này, bởi vì lo lắng cho anh tống khải khẽ ôm cô bàn tay to đặt sau gáy cô dịu dàng xóa bóc cơ thể căng thẳng của cô không phải nói em đừng sợ sao phóng viên chính là muốn săn tin của đội bóng tụi anh sao lại trở nên căng thẳng đến vậy rốt cuộc có ai nghe xong những lời đừng sợ liền thật sự không sợ không lo lắng không chứ cô bĩu môi lầm bầm làm cho anh khẽ cười im lặng giữa sát vào nhau một hồi lâu anh lại nói rốt cuộc là có chuyện gì Hứ anh hiểu rõ cá tính của cô cô bối rối bất an như thế nhất định là có nguyên nhân khác ngập ngừng trong chốc lát làng tâm mới khó khăn mở miệng ấp ung nói ra lúc trước cùng bạn bè đi dạo phố chuyện xảy ra khi mặc thử nội y từ đó về sau cô vẫn không thể thoát khỏi ác mộng tống khải đương nhiên vừa nghe đã hiểu liền tận sâu trong đáy lòng làng tâm vẫn cứ sợ hãi sẽ có một ngày quan hệ của bọn họ sẽ bị phát hiện sẽ tổn thương sâu đậm tới tình cảm yêu thương của cô với ông bà Tống, sẽ khiến cho tất cả người ngoài chấn động. Nhưng giờ này khắc này, anh thật sự không còn hơi sức đâu mà giải quyết chuyện này, hơn nữa nghĩ đến sẽ phải đối mặt với cơn bão táp. Để cho anh tiếp tục vớt về an ủi một chút, để cho anh giữ kín bí mật ngọt ngào, tiếp tục nói. Em mơ thấy có người muốn cởi quần áo em, sao có thể chứ, ngoại trừ anh, còn ai có thể cởi quần áo của em? Anh khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu nịnh nọt pha trò làm cô cười theo. Khí trời ngày hè đương nhiên mát mẻ, cô mặc áo ngủ hai dây liền thân, làn vải dệt mềm mại ôm sát lấy đường cong của cô. Tay anh lướt qua đôi vai thơm của cô, kéo một bên dây áo xuống, sau đó lại tới bên kia, áo ngủ mềm mại khẽ rớt xuống. "Bị nhìn thấy gì?" "Hửm? Chỗ này, chỗ này à?" ngón tay dài mềm nhẹ lên bờ ngực trắng mốt của cô, dầu hôn đã phai nhạt dần. Anh vẫn cố ý truyền đến đầu ngón tay, thích thú đụng chạm vào da thịt non mềm của cô, khiến cho cô khẽ thở gấp. Không, không được đi xuống dưới. Anh nhìn xem, ngay bên cạnh xương quay xanh kia. "Ư." Ừ. Làng tầm hết hơi sức nhắm mắt lại, nụ hoa ửng hồng bị ngón tay dài xoa nắn, liền trở nên mẫn cảm, khẽ ngần thành tiếng. Em mua nội y mới à? anh cắn vành tai của cô cúi đầu hỏi cho anh xem không được được anh muốn xem bị uy hiếp dụ dỗ lang tâm không thể gây ẩm ý đành cắn đôi môi đỏ mọng ai oán liếc anh một cái vẫn đến tủ nhỏ bên giường lấy ra áo lót vẫn còn bọc giấy đã mua về từ trước vẫn chưa dùng qua mở ra anh tự tay cầm lên chiếc áo lót đơn giản áo lót ren màu vàng tơ bị nắm giữa ngón giữa thon dài ngăm đen của anh, thật nhìn trông gợi cảm vô cùng. Rất đẹp. Tống Khải cả ngợi, ánh mắt nồng cháy lại chuyển lên người cô. Mặc vào nhất định trông sẽ đẹp lắm. Giúp người ta mặc vào đi. Sau khi can đảm yêu cầu, cô xấu hổ trốn vào trong lòng ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi vùi vào bên gái anh, khẽ thở gấp. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào động lòng người kia của cô, cho dù là người đàn ông làm bằng sắt cũng sẽ bị tan chảy. Đừng nói là giúp cô mặc nội y, cho dù là muốn anh lên núi đao, xuống chảo dầu, Tống Khải cũng có thể lập tức xông vào. Đang tự hở thân trên, cô ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, xoay người đưa lưng về phía anh, phô bày cái eo nhỏ nhắn, để bàn tay to mạnh mẽ của anh giúp cô mặc chiếc áo lót nhỏ xinh xào. Trình chiến trên sân bóng nhiều năm, không hề khẩn trường trong những lúc quan trọng, áp lực càng lớn thì danh tướng Tông Khải càng ném bóng chuẩn hơn. Nhưng giờ phút này, chuẩn bị giúp người yêu cải lại nội y ở lưng, hai bàn tay lại phát run. Quả thật xinh đẹp, anh thầm tán thưởng trong lòng. Mặc dù anh luôn yêu thích màu đen, nhưng màu vàng tờ thật xứng với làn da nõn nà, láng mịn của cô. Trong thành thuần có quyến rũ. Cúp áo ren tinh xảo ôm sát vào đôi bồng đào đẫy đà, đẹp đến mức làm cho người ta đổ váng mắt hoa, quả thực không dám nhìn thẳng. Nếu không bởi vì vào lúc thật sự không thích hợp thì... Hài giả. Quyền luyến khẽ hôn lên vai, Tống Khải vạn phần không muốn đỡ cô ngồi dậy đàng hoàng. Đồng thời cũng buộc phải kiềm chế lại ý nghĩ không muốn cơ thể kia rời đi. Không thể tiếp tục, ba mẹ chắc sẽ thức dậy sớm, anh nên xuống lầu trước. Anh nhìn đồng hồ âm thầm thở dài. Đợi lát nữa thông báo tình hình xong, anh sẽ đi liền. Khuôn mặt lăng tâm ửng đỏ lên, nét mặt mông lung dần phai nhạt, cô chậm rãi tỉnh táo lại từ trong tình cảm ra sao thật sự đã có chuyện xảy ra nếu không tống khải sẽ không vất vả mệt mỏi trở về gấp như vậy lại vội vàng phải rời đi chỉ vì giải thích mấy câu có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được ư sự tình nghiêm trọng đến mức phải chạy tới chạy lui như vậy sao đừng lo lắng em coi kìa lại nhớ mày rồi tống khải quỳ xuống hôn người ngồi bên giường nhìn vẻ mặt lo lắng của người con gái nhịn không được bật cười. Anh biết, bảo em đừng lo lắng cũng vô dụng, cho nên em anh cởi sạch. Vâng, là tiếng ngân khẽ cũng là lời đáp ứng, đôi môi nam tính đã được nụ hoa trên bầu ngực đầy đạn trần trụi, hồn hít mút lấy treo đùa nó với tất cả yêu thương, khiến nó trở nên đào ửng, xe cường đáng yêu như quà anh đào. Cô trở nên mẫn cảm xuân dày, như mi tiếp nhận đầy thoải mái. Một mặt cò chặt lấy tay mình, cố đè nén cảm xúc ngượng ngùng, không nhịn nổi mà thở dài. Kế tiếp, sẽ lại có một cuộc triển miền vừa nóng bỏng vừa nồng nhiệt khiến cô mệt đến mức toàn thân vô lực. Anh chắc cũng sẽ không dừng tay. Nhưng sau đó, cô có thể ngủ thật say đến cả giấc mộng cũng không có. Anh luôn không cần cô gợi ý, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được tình cảm mãnh liệt đến thế. Từ tư thế đến cách thức đều có thể vắt kiệt toàn bộ thể lực cùng khả năng tư duy của cô. Tựa như giờ phút này, anh tạm thời buông tha bầu ngực to của cô, nụ hôn nồng nàn một đường kéo dài từ trên xuống, thẳng xuống. Bởi vì không dám thốt thành tiếng, cô nằm lấy một góc chăn, cắn chặt hai hàm răng, đè nén tiếng thét trói tay khó cưỡng. Vẫn còn dư âm của từng cơn sóng hoan ái trôi bông bênh, anh dịu dàng nhưng vẫn kiên trì chiếm đoạt cô. Vật nam tính nóng rực còn quá cương cứng, chứng minh anh vẫn hưng phấn thúc thật mạnh thật sâu vào cấm địa trơn ướt của cô tống khải ngẩng đầu lên cằn rằng cô nén lại suy nghĩ muốn dòng dục vọng bắn ra thật mạnh trong phòng vẫn tối đen tĩnh mịch như cũ giống như ngọn lửa tình đều bị bóng đêm che phủ mặc sức bốc cháy ngùn ngụt, ngụt ngày hôm sau cô ngủ một mạnh tật đến khi mặt trời lên cao gần đến giữa trưa mới thức dậy làng tầm vẫn chưa thức dậy à trên bàn ăn chỉ có ba phần điểm tâm ông tống nghiêm mặt hỏi tội nghiệp con bé học đến năm thứ tư bài vở nặng như vậy còn phải giúp giáo sư tiến hành kế hoạch nghiên cứu cái gì đó mỗi ngày đều bận đến tối khuya vất vả lắm mới được nghỉ ông cho con bé ngủ lâu một chút thì có sao đâu bà tống bất mãn hỏi lại tôi không phải không cho con nó ngủ nhưng ngủ đến tận giữa trưa như vậy sẽ không ăn sáng được ông tống lạnh lùng nói hóa ra là như vậy không phải trách tội con gái ngủ quá muộn mà là đau lòng vì con chưa ăn sáng tống khải ngồi một bên vùi đầu uống canh nóng hôi hổi trong lòng nhịn không được muốn cười cứ để cho bảo bối ngủ đi nhưng còn con đó làm anh trai khó được về nhà một chuyến cũng không lên tiếng là sao người là mẹ bắt đầu tìm con mình truy vấn. Sao không nói chuyện với bà mẹ? Ít nhất cũng nói một chút về chuyện luyện bóng gần đây nhất chứ. Cũng khá tốt. Chuyện công việc lúc ở nhà anh hiếm khi nhắc đến. Nghề nghiệp của anh là một vận động viên, cho dù luôn là ngôi sao đẳng cấp, chơi bóng là một phần quan trọng đối với sinh mệnh của anh. Dù sao anh vẫn rất ít khi đem chuyện hơn thua được mất này về nhà. Già cả như ba mẹ đây không phản đối con. Nhưng còn đừng có lạnh nhạt với bảo bối được không? Mẹ thấy tình cảm anh em mấy đứa càng ngày càng xa cách. Con trở về lần này, phải nói chuyện mấy câu với nó đi. Lạnh nhạt, xa cách. Anh thầm nghĩ đến bộ dáng kiểu mị của cô mới đêm qua hai người còn chia sẻ tình cảm trái bỏng mãnh liệt. Tống Khải giật giật khóe môi, nhớ tới nhịn không được mà cười khổ. Trước mặt người khác, họ luôn duy trì khoảng cách cử chỉ khách sáo. Làm tầm căn bản ngay cả nhìn thẳng vào anh cũng rất hiếm. Cho nên trong mắt của ông bà Tống, họ cư xử với nhau thật sự rất khô khan. Bóng người xinh đẹp lẳng lặng đi vào nhà ăn, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ dường như đau ửng lên. Dưới ánh mặt trời mùa đông, vẻ xinh đẹp của cô làm cho người khác ngưng thở. Đôi mắt sáng long lanh nhìn anh một cái, thoáng nhìn rung động, liền rời đi rất nhanh, không dám nhìn nữa. Bởi vì chỉ cần đối diện tia nhìn chăm chú nồng nhiệt của anh, không cần đến vài giây, làng tầm cũng biết, mặt mình nhất định sẽ nóng dần lên, ửng đỏ, rất có khả năng bị phát hiện. Màu đến ăn cơm đi con, bà còn đang nói, con ngủ đến trưa như vậy, điểm tâm cũng không ăn. Bà Tống vừa nhìn thấy cô, lập tức cất giọng quan tâm. Dạo gần đây con gửi đi phải không? Trên người con chẳng có mấy lạng thịt con ăn nhiều vào một chút. Kỳ nghỉ đông này nhất định phải nuôi cho con mập lên một chút, tránh bị người ta nói mẹ bỏ đói con. Không được giống như những đứa con gái khác đi học để giảm béo. Đôi mắt sáng người của ông Tống nhìn con gái chăm chú, vẻ mặt không đồng ý. Ôm yếu như thế thì làm cái gì? Hôm nay đi theo anh trai vận động, chạy bộ mỗi ngày, sắc mặt mới có thể tốt lên một chút sắc mặt của cô còn muốn tốt như thế nào nữa hiện tại làn da cũng hồng hào mắt ngọc mày ngày người khác còn không rứt mắt ra được vậy là xinh đẹp rồi còn thấy hoàn hảo mà tống khải thản nhiên đáp lại tình bơ ngắm nhìn cô một cái thật ra cô chẳng hề ốm yếu chút nào tuy vòng eo có nhỏ nhưng đường cong cực kỳ mê người hơn nữa còn bộ ngực càng tròn kia đang có khuynh hướng to thêm đêm qua lúc nằm trong lòng anh anh mê say yếu yếm tỉ mỉ còn cúi đầu xuống nói ra cảm nghĩ vào tai cô hình như càng lúc càng to thêm thì phải cô cười như không cười liếc sao anh một cái để quyến rũ đúng rồi áo lót hơi chật một chút không phải tại không phải tại anh hết sao thường xuyên xoa nắn vuốt ve mạnh như vậy hồn mồi nút dưới làm sao có thể duy trì được hình dáng ban đầu Nghĩ đến đây, hoàn toàn không nói lời nào, ánh mắt hai người đồng thời giao nhau, tâm tư cũng nghĩ về một hướng. Mặt của lăng tâm thật sự đỏ, trái tim cô chợt giật thót lên, như thể che giấu cô vội vã cúi đầu xuống dưới cơm. Phát hiện này đã khơi dậy phản ứng sinh lý của Tống Khải. Anh điển hò khan một tiếng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đi đến ngoài cửa, bị một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cơ thể nóng hừng hực của anh mới nguội lại. Đúng là cả ngày càng khó, ở chung với người mình yêu dưới cùng một mái nhà, bên ngoài còn phải giả bộ làm ra vẻ hình tượng anh em như thường. Bao nhiêu khó khăn, anh không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Rào bước ra khoảng sân nhỏ, thùng thư đã bị nhét đầy tràn cả ra ngoài, ngoài cửa có chút tạt âm rất nhỏ. Không giống tiếng âm thanh xe cộ bình thường chạy qua, giống như có người ngoài thờ thần loanh quanh, dường như nói chuyện thì thầm với nhau, Tống Khải quen tay mở thùng thư lấy thư, cả một chồng thư, tất cả đều là thư của người hâm mộ gửi tới, thậm chí còn có những món quà nhỏ. Ngoài cửa, nhất định là fan hâm mộ, thậm chí là những phóng viên tận tụy của các tờ báo đến đợi để chụp ảnh sinh hoạt của danh thủ. Anh vẫn là ngôi sao bóng rổ, là thần tượng trong cảm nhận của hàng vạn người mê bóng. Theo đội thanh niên chinh chiến suốt một chặng đường dài đến nay, chúng cử vào đội tuyển quốc gia vô số lần nhưng làm đội trưởng rất nhiều lần, sau đó bước vào con đường chuyên nghiệp, dẫn đầu đội bóng đánh tới đâu thì đoạt giải quán quân tới đó, khi thế mọi người trên dưới hào hùng. Người bị cuốn hút ngưỡng mộ, ngoại hình cũng kỹ năng chuyên môn của anh, nhiều như sao trên trời, như cát ở biển. Ai có thể nghĩ đến, trên sân bóng anh nổi tiếng bình tĩnh, thậm chí gần như là người máu lạnh, đã phải đè nán tình cảm cuồng nhiệt đang dâng trào trong lòng, chỉ vì một người mà người ấy lại là người anh không thể yêu một cách quang minh chính đại. Hoặc giả nói là anh không thể yêu một cách tùy tiện. Mặc dù ánh mặt trời nhìn thấy ấm, nhưng thực chất không hề ấm chút nào. Tuyết trắng phản chiếu ánh nắng phát ra thư ánh sáng chói mắt, khiến anh phải hiếp đôi mắt nhỏ lại. Còn phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn đây? Anh biết mọi chuyện tuyệt đối sẽ không dễ dàng chút nào. Nói ví dụ, bắt đầu từ chiều, sẽ có bạn thân đến chúc Tết rườm rượp không dứt thậm chí sẽ có bà còn thần thích ngủ lại. Hai người muốn sống một mình, thời gian càng ngày càng ít, càng ngày càng khó khăn. Mà anh càng ngày càng không thể chịu đựng Đêm lại cô đơn một mình. Quả nhiên, từng tốc họ hàng bạn bè nối tiếp nhau tới chơi, từ dưới chiều cho đến tối, hoàn toàn không gián đoạn. Trong cái xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ này, đàn ông chỉ cần ngồi nói chuyện phiếm, còn việc bếp núc là việc của đàn bà phụ nữ. Theo lẽ tự nhiên, Tống Lăng Tâm cũng không ngoại lệ, cùng bà tống bận biệu từ trong ra ngoài, nào là đồ uống, nào là thức ăn vặt, rồi tới lúc khách muốn ở lại ăn tối, phải thêm đồ ăn là điều khó tránh khỏi. hai mẹ con lại càng bận rộn tối ngày tối mặt. cô trước sau vẫn luôn nở nụ cười ngọt mề người khôn khéo đi theo giúp đỡ, chẳng có lấy một câu oán trách cũng không hề than mệt. cho dù sau khi rửa sạch vô số bát đĩa, bàn tay bị lạnh cống đào ửng lên hay ra vào phòng khách ngập tràn khói thuốc để giúp khách hứa mà chính mình bị sặc cũng cố nhịn ho, cô đều không lộ ra một chút biểu hiện không chịu nổi. Chỉ có điều, ngay cả như vậy, bọn họ rất ít khi khen cô một vài câu, bởi vì mọi người đều biết, lang tâm căn bản không phải là con gái mà nhà họ tống sinh ra. Thậm chí khi có người uống say, lại dở giọng trường bối, giọng nói lớn như chuông gió. Nó không chỉ là người khác họ, mà còn là người nước ngoài. Nhận nuôi loại con như thế để làm gì? Gia sản nhiều như vậy chẳng lẽ cũng muốn chia cho nó? Đối xử với Tống Khải như vậy quá không công bằng. Các cô dì họ hàng không ngồi chung bàn với đàn ông. Trong lúc ăn cơm cũng lén lút kể tai nói nhỏ với bà Tống như vậy. Tuyệt không bàn khoan Tống Lam Tâm đang đứng bưng bát bên cạnh, phục vụ các bà. Không phải trong dòng họ mình thì tất nhiên sẽ khác. Từ xưa đến nay, bất luận ở nước nào, đều có cùng quan niệm như vậy. Làng tầm thật biết điều, không hề tức giận hay phản bác lại. Bà con họ hàng cũng vui vẻ đắc ý khi thấy cô nghe không hiểu, tùy tiện mà phê bình trước mặt cô. Cô có thể hiểu được, hiểu được từng lời. Ngoại ngữ đối với cô không phải là vấn đề, cô đã được học từ khi còn nhỏ. Năm cuối cùng của trung học, cô còn học ở nước ngoài. Khi lên đại học vẫn tiếp tục ở chỗ này học tập, làm sao có thể nghe không hiểu chứ? không việc gì phải tức giận so với việc nhà họ tống cho cô mọi thứ lời ra tiếng vào đó thì có đáng là gì cho nên cứ một tốp này đi lại một tốp khác đến cô vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào nhiệt tình chưa bao giờ phai nhạt dường như loay hoay bận rộn như con ong mật có họ hàng thân thích ở trời ngủ muộn lại qua đêm mọi thứ trong phòng khách cũng đều do một tay cô chuẩn bị bận bịu suốt đến tận đêm khuya Ngày hôm sau, khi mà trời sáng sớm vẫn chưa tỏa nắng, cô phải rời giường chuẩn bị bữa ăn sáng. Một ngày nữa lại trôi qua, tình trạng trên vẫn tái diễn. Ngày thứ ba, suốt cuộc có người chịu không nổi. Đừng làm vậy, đừng. Âm thanh cãi nhau khe khẽ vừa thốt lên lại đã bị ngăn lại. Bừng một chồng khay, đi vào nhà bếp. Trên sàn bếp bày đầy chén dĩa đang chờ rửa. Vừa mới bỏ vào chậu nước, cánh tay của lăng tâm đã bị bàn tay cứng như sắt thép nắm chặt. Chặn ngang ôm một cái, nhẹ nhàng lôi vào hành lang tầng hầm bên cạnh, thông với nhà bếp. Sau đó, môi mỏng hăng say phủ chụp lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên vì kinh ngạc của cô. Hồn mút say xưa cuồng nhiệt, cằn cắn cánh môi dưới căng mọng, hồn đến mức cô thở không nổi, khuôn mặt trắng ngần trở nên đỏ ửng. Cô bị ép vào vách tường ở hành lang nhỏ hẹp, chỉ có hai người, thân hình sắn chắc, dán chặt vào cơ thể mềm mại uyển chuyển kia. Chán đụng chán, anh thở dốc phun ra lời chất vấn. Em còn muốn bận rộn đến bao lâu đây? Bận tới mức nào mới chịu thôi? Em muốn mình mệt đến chết mới chịu phải không? Em còn khỏe lắm. Mấy ngày nay, ban ngày Tống Khải đều bận làm việc của mình, không phải nhốt mình trong phòng tập thể dục để luyện tập, thì cũng là trong phòng làm việc liên lạc với người đại diện huấn luyện viên theo luận lộ trình cùng trận đấu kế tiếp. Đến buổi tối, sau khi bận rộn suốt đêm cô mới trở về phòng mình. Vì kiêng nề trong nhà có người ngoài, cô tuyệt đối không chịu cho anh vào phòng mình ban đêm. Cho nên từ mấy ngày qua tới nay, mặc dù bọn họ ở chung dưới một mái nhà, nhưng căn bản không có cơ hội ở riêng với nhau. Người trong lòng gần ngay trước mắt, nhưng lại nhìn không được, ôm cũng không xong. Trên đời này còn có loại hình phạt nào tàn khốc hơn không? Em hoàn toàn không khỏe. Mặt thầm cuồng hết rồi. Anh vút ve nhìn khuôn mặt cô, lời nói ẩn chứa trách cứ. Cầm cũng thấp lại, như vậy mà kêu là khỏe à. Em cũng không phải là người giúp việc, việc gì phải khiến mình mệt đến thế. Cũng không sao, nếu em không làm, chẳng lẽ giao hết cho mẹ sao? Cô thở dài, dịu dàng rút vào trong lòng ngực anh, lén lút tận hưởng vòng ôm ấp vuốt về một chút. Bạn bè thân thuộc này mỗi năm gặp có một lần, làm gì phải đối với bọn họ? Anh sinh ra giống như ông trời con, đương nhiên sẽ không hiểu cảm giác đón tiếp bạn thân là thế nào. Không cần phải tính toán, lòng tâm chỉ cười cười. Mình nên đi thôi. Cô kĩa ngón chân đặt lên môi anh một nụ hôn đầy ngọt ngào khi anh đang khó chịu. Cốt ý vỗ về tâm tình tồi tệ của anh. Đừng nhíu mày, trông anh như thế thật hung dữ. Anh... Chờ mắt nhìn người đẹp, rằng người ra khỏi ngực mình, vội vã rời đi. Trong lúc đó Tống Khải thật sự muốn đấm ngực giống to, giống như còn kinh công, tống ra hết toàn bộ nguồn bực trong lòng. Chỉ là anh đương nhiên không thể giống to ở chỗ này, nhiều lắm cũng chỉ có hậm hực trở lại phòng tập. Vận động vượt quá sức lực cho phép của một người, nhằm tống cứ hết tất cả áp lực cùng buồn bực ra ngoài. Ngay cả đến huấn luyện viên của anh, cứ lặp đi lặp lại. Tống Khải điên rồi, anh ta không phải người, anh ta là cái máy. Nếu anh là cái máy thì tốt rồi, nếu thật sự là một cái máy, ban đêm anh cũng không cần không cách nào nghỉ ngơi. Cứ chẳng chọc, lần qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được, làm thế nào cũng không thoải mái. Chính là anh từ nhỏ đều ngủ trên giường lớn, vì sao bây giờ hoàn toàn không thể quen được. Thời gian ở bên ngoài luyện bóng, ngồi một mình chẳng có vấn đề gì. Nhưng trái lại khi về tới nhà thì cứ khó ngủ như vậy. Anh đương nhiên biết nguyên nhân vì sao, bởi vì trong lòng không có cơ thể nũng nịu mềm mại thơm ngào ngạt kia. Biết rõ đến từng đường cong của cô, khoảng cách gần trong tầm với, càng làm cho anh không cách nào nhịn nổi. Vẻ mặt lạnh lùng đi qua nhà bếp, tống khải chuẩn bị băng qua bên kia, lên lầu đến phòng mình, không để cho họ hàng quây quần trong phòng khách thấy. Nếu như bị bắt lại, khó tránh khỏi một cuộc hàn huyên xã giao, tất cả mọi người muốn chụp hình chung cùng anh muốn anh ký tên muốn nghe ngóng chuyện ngồi lề đồi mách mỗi người cũng đều giống mấy phóng viên bà tám khiến người khác bận rộn đến mức không chịu nổi anh cũng không có tính nhẫn nại tốt như tống lăng tâm kết quả người tính không bằng trời tính anh đi lên đùa trường cầu thang thì bị ngăn lại người kia không biết nên xưng hô là mợ hay là gì hiển nhiên như đã chờ từ lâu vừa nhìn thấy tống khải xuất hiện lập tức phấn khởi tiến lại thậm chí đưa tay nằm lấy cánh tay anh sợ anh bỏ chạy Tống Khải, khó nhìn thấy được con. Con ở nhà mà cũng không đi ra ngoài, chào hỏi họ hàng thân thích sao? Bà dì này cười hiếp cả mắt, trên mặt trang điểm thật đậm, cười tươi rói. Sau đó lập tức hạ giọng, còn nhìn xung quanh một chút. Xác định không có ai, bà mới thần bí nói. Dì muốn nói với con, con có rảnh không? Người cũng đã bị tóm lại, chẳng lẽ anh lại độn thổ chạy trốn được sao? Tống Khải khẽ cười, Dì có chuyện gì? Lần trước dì có đề cập quà với mẹ con. Con gái của chị dì, năm nay 25 tuổi, làm việc ở xí nghiệp lớn, thật tài giỏi, cũng rất hiền thục, dáng vẻ lại xinh đẹp, rất biết làm việc nhà Sau khi kết hôn sẽ tử chức. Mẹ con nghe giọng rất hài lòng, không biết ý con thế nào. À, hồi trước tụi con còn ở, thường chơi đùa cùng nhau ở gần nhà, con có ấn tượng không? Lại tới nữa, đây là lần thứ mấy trong năm nay rồi, Tống Khải cau đôi mày rậm. Còn chơi bóng bận rộn như vậy thì đấu suốt ngày, thật sự cần một cơ vợ hiền thục để nội trợ giúp con, chu toàn mọi thứ. Hơn nữa sau khi cưới về, có thể giúp đỡ mẹ con, để cho bà ấy được hưởng phúc an nhàn. Dì tiếp tục thuyết phục, nước miếng vàng tung tóe. Em gái con cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Đây là sự thật. Vừa nói đến Tống Lăng, nụ cười tươi giói của bà dì này đột nhiên biến mất nhanh chóng, làm người khác trở tay không kịp. Đó là người ngoài, làm sao con có thể coi nó là người trong nhà được? Cặp lông mày được cắt tỉa gọn gàng kỹ lưỡng dựng thẳng lên, thật nhìn trông thật đáng sợ. Bà bất mãn nói, ba người nhà con phải cẩn thận một chút. Đừng có lơ là, không cảnh giác với người ngoài như vậy em gái con mang họ tống con bé không phải người ngoài tống khải đã sắp hết kiên nhẫn anh nén giận chậm rãi trả lời nó hả dì cười nhạt nó mang họ tống khi nào vậy con bé hiện tại mang họ tống sau này cũng sẽ luôn mang họ tống tống khải kiên trì nhưng một mực giảng tay mình ra khỏi cái nắm tay của dì nói một cách rõ ràng Thật xin lỗi gì Cảm ơn gì đã nhiệt tình giới thiệu Có điều còn không có hứng thú Còn chưa gặp qua Làm sao biết không có hứng thú Anh biết chứ Anh chỉ có hứng thú với một người Mà giờ khắc này Người kia đang bận rộn rửa ly chén Cho mấy bà cô nhiều chuyện Chuẩn bị phục vụ bữa tối Âm trầm mở to mi mắt Tống Khải vứt lại người gì Còn đang kêu gào bỏ đi Mỗi ngày sau Tết không có chuyện gì, kỳ nghỉ cuối cùng cũng tới lúc kết thúc. Tống Khải vì có trận thi đấu lớn nên bắt đầu đi tập huấn. Ra ngoài ở cách nhà khoảng 2 tiếng đi xe, ngay cả cuối tuần cũng rất ít khi về nhà. Mà lăng tầm vào năm cuối đại học, tháng 3 khai giảng bận bịu lên lớp, viết luận văn, giúp giáo sư lên kế hoạch cũng không thể lơi là. Mỗi ngày đi sớm về trễ, sau khi về nhà còn trồng đèn làm đến khuya, tương đối vất vả. Con gái cần gì chăm chỉ như thế? Bà Tống trong bữa cơm luôn nhắc đi nhắc lại không ngớt. Tìm đối tượng tốt quan trọng hơn mà. Cô cưng à, con đã 22 tuổi rồi. Sao không thấy con đem bạn trai về cho ba mẹ xem mặt vậy? Trong trường không gặp được bạn hợp ý sao? cuộc cưng của ba mẹ lớn lên xinh đẹp thế này, sao có thể không có người theo đuổi được? Cô đương nhiên không phải không có người theo, chỉ là... Trong mắt trong tim cô còn có thể chứa được người khác nữa sao? Cầm cúi ăn cơm, làng tâm ly nhí trả lời mấy tiếng, muốn qua lại cho xong chuyện. Muốn học thì cứ học, có thể học cao bao nhiêu thì học cao bấy nhiêu. Cần thi vào viện nghiên cứu thì thi, không cần lo lắng. Học phí bà mẹ sẽ trả. Ông Tống lúc nào cũng khuyến khích cô. Con biết ạ, à, cảm ơn ba tống lăng tầm nuốt nuốt một miếng đồ ăn nóng hồi xuống mau chóng cảm ơn đừng có lúc nào cũng kêu con nó đọc sách nữa đọc nhiều quá sau này khó lấy chồng bà tống lo lắng hết sức cũng không phải làm đến tổng thống đọc nhiều sách đến thế làm gì tốt nghiệp đại học đã rất giỏi rồi mau tìm bạn trai quan trọng hơn mẹ đừng lo con sẽ để ý mà con gái khôn ngoan chấn an mẹ nuôi con đừng cho là mẹ nói nhiều Con gái phải gả đi mới tốt Con hồi nhỏ số khổ Nói đến đây Hai hốc mắt của bà Tống bắt đầu đỏ lên Không giúp con tìm một nơi thương yêu con Chúng ta sẽ không làm tròn lời dặn dò với ba mẹ con Ăn lo ăn đi Nói mấy chuyện này làm gì Ông Tống lớn tiếng mắng Sau khi an ủi bà Tống Cam đoàn mình nhất định sẽ tìm được một đối tượng vất vả làm mới dỗ dành bà vui lên một chút. Làng tầm mới trở về phòng, mở đèn thì thấy di động để trên bàn đang rung. Cô bắt máy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Ăn cơm xong chưa? Muộn thế này mới lên à? Dạ, bữa tối cũng hơi lâu, mẹ lại nhắc em mau tìm bạn trai. Lăng tầm cầm di động leo lên giường, vứt hết mệt mỏi trừ vào trong chăn, nhắm mắt lại thở dài. Tống Khải im lặng vài giây, không nói tiếng nào, anh ăn cơm chưa buổi tối có tập bóng không biết anh không thích nghe chuyện này bây giờ nhất định là đang khó chịu làng tầm nhanh chóng lảng sàng chuyện khác gần đây anh rất bận sao tập huấn mệt lắm phải không ừ anh dầu dĩ trả lời sao vậy khó khăn lắm mới gọi điện được sao không nói chuyện không nhớ em sao những lúc thế này chỉ có cách làm nũng Tống Khải đi tập huấn và vô cùng bận rộn Muốn tranh thủ thời gian gọi điện thoại Đều không dễ dàng Thường phải mấy ngày mới có thể kiếm vài phút vội vàng Nói được vài câu Đối với hai người đáng yêu cuồng nhiệt mà nói Thật sự là rất khó khăn Nhớ Anh thở dài, biết rõ có hỏi cũng vô dụng Tình hình này cũng không phải Nhất thời có thể giải quyết Thay vì thế, anh đang phải tạm thời dứt bỏ Thật không? Nhờ đến mức nào? tuy rằng câu trả lời đơn giản như vậy chỉ có một chữ lại làm cô cười híp mắt trong lòng thấy thật ngọt ngào câu hỏi của cô đổi lại là mấy tiếng cười khổ xấu hổ không biết là người này vốn vụ về trong cách biểu hiện tình cảm hay nói rõ nỗi lòng qua điện thoại thật sự không phải là phong cách của anh mà tống khải không nói gì thêm em rất nhớ anh đó lăng tâm lại không giống anh anh không ở trước mặt mấy câu diều buồn nôn này mới nói ra miệng được Mỗi ngày đều nhớ, còn có tình tìm rất nhiều việc để làm, khiến bản thân bể bộn công việc. Làm mệt đến nỗi vừa lên giường là ngủ ngày mới hết nhớ, mới không nghĩ lung tung. Có tác dụng không? Làng tầm hơi ủi rũ. Không có, vẫn là thường ngủ không ngon, tinh thần không tập trung. Trên đường lái xe chiến trường, mấy lần nữa tí là vượt đèn đỏ, làm em sợ muốn chết. Vậy sao? Tống Khải trầm ngầm một chốc, tiếc nuối nói. Vậy không thể để em lái xe đến thăm anh rồi, anh không an tâm. Thật không may, cuối tuần này vừa đúng lúc chuyển đến thành phố ca. a à, tới thành phố ca sao? Lăng tầm quả thực định thét trói tay, nơi ấy cách nhà không đến một tiếng đi xe, cô chắc chắn có thể đi thăm anh rồi. Có được không? Em đến được hả? Nhưng mà em lái xe không tập trung. dáng vẻ anh trai đã bày ra rồi, anh nghiêm mặt dạy dỗ. Muốn đến cũng được, nhưng trước đó phải nghỉ ngơi thật tốt. Tôi hôm đó không được thức khuya, cũng không được dậy quá sớm. Ngủ đủ giấc mới lái xe đến đây, nếu không thì không được đến, có nghe không? Chạy xe không quá một tiếng. Cô Lý Nhí bĩu môi kêu lên. Có nghe không? Tống Khải hỏi lại lần nữa, giọng nói nghiêm khắc, thật giống dáng vẻ của một ông Tống. Ngay thấy rồi, em sẽ ngủ đàng hoàng. Cô trả lời, nụ cười muốn nén cũng không nén nổi nữa, hiện gió giữa hai hàng lông mày, cười đến đáng yêu như vậy, đến ngọt ngào như vậy. Nếu Tống Khải giờ phút này ở trước mặt cô, có lẽ cũng kiềm chế không được bản thân, chắc đã kéo cô lại hôn tận tình rồi. Thỏa mãn mong nhớ cúp điện thoại, làm tầm vùi khuôn mặt hơi nóng vào gối, hét lên nhớ quá, thật nhớ quá đi. Cuối tuần là có thể gặp nhau rồi. Nhưng mà quá trình gặp nhau thật đúng là phức tạp, theo thời gian đã hẹn, lái xe tìm một hồi mới tìm ra khách sạn tọa lạc ở nơi khá hẻo lánh. Làng tầm hết sức, tránh đại sảnh đông người qua lại, lái đến bãi đậu xe ở phía sau. Tống Khải đáng lẽ phải ở bãi đậu xe đợi cô, nhưng không hề thấy bóng dáng. Làng tầm không dám tùy tiện xuống xe, cũng không thể vào khách sạn. Cô không có chìa khóa phòng, điện thoại di động không gọi được, tin nhắn gửi đi cũng không được trả lời. Cô chẳng phút chốc cảm thấy sợ hãi, Cô đối với nơi xa lạ luôn có cảm giác sợ hãi, khó lý giải và nặng nề. Ngồi yên trong xe được một lát, đột nhiên có người gõ cửa kính xe, làm cô sợ hết hồn. Ngoài cửa xe, có một người cao lớn đang khom lưng hỏi thăm. Khuôn mặt người đàn ông này mày rậm mắt to rất quen thuộc, mang nụ cười mỉm ấm áp, là đồng đội kiêm bạn thân của Tống Khải, Lý Vĩnh Tín. Em gái, cả đội mọi người đều gọi cô như thế giờ phút này nghe được thật sự quen thuộc đến làm người khác muốn khóc em tới thăm anh trai sao sao còn ngồi ngần ở nơi đây lăng tầm hạ kính xe xuống như gặp được vị cứu tinh anh lý anh em đâu có phóng viên đến phỏng vấn hình như còn chưa kết thúc em muốn đi lên chờ trên đó chờ không vĩnh tín dáng người rất cao khòm lường thế này nói chuyện với cô dáng vẻ khá khổ sở Lăng Tâm đi theo. Trong phòng Vĩnh Tín còn có mấy người đồng đội. Bình thường luyện bóng thật buồn chán. Bây giờ thấy cô em gái nhà họ Tống xinh đẹp ngọt ngào đến đây. Ai ai cũng mừng rỡ, sử dụng tất cả bản lĩnh cùng cô trò chuyện, tán gẫu, còn liên tục đổi đồ ăn vặt cho cô. Nghe nói năm tư rồi, sẽ tốt nghiệp xuân sẻ chứ, có trở ngại gì không? Học ngành gì? Kinh tế à? Lợi hại vậy sao? Em mang món gì ngon đến cho anh trai em vậy? Chia cho tụi anh với được không? Lăng tầm xấu hổ đỏ mặt cười cười, câu nào trả lời được thì trả lời. Có đôi lúc cô thật hơi không chống đỡ nổi. Âm của em không giống với người khác, nói chuyện nghe lạ lạ. Không có. Cô phản đối ngọ nguệ đánh anh, Tống Khải cười, cười cười cầm bàn tay trắng móc của cô kéo lên môi hôn. Thật ra anh có thời gian còn rất ghét em, anh chợt nói. Lăng Tâm nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu ngửa mặt ra sau, nhìn khuôn mặt tuần thú của Tống Khải đang mỉm cười gượng gạo. Ghét em ư? Vì sao? Phải nói sau đây, Tống Khải từ nhỏ đã ở trong đội bóng, dù nghỉ hè cũng phải tập huấn hoặc thi đấu khắp nơi. Được cùng người nhà rảnh rỗi nghỉ hè, luôn không phải là đứa con độc nhất là anh, mà là con bé xa lạ Tống Lăng Tâm. Mà dáng vẻ nữ sinh đáng yêu vui vẻ lại là cái ba mẹ luôn hy vọng. Nên yêu chiều đủ thứ, đi đâu cũng dẫn cô đi cùng, đặc biệt là ba anh cô hù lại nghiêm khắc ăn nói ý tứ cực kỳ với con trai trước sầu không gần gũi nhưng vừa gặp lăng tâm thì dường như hoàn toàn thay đổi lăng tâm vừa dùng giọng nói ngọt ngào gọi bác ơi lập tức mặt mày hớn hở đường nét khuôn mặt dịu xuống liền ngay cả giọng nói cũng hết sức ôn hòa mẹ anh cũng vậy tự tay mày cho lăng tâm không biết bao nhiêu là vai áo âu phục đáng yêu vì ba mẹ đều rất thương em nên nhìn rất không vui anh nói qua loa rồi không kiềm được hôn lên vành tai cô bình thường cô sợ nhột sẽ phản đối thậm chí còn cười khanh khách nhưng bây giờ cô chỉ yên lặng để anh ôm rồi hôn lặng lẽ không phản ứng sao vậy không vui sao đó đã là chuyện cũ rồi huống hồ bây giờ người cường chiều cô còn có ai qua được anh lăng tầm lắc đầu ba mẹ đối với em thật sự rất rất tốt nhưng mà em lại lại có bí mật lớn đến thế để giấu diếm họ, suốt chút nữa làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tống Khải. Chỉ vì sự tồn tại của cô, vì cô cùng Tống Khải... Nghe được tâm trạng cô đơn cùng tự trách của cô, loại cảm giác đau lòng như dao cắt này lại tới. Tống Khải hít một hơi thật sâu. Chúng ta cho ba mẹ biết được không? Anh hỏi nhỏ, cảm thấy cô gái trong lòng cứng đơ, anh vẫn nói tiếp. Nói cho họ biết, cùng lắm bị mắng cho một trận mà thôi. Ba mẹ thương em đến vậy Chắc sẽ không đánh em đâu nhỉ Và lại nó không chừng họ còn mừng nữa kìa Lăng tâm dùng mình một cái Không biết vì sao cô cảm thấy chuyện này Tự đầu không thể lạc quan như Tống Khải được Có phải do không phải ruột thịt không Tận sâu trong lòng Cô luôn luôn không thỏa mãn Tự tin là được yêu thương Đợi ít lâu nữa đi anh Hiện giờ tình trạng này Chúng ta ngay cả gặp cũng không nên gặp nghĩ đến sự nghiệp đang lên của anh có thể bị ảnh hưởng lòng tâm liền cao may mặt đầy vẻ buồn lo anh sao hôm nay lại đến đây mọi người không phải không nói anh biết em ở đâu sao em chạy đến chân trời góc biển anh cũng sẽ tìm ra em anh ôm chặt cô giọng nói bình thản nhưng ý chí rõ ràng kiên cường không thể nghi ngờ bên đội bóng thế nào rồi anh đến thế này có phải lại xảy ra chuyện gì không cái đầu này rốt cuộc muốn lo cho bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện mới đủ hả? Tống Khải xoa xoa tóc cô, vừa chịu thua vừa nuông chiều nói. Nghĩ cho mình có được không? Đừng cứ mãi lúc nào cũng lo lắng cho người khác. Người nhà quan trọng hơn. Nếu em thật sự nghĩ như vậy, thì đã không... Làm tâm lầm bầm. Lời còn chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu cô thật sự nghĩ như thế, cô sẽ không mù quáng mà bắt đầu một cuộc tình với người không thể gặp này sẽ không bị anh ôm vào lòng, còn cuốn quyết không muốn rời xa. Ngoan, đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Tống Khải dịu dàng hôn lên rẻ mi, khẽ rỗ rành. Vậy còn anh? Bị cánh tay dán chắc ôm nằm xuống giường, lẳng tầm ngáp một tiếng, xòa xòa mắt, mệt mỏi kéo đến mơ mơ màng màng hỏi anh. Anh nằm chung với em. Thật ra anh nên về, vốn định gặp một lát, xác định cô không có việc gì là đi ngay. Nhưng sớm đã đoán được sẽ thế này, vừa đựng vào cô, anh như bị lửa thiêu, không nỡ đi. Nhưng mà... Xịt, <laughs> đừng nghĩ nữa. Anh ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói khoan thai. Ngày mai đi cũng kịp, có một buổi tối, thế giới cũng không bị hủy diệt trong đêm nay. Làng tầm cũng biết anh nên đi, càng lúc càng tối, đường núi lại không dễ đi. Nhưng cuộn tròn trong ngực anh cảm thấy thật an toàn ấm áp, cho dù đêm tối hay ác mộng đáng sợ, cũng không làm hại được cô. Cô thật sự nên buông tay, nhưng là vẫn không buông được. Đêm hôm đó, dù trong ngực anh, cô vẫn gặp ác mộng. Trong giấc mộng, cô không ngừng chạy trốn, tránh né từng đôi tay muốn kéo rách quần của cô, sợ đến mức toàn thân lạnh run, tay chân mềm nhũn, hơi thở càng lúc càng nhanh mà không dám ngừng lại, chỉ có thể liên tục chạy trốn. Tuy rằng tin tức tạm thời qua đi nhưng lại giống như có một mạch nước ngầm bắt đầu tuôn trào, khiến cho lòng người bất an. Ngoài bốn gã cầu thủ ra, một viên trợ lý huấn luyện đã bị loại khỏi tư cách đại biểu quốc gia, gây ra sóng to gió lớn. Đương nhiên không có khả năng lắng dịu hoàn toàn trong thời gian ngắn, mà những đội viên còn lại càng bị quản giáo chặt chẽ và hà khắc hơn. Nếu bị dồn hết toàn bộ tinh thần sức lực, chuyên cần luyện bóng, một lần nữa càng làm tăng thêm sĩ khí bị đả kích. Thần là đội trưởng, Tống Khải bị cuốn vào trận ba phong ba này, tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Anh giống như bị câm, càng ngày càng ít nói, chỉ mãi miết luyện bóng. Theo thời khóa biểu thì không nói, đằng này còn thường xuyên yên lặng tận lực tập luyện suốt đêm dài. Đồng đội ra bị huấn luyện cả ngày mệt đến mức nằm xuống liền ngủ, nhưng anh vẫn ngồi lại xem băng ghi hình trận đấu, nghiên cứu chiến thuật, ghi chép lại. Đêm dài đẳng đẵng cứ thế trôi qua, bởi vì mãi cho đến trước trận đấu, Tống Khải cũng chẳng có bất cứ cơ hội nào chuyên già gặp lang tâm lần nữa. Để lại cô một mình cô quanh ở nhà ông nội trên sườn núi. Bất kể nghĩ thế nào, anh cũng không yên lòng. Cô sợ tối, mà khi đêm về, trên ngọn núi trở nên tối đen. Dù có đưa tay ra cũng không thấy được nằm ngón tay. Không thể ở bên cạnh cô cùng cô đi vào giấc ngủ, tất cả lo âu nóng này của Tống Khải đều hóa thành quyết tâm anh nhất định phải đánh thắng trận này thay mặt đội lập công chuộc tội sau đó trách nhiệm đội trưởng của anh đã hoàn thành xem như không làm người dân trong nước thất vọng trở lại chuyện mình anh thật sự muốn làm một chuyện chân chính tựa như anh đem bóng tiến vào khu vực cấm bất cứ ai cũng không thể ngăn lại chuyện anh muốn làm không một ai từ trước tới giờ có thể ngăn cản vì ngày đó sẽ đến vì có thể công khai quan hệ với cô một cách quang minh chính đại anh một mực, mực chuẩn bị, nhưng lại chờ đợi không phải không có thời hạn. Sự chịu đựng của anh cũng không phải vô hạn. Bí mật lớn cuối cùng sẽ bị vạch trần một ngày nào đó. Hướng chi chính là anh quyết định tầm muốn vạch trần. Ấp ủ niềm tin như vậy, anh buông hết cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý, cắn răng trông đỡ sự tập huấn luyện tập khắc nghiệt hơn gấp 10 lần bình thường, dẫn dắt các đội viên, cầu thủ phục vụ quên mình trong thời điểm cam go nhất quyết giành chiến thắng. Sau khi chiến thắng, ôm cúp trở về, Tống Khải chỉ nhớ rõ khi tiếng còi vang lên, báo hiệu trận chung kết chấm dứt, thì mồ hôi làm nhẹ tầm mắt. Lồng phổi giống như muốn nổ tung, sự rạn nứt trong tình đồng đội cùng những tấn thương đau đớn như bị thiêu hủy toàn bộ. Toàn thân không biết có bao nhiêu chỗ chấn thương. Nhưng anh thở phào như chút đưa gánh nặng, phẳng phất ở thời khắc mấu chốt thắng thua của trận đấu, anh xuất thân đẩy bóng vào lưới ba lần. Sau đó hàng vạn hàng nghìn người mê bóng đang theo dõi trận đấu cũng thở phào đầy nhẹ nhõm. Đám đông cuồng nhiệt đến đón tại phi trường, máy chụp ảnh, camera chớp đèn loang loáng khiến cho người ta trở nên hỏa mắt. Kế tiếp vẫn không được nghỉ ngơi, một mạch thẳng tiến đến lễ chúc mừng, họp báo, bận rộn đến mức không có cơ hội để thở. Trong lúc này, ông bà Tống có đến thăm anh, cũng cùng nhau tham gia lễ chúc mừng, nhưng không hề thấy bóng dáng của Tống lang tâm mẹ lang tâm đâu là lời mở đầu khi mẹ con anh gặp mặt nó bận học sắp tốt nghiệp rồi bà còn không cho nó đến bà tống đáp lời bận học bận đến thế sao anh đã dẫn đội bóng từ trận đấu bay trở về vậy mà vẫn bận sao dạo gần đây hình như có mấy đứa bạn thân thường xuyên lui tới nên càng không có thời gian giống như cố ý nói cường điệu bà tống còn nói thêm một câu như vậy bạn gì?" Tống Khải khẽ nhíu mày truy vấn. "Mẹ cũng không biết." Nói tiếng Trung, mẹ nghe không hiểu. Tính ra hai người đã nửa năm không gặp mặt. Thân nhân bình thường thì không tính, nhưng họ là tình nhân yêu nhau tha thiết, xa cách như vậy, chịu đựng thật sự quá khó khăn. Cuối cùng thì lễ chúc mừng cũng chấm dứt, Tống Khải tự mình lái xe đưa ba mẹ cùng tham gia tiệc rượu về nhà. "Còn muốn đưa ba mẹ về?" Bà Tống có chút kinh ngạc. Tự ba mẹ về được. Con không cần quay về đội sao? Con nghĩ. Anh giải thích đơn giản, vừa mới chiến thắng một trận đấu lớn, người làm bằng sắt cũng cần phải được nghỉ ngơi chứ. Ờ, à, vậy con không về thành phố. Sao vậy? Tống Khải có mua một căn nhà trong thành phố gần đội bóng, bình thường đều ở chỗ đó. Nhưng giờ phút này, anh nắm giữ vô lăng, khẽ nhíu mi, có chút nghi hoặc nghiêng mắt nhìn mẹ mình. Vì sao bà có vẻ không quá vui khi biết được anh trở về? Anh không hiểu. Về nhà ba mẹ mình nghỉ ngơi cũng cần có lý do sao? Ông Tống vẫn trầm mặc, luôn nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn qua kinh chiêu hậu, chỉ thấy ông nhíu chặt mày. Còn sắc mặt và thái độ giống như vậy của ông Tống đã có từ khi nào? Tống Khải cũng không nhớ. Trong khoảng thời gian tới nay, ông Tống càng trở nên lãnh đạm, vốn nghĩ bị ảnh hưởng bởi chuyện đi uống bia ôm lúc trước. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy Anh còn thắng trận trở về Rốt cuộc ông Tống tức giận là vì cái gì Lại liếc mắt thấy sắc mặt lạnh lẽo kia Tống Khải bước tầm mắt trở về phía trước Trên tầm lái xe Anh biết có vấn đề Cũng nên giải quyết Chỉ có điều trước mắt anh chỉ quan tâm đến một chuyện Hoặc một người Tống lăng tâm Trong gần một giờ đi xe Mọi người đều không nói nhiều Không khí trong xe thật nặng nề Giống như bóng đêm u ám bên ngoài cửa kính về đến nhà đã qua nửa đêm, ba người đều tự đi rửa mặt trải đầu đi ngủ. Tống Khải miên cưỡng cố đèn nén thôi thúc bước xuống phía sau. Lên lầu xông thẳng vào phòng Tống lăng tâm, nhưng chỉ có im lặng chào đón. Nằm trên giường mình, trận mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Trừng mắt đến nỗi như đốt cháy hài hốc mắt, sau đó thật vất vả để đợi cho ba mẹ đều đi ngủ. Anh đứng dậy không một tiếng động. Thân hình cường tráng giống như loài thú săn di chuyển, chỉ trong chốc lát anh đã xuyên qua hành lang đi xuống lâu đến gác xếp thông qua nhà bếp cô đi vắng căn phòng im ắng trên giường không có người tống khải quả quyết cô còn ở nhà xe của cô vẫn còn ở trong gara thường dùng bạc phủ lại đèn tường cũng mở chỉ vì biết ở nhà tống lăng tâm sợ tối mấy bóng đèn tường không tắt nhất định là dấu hiệu cô vẫn còn ở nhà nhưng người ở nơi nào trước tiền không được kinh động đến ba mẹ bóng dáng thon dài của tống khải như âm hồn thầm lặng di chuyển một sàn lại một gian đi khắp quanh nhà rốt cuộc đứng trước thư phòng nhỏ trên lầu hai mới thấy ánh sáng hé ra từ khe cửa tiếng gõ cửa thật ngắn gọn một cái lại một cái Tiếng giống như nghe được tiếng thở dài của ai đó, nhưng Tống Khải cũng không xác định. Tự hồ cả thế kỷ trôi qua, cánh cửa rốt cuộc bật mở. Vì sao trốn ở chỗ này? Tiếng nói thấp của Thống hải vang lên nhưng không thể nén xuống lửa giận trong giọng nói. Em không biết anh đã trở về. Em không biết anh đang tìm em sao? Điện thoại không bắt, nhắn tin không trả lời. Bận học đến thế à? Rốt cuộc đang bận cái gì? Em tốt nhất nói cho rõ. Tiếng nói đột nhiên ngừng bật, khắp nơi một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn. Bởi vì bàn tay nhỏ mềm mại đã đẻ chặt lên môi anh, ngăn anh tiếp tục chất vấn, cô có vẻ gầy đi mắt dường như mở to hơn đôi mắt xinh đẹp kia vừa đèn lại vừa sâu lẳng lặng nhìn anh ngàn lời vạn cầu đều trôn giấu vào trong lòng em đang nghe điện thoại cô khẽ nói chờ em một chút đã trễ thế này nói điện thoại gì chứ tống khải thấp giọng lầm bầm theo cô vào trong phòng mới phát hiện cô thật sự đang nghe điện thoại nhưng là gọi điện qua mạng cần dùng đến máy tính mà trong phòng cô lại không có lắp đặt mạng cho nên phải rời notebook qua thư phòng. Tống Khải nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Chủ đề khác thường rất khó hiểu mà cô dùng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Từng thanh âm trong trẻo lành lợi vang lên. Mặc dù nghe không hiểu nhưng lại thấy thích nhịp điệu giống như ca hát cho nên im lặng ngồi cạnh lắng nghe. Như vậy cũng đủ rồi. Ngồi gần sát cô có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô. Cảm giác cô ở bên. Đưa tay có thể chạm tới cô là nghe thứ ngôn ngữ khác như ca như hát Tống Khải nhắm mắt lại Cảm nhận sự lo âu xa cách lâu như vậy cho tới nay Nếu từ từ tàn biến Bất kể là thân thể hay tâm hồn Gần đây hoàn toàn bị vây bùa Đều chìm vào trạng thái buồn lỏng nhất Anh nằm thoải mái trên ghế dài trong thư phòng Chân dài gác lên cạnh bàn Một tay không khách khí đưa tới giữ chặt lấy tay cô nắm chặt trong tay bàn tay nhỏ bé mềm mại, tâm tư bất an lo lắng liền trở nên yên bình. Đeo tai nghe, Tống Lăng Tâm chỉ quay đầu liếc nhìn anh, rồi trở lại tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Đợi cô nói được một lúc thì Tống Khải đã ngủ mất tiêu. Lăng Tâm cố gắng lén lút tay về, thử vài lần, cũng không thành công, Tống Khải không ngừng buông tay. Thở dài, cô thổi dãy ruộng, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh anh. Thật ra đã lâu không gặp, cố tình trốn tránh, làm hai người không gặp nhau, nhưng tình cảm căn bản trốn không khỏi. Tống Khải luôn luôn ngự trị trong lòng cô, từng giờ, từng phút, cũng không hề rời khỏi. Bàn tay nhỏ bé còn lại nhịn không được, nhẹ nhàng phút ve khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi kia, lướt qua mảy rậm để cá tính trước mũi thẳng đứng, đôi môi mỏng kiên nghị, trước cảm góc cạnh rõ nét. Nói thật, anh không phải là loại ngôi sao điện ảnh vừa thấy đã biết hư hỏng, mà là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, tài năng xuất chúng. Hơn nữa ở trên sân bóng, loại khí thế lợi hại này dùng mắt mà tìm. Hầu như cũng tìm không ra người có được khí chất như thế. Anh chính là như vậy, bất kể là thực thi chiến thuật, tấn công, phòng thủ hoặc là yêu đương, đều như thế. Sau khi xác định mục tiêu vào mắt, trong lòng tuyệt đối sẽ chuyên tâm, vùi đầu chú mục vào với mức độ đáng sợ. Có mệt mỏi đến mức suy sụp cũng không mang. Nhìn xem, đã mệt đến vậy, phút về đầy dịu dàng để cho mày rậm của anh giãn ra đột nhiên anh mở mắt Lăng thầm hoảng sợ muốn rụt nhanh tay về nhưng lại bị tóm được bốn mắt nhìn nhau em nói chuyện điện thoại với ai mà trễ vậy tiếng nói của anh có chút khan khan với bạn thôi kỳ quái sao lại bị nhìn như vậy sao nhịp tim của cô lại đột nhiên đập nhanh hơn tống khải cũng không truy vấn tiếp chỉ nhìn cô dường như thiếu ánh mắt nóng bỏng vào hình dáng bên ngoài của cô sau một lúc lâu không thể kháng cự lại áp lực trầm mặc của anh lăng tầm bắt đầu muốn né tránh khẽ nói anh mệt rồi muốn lên lầu ngủ không lên với anh tống khải cắt ngang lời cô hai tay dùng lực đè xuống dưới cô bị khóa trong khuôn ngực cứng rắn mặt dán vào ngực anh đường cong mềm mại áp sát thân mật vào đường nét thô cứng không chừa khe hở dường như được tạo ra cho đối phương. Hai người đều buông tiếng thở dài, sau nhiều ngày thi đấu bên ngoài, rốt cuộc cũng được về nhà, quay trở về trong lòng đối phương. Bé cưng! Anh đột nhiên cúi đầu gọi cô. Làng tầm kinh ngạc ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn dịu dàng đến tận xương. Đầu cô choáng váng, giống như người mình bị ngâm trong rượu, toàn thân vô cùng ấm áp, mềm nhũn. Đêm hôm đó, họ không có hành động thân mật hơn, chỉ ôm chặt đối phương, cho dù không phải ở trên giường, cho dù chỉ có thể dựa sát vào nhau một chút rồi lại trở lại phòng, nhưng vẫn cảm thấy đủ ngọt ngào, đủ gần gũi. Luyến tiếc rời đi, quyền luyến buông tay, kết quả của lưu luyến không rơi, chính là nằm ngủ luôn trên ghế dài. Chờ lang tâm từ trong mộng từ từ tỉnh lại, cô phát hiện mình đang di chuyển. Không, không phải là bước đi, mà là rất khó giải thích cho dù cả thế giới có dung chuyển đi nữa thì cô vẫn có cảm giác thật an toàn bởi vì tống khải ôm chặt cô muốn đi đâu cô mơ màng hỏi trở về phòng em trời sắp sáng rồi à vậy là họ nằm ngủ trên ghế dài mấy giờ rồi sao lăng tầm ngáp một cái khuôn mặt ngái ngủ mơ màng muốn cọ sát vào ngực anh giống mèo con làm nũng làm cho người ta chịu mến còn ngủ em mà bị bán đi cũng không biết tống khải nhịn không được cúi đầu hôn cô đứng ngay đầu cầu thang vốn nên bước xuống lâu nhưng hai người cứ quên luyến không nỡ rời liền hôn nhau đòi hỏi đối phương cùng giao hòa hơi thở và nhiệt độ cơ thể trí óc đều tạm thời ngừng hoạt động toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người âm uhm. đột nhiên tiếng đập cửa thật lớn chấn chỉnh đôi nam nữ đang ôm hồn thắm thiết làng tầm sợ tới mức toàn thân cứng đơ thiếu chút nữa từ trong lòng tống khải ngã xuống đất sự nhiệt tình của Tống Khải cũng nhanh chóng đóng băng. Não trong nháy mắt lập tức hoạt động lại bình thường. Anh đẩy lăng tâm ra sau. Sau khi xác định cô đứng vững, vội hạ giọng dặn dò. Em về phòng trước đi, ở đây để anh xử lý. Nhưng... Đi mau. Giọng nói ra lệnh đầy quyền uy, không cho phép cãi lại. Lăng tâm đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Bất an lờ lắng chạy xuống lâu, mới đi qua nhà bếp, thì tiếng rống rận lòng trời lở đất liền vang lên. Cho dù cô không muốn nghe cũng nghe rõ một một, bước chân vàng rội vội vàng trốn chạy cũng dừng lại. Mày! Xúc sinh! Tuy rằng ông Tống nghiêm khắc nhưng lang tâm chưa từng nghe qua tiếng rống cuồng nộ như vậy của ông. Tựa như dã thú bị thương phát ra tiếng gào to đau đớn tận sâu trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, đất trời thay đổi, tiền nắng ban mai đột nhiên tắt ngấm, làng tầm cứ như đứng chân chân trong bóng tối, cái gì cô cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng ngay sau đó Thanh âm dầu dĩ lại chân tĩnh cô lần nữa Tuy rằng từ đầu tới cuối Tống Khải không hề lên tiếng Nhưng lăng tầm nhận thức được Bà đã đánh Tống Khải Cô lập tức quay đầu lên lâu Nhưng còn chưa đến bậc cao nhất Đã thấy bóng lưng cao lớn của Tống Khải chắn lại Đầu lệch sang một bên Khóe miệng dính máu Lăng tầm ngay cả khả năng suy nghĩ cũng không còn Hành động phản xạo của cô là nhảo lên phía trước Từ phía sau ôm lấy eo Tống Khải Nghĩ phải bảo vệ anh không cho anh bị thương. Không thể để cho một mình anh gánh vác chuyện này. Lang tâm, tránh ra! Tinh hét của ông Tống bùng lên, nắm tay vẫn nắm chặt như cũ. Nếu không phải đang trong lúc nổi giận, còn sót lại một tiêu lý trí, không muốn nói ra lời tổn thương con gái, thì đã vung tay lên rồi. Cơ thể Tống Khải cứng như được đúc từ sắt thép, không hề sợ hãi mà ưỡn ngược đứng rừng sững. Tầm mắt hoàn toàn không hề chuyển dịch khỏi người, đang nổi giận lôi đình. Lăng tâm, em về phòng trước đi. Giọng nói của Tống Khải giống như bị giấy nhám mài qua. Anh chậm rãi lách người ra khỏi cánh tay, cư cư ôm chặt, thốt ra từng chữ một. Không! Lăng tâm lại ôm chặt anh, chết cũng không buông. Cô phát run lên, sự sợ hãi vô cùng với nỗi kinh hoàng bào phủ lấy cô. Toàn thân đều túa ra mồ hôi lạnh. Nhưng trong mảng tối đen, cô vẫn một mực đứng bên cạnh bảo vệ Tống Khải đứng thẳng như mỗi tên, bất kể có của trách đà kích cỡ nào, cũng cắn răng chịu đựng, siết chặt lấy Tống Khải. Bà mang lang tâm đi trước đi. Giọng nói của ông Tống đã dịu xuống, sắc mặt tái nhợt không có chút máu nói với vợ. Ngày sau đó, giọng nói liền chuyển sang lạnh như băng. Tống Khải, theo ba. Tống Khải kiên quyết thoát ra khỏi vòng ôm điều sống liều chết của lang tâm để cô vào trong lòng mẹ. Theo bà vào trong thư phòng, lập tức cửa thư phòng đóng lại, mẹ làng tầm dãy ruộng muốn theo vào bà tống giữ chặt cô không buông để hai người nói chuyện với nhau bà tống kinh hoàng nhìn làng tầm tóc tai bù su hai mắt đỏ he đáy mắt thoảng qua tia không thể nào thừa nhận sự đau đớn tại sao lại có thể như vậy ngay cả nghĩ tới cũng không dám làm sao có thể trở thành sự thật nên sớm phát hiện có vấn đề một thanh niên trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú một thiếu nữ xinh đẹp vui vẻ hoạt bát ở chung với nhau dưới một mái nhà, làm sao có thể không xảy ra chuyện. Ngàn đầu vạn mối, ý nghĩ hỗn loạn dối như tơ vò, giải thích sao cũng không được. Nhìn khuôn mặt bi thảm điểm tĩnh, thần sắc bối rối kia của con gái, trong lúc đó khuôn mặt đều khó có thể che được sự quan tâm sâu sắc. Trong lòng đau đớn vô cùng, bà tống cảm giác trái tim mình cũng trùng xuống theo. Lại là sự thật, Xem ra tình cảm của hai đứa không phải một sớm một chiều, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, sao lại trở thành như thế? Họ làm cha làm mẹ lại hoàn toàn bị che mắt. Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Bà Tống nghe thấy chính mình đang hỏi, tiếng nói đầy thề lường cũng thất vọng. Sao lại không nói? Nói thế nào đây? Chuyện này kêu cô làm sao mở miệng? Làng tầm cuối đầu giống như đứa con đã phạm phải tội lỗi tài trời, đứng ở trước mặt người mà mình đã gọi là mẹ nhiều năm qua. Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay chân lạnh như băng, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Đứa con này nâng điều chiều chuộng nhiều năm như vậy, thậm chí còn thương yêu hơn cả con ruột. Dù một chút ấm ức cũng chưa khiến cô chịu qua. Bây giờ bị dọa đến mức này, trong đầu bà Tống cũng trống rỗng. Con về phòng trước đi nếu không bà đi ra nhìn thấy lại nổi nóng lên tâm tư dối bơi bà tống cũng không biết nên nói gì phải phẩy tay mệt mỏi nói mọi người bình tĩnh lại một chút rồi nói sau nhưng anh mở tỏ mắt hốt hoảng nhìn lên làm tầm lo lắng liếc nhìn một cái đến cửa thư phòng đóng chặt về phòng đi chuyện đã xảy ra cô tức khắc bị loại ra ngoài ba người nhà họ tống đều không còn dáng vẻ thường ngày nữa lăng tầm như thấy thế giới bị hủy diệt trong nháy mắt. Lê bước trở về phòng, cô yên lặng ngồi trước bàn. Việc ngồi xuống này thật là đúng lúc. Tuy rằng đầy đủ mọi người ở nhà nhưng lại yên tĩnh như chết, không ai có tâm trạng là bất cứ chuyện gì. Lăng tầm ngay cả nghe điện thoại cũng không tập trung, hoàn toàn không biết đối phương là ai, đang nói gì. Này này, làm sao vậy? Cậu hôm nay với cậu tối hôm qua, cứ như hai người khác nhau ấy, đêm qua cô còn liên lạc với bạn tên trần diệc danh là học sinh đến từ đài loan trong điện thoại cảm thấy kinh ngạc chuyện bạn mình bàn bạc là chắc chắn chứ cậu không thể đổi ý mình hứa với người ta rồi đó một lúc sau làng tầm mới kịp phản ứng lại đúng dịp cô tới trưởng ngoại ngữ thì quen biết được vài người bạn cũng là người đài loan bạn học đồng hương ở đại học trong đó có trần diệc danh không giống lang tâm khiêm tốn im lặng, diệt dành rất năng động, tham gia vào các hoạt động. Lần này chính là hoạt động cần phiên dịch viên tiếng Hoa. Nhân lực không đủ nên phải tìm bạn học cũ tống lang tâm giúp đỡ. Cô vốn dĩ không tham gia quá nhiều vào các hoạt động như vậy. Nhưng gần đây Tống Khải ra nước ngoài thi đấu, hơn nữa ông bà Tống luôn cổ vũ cô ra ngoài quen biết thêm vài người bạn. Đi chơi nhiều một chút, cô mới đồng ý. Ừ, không đổi ý mà, mình không sao. Cô chậm chạp đáp lại Không được không được Cậu như vậy làm người ta rất lo lắng Này có muốn ra ngoài không Diệp dành ở đầu dây bên kia Mời sốt sắng Mình đưa thể lệ hoạt động cho cậu Thuận tiện mời cậu ăn cơm luôn Người khách sáo như cậu Ăn cơm của mình xong hẳn là chạy không thoát Nhà mình có chút việc Thật ra câu nói đơn giản như vậy Lại làm cô đột ngột rơi lệ Chắc là có liên quan đến ngôn ngữ, nói chuyện với dịch dành bằng tiếng mẹ đẻ, mức độ thân thiết này vào thời khắc này có thể đặc biệt vui tươi hơn. Có chuyện gì? Hài giả mặc kệ là chuyện gì, con người làm gì cũng phải ăn cơm. Cậu nhín ra một chút thời gian, một giờ cũng không được sao? Dịch dành không hề phát giác ra chuyện gì, vẫn nhiệt tình đến mức làm người khác có chút không chịu nổi. Không được thật à, Vậy mình đem thể lệ đến đưa cho cậu là được Mình biết nhà cậu ở đâu Trong tình trạng hiện giờ Có thể để cho người khác đến nhà sao Làng tầm sợ tới mức nhảy dựng lên Không, không được Cậu đừng tới Được rồi, được rồi Không cần phải phản đối kịch liệt đến vậy chứ Có phải cậu làm gì trái với lương tâm không Trái tim làng tầm bỗng dưng Giống như bị đâm Cô ẩn ngực hít sâu Mình đứng ngay MC Donald chờ cậu cậu cũng biết chỗ gần trường học đó. Cậu mau đến đó nhé. Diệt Dành không để bị cự tuyệt, thật vui vẻ cúp điện thoại. Thành âm náo nhiệt vừa đi qua, cô càng cảm thấy nỗi cô quạnh hoang mang sợ hãi xâm chiếm vào lòng. Thay quần bò mang giày thể thao, khuôn mặt thuần khiết, trong sáng xanh sao đến đáng kinh ngạc. Cô lặng lặng đi xuống lầu tiến vào nhà bếp. Bà Tống ngồi yên ở trước bàn ăn, bếp lò lạnh tanh, trên bàn chẳng hề có điểm tâm sáng, hoàn toàn không giống việc bận bựu nấu cơm ồn ào như ngày thường, không gian vắng ngắt. Mẹ! Bà Tống dường như nghe không hiểu. Em cũng nghe đi. Chỉ có điều em phải đồng ý với anh là ngoan ngoãn ngồi nghe. Đừng suy nghĩ nhiều quá, cũng đừng lo lắng lung tung. Chuyện cứ giao cho anh xử lý là được, có nghe hay không? Bản tính của người đàn ông trưởng thành thật sự là phát huy đến mức tối đa. Làng tầm chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, bữa sáng trên bàn không còn không khí thoải mái hài hòa như thường ngày nữa sắc mặt bốn người ngồi chung bàn quả thực căng thẳng vốn là nghề nghiệp vận động viên bữa sáng nhất định phải thật phong phú mới có thể cung cấp đủ cho thể lực nhưng giờ phút này hương vị cùng màu sắc của điểm tâm cũng không thể làm bất kỳ ai thèm ăn thật lâu sau ông tông nhíu mải rậm đốt một điếu thuốc nước mắt nhìn con trai một cái tống khải lắc đầu từ chối anh không hút thuốc bởi vì anh là vận động viên cũng do có người không thích mùi khói, sẽ không chịu cho anh hôn. Còn người nào mới thật sự là nguyên nhân chính, trong lòng Tống Khải đều biết rõ. Vốn muốn giải thích vài câu sơ sải qua loa, nhưng ba mẹ truy hỏi dữ dội, làm Tống Khải không thể không để lộ ra tình hình thực tế. Có phóng viên chụp được ảnh mấy cầu thủ, bên ngoài có hành vi rất không thích hợp. Anh cẩn thận đắn đo dùng từ, không muốn kinh động đến người nhà, không thích hợp tới mức nào Bị chụp ở chỗ nào Ông giống hỏi lại một cách sắc bén Ở quán rượu Không khí ngưng động Bốn phía đều im lặng Ngay cả một cây kim rơi cũng có thể còn nghe thấy Khói thuốc tràn ngập trong không trung Bà Tống hỏi ra nghi vấn của mọi người Sao lại trở thành như vậy Ở quán rượu Trời gái Đội bóng các con làm sao Lại để chuyện này xảy ra chứ mở đầu bọn họ cùng phóng viên chụp ảnh giao tiếp, nói chuyện hàng ngày. đơn giản mà nói còn chưa ngại giá. Tống Khải thản nhiên giải thích. đã có bên truyền thông khác nghe được tin đồn bắt đầu tập trung mấy đội viên bị chụp hình, cho nên gần đây ra vào phải cẩn thận. không có việc gì thì cứ việc ở nhà đợi. điện thoại có thể cũng đừng bắt. ít nhất đợi cho tình hình lắng dịu rồi nói sau. chờ một chút. bắt đầu tập trung mấy đội viên bị chụp hình. Bà Tống lặp lại lời của con, hoài nghi. Là ý nói, con cũng có khả năng bị chụp ảnh. Tống Khải trầm ngầm một lát mới trả lời. Vâng, có thể bị chụp được. Lời vừa nói ra, ba người còn lại đều phản ứng dữ dội. Bà Tống hít lấy hơi lạnh, còn lăng tầm sắc mặt trở nên trắng bệch. Ông Tống càng kinh ngạc hơn, khuôn mặt xa sầm xuống. Ông dùng lực đập bàn cái rầm, đứng lên, khiến tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng lên mày cũng bị chụp hình. Mày ở quán rượu. Tiếng rống giận cuồng nộ vàng vọng trong không gian vốn im lặng. Bà mẹ dạy dỗ mày như thế nào, mà mày lại làm ra chuyện này. Nếu không phải là bà Tống nhanh tay lẹ mắt, dùng sức giữ chặt nắm tay của chồng, thì nắm tay to cứng như đá kia có lẽ đã vung đến người Tống Khải. Tống Khải, còn đưa bạn gái đến đó phải không? Một mặt ngăn cản chồng nổi giận, bà tướng một mặt chưa từ bỏ ý định gặng hỏi con trai. Bị chụp lén cùng bạn gái và bị chụp chơi gái ở khách sạn. Hai chuyện hoàn toàn không giống nhau. Mẹ tin còn sẽ không sẵng bậy. Nhưng còn cần phải nói thật. Được không? Tống Khải thở dài, anh thật sự không nghĩ lại biến sự tình trở thành như vậy. Nhìn khuôn mặt nổi giận vô cùng của ba, còn vẻ mặt tràn ngập mong mỏi ưu sầu của mẹ, lời nói thật sự đã đến bên miệng. Nói đi, nói ra đi, vì sao anh không thể nói? Nhưng anh không thể không chú ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của người ở bên cạnh. Ánh mắt lòng lanh đầy bối rối cùng nghi hoặc, bất lực nhìn anh, có thói quen không thay đổi là cắn chặt môi dưới đến mức đỏ ửng lên. Chính vì không muốn hủ dọa cô cho nên anh mới không định giải thích thêm. Kết quả chỉ vì trong điện thoại nghe thấy sự căng thẳng của cô, anh chịu không đổi, không mảng vất vả mệt mỏi chạy về nhà. Kết quả, bây giờ nhìn xem thật sự là đáng ghê tởm đến vậy sao lại muốn ảnh hưởng đến cô vì sao càng làm cho cô nặng lòng vì thế tống khải một lần nữa im lặng đem tất cả mọi chuyện trơn chặt lại phía sau đôi môi mỏng mày nói đi chứ bây giờ im lặng là có ý gì mày cho là không nói thì không có gì xảy ra sao ông tống tức giận muốn đi ra ngoài chuẩn bị lấy điện thoại gọi điện thoại cho tao địch thần tao muốn hỏi đội trưởng huấn luyện viên quản lý đội bóng thế nào mà lại phải để phát sinh ra chuyện này ba tống khải bất đắc dĩ đứng dậy cố ý ngăn cản con thật sự không có uống rượu vậy tại sao lại bị chụp bị chụp với ai với con ạ à. tiếng nói dịu dàng rất nhỏ nhưng lại rất khoát vang lên đột nhiên xèn vào trong lúc hai cha con đang tranh chấp ông bà tống đều chấn động sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn tống lang tâm Cục cưng, có nói cái gì? Tống Khải liền dùng ánh mắt cảnh cáo, ý bảo cô đừng nói nữa. Anh là bị chụp hình ở cùng một chỗ với em, đúng không? Tiếng nói của cô nghe hơi run run, giống như con này còn kinh hoàng, mở to mắt nhìn Tống Khải. Anh chỉ cảm thấy trong lòng tê rần. Bà Tống rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bà vỗ vỗ ngực, trách cư nói. Nếu bị chụp hình cùng em gái ở cùng một chỗ, có gì phải căng thẳng chứ? Sao lại không nói rõ ra Còn hổ mẹ sợ quá Chính là khổ sở không có cách nào giải thích mà Ai biết ảnh chụp như thế nào Bị chụp ở đâu Tống Khải vẫn còn do dự Làm bà nhận ra điều bất ổn Hồ nghi hỏi tới Nhưng qua năm còn mới phải đi tập huấn Còn cùng cục cưng Có cơ hội nào mà bị chụp Có phải do phóng viên tùy tiện Nói bậy hay không Tuần trước chúng con có gặp mặt Tống Khải nhanh nhẹn đáp lại. Còn đến bệnh viện trực thuộc trường để làm kiểm tra, sau khi xong liền hẹn lang tâm đi ăn cơm chiều. Nếu là như vậy, nói thật giả cũng tốt. Em gái mình dùng cơm thì có gì không được chứ? Không được. Tống Khải lập tức cự tuyệt. Người quản lý bảo vệ anh rất tốt, họ không công khai nơi xuất hiện, cũng không đến sân bóng làm tò chuyện, nhất là chuyện của Tống Lang Tâm, hoàn toàn chưa bị phơi bày ra ánh sáng. Nói ra sự thật ngay lúc này, không khác gì là hành vi tự sát. Hướng chi ngay cả chính Tống Khải cũng không biết rốt cuộc đã bị chụp ảnh gì. Nếu chính là ảnh ăn tối, quả thật chẳng có gì. Nhưng ai biết về sao bọn họ thân mật dây dưa trong xe có bị chụp hay không? Thậm chí nếu là chụp được cảnh Tống Lăng Tâm đến khách sạn. Nghĩ đến cảnh tượng này, cho dù luôn luôn bình tĩnh, toàn thân Tống Khải cũng phải rét run. Còn sợ người nhà mình bị gây rối mẹ có thể hiểu được khổ tâm của con. Nhưng bây giờ có phải nên nói lời thật hay không? Nếu không thành danh bị bơi nhọ, thì phải làm sao bây giờ? Bà Tống lo lắng. Muốn xử lý thế nào, bàn bạc tiếp cùng bà mẹ rồi quyết định. Không được khư khư cố chấp, được không? Vất vả nhiều năm như vậy mới tạo dựng được chút thành tích. Còn cứ trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt sao? tống khải trầm ngâm nhíu chặt mày nói rõ ra thì càng khiến cho nỗi lòng anh trầm trọng hơn mắt thấy đứa con trai ngậm miệng như hến không nói lời nào đành chậm rãi lắc đầu bà tống chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên giải thích mấy câu là có thể giải quyết mọi chuyện vì sao lại trở nên dư vậy nếu thật sự sợ huấn luyện viên bọn họ không tin bà mẹ cũng có thể ra mặt giúp con nếu cần trả một chút tiền để rửa sạch thanh danh cho con. Mẹ cảm thấy làm vậy cũng rất xứng đáng. Mẹ, bởi vì anh sợ liên lụy đến con, liên lụy đến người nhà. Sắc mặt của làng tầm vẫn trắng bệch như tờ giấy, đôi đồng tử đen lái ngập tràn ưu sầu khôn xiết. Mẹ biết. Bà Tống lại ngồi xuống lần nữa. Lào chán bắt đầu chảy mồ hôi. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, bà đột nhiên giống như già đi mấy tuổi. Khuôn mặt trung niên biểu lộ ra toàn là vẻ mệt mỏi. Chính là vì tính tình của nó Từ nhỏ đến lớn cũng không sửa đổi Vừa hư hỏng vừa cứng đầu như vậy Rốt cuộc là di chuyển từ ai Người ngồi bên cạnh sắc mặt xa xâm lại Chỉ còn thiếu mỗi tức giận Ông Tống thật lâu cũng không lên tiếng Ông dùng đôi mắt sắc bén dài dạn kinh nghiệm Nhìn người nhà trước mắt Thật lâu không nói một câu Bài báo được đăng Gây dư luận rầm rộ các cầu thủ nổi tiếng được tập hợp lại công hiến cho đất nước. Không ngờ trong thời gian tập huấn, giờ trợ lý huấn luyện viên dẫn đầu đến khách sạn mua vui. Đây là một trong những scandal lớn nhất của đại diện quốc gia trong mấy mươi năm qua. Tuy rằng còn phải đợi điều tra kỹ càng, nhưng một huấn luyện viên, bốn cầu thủ tham gia đã bị toàn huấn luyện, bắt phải tạm thời rời khỏi nơi tập huấn. Đợi quyết định cuối cùng có cần rút khỏi đời tập huấn, cấm thi đấu hay không? nói một cách đơn giản, nếu không có cách nào kháng án, sự nghiệp thể thao xem như kết thúc. Tuy Tống Khải tạm thời không có tên trong danh sách dừng tập huấn, nhưng anh cũng bị chụp được là đội trưởng, lại luôn là người có tác phong tốt nhất từ trước tới nay. Lúc này Tống Khải quả thật gặp áp lực rất lớn. Nhưng anh vẫn im lặng, bất chấp đoàn huấn luyện hỏi thế nào, bao nhiêu phóng viên gọi liên tục vào điện thoại, không mở miệng chính là không mở miệng, anh đã hạ quyết tâm nếu giới truyền thông đưa ra hình ảnh, anh sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Bởi vì làng tầm không muốn anh nói. Có lẽ nên nói là làng tầm không biết phải làm gì. Cô hoảng sợ bối rối đến làm cho người khác đau lòng. Quan hệ phức tạp, rối như tơ vò, người khác quan tâm. Sáng sớm hôm đó, lúc anh không đi được, là cô tiện anh ra. Không ra từ hướng cửa chính do đã có phóng viên đứng đợi ở ngoài. Trong nắng sớm ngày hè, họ im lặng qua sân sâu, dừng lại ở cửa sau ít khi sử dụng, nhìn nhau không nói. Anh nghĩ... hay là nói với ba mẹ đi? Anh hỏi thật khẽ. Không, không được. Cô lắc mạnh đầu, trong ánh nắng gương mặt cô tái nhợt gần như trong suốt. Nếu vậy, em vừa nãy sao lại thú nhận? Tống Khải thật sự không hiểu, anh còn chưa kịp phản ứng, làng tầm đã tự nói ra người bị chụp trùng chính là cô. Vì nếu không nói Ba mẹ sẽ nghĩ anh đi uống bia ôm Cô lại cắn môi dưới Em không muốn họ nghĩ vậy Anh không đi đúng không Đương nhiên là không Bọn họ bị chụp là vào cuối tuần Lúc trở lại thành phố S đấu tập Đấu xong họ đi ăn cơm uống rượu Còn anh với em đi ăn thịt nướng Em không nhớ sao Em dĩ nhiên nhớ Hôm ấy bọn họ ăn uống xong thì đã khuya, anh mới đưa cô đến bãi đậu xe lấy xe, dưới ánh trăng, hai người dọc đường yên lặng sánh vai nhau, bàn luận về trận đấu, bàn luận về món ăn vừa ăn. Còn đứng cạnh xe nói chuyện một lúc lâu. Anh dở giọng anh trai lên mặt cằn dặn cô đủ thứ, muốn cô lái xe cẩn thận. Sau khi về nhà phải nhắn tin cho anh. Thật lâu sau mới lưu luyến không rời mà chia tay. Trừ khi anh biết phân thân, nếu không Tống Khải không thể nào đi uống rượu để bị chụp ảnh được. Tống Khải nhận thấy đây là thời cơ tiện cả đôi đường, có thể chứng minh sự trong sạch lại có thể sẵn dịp công khai quan hệ của hai người sao không thể kia chứ số trời đã định như thế anh vui vẻ thuận theo số phận an bài nhưng lăng tâm rất rối loạn lúc nào cũng cắn môi mắt mở lớn mờ mịt dường như còn mang suy tư làm cô sợ hãi rồi nên cô gần đây luôn gặp ác mộng áp lực tâm lý lớn như vậy thật đáng thương rõ ràng có thể không cần khổ sở thế này mà em còn nghĩ nếu nếu như phải nói, chúng ta vẫn là vẫn là dùng quan hệ anh em để giải thích. Bị áp lực lâu, câu nói của cô bắt đầu lộn xộn, dù sao cũng không phải tiếng mẹ đẻ. Vì vậy, em hy vọng mọi người tin tưởng anh, nhưng vẫn muốn nói dối. Tống Khải thở dài. Bé Cưng, em thật mâu thuẫn. Em biết. Lăng Tâm chán nản, giọng nói hoang mang lo sợ khẩn khoản để em suy nghĩ thêm được không? Em sẽ nghĩ ra cách mà. Ngốc nghếch, anh làm sao có thể quang chuyện này cho em giải quyết chứ? Tống Khải rất muốn đưa tay chạm vào cánh môi bị cắn in rõ dấu răng kia. Nhưng vừa nhích tay, liền lập tức nắm xiết lại, hạ xuống. Anh sợ bản thân mình chỉ vừa khẽ đụng một đầu ngón tay vào cô, tự chủ sẽ như núi vỡ, mặt nạ cẩn trọng đã hết sức duy trì sẽ rớt ra. Anh sẽ không chút do dự ôm cô gái nhỏ buồn rầu vào lòng, vỗ về thương yêu, hôn lên khuôn mặt u sầu của cô. Nhưng thời gian không cho phép, hoàn cảnh cũng không cho phép, anh chỉ có thể vội vàng rời đi, gác lại một khối áp lực hỗn loạn, gác lại để sau này tiếp tục giải quyết. Sau khi bài báo được đăng, Tống Khải không phải là người dính líu trực tiếp, nhưng vì quá nổi tiếng, hơn nữa không cường đồn đại, áp lực trên người tự đầu đến cuối chưa hề tan biến. Anh thật sự không sợ áp lực, từ nhỏ đến lớn, khả năng chống chọi với sức ép của anh cực kỳ mạnh mẽ. Cứ qua từng trận từng trận đấu một, thường là nhân vật chủ chốt ghi điểm quyết định, áp lực cũng không làm anh sờ suốt. Nhưng lúc này đây, áp lực tương tự lại đặt lên một người khác, mà người này lại nhạy cảm mảnh mai biết bao, một chút đau khổ, anh cũng không muốn để cô chịu. Nghĩ đến đây, Tống Khải suy nữa phát điên. Đội bóng bị vây trong trạng thái ngột ngoạt quá mức chịu đựng. Toàn bộ nhất cử nhất động của cầu thủ đều bị giám sát chặt chẽ. Tống Khải muốn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cũng không tìm ra được đến 10 phút. Đến khi khó khăn lắm mới gọi được thì điện thoại Tống Lăng Tâm lại không có tín hiệu. Sau đó liên tục mấy lần như vậy, Tống Khải chịu hết nổi rồi, gọi về nhà là mẹ anh nghe điện thoại. Mẹ, Lăng Tâm đâu? Anh không có nhiều thời gian hỏi han mà hỏi thẳng còn sao vậy hùng hổ vậy đã xảy ra chuyện gì sao gần đây bà tống rất nhạy cảm với những tin đồn nên vội vã hỏi lại không có gì chỉ là sợ mình lỡ miệng lại lội ra nhiều cảm xúc lo lắng tống khải ngừng lại sau đó cẩn thận nói tiếp con tưởng con bé sẽ nghe điện thoại con bé ở nhà không mẹ không thật sự có chuyện gì sao con bà tống nghe con trai cam đoan thoáng yên tâm một chút nhưng ngay sau đó bắt đầu kề lề chuyện ồn ào của đội bóng thật lớn họ hàng bạn bè đều tới hỏi làng tâm hôm trước về nhà còn kể có phóng viên tới trường tìm nó bà còn giận quá trời có phóng viên đến trường quấy rầy lang tâm tiếng tống khải nặng trịch cơn nóng giận bắt đầu bùng lên mẹ mẹ gọi làng tâm tới nghe còn muốn nói chuyện Xảy ra chuyện như thế này, cô lại dám không liên lạc, cũng không nghe điện thoại. Thật ra cô đang làm cái quái quỷ gì, đang che giấu cái gì? Tự cho là mình có thể xử lý sao? Con bé ngu ngốc này. Nó đi vắng rồi. Bà còn bảo nó tạm tránh đi, mấy ngày này đều không ở nhà. Con trai, con bên đó rốt cuộc thế nào? Thái độ của mấy huấn luyện viên thì sao? Trước mắt chưa bị rắc rối, con thật không có đi uống rượu, Họ đều biết cả Tống Khải kiên nhẫn giải thích Mẹ, Lăng tâm đi đâu Sao còn gọi di động cũng không được Bà Tống lúc nào cũng cảm ram Chợt lặng ý mất thương Qua thật lâu mới cẩn thận mở miệng Tống Khải Ý bà con là khoảng thời gian này Các con tạm thời đừng liên lạc với nhau Dù sao con Thần phận đặc biệt Phóng viên lại phiền phức Làng Tâm nhút nhát lại chưa gặp qua chuyện thế này bao giờ mẹ giọng nói tống khải nén nhịn đầy nôn nóng anh hỏi lại lần nữa lang tâm đi đâu là mẹ biết anh từ nhỏ đến lớn bà tống đương nhiên hiểu giọng nói như vậy che giấu ý kiến kiên cường đến thế nào chuyện tống khải muốn làm muốn đạt được ngoại trừ bản thân anh không ai có thể ngăn cản anh thở dài một hơi bà tống đành chịu thua nó ở chỗ ông nội rất an toàn còn không cần lo lắng làm gì Tự chăm sóc mình trước đi Dòng họ Tống ban đầu sống ở vùng núi ngoại ô Tuy ông nội Tống Khải đã chuyển vào thành phố Nhưng nhà ông vẫn còn Sau khi xây sửa lại cũng khá thoải mái Thỉnh thoảng vào mùa hè người nhà sẽ đến nghỉ ngơi hay nghỉ mát Nhưng hầu như nhà đó đều để trống Chỉ lâu lâu mới có họ hàng ở gần đó đến thăm chừng mà thôi Cây cối dài đặc đã xô đi nóng bức ngày hè khiến trong núi luôn luôn mát mẻ nơi này cách xa thành phố đông đúc đường đi vào nhờ hẹp xe chưa chắc qua lọt nếu không phải người am hiểu địa hình lần cận thường sẽ cho rằng vùng núi hoang dã này ít ai lui tới nhưng chỉ cần kiên nhẫn đi tiếp qua mấy khúc ngoặt thậm chí có khi còn khác hẳn sẽ xuất hiện một ngôi nhà được thiết kế trang nhã trong rừng cây dài đặc có hương cỏ cây mộc mạc làm tầm sách hai túi đồ ăn sách vở nặng nề nước mồ hôi đi trên con đường mòn lúc trời sầm tối trong lúc đều có mưa. Trời không có nóng bức, cô phải về nhà trước khi mưa xuống. chân bước nhanh hơn về nhà, căn nhà trống trải nhưng vẫn có đủ vật dụng, đồ gia dụng đơn giản. Chỉ là yên tĩnh không một bóng người làm cho lòng người hoảng sợ. Quả nhiên, sau khi cô về không bao lâu, trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa rồi phát ra tiếng rào rạt. Bên trong chỉ có một người càng thêm vắng vẻ. Cô nấu một bữa tối đơn giản, vừa ăn vừa lật sách, đến lúc bóng đêm buồn xuống, Thật ra cô rất sợ buổi tối phải ở một mình. Hơn nữa đây là vùng núi hoang dã, ngủ không ngon khi bừng tỉnh vẫn là một vùng tối đen. Tim đập rất nhanh, rất nhanh, sợ vô cùng. Cô như trở về thời thơ ấu gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy, chỉ có thể không ngừng tự tiếp thêm can đảm vì không muốn quấy nhiễu người mẹ ốm yếu. Còn người cha yêu vợ tha thiết cũng không có thời gian chăm sóc đứa con gái bé nhỏ gặp ác mộng. Không có chuyện gì, chuyện gì cũng không có, không sợ, lăng tâm không sợ. Đêm dần khuya hơn, mưa rơi lớn dần, nơi này không có phương tiện giải trí. Ngồi trong phòng khánh vắc vẻ khiến người ta phải dùng mình. Cô càng không muốn đến phòng tập thể hình của Tống Khải ở phía sau. Mấy cái dụng cụ thể thao trong đó trong đêm, cái nào cái nấy đều giống như quai thú. Nên cầm vài cuốn sách lên giường đọc, truy vào trong chăn, phủ kín còn có cảm giác an toàn hơn. Đọc cuốn lý thuyết kinh tế khô khan, làng tầm không dễ gì mới vừa thiêu thiêu ngủ, thình lình bị tiếng động lớn làm cho cơ sợ đến giật bắn mình thức dậy. Đó, đó là gì vậy? ầm ầm như tiếng sấm, trên cái cửa vang lên tiếng gõ. Làng tâm mở cửa. Tiếng nói lạnh lẽo như sứ giả từ địa ngục mà lại quen thuộc đến vậy. Làng tầm chỉ ngần người khoảng 3 giây, liền lao xuống giường, thiếu chút nữa vấp phải cái chăn còn quấn trên người. Cô lao đảo đi đến cửa phòng khách, vừa mở cửa liền bị ôm chặt cứng a à, cô la lên cơ thể đã sớm nhận ra người kia buông lỏng mềm nhũn ngượng ngùng dựa sát vào người đó vòng ngực cứng cáp hai cánh tay cũng tự động quấn quanh thắt lưng thon gầy ôm chặt tại sao đến đây mà không nói với anh một tiếng giọng người đàn ông trách móc cáu kỉnh trầm khan còn chưa kịp nói hết câu khuôn miệng nhỏ ngọt ngào mềm mại đã đoan lấy ngăn chặn tất cả lời nói bất mãn chưa kịp tuôn ra Nỗi nhớ thiều đốt, nụ hồn càng lúc càng nông nan, tưởng chừng như có thể giấy khô nước mưa trên người tống khải. Anh là vận động viên trải qua nhiều năm huấn luyện khắc nghiệt, giải dùng cơ thể hoàn mỹ biểu đạt, giao tiếp. Giờ phút này tràn ngập nôn nóng đè nén khát khao. Tất cả hóa thành ham muốn hừng hực, muốn lập tức nuốt đối phương vào bụng. Ơm, ừ, đợi, đợi một chút. Châm lửa chính là cô, bị đốt cháy đến choáng ván mất phương hướng cũng là cô vùng vẫy yếu ớt không có tác dụng mà còn lập tức bị chế ngự. Thật không ngoan. Lê thi Thầm dừng ở trên cái gái trăng nõn, anh thao hồ hồn hít nắn mút. Lưu lại một loạt dấu vết mờ mờ như là hoa đào rơi trên nền tuyết trắng tinh. Đợi một chút, không, không được. Làng tầm vẫn còn vùng vẫy chưa được buông tha, cô dùng sức đẩy ra. Chỉ cần cô nói không được, Tống Khải liền dừng lại, do so rồi tình huống ngặt nghèo như thế nào, tuyệt đối rất kiên cường mà thắng lại, chưa bao giờ ép buộc cô chút nào. Ý chí cứng như sắt thép như vậy, không biết là do di chuyển bẩm sinh hay là do những ngày làm vận động viên tập luyện nghiêm khắc mà tạo thành. Sao vậy? Anh ôm chặt cô gái mềm mại, khuôn mặt tân tú vùi vào gáy cô, thở gấp gáp hỏi cô. Sao anh đột nhiên lại chạy đến đây? Ý ba mẹ là muốn em tránh đi một chút, anh còn thế này. Tay làng tầm đẩy nhẹ, tách khỏi khoảng cách thân mật quá mức, thở dốc, khiến thần chí lúc trước tạm thời quay lại. Em muốn ẩn mình cũng được, nhưng sao không nói với anh? Tống cải cực kỳ không vui gặng hỏi. Bởi vì... là do... Là giờ giống như lúc này, ngàn sông cách núi cũng chạy đến gặp bằng được. lăng tầm thở dài, hết sức bất đắc dĩ. Quên đi, anh giờ cũng biết rồi, em lấy khăn mặt cho anh trước, anh ướt sũng rồi. Không cần, lát nữa cũng cởi ra. Anh lại ôm chặt cô đang muốn bỏ đi, thô bạo ngang ngược, lần này thế nào cũng không chịu thả. Dù sao em cũng bị ướt. Bị hai câu đầy ý nghĩ khiến sắc mặt hồng lên, làng tầm bị ôm ngang người nũng nịu kêu. Anh cha Em dùng tiếng này gọi anh, thì sẽ biết chuyện gì xảy ra. Thân thể đàn ông vừa nóng vừa rắn chắc, ôm hôn dữ dội, vội vã cởi bỏ quần áo ẩm ướt của nhau. Chiếc áo màu xanh lam trên người cô mặc dù xinh đẹp đã lập tức bị kéo xuống, rơi xuống nền nhà. Ngay sau đó quần jean, áo thun đầy mùi đàn ông cũng rơi rớt xuống đất, nhập phần vào đống quần áo của cô. Tương từ giữa nam và nữ có thể dùng ngôn từ để hình dung, có đôi khi lại chỉ có thể dùng cơ thể để bộc lộ. Cô vừa mơ mảng nghĩ, bàn tay trắng trẻo vừa nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc của anh. Lạnh à, ở đây có điện có nước nóng không Anh ấm em đi tắm Giọng Tống Khải cũng chưa đều Khàn khàn hỏi bên tai cô Có Cô ôm chặt anh không muốn nhúc nhích Thầm nghĩ muốn tiếp tục hưởng thụ một chút Vòng ôm ngọt ngào của da thịt kể sát nhau Chờ một chút hãy đi Tống Khải không phản đối Anh chỉ điều chỉnh tư thế một chút Làm trọng lượng nhẹ một chút Để cô gái đáng yêu không bị đè ép Ôm lấy cô Chân bám lấy nhau anh vẫn còn trong cô. Nếu có thể cả đời gắn liền nhau một chỗ thế này, anh cũng không để ý. Ban đêm trong núi yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa phùn tí tách nhẹ nhàng rơi trong rừng. Họ lắng nghe tiếng mưa, tiếng tim đập dồn dập cùng hơi thở của nhau thật lâu. Bé cưng, em... có phải mang thai hay không? Câu hỏi sâu xa vang lên, làm làng tâm, rèm mệt mỏi rũ xuống, sắp đi vào giấc mộng, đột nhiên bừng tỉnh đôi mắt kinh hoàng nhìn sâu vào một đôi mắt đen sẫm không nhìn ra đôi mắt ấy suy nghĩ gì tắm rửa xong thay xong quần áo tống long tâm rót trà nóng hai người ngồi xuống giường đáng lẽ phải là một người một ly chuyện trò đồi ấm nhưng tống khải không cho cô rời khỏi lòng anh ôm cô chặt ngồi lên đùi thoải mái khoan khoái anh đưa ly cà phê lên môi cô Hai lòng nhìn cô quỳ xuống uống trên bàn nhỏ cạnh đầu giường rõ ràng có pha cho anh một ly anh cứ muốn cô uống qua bèn đến đúng vị trí chỗ cô ngồi hồi nãy uống một hớp lớn làm làng tâm lại đỏ mặt em vẫn chưa trả lời anh tống khải không để cô trốn tránh nhàn nhã uống trà nhàn nhã truy hỏi không không có làng tâm toàn thân cứng ngắc sợ đến mức tìm đập thình thịch anh sao lại hỏi vậy em chạy đến chỗ này còn mặc quần áo thế kia anh hất hàm tới trước giường, nơi có chiếc áo van màu làm nhạt, gắn thắt lưng cao thịnh hành hiện nay. Kế tiếp, còn thì thầm vào tai cô. Hơn nữa, ngực em còn to lên, còn vô cùng mẫn cảm. Vừa nãy không phải cứ luôn miệng đòi anh nhẹ tay sao? Hứ! Làng tầm thật bạt đỏ như lửa, xấu hổ giấu mặt vào gái anh. Không có thật mà. Em chắc chứ? Chắc, em chắc chắn. Tống Khải không nói nữa, để ly trà xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp vòng qua, vuốt nhẹ lên tóc cô. Dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng, hai người im lặng dựa sát vào nhau. Anh... anh thất vọng lắm sao? Một lúc lâu sau, làng tầm mới nhẹ nhàng hỏi. Cũng không hẳn. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, thản nhiên nói. Chỉ có điều cũng có thể xem như một phương thức giải quyết. Nếu em thật sự mang thai, ba mẹ dù tức giận cũng đành phải chấp nhận. Đây chính là cái gọi là gạo nấu thành cơm, nhà họ Tống cực kỳ truyền thống, năm đó giới truyền thông đưa tin nhầm, có fan hâm mộ nữ mang thai con của Tống Khải. Bà mẹ Tống Khải thậm chí còn buộc anh phải cưới cô gái đến mặt mũi cũng chưa từng gặp. Huống chi, bây giờ hai người họ nâng niu yêu thương, giống lang tâm trong lòng bàn tay. Bà mẹ anh thật sự rất thương cô. Em có nhớ trước đây, chúng ta hầu như hàng năm đều đến chỗ này nghỉ hè không? Em nhớ Chuyên chặt trong vai anh cô cùng anh nhớ lại về sau mẹ em sức khỏe không tốt bà còn dẫn em tới chưa được mấy ngày đã đi về trước để em một mình ở với ba mẹ anh anh trước kia đối với em không có ấn tượng cho lắm Tống Khải nhỏ mắt hồi tưởng lại dáng vẻ cô lúc nhỏ nhắn dễ thương cậu đây thường thấy em hay chơi cùng với mấy chị em họ hoặc là bà con xa ở gần đấy sau lại phát hiện phận. Phát... Xin kính chào quý khán thính giả của chuyện Ngôn tình SE Ngày hôm nay Hà Phương xin gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Anh yêu em, em gái Tác giả Thư Cách Các bạn nhớ đừng quên like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tuyết rơi ngập trời Ở ngoại ô thành phố Nóc một tòa nhà bị tuyết phủ đầy Bíp Máy ghi âm của điện thoại trong phòng khách hoạt động bắt đầu thu lại lời nhắn. Alo, con gái à, con ngủ rồi sao? Hôm nay bên ngoài bão tuyết lớn lắm, ba mẹ bên này tìm khách sạn ở, ngày mai xem tình hình thế nào sẽ quay về. Một mình con ở nhà cẩn thận cửa néo, khóa cửa kỹ càng. Nhớ kiểm tra xem đã tắt ga hay chưa nhé. Lo sửa mở lớn một chút. Người làm mẹ lúc nào cũng hay càm ram, cho dù con gái mình đã tốt nghiệp đại học, vẫn lo lắng như khi còn bé. Anh còn chắc là cũng bị kẹt trên đường. Bà mẹ lúc nãy có gọi cho nó rồi. Chắc trước tối mai nó mới về. Một mình con có sợ không? Hài giả dạ, trận bão tuyết này thật lớn quá chừng, để con ở nhà bà mẹ cũng rất lo. Lời lo lắng dặn dò liên miên của người mẹ cuối cùng cũng kết thúc Bíp một tiếng, máy ghi âm tắt hẳn, căn phòng chìm vào im lặng. Nhưng không phải hoàn toàn không có tiếng động nào. Ít ra tiếng gió ngoài cửa sổ rất lớn, cứ từng cơn, từng cơn mạnh hơn, làm cánh cửa sổ bằng gỗ rung lên lạch cạch. Ngoài ra còn có tiếng thở gấp gáp rất nhỏ. Ôi! Tiếng thở dài khó nén khe khẽ phát ra, vọng lại trong căn phòng u tối tĩnh lặng. Cửa phòng khép hờ, trên nền nhà vương vãi quần áo, ở cửa chính dưới lầu là áo khoác, trên cầu thang là chiếc áo sơ mi nam, ngay cửa phòng là quần dài, còn trong phòng phía trước giường là một chiếc áo ngủ màu hồng. Trên giường, hai bóng người bám chặt lấy nhau, thân hình người đàn ông màu đồng cao lớn khỏe mạnh, ép chặt lấy thân thể thon thả mềm mại trắng nõn, cặp đùi mỹ miều kẹp vào thắt lưng gầy gầy. Trong lúc nhấp nhô va chạm, giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu bật ra giữa hơi thở hồn hền. Có, có điện thoại. Giọng nữ khè khẽ, Em không tập trung. Giọng nói khàn khàn trầm thấp khiêu gợi phát ra, bị lừa dục làm cho siết chặt. Em không có. Ừ. Và chạm càng thiên dồn dập mạnh mẽ, khiến người ta phải cau mày chịu đựng, vừa khó chịu vừa khoan khoái, cái miệng nhỏ nhắn vì bị hôn mà hơi sưng lên đỏ hồng khẽ má, bất lực van xin. Đừng, đừng vậy mà, anh... Em gọi anh là gì? Gọi lại mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt đàn ông ngăm ngăm anh tuấn anh ta ngang ngược ra lệnh không muốn a à! khó kìm nén nổi cảm xúc mạnh mẽ nước mắt lặng lẽ chảy xuống cô gái bị ném lên cao rơi vào khoái cảm mãnh liệt thét lên một tiếng thân thể trắng trèo mềm mại được phủ lên một màu hồng đẹp đẽ run dày không ngừng người đàn ông cũng đến cốc điểm giống như bị nổ tung toàn bộ đầu óc bùng nổ không thể kiềm chế mà tuôn trào cô bắn vào nơi sâu nhất một cách đẩy khao khát. Như từ trên trời cao rơi xuống, đầu chóng mắt hoa, chỉ có thể bất lực thả gấp. Sau màn ân ái dữ dội, bị một thân hình vận động viên cấp quốc gia cường tráng rắn chắc, nghiêm chặt trên giường. Tống lăng tầm ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, gần như sắp ngất. Người đàn ông hôn lên môi, lên hai gỏ má, lên tay cô, dường như không còn chút sức lực chống cự nào. Môi hai người chạm vào nhau, hai đôi môi hé ra nghiêng qua, hôn lẫn nhau, một nụ hôn nóng bỏng lại lần nữa được nhen nhóm lên. Khoảng một tiếng trước, cô vừa mở cửa, ngay cả nói cũng không kịp nói, người đó giống như gió lốc xông vào ôm cô, miệng lập tức bị chiêm lấy, nụ hôn cùng nhiệt trong một giây đã thiêu đốt lý trí cô. Gót giày dính đầy tuyết đá dập cửa, bàn tay xoay qua khóa lại, bám chặt lấy nhau từ lúc cởi bỏ quần áo, vội vã sôi nổi tìm kiếm sự ấm áp của đối phương. Đi thẳng lên lầu, vào phòng, trên giường, Vậy mà đôi môi mỏng, đẹp đẽ, cương nghi, trước sau không hề rời bỏ cô. Khuôn mặt, mũi, miệng, sau tay, cổ, trước ngực cô. Dù sao thì toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt, chỗ nào mà chưa từng bị người đàn ông này hôn qua. Cả con người cô, sớm đã là của anh. Cánh tay ôm chặt đôi vai rộng, cô vẫn là nén không được, yếu ớt thở dài giận dỗi. Thở dài gì vậy? Người đàn ông thỏa mãn căn bản là không muốn nhúc nhích. Mấy tháng qua, nhung nhớ đến phát điên, khó khăn lắm mới được giải khát. Anh hài lòng khẽ hôn lên gương mặt yêu kiều của người nằm dưới. Ba mẹ ngày mai mới về đến, chúng ta còn cả một đêm. Nghe thấy hai tiếng ba mẹ, tống lăng tâm lại nhăn mày, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn say xưa vì sót lại đam mê, phẳng phất bị u buồn bao phủ. Cô dãy người một cái, đầy đầy vùng ngực bóng loáng cứng cáp như đá cẩm thạch kia cô thoát khỏi vòng ôm khư khư và áp chế em em đi tắm cái đã sau đó giúp anh trải giường em cứ nghĩ anh ngày mai mới về đến nhà còn định sáng mai làm tiếp cũng kịp ngày mai nói sau người đó chuyên quyền hạ lệnh một lần nữa chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô đặt ở hai bên đầu anh hơi rướn thân lên, chạm vào ngọn đèn tạo ra chút ánh sáng yếu ớt, chăm chú nhìn chăm chăm vào cặp mắt vẫn còn do dự kia. Sao vậy? Không có gì. Tùy nói như vậy, nhưng cô lại không nhìn anh. Giọng nói của người đó đã muốn mang hơi hướng cảnh cáo. Em nhìn qua anh này, rốt cuộc là làm sao vậy? Nói đi. Tống Lâm Tâm cắn môi, bướng bỉnh không thèm nhìn, không vâng lời. Sao vậy? Ngay cả lời anh trai nói mà cũng không nghe à. Hàm răng càng cắn chặt hơn, sâu hơn vào cánh môi đầy đặn. Hai chữ anh trai y như mũi tên bén nhọn xuyên vào tim cô. Trước khi bị tình cảm mãnh liệt thiêu sạch lý trí, không còn chút kháng cự nào, sau thì quấn quýt như củi khô bốc cháy, lúc này cảm giác hối hận quen thuộc tầng tầng lớp lớp kéo đến. Trong lòng gào thét, vì sao lại thế này? Anh trai cô cũng lặng lẽ thở dài. Lại hối hận rồi sao?" Giọng anh chuyển thành chán trường suýt nữa bị câu nói gay gắt làm rơi nước mắt, Tống Lăng Tâm vẫn không lên tiếng, càng cắn chặt môi. Dáng vẻ của cô trong mắt Tống Khải, thật sự là vừa đáng giận lại vừa đáng yêu. Cảm giác của cô đều luôn luôn phức tạp khó phân như thế, vừa yêu vừa hận, tràn ngập mâu thuẫn. Chính là động tác của anh lúc này, khuôn mặt lạnh lùng quay người rời khỏi cô, vẻ như không muốn chút yêu thương bỏ mặc cô co rúm suy nghĩ, kéo mền che lại, thì anh không người bế bổng cô lên. Khuôn mặt anh Tuấn, sắc mặt lúc nào cũng rất lạnh lùng, nhưng lúc ôm cô đưa vào phòng tắm, tắm cùng lại cẩn thận, dịu dàng hết mức. Sợ cô bị lạnh nên anh luôn ôm cô, lấy nhiệt độ cơ thể sửa ấm cô. Sau khi điều chỉnh độ nóng của nước mới kéo cô vào dưới vòi sen, chờ nước chảy xuống, bàn tay to lớn xoa vuốt đùi và vòng eo mỏi nhừ của cô. Thái độ vốn đang buồn bã khi anh dịu dàng chăm sóc thì từ từ biến mất. Toàn thân tống long tâm như muốn tan ra, mềm nhũn, dễ chịu khiến cho hai con mắt đều hiếp lại. Tự cắn mình thành như thế, đồ ngốc. Anh trai cô nửa đau lòng, nửa của trách cúi đầu thở dài, ngón tay thon dài xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng. Trời sinh cô môi hồng răng trắng, khuôn mặt sáng đẹp vui vẻ, hơn nữa còn có đôi mắt long lanh làm rung động lòng người. Chỉ có anh mới biết được dáng vẻ ngọt ngào muốn chết đi được của cô gái bé nhỏ này, thỉnh thoảng lại bướng bỉnh, nói bao nhiêu cũng không nghe lời. Nên lúc trên giường anh không hề dồn ép hỏi cho bằng được, bởi vì hoàn toàn chẳng có ích gì. Lúc này vẻ mặt ngang bướng kia lại bị anh làm tiêu tan. Cô như con mèo nhỏ vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, còn vô tình vươn đầu lưỡi đáng yêu, khẽ liếm một chút lên đầu ngón tay, nhẹ vuốt cánh môi cô của anh. Một động tác nhỏ vô ý, không mang tà niệm, lại làm cho một người đàn ông 28 tuổi chấn động toàn thân. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, cô bị đẩy ép vào bức tường gạch men lạnh ngắt. Ôi! Tống lâm tâm hoảng sợ, đôi mắt mở to, không nén được kinh hoàng. Nhưng tiếng kêu hoảng sợ trong phút chốc biến mất, miệng cô lại bị chặn lại. Khi bị hôn chỉ có thể bất lực chống cự. Giải mì ướt bất lực rũ xuống, người đó quyết đè lên người cô, chèn vào giữa hai chân cô chân phải của cô bị nâng lên quạt vào bên eo anh sau đó dục vọng nam chính đâm thẳng vào khu vực nữ tính mềm mại của cô mà chiếm cứ liên tục cọ sát khiến cho người dễ nhạy cảm như cô phải hét lên giữa làn môi anh anh muốn em miệng anh mạnh mẽ chiếm giữ giống như cơ thể to lớn làm cho không ai có thể kháng cự không thể chống đỡ cánh tay trắng trèo bám vào đôi vai rộng ươn ướt của anh cô lại nhận một lần xâm nhập nữa không còn cách nào một lần nữa bị đẩy vào vực sâu tình dục. Tống Khải hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng cám dỗ rồi ngừng lại, xuôi theo cổ xuống hôn lên ngực của cô. Nụ hoa ngọt ngào nhạy cảm đỏ hồng vương lên như khẩn cầu anh yêu chiều. Cúi đầu xuống, Tống Khải ngậm một bên vào miệng, dùng sức hôn mút, khiến cô run rẩy liên tục, thoát ra hơi thở thật dài đáng yêu. a à, nhẹ chút, đừng, đừng cắn. Bàn tay to lớn ngâm đen, nâng cặp mông trắng mịn lên, cọ sát mạnh vài cái, sau khi cảm thấy cô trở nên ướt đẫm, vặn eo một cái. Lần nữa sự hương phấn nóng rực rút sâu vào lòng cô. Phòng tắm lờ mờ hơi nước, tất cả đều trở nên mơ hồ. Tống lăng tâm ngẩng đầu, bị che giấu trong tiếng nước chảy ôn ào. Hơi thở lúc sau chuyển thành tiếng hét trói tai, tuyên bố bản thân lần thứ hai thật sự bị trình phục. Nước mắt rơi xuống, nhưng mờ mịt trong hơi nước, hai người ở trong căn phòng đầy dục vọng quay cuồng ân ái, đều không còn sức để chú ý. Sáng sớm, sau một đêm bão tuyết, ánh sáng yếu ớt chiếu vào cửa sổ. Thật ra cũng không còn sáng lắm, đã sắp hơn 10 giờ, chỉ là đêm qua bị quấy dày đến gần sáng tổn hao sức lực, vậy nên ngủ mê man, nếu không làng tầm đã dậy từ rất sớm. Hôm nay cô không muốn rời khỏi giường vì trong chăn bông rất ấm áp hơn nữa cô được ôm vào trong lòng một vòng ngực rắn chắc ấm áp dễ chịu y như lò sưởi chuyên dụng cho dù không mảnh vải che thân cũng chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào cô thật sự không một mảnh vải che thân tay anh không vội vàng thật chậm rãi chuyển động cảm nhận cảm giác tuyệt vời của thịt da trần chuồng trên người cô cô mơ mơ màng màng tỉnh lại nhưng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn mà chỉ nửa tỉnh nửa mê Toàn thân hơi đau, nhất là vòng eo và hai chân, giữa chân lại càng tê dại một cách kỳ lạ. Ngón tay thon dài nam tính chẳng biết từ lúc nào đã tìm đến chỗ ấy, xấu xa thong thả xoa nhẹ, chọc ghẹo nụ hoa, cánh hoa đáng yêu. Tay chân cô không còn sức, đầu óc mê man, trong lúc dễ chịu màng một tí ngượng ngùng, tim từ từ đập nhanh hơn. Ơ ừ. Cơ thể cô sớm đã được dạy dỗ nên cực kỳ nhạy cảm, vòng eo không tự chủ được mà ưỡn lên, có chút trơn tránh, lại có chút hướng về phía đầu ngón tay hư hỏng kia. Tỉnh rồi à? Ma quỷ ở phía sau nói bên tay cô, rồi cúi đầu hôn lên trên đôi vai trần của cô. Cô mơ mơ màng màng, đáng yêu như chú mèo kêu meo meo, thất ra tiếng ưm um ngọt ngào. Sau vài cái vuốt vẻ gấp gáp, cô tan chảy trong tay anh không mãnh liệt cuồng gì như đêm qua mà là một cảm giác chậm rãi dịu dàng khiến cô rên rỉ thở gấp, còn tưởng như đang nằm mơ. Đến khi cảm giác ấy bồng bềnh kích thích, lẽ ra quay lưng về phía anh thì cô quay người lại, hé mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mang đầy vẻ thỏa mãn cùng cưng chiều. Chiếc cằm cường nghị đã luôn phún râu, vẻ nghiêm túc lạnh nhạt thường ngày không còn nữa. Tống Khải lúc này, trong con người đèn lấp lánh, là một cảm giác dịu dàng khôn tả, Cánh tay cô chủ động vòng quanh cổ anh, thân thể mềm mại bị đánh thức tựa vào thân thể cứng cáp của anh. Cô nghe thấy tiếng hít vào của anh, cảm nhận được toàn thân anh cứng lại. Chắc chắn là anh đã bị khuấy động rồi. Nhưng Tống Khải không hề cử động, anh chỉ hít thở thật sâu. Không muốn sao? Giọng nói Tống Lăng Tâm yêu kiều mệt mỏi, vướng thêm chút khan khan, mê hoặc tận xương tùy. Không được, bà mẹ sắp về tới rồi. Tống Khải nuốt xuống, đột nhiên xe dịch cơ thể, cô nãy đi nghĩ muốn đẻ lên cô, ham muốn được yêu thật nặng nề. Anh đi thu dọn lại một chút, em ngủ tiếp một lát đi, bữa sáng xong anh sẽ gọi em. Ừ. Tống Lăng Tâm ngoan ngoãn gật đầu, cô mệt đến mức không mở nổi hai mắt, lại sắp tiếp đi. Rời khỏi nơi hết sức ấm áp đến mê man, Tống Khải cúi xuống đòi thêm một nụ hồn dài nóng bỏng, rồi mới buông tha khuôn mặt đỏ ửng, cái miệng vừa hồng vừa sưng để cô ngủ. Trước tiên lấy áo ngủ của cô đặt bên gối để cô trở dậy và có thể mặc vào. Sau đó đi nhặt nhạnh quần áo của mình nhét lại vào túi du lịch. Thay bộ quần áo thể thao sạch sẽ, đem đồ đạc trong nhà sau đêm qua vì tình cảm quá mức mãnh liệt đụng chúng phải. Từng cái từng cái để lại vị trí cũ. Tống Khải còn sắp xếp lại chăn nệm trong phòng mình, phòng tắm cũng sửa sang lại cho sạch. Nói một cách đơn giản, làm cho mọi chuyện đêm qua như chưa hề xảy ra. Cuối cùng, cầm túi du lịch đem đến để gần cửa. Cha mẹ anh khi về thế nào cũng nhìn thấy biểu hiện giả dối của con trai cũng vừa về đến. Sẽ không ai nghi ngờ anh mạo hiểm, tiết tờ do lớn về nhà trước một đêm. Lại còn dễ dàng lợi dụng một đêm này qua đêm trên giường của em gái mình. Em gái, nghĩ đến hai chữ này, nghĩ đến người đang cuộn tròn trên giường nằm ngủ, vẻ phức tạp mâu thuẫn lại bao phủ mặt anh. Cô vốn không phải là em gái của anh, nhưng chính xác hơn bao giờ hết là em gái của anh thật. Quan hệ thiền hình vạn trạng lộn xộn không rõ ràng, làm rõ ra sao, anh không biết bắt đầu từ đâu. Mang vẻ mặt lạnh lùng thu dọn tất cả đồ đạc xong xuôi, vào nhà bếp bắt đầu pha cà phê, nướng bánh mì, tiện tay chiên phần trứng cho hai người. Ở bên ngoài mấy năm nay, Tống Khải làm hết sức thuần thục gọn gàng, không lâu sau bữa sáng đã làm xong. Nhìn cà phê, sàn huyết còn nóng hổi trên bàn, anh nhìn đồng hồ, sau khi nghĩ ngợi một chốc, nhanh chóng sắp thức ăn vào khay, rót cà phê vào tách, rồi bưng lên lâu. Tiểu thư say ngủ còn nhóng nhẽo chưa chịu rời giường, làm anh phải vừa dỗ dành vừa dọa dẫm. Sau khi thức dậy, cô mềm nhũn dựa vào ngực anh, tách cà phê cũng được đưa đến bên miệng. Sau khi được đút vài hớp cà phê, lúc này mới tỉnh hẳn. Ăn sáng đi. Tống Khải cầm miếng sàn huyết thơm ngọt ngào đưa đến trước miệng cô. Muốn tự ăn hay có người đút? em bao nhiêu tuổi rồi? hứ không muốn ăn. cô còn đang làm nũng không ăn không được nhanh lên. ba mẹ sắp về đến rồi vừa nghe nói đến ba mẹ, tống lăng tầm lập tức hoàn toàn tỉnh táo. cô mở to mắt, ngồi thẳng người dậy, hít thật sâu vài lần, rồi cầm miếng sandwich bắt đầu ăn đàng hoàng Ngoan. lúc này anh mới yên tâm đứng lên, không người hôn lên tóc cô. cà phê anh để bên cạnh. Ăn xong thì thay quần áo rồi xuống dưới. Ánh mắt nồng nàn không rời thân thể mềm mại xinh đẹp của cô, làn da trắng như tuyết in nhiều dấu hôn ưng đỏ, tất cả đều là kiệt tác của anh. Anh mỉm cười trước khi đi ra còn dặn lại một câu. Mặc áo len cao cổ vào, anh để trong phòng tắm rồi đấy. À ư, ừ. lăng tâm gật gật đầu Đáng lẽ không nhận ra điều bất thường đến khi Tống Khải đi xuống lầu, cô ăn ngấu nghiến. Ăn xong đứng dậy chuẩn bị rửa mặt chải đầu thay quần áo. Khi đi ngang qua bàn trang điểm thì nhìn thấy vạt áo ngủ lơi ra. Wow! Kiềm chế không được tiếng kêu kinh hãi, toàn thân cô đều toàn là những dấu hôn đau đỏ. Hình ảnh hoan ái mãnh liệt cả đêm qua lẫn sáng nay liền hiện lại trong đầu. Đã nhiều tháng xa cách, hai người hoàn toàn không tách rời nhau. Cô còn nhớ rõ ngọn lửa ham muốn lóe lên trong mắt anh, vừa dịu dàng vừa phẫn nại hôn cô. In dấu trên toàn thân cô, đến nỗi ngay cả cái chỗ đáng mắc cỡ, xấu hổ, muốn chết, cũng... đáng ghét. Mặt đỏ như lửa, cô che mặt phóng vào phòng tắm, lúc này mới phát hiện quần áo đã được đặt cẩn thận trên giá treo. Từ áo len đến quần dài, cả áo ngực lẫn quần lót. Đều là Tống Khải giúp cô. Chọn đúng cái anh thích nhất là vải ren màu đen nhiều chiếc áo ngực gợi cảm làn da trắng như sữa và đường cong của cô càng được tôn thêm mỗi lần mặc chiếc áo này anh nhìn thấy không khỏi kích thích mơn trốn vút vè không rời tay tối nay cô sẽ mặc quần áo do chính tay anh lựa chọn sau khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống ợ ờ, không được nghi nữa thình linh cô xoay người mở vòi nước để dòng nước lạnh đến tận xương rợi lên khuôn mặt nóng bừng bừng rửa mặt trải đầu thay quần áo xong xuôi rê ra cả buổi mới chậm chạp đi xuống Bà mẹ quả nhiên đã về tới, đang vui vẻ kể lại đường xá đêm qua khó đi thế nào, bão tuyết lớn ra sao. Xe của con cũng mau đem đi bảo trì đi. Lái xe trong thời tiết thế này, nhất định phải đặc biệt chú ý. Hôm qua đến sáng nay, bà mẹ trên đường đi thấy không ít tai nạn. Ông Tống nghiêm khắc nhắc nhở. Sáng nay con mới về à? Sáng sớm đã đi sao? Có bị cả xe không con? Bà Tống lo lắng, ở trong nhà bếp vội vội vàng vàng vì người nhà chuẩn bị cơm trưa. Tới kỳ nghỉ đông là lúc cả nhà sum họp. Hơn nữa con trai cưng ở riêng về thăm nhà, món ăn đương nhiên tịnh soạn hơn ngày thường rất nhiều. Tiếng xào rau cùng với mùi thơm tỏa ra, âm thanh trò chuyện sôi nổi vang lên khắp nhà. Nơi này tuy không là gia đình thật sự của cô, nhưng cho đến giờ cô chưa từng bị đối xử như người ngoài. Có đôi khi cô đột nhiên không khỏi chuồn bước, giống như bây giờ cảm thấy nếu cô tự ý bước vào sẽ làm hỏng điều gì đó nên cô cứ đứng ở bậc cầu thang chần chừ à cô cưng con xuống rồi ngủ đến giờ sao tối qua một mình không dám ngủ đúng không bà tống vừa quay đầu liền thấy tống lăng tâm lập tức cất cào giọng gọi cô có đói bụng không có cơm trưa ngay đây con tới dọn bàn nhanh đi dạ Cô đáp rồi ngoan ngoãn đi vào bếp, bắt đầu thu dọn bàn. Bà với mẹ đấy, lo lắng không yên bụng. Sáng sớm đã thức dậy chạy gấp về đây. Một mình con ở nhà có sợ không? Tiếng gió lớn quá nhỉ? Bà Tống một mặt ân cần hỏi, một mặt không ngừng tay xào đồ ăn. Con thật sự không sao? Khuôn mặt không khỏi nóng lên, làng tầm chỉ có thể cúi đầu không dám nói nhiều. Đêm qua, cô sao lại một mình được? An toàn ngồi trong lồng ngực mạnh mẽ ấm áp, cơ bản là cái gì cũng không sợ. Còn nó sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi, không cần khẩn trương như thế. Sau này lập gia đình là người làm chủ gia đình, chẳng lẽ còn sợ này sợ nọ sao? Người cha lên tiếng, đôi mắt phía dưới cặp mày rậm sáng ngời từ giọng nói đến vẻ mặt đều nghiêm nghị khiến người khác khiếp sợ. Bà tổng nghe thấy hết, không bị hù dọa được ngược lại còn bật cười. Ông còn nói, hôm qua ngủ không được lan qua lộn lại, là ai vậy? Bà Tống múc canh đưa cho chồng và con trai rồi cười nói, sáng sớm đã muốn về nhà, cũng là ai? Ông Tống làm mặt lạnh đón chén canh, rồi bưng chén cơm Tống lăng tâm đưa, làm bộ như không nghe thấy lời vợ trêu chọc, bắt đầu miệt mài ăn cơm. Ba người còn lại đều nở nụ cười thấu hiểu, bao gồm cả một người dứt khoát không mở miệng, nín lặng như tượng là Tống Khải. Dù sao chỉ cần Tống Lang Tâm ở đây, ba mẹ đều tập trung chú ý vào cô, nói cô là hòn ngọc quý trên tay cũng không quá. Bất kể là một năm trước đây qua hai lần thăm viếng, là lúc cô mười mấy tuổi khi nghỉ hè và nghỉ đông hàng năm đến chơi, thậm chí cả khi chính thức được vào nhà họ Tống nhận nuôi, đều giống thế này. Ba mẹ anh luôn hy vọng có một đứa con gái chăm sóc nên vô cùng yêu thương dáng vẻ đáng yêu của Lang Tâm. Ba anh và bà của Lang Tâm tuy rằng không cùng một nước nhưng vì liên quan đến công việc, giao thiệp mật thiết, theo năm tháng trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Sau khi cưới vợ, hàng năm người này đều mang theo vợ con thăm hỏi người kia. Cơ thể mẹ của Lăng Tâm không khỏe, lúc sinh cô lại càng suy yếu. Năm Lăng Tâm 12 tuổi, bà phát hiện mình bị bệnh ung thư. Trong vòng một năm ngắn ngủi đã lìa chân, để lại con gái cùng người chồng quanh năm bộn bề công việc, Lăng Tâm từ trước đến giờ không gây ồn ào, cô nhìn thấy tình cảm sâu đậm của bà mẹ lại bị sinh ly từ biệt. Sau đó ba cô càng ngày càng tiểu tụy giả nua, suốt ngày buồn bã. Ngoại trừ là một đứa con ngoan ngoãn, cô không biết làm sao để giúp ba mình vui vẻ. Đến năm cô 17 tuổi, ba cô vì cảm cúm dẫn đến bị viêm cơ tim, cuối cùng không chữa khỏi đã bỏ lại cô. Khoảng nửa năm sau, cô được nhà họ Tống nhận nuôi, từ nơi nhiệt đới đến sống ở miền Bắc Trung Quốc mùa đông có bão tuyết cản quét cũng đã được 5 năm. 5 năm rồi, tên cô từ Lang tâm trở thành tống Lang tâm, chưa từng có nhà trở thành có nhà, từ học sinh trung học trở thành người tốt nghiệp đại học và từ một cô bé biến thành một người phụ nữ. Cô im lặng ăn cơm, cái đĩa trước mặt đã chất đầy đồ ăn do ba mẹ, cả anh trai Tống Khải tỉnh bơ gắp bỏ vào. Cô thật may mắn được mọi người yêu thương. Nhưng càng như vậy, cô lại càng khó xử. Tống Lăng Tâm nằm mơ, trong giấc mơ mẹ cô khỏe mạnh, bà cô cũng có dáng vẻ khỏe mạnh, còn cô là học sinh tiểu học, lưng đeo cặp sách, trên người mặc đồng phục áo sơ mi trắng cùng váy caro, mang giày da nhỏ màu đen bóng loáng. Bước tung tăng về nhà, bà cô đang ngồi uống trà chiều cùng người mẹ mảnh mai xinh đẹp. Cô bỏ cặp táp xuống, chạy vội vào trong lòng thơm ngát của mẹ, chờ mẹ ôm ấp cô, Mẹ thương con nhất, con là bảo bối của mẹ. Mẹ dường như luôn ca hát như vậy. Em cũng thật là, cường chiều con bé thành như vậy. Bà cười nói đầy yêu thương, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn hai người phụ nữ quan trọng như chính sinh mệnh của mình. Ba ơi, khi nào gia đình mình mới được ngồi máy bay tới nhà bác Tống chơi vậy? Tiếng nói thanh thúy đáng yêu của trẻ thơ vang lên. Con thích đến nhà bác Tống đến vậy sao? sau này làm con gái nhà bác ấy được không? Bà cô luôn cố ý giễu cợt, hỏi cô như vậy. Không được, cái đầu tròn vò của tóc đuôi ngựa lắc lia lia. Cô chỉ thích cùng ba mẹ đi ra ngoài chơi, đến thăm nhà họ Tống là chuyến đi du lịch thường lệ hàng năm của gia đình cô. Cô không cần đến trường, ba không phải đi làm, cả gia đình cười vui vẻ, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon. Đấy mới là điều cô mong đợi nhất lúc còn bé. Đột nhiên cảnh trong mơ bị thay đổi, hình ảnh mẹ ôm chặt cô dần dần biến mất, nụ cười mỉm đầy yêu thương của bà cũng tan biến, chỉ còn lại mỗi cô, vẫn mặc đồng phục, lửng lờ đeo cặp như cũ, lẻ lời đứng ở sân bay xa lạ, vừa lạnh vừa đói, đưa mắt nhìn lại không thấy người quen. Trong lòng không ngừng hoang mang vì sao mình không cao lớn lên được. Nếu lớn lên, có phải mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn không? Có phải sẽ không cảm thấy bất lực như vậy không? Có thể hay không? xịt giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai cô cô lập tức bị ôm vào lồng ngực cứng rắn mà ấm áp hai máu của cô áp vào khuôn ngực trần của người đàn ông hai tay cũng vòng qua ôm lấy thắt lưng thon mọi thứ đều quen thuộc như vậy hơi thở quen thuộc sự ôm ốc quen thuộc quen thuộc đến mức khiến cho người ta cảm thấy yên lòng từ từ tỉnh lại lăng tầm mới phát hiện không hiểu sao lại rơi nước mắt hơn nữa còn phát run lại nằm mơ à nụ hôn chấn an cô không có gì, ngoan nào. Nói anh biết em mơ thấy gì đi. Mẹ em, còn có ba. Không có anh sao? Tống Khải cúi đầu hỏi, bàn tay to ấm áp xoa lên gương mặt cô, dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Đôi môi mỏng nam tính vươn tới, khẽ hôn lên hai bên má non mềm láng mịn kia. Thời tiết giá rét, đêm đồng lạnh lẽo, mọi nơi đều tĩnh lặng tối đen, ngoại trừ tiếng gió, cơ hồ như chẳng còn âm thanh nào khác. Cô ẩn mình trong chăn đêm ấm áp, được ôm siết lây dịu dàng. Ngửa mặt lên, đón nhận nụ hôn yêu thương. Phòng cô ở lầu 2 là một căn gác nhỏ được mở rộng thêm. Dưới lầu là phòng tập thể dục của Tống Khải. Cách một khoảng với nhà chính, lối ra vào cũng không giống nhau. Đợi sau khi mọi người đi ngủ, bóng dáng thon dài to lớn của Tống Khải mới lặng lẽ xuất hiện cũng may là có anh chứ nếu không trong đêm dài khóc mà giật mình tỉnh dậy cô không biết nên làm thế nào thân người mềm mại mặc áo ngủ bằng vải bông thoải mái càng tựa vào anh hơn quay đầu lại cái miệng nhỏ nhắn chủ động tìm đến đôi môi mỏng nụ hôn an ủi ngay lập tức biến đổi thành nụ hôn dài vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào ngón tay của anh trên cằm cô thoáng dùng sức làm cô hé miệng ra đầu lưỡi lập tức bị anh mút quần lấy cọ sát từng luồng điện theo đó mà nổi lên cô nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng tình cảm mãnh liệt bốc cháy như lửa. Không muốn ngủ à? Hứ!» Vất vả lắm mới buông ra, anh tiến sát đến đôi môi đỏ mọng đang thở dốc của cô, một mặt khẽ hỏi. Ôm em đi. Cô nỉ non ngọt ngào yêu cầu. Tay anh hạ xuống trước ngực cô, bắt đầu cởi nút áo ngủ. Bởi vì cô ngủ không mặc áo lót, cho nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi, áo ngủ đã được cởi ra. Cô khỏa thân được ôm vào trong lòng anh. Lúc anh ở nhà, em không cần phải mặc áo này, vương víu quá. Tống Khải thở dốc, thấp giọng nói vào bên tai cô, một mặt ném áo ngủ vừa mới cởi ra qua bên giường. Dù sao là mỗi đêm, anh hầu như đều ngủ bên cạnh cô. Hai người trẻ tuổi khỏe mạnh, căn bản không thể ngăn được khát vọng quên luyến lẫn nhau. Mà kệ cô mặc cái gì trên giường, suốt cuộc đều bị